như, càng có thể so với hắc hổ yếu. Nếu như vậy, cái kia tiểu tuyết long cùng quỷ vương tranh tài, vậy còn có phần thắng sao? Liên hắc hổ đều thua, đồng thời bởi vậy mất đi tính mạng, theo dư hiên hạo tiểu tuyết long, ngoại trừ chỉ là đi tìm cái chết vô nghĩa, không có hẳn ý nghĩa của nó. Cho nên dư hiên hạo mới sẽ bỏ đi, để tiểu tuyết long đi cùng quỷ vương so tài ý nghĩ. Không, này không phải của ta lựa chọn, tiểu tuyết long chính mình quyết định, nếu như không lời nói như vậy, tiểu tuyết long nhất định sẽ có khúc mắc huống hồ tiểu tuyết long không nhất định sẽ thua. Tô Chiết nói ra, hắn đã quyết tâm để tiểu tuyết long đi cùng quỷ vương so sánh với một cuộc. Được, nếu như đến lúc đó tiểu tuyết long thua, ta liều mạng cái mạng này cũng sẽ bảo vệ tiểu tuyết long tính mạng. Dư Hiên Hạo đáp ứng rồi. Lúc này, vừa vặn phòng trọ phục vụ đưa tới, Tô Chiết là tiểu tuyết long đính thực vật. Tô Chiết tiếp nhận đồ ăn, chính mình đầu tiến gian phòng đi. Hắn đem bò bít tết phóng tới tiểu tuyết long trước mặt, đêm ngày hôm qua tiểu tuyết long không ăn bò bít tết lấy đi, nói ra, tiểu tuyết long, ăn mới có sức lực, không phải vậy muốn đi làm cái gì, cũng là hữu tâm vô lực. Tiểu tuyết long nhìn mới vừa đưa tới bò bít tết, vẫn là trên đất nằm sấp, không có muốn đi ăn ý tứ. Tiểu tuyết long, nếu như người nghĩ là hắc hổ trả thù lời nói, liền đưa cái này ăn, mới có sức lực báo thù. Tô triết sờ sờ tiểu tuyết long đầu, nhẹ nhàng nói ra. Tiểu tuyết long thật giống nghe hiểu tô chiết ý tứ, rốt cuộc từ dưới đất bò dậy, nó đối với tô chiết kêu vài tiếng, nhìn tô chiết một hồi, đột nhiên cúi đầu cắn vào bò bít tết, nó rốt cuộc bắt đầu ăn. Tiểu tuyết long ăn được rất gấp, có lẽ là bởi vì đói bụng, hay là suốt ruột là hắc hổ báo thù, nó rất nhanh sẽ đem một đại phần bò bít tết giải quyết sạch sẽ. Nhìn thấy tiểu tuyết long cuối cùng đem bò bít tết ăn đi, tô chiết mới yên lòng. Hôm nay, tô chiết cùng dư hiên hạo bọn hắn mang theo tiểu tuyết long, lại một lần nữa đi tới di câu lạc bộ. Lần này bọn hắn đến di câu lạc bộ tâm tình, đã không cùng trước đó giống nhau. Khi bọn họ đi tới di câu lạc bộ bao xương thời điểm, trịnh viêm cùng Trang Đắc đã tại bên trong chờ bọn hắn rồi. Tô chiết bọn hắn đến di câu lạc bộ trước đó, đã thông báo qua trịnh viêm bọn hắn, cho nên trịnh viêm mới lại ở chỗ này chờ bọn hắn. Dư huynh, ngày hôm qua thực sự là ngượng ngùng, lại làm ngươi lại chết một con chó, thật giống một con này chó là ngươi từ nhỏ nuôi lớn, mời ngươi nén bi thương. Trịnh viêm nói ra, ngữ khí rất là thành khẩn, thật giống đúng là là hắc hổ chết đi mà cảm thấy thật đáng tiếc, rất đau lòng như thế. Nếu như không rõ ràng trịnh viêm người, còn có thể sẽ bị hắn lừa, còn sẽ tin tưởng hắn. Thế nhưng người ở chỗ này đều biết trịnh viêm làm người, tự nhiên không thể tin tưởng hắn lời nói. Ngày hôm qua di câu lạc bộ công nhân viên, ngăn cản tô chiết bọn hắn đi đấu khuyển tràng cứu hắc hổ, tô chiết tin tưởng nếu như không phải trịnh viêm ngầm chỉ thị, công nhân viên tuyệt đối không dám làm như vậy. Hiện tại trịnh viêm càng như vậy, Tô Chiết cùng Dư Hiên Hạo lại càng cảm giác Trịnh Viêm giả mù sa mưa, dối trá trí cực ngụy quân tử. Ta có chơi có chịu, không có chuyện gì để nói rồi. Ta mục đích tới nơi này, ngươi đã rất rõ ràng. Dư Hiên Hạo trực tiếp nói ra, hắn xuất hiện tại không có tâm tình cùng Trịnh Viêm phí lời liên thiên. Được, vậy ngươi muốn làm sao so với? Trịnh Viêm nói ra, hôm nay là ta và ngươi so với, chắc hẳn Trịnh Tiên Sinh sẽ không cử tuyệt đi. Tô Chiết tiến lên nói ra, được. Tô Tiên Sinh muốn chơi, ta rất tình nguyện bồi tiếp, cao hứng cũng không kịp, ta làm sao sẽ từ chối, cái kia Tô Tiên Sinh muốn làm sao so với, cùng giống như hôm qua, đổ kim là bao nhiêu. Trịnh Viêm có chút bất ngờ, hắn vốn đang cho rằng hôm nay là Dư Hiên Hạo, không nghĩ tới lại là Tô Chiết cùng hắn so với. Bất quá Tô Chiết muốn cùng hắn so với đấu khuyển, Trịnh Viêm đích xác rất tình nguyện. Hắn đối đầu lần bại bởi Tô Chiết sự tình, một mực ghi hận trong lòng, Trịnh Viêm chưa từng có thua làm như vậy giòn, thua như vậy triệt đề hắn vẫn muốn cùng Tô Chiết trở lại đánh cược một lần, báo thù rửa hận, rửa sạch nhục nhã. Hôm nay Tô Chiết chủ động đưa ra, chính hợp trịnh viêm ý. Huống hồ hắn đối trang đắc quỷ vương rất tin tưởng, có tất thắng quyết tâm. Quy củ cùng giống như hôm qua, mặt khác câu lạc bộ không phải sẽ mỗi một tràng đấu khuyển thi đấu đều sẽ bắt đầu phiên giao dịch đấy sao, ta ép ta một phương này 10 triệu, thế nào? Tô Chiết nói ra, ta cũng ép 10 triệu, không có vấn đề gì chứ, Dư Hiên Hảo ở phía sau bổ sung, bất luận ai thua ai thắng, hắn Dư Hiên Hạo đều sẽ đứng ở Tô Chiết một phương này, dù sao Tô Chiết cùng Tiểu Tuyết Long là vì hắc hổ mới sẽ đến so tài, cho nên Dư Hiên Hạo nhất định phải biểu thị chống đỡ. Ta tự nhiên không thành vấn đề, gì câu lạc bộ còn có thể ăn được. Trịnh Viêm cười nói, dưới cái nhìn của hắn, bất luận Tô Chiết cùng Dư Hiên Hạo trực tiếp cùng hắn đánh cược, vẫn là lựa chọn đặt cược, đối với hắn đều không hề có sự khác biệt. Khác biệt duy nhất chính là tỷ lệ đặt cược không giống với, thế nhưng Trịnh Viêm cho rằng, bất luận tỷ lệ đặt cược cách biệt bao lớn đều không có quan hệ, bởi vì lần này hắn cho là mình thắng chắc. Tại Tiểu Tuyết Long bị đưa lên đấu khuyển tràng trước đó, Tô Chiết đối với Tiểu Tuyết Long nói ra, đây là ngươi lựa chọn của mình, bất kể là vì ngươi, vẫn là vì hắc hổ, ngươi đều muốn hoàn thành, chiến thắng đối thủ, quyết không thể lùi bước, biết không? Tiểu Tuyết Long một tiếng giống to, thật giống tại biểu thị quyết tâm của mình như thế, tiếng gào dâng trào, tràn đầy ý chí chiến đấu trịnh viêm đi tới hậu trường tìm tới trang đắc nói ra hôm nay dù như thế nào quỷ vương đều không thể thua người biết phải nên làm như thế nào sao ta rõ ràng trịnh thiếu gia người yên tâm có cái này quỷ vương sẽ không thua trang đắc âm chắc chắc nở nụ cười cầm trong tay của hắn một bình nước thuốc trang đắc đem thuốc này nước toàn bộ rót vào trong nước hỗn hợp sau sau đó toàn bộ đút cho quỷ vương thét lên quỷ vương ăn cái này sau chờ một chút sức chiến đấu nhất định sẽ càng mạnh hơn Tuyệt đối không thể nào biết thua. Trịnh Viêm lúc này mới thỏa mãn gật gật đầu, tuy rằng hắn đối Quỷ Vương rất tin tưởng, thế nhưng Tô Chiết Cùng dư hiên hạo biết rõ Quỷ Vương thực lực, còn dám cùng hắn tiếp tục so với, sự ra tất có nguyên nhân, chắc hẳn Tô Chiết Cùng dư hiên hạo nhất định là có chỗ dựa dẫm, mới dám làm như vậy. Cho nên thiên tính cẩn thận Trịnh Viêm vì lấy phòng ngừa vạn nhất, mới sẽ để trang đắc mớm thuốc nước cho Quỷ Vương ăn. Quỷ Vương ăn vào nước thuốc, tại nửa giờ sau Loại dược thủy này liền sẽ tạo tác dụng. Loại dược thủy này là di câu lạc bộ lá bài tẩy, là di câu lạc bộ chuyên môn dùng để thao tác đấu khuyển kết quả của cuộc so tài. Loại dược thủy này tác dụng là có thể để cho dùng nước thuốc đấu khuyển, trong thời gian ngắn sức chiến đấu tăng nhiều, trở nên càng thêm hung mãnh lợi hại. Đấu khuyển có thể phát huy ra vượt qua cực hạn sức mạnh, đến lúc đó nước thuốc phát hỏa tác dụng thời điểm, vừa vặn là thi đấu lúc mới bắt đầu. Quỷ vương vốn là đã đầy đủ cường đại rồi, lại thêm có loại dược thủy này trợ giúp, sức chiến đấu nhất định sẽ càng một tầng trên. Có này đôi tầng bảo đảm, trịnh viêm mới có thể bảo đảm không có sơ hở nào. Loại dược thủy này tác dụng tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng có rất lớn tác dụng phụ, ngoại trừ tính cách sẽ trở nên táo bạo lên, đồng thời chỉ biết là chiến đấu, hơn nữa đối động vật ảnh hưởng rất lớn, hay là quỷ vương cho dù lần tranh tài này thắng, cũng có khả năng lại cũng không khả năng trở thành đỉnh cấp đấu khuyển rồi, trở thành một chỉ phổ thông đấu khuyển, tại quỷ vương đem nước thuốc toàn bộ uống vào sau trang đắc mới đem quỷ vương đưa lên đấu khuyển trên sân quỷ vương ở trong lồng thập phần táo bạo liên tục đánh lồng sắt cùng gầm rú quỷ vương điên cuồng giáng dấp không khỏi làm xa xa người tham quan cũng cảm thấy kinh tâm táng đởm mà tiểu tuyết long vào sân sau nhưng vẫn yên lặng không có gầm rú chỉ là một mực nhìn quỷ vương giống như là bị quỷ vương hù dọa đến luống cuống rồi để rất nhiều người đối với nó rất thất vọng Đồng thời di câu lạc bộ cũng đại lý bắt đầu phiên giao dịch, chính thức bắt đầu tiếp thu đổ khách đặt cược. Lần này đấu khuyển thi đấu, quỷ vương tỷ lệ đặt cược là một so với một. 3. mà tiểu tuyết long tỷ lệ đặt cược là một bồi 6. Ba, quỷ vương cùng tiểu tuyết long hai người tỷ lệ đặt cược cách biệt rất lớn, so với hắc hổ cùng quỷ vương tỷ lệ đặt cược cách biệt còn muốn lớn hơn. Nếu như di câu lạc bộ, không có thẩm gia thao trường làm tỷ lệ đặt cược lời nói cái kia nghĩ đến là vì đặt ở quỷ vương trên người đổ kim rất cao, so với đặt ở tiểu tuyết long trên người đổ kim muốn cao hơn rất nhiều, cho nên giữa bọn họ tỷ lệ đặt cược mới sẽ cách biệt lớn như vậy. Quỷ vương tuy rằng đến di câu lạc bộ đấu khuyển tràng, mới 2 ngày. Nhưng là ngày hôm qua quỷ vương cùng hắc hổ thi đấu, quỷ vương lấy ưu thế tuyệt đối đánh bại cường hãn hắc hổ, nhất chiến thành danh, chính thức bước vào hàng đầu đấu khuyển hàng ngũ. Đồng thời hôm qua thiên quỷ vương còn tiếp ngay cả trận đấu năm tràng năm chàng đấu khuyển thi đấu, tại đối thủ đều là chiến tích huy hoàng cường hãn đấu khuyển dưới tình huống, quỷ vương đều không ngoài dự tính mà thắng được. Sáu thắng không chịu chiến tích, càng làm cho quỷ vương như mặt trời ban trưa, uy danh hiển hách. Trái lại tiểu tuyết long lại chưa từng có đã tham gia đấu khuyển thi đấu, chưa từng nghe nói có những gì chiến tích, liền chủ nhân cũng là không có danh tiếng gì. Hơn nữa tiểu tuyết long hiện tại vừa ra sân liền biểu hiện không tốt, thật giống e ngại quỷ vương, bị quỷ vương đè ép như thế. Nhốt ở trong lồng quỷ vương, càng ngày càng táo bạo, thiết chế lồng chó bị nó đập kịch liệt lay động, có thể thấy được quỷ vương bây giờ tính tình là cỡ nào khô khan, trái lại tiểu tuyết long nhưng từ quỷ vương vào sân sau, liền một mực suy trì không động, tính tính nhìn quỷ vương, để mọi người vây xem không khỏi là tiểu tuyết long lau một vệt mồ hôi. Tô Chiết đăng nhập lên di câu lạc bộ trang web, đồng thời tại trên lưới hướng về của mình hội viên tài khoản xoay chuyển 800 vạn đi vào. Thêm vào tài khoản trước đó còn sót lại 2 triệu hiện tại tôi chiết tài khoản vừa vặn 10 triệu, hắn đem 10 triệu toàn bộ đặt ở tiểu tuyết long trên người. Dư Hiên hạo cũng là như thế, hắn đẻ ép 10 triệu đi tới. Tuy rằng tôi chiết cùng Dư Hiên Hảo hai người, gộp lại tổng cộng đầu nhập vào 20 triệu đi vào. Nhưng tiểu tuyết long cùng quỷ vương ở giữa tỷ lệ đặt cược, vẫn là không có thay đổi, tỷ lệ đặt cược không hề có một chút di động, tiểu tuyết long tỷ lệ đặt cược vẫn là một bồi sáu. 3. Rất hiển nhiên, này tỷ lệ đặt cược là bị di câu lạc bộ người là khống chế không phải vậy 2.000 đồ kim ít nhiều gì sẽ ảnh hưởng tỷ lệ đặt cược, tiểu tuyết long tỷ lệ đặt cược tuyệt đối sẽ hạ xuống được. Thế nhưng xuất hiện tại không có, này đã nói lên di câu lạc bộ điều khiển tỷ lệ đặt cược. Bất quá tô chiết cùng dư hiên hảo cũng không có ở ý, tiểu tuyết long tỷ lệ đặt cược cao đối với bọn họ tới nói, chỗ tốt càng lớn. Tô chiết bọn hắn không có đoán sai, lần này tỷ lệ đặt cược đích thật là bị di câu lạc bộ khống chế, kỳ thực mỗi một tràng đấu quyển thi đấu. Di câu lạc bộ đều sẽ thích hợp mà thao tác tỷ lệ đặt cược, để có thể thu được đối di câu lạc bộ hữu ích tình thế. Chỉ bất quá lúc trước đấu khuyển thi đấu, di câu lạc bộ chỉ là thoáng thao làm một cái, không giống lần này rõ ràng như vậy. Lần này tỷ lệ đặt cược là trịnh viêm chuyên môn dặn dò khống chế, hắn đã vững tin quỷ vương sẽ thắng, cho nên đương nhiên phải để cho mình có thể thu được tối lợi ích lớn. Trước đó mới vừa thời điểm vừa mới bắt đầu, phần lớn đổ khách đều là ép quỷ vương thắng, có rất ít đổ khách đặt ở tiểu tuyết long trên người nếu như quỷ vương cuối cùng thắng lời nói, lần này đánh cuộc, di câu lạc bộ liền cần bồi thêm rất nhiều đổ kim, mà tô chiết cùng dư hiên hảo 20 triệu, căn bản không đủ thêm vào cái này lỗ hồng. Cho nên vì có thể thu lợi, trịnh viêm đang xác định quỷ vương sẽ thắng sau, sẽ không ngừng giảm thấp quỷ vương tỷ lệ đặt cược, đồng thời nâng cao tiểu tuyết long tỷ lệ đặt cược. Cứ như vậy, tiểu tuyết long cao tỷ lệ đặt cược liền hấp dẫn không ít người đặt cược. Đến cuối cùng, quỷ vương cùng tiểu tuyết long tiền đặt cược trên căn bản đã hòa nhau rồi, muốn là dựa theo bình thường tỷ lệ đặt cược tới, Quỷ Vương cùng Tiểu Tuyết Long bây giờ tỷ lệ đặt cược, hẳn là không kém nhiều mới đúng, tỷ lệ đặt cược tuyệt đối sẽ không như, như bây giờ cách biệt như vậy cách xa. Cũng là Trịnh Viêm đối phục dụng nước thuốc Quỷ Vương, có cực lớn tự tin mới dám như vậy chơi. Nếu như Quỷ Vương lần này thắng, lấy Quỷ Vương một bồi một, ba tỷ lệ đặt cược, tuyệt đối có thể để cho Trịnh Viêm kiếm được nhiều tiền, nắm giữ 35 lợi nhuận. Nhưng mà nếu như Tiểu Tuyết Long kết quả bất ngờ lời nói lấy tiểu tuyết long hiện tại một bồi sáu. Ba tỷ lệ đặt cược sẽ để cho trịnh viêm thua càng nhiều, cần phải thường cho tiền tài chính là tiền đặt cược ba lần nhiều. Như vậy tính toán, không thể không nói trịnh viêm xác thực có can đảm mạo hiểm, không đúng vậy không dám như vậy. Thời gian vừa đến, công nhân viên lập tức đem lồng sắt mở ra, đem tiểu tuyết long cùng quỷ vương đồng thời thả ra, đấu khuyển thi đấu chính thức bắt đầu. Quỷ vương vừa ra tới, liền gầm rú vài tiếng, tiểu tuyết long cũng đúng quỷ vương hét lớn một tiếng, giống như là đang gây hấn với quỷ vương như thế. Nghe được âm thanh sau, quỷ vương lập tức hướng về tiểu tuyết long vào tới, tiểu tuyết long cũng không chịu yếu thế mà nghinh tiếp đi tới. Trước đó xem qua quỷ vương cái khác đấu khuyển so tài một ít khán giả, chú ý tới quỷ vương hôm nay tốc độ, dĩ nhiên so với trước kia còn nhanh hơn rất nhiều, không khỏi có chút giật mình. Bất quá quỷ vương tốc độ nhanh, tiểu tuyết long tốc độ cũng không chậm, thậm chí tiểu tuyết long tốc độ còn nhanh hơn quỷ vương một bậc, không phải rất dài khoảng cách, Quỷ Vương cùng Tiểu Tuyết Long rất nhanh sẽ tiếp cận đối phương. Quỷ Vương mở ra miệng rộng, vồ tới, cắn về phía Tiểu Tuyết Long. Bất quá Tiểu Tuyết Long đang đến gần Quỷ Vương thời điểm, tứ chi một khúc, cong người lên thân thể, vừa phát lực, liền thật cao nhảy lên, đồng thời phóng qua Quỷ Vương, để Quỷ Vương vồ hụt. Nhìn thấy tình cảnh này, khán giả không khỏi là Tiểu Tuyết Long gào thét, bởi vì Tiểu Tuyết Long động tác thật sự là thật xinh đẹp. Tiểu Tuyết Long đứng vững sau lập tức xoay người lại giơ lên chân trước đến tàn nhẫn mà hướng về quỷ vương vỗ tới lúc này quỷ vương vừa vặn xoay người tiểu tuyết long vừa vặn vỗ xuống đi tàn nhẫn mà đánh vào quỷ vương đầu nhìn lên giống như là quỷ vương chính mình đem đầu đưa ra cho tiểu tuyết long đánh như thế quỷ vương chịu đến đòn đánh này mặc dù không có đối với nó không có ảnh hưởng gì thế nhưng càng là khơi dậy quỷ vương hung tính quỷ vương tiếng gào liên tục rõ ràng nổi giận nổi giận quỷ vương càng là hung ác khủng bố sát khí tràn trề, càng là điên cuồng. Quỷ vương lần nữa trước tiên hướng về tiểu tuyết long đã phát động ra công kích. Trong nháy mắt, quỷ vương đã là nhào tới trước mặt, một đôi chân trước đầu tiên là mạnh mẽ hướng về tiểu tuyết long khấu trừ lại, đồng thời há to miệng rộng, lộ ra um tùm răng nanh. Mãi cho đến quỷ vương đã đến phụ cận lúc, tiểu tuyết long rộng mở nổi lên, đem thân thể hết thảy trọng lượng đều đặt ở tứ chi lên, sau đó lại tàn nhẫn mà đón nhận đập xuống quỷ vương tiểu tuyết long càng là lựa chọn cùng quỷ vương cứng đối cứng mà không phải dựa vào nó chiếm ưu thế nhanh nhẹn đi lấy thắng điều này không khỏi làm khán giả trong lòng thất vọng dù sao quỷ vương so sánh tiểu tuyết long thân thể cách xa quá lớn không có gì khả năng so sánh tiểu tuyết long lựa chọn cùng quỷ vương cứng đối cứng thực sự không phải lựa chọn sáng suốt dư hiên hạo không khỏi là tiểu tuyết long không đành lòng mới đầu hắn nhìn thấy tiểu tuyết long phát huy ra tốc độ còn sáng mắt lên cảm thấy lần này thi đấu tiểu tuyết long còn có cơ hội thủ thắng. Lại không nghĩ tới tiểu tuyết long hiện tại sẽ làm như vậy, dư hiên hảo có chút là tiểu tuyết long cảm thấy tiếc hận. Quỷ vương cùng tiểu tuyết long thân thể rất nhanh sẽ đụng thẳng vào nhau rồi, quỷ vương chân trước đầu tiên là tàn nhẫn mà vỗ vào tiểu tuyết long trên người. Hơn nữa tiểu tuyết long đầu cũng đánh vào quỷ vương trên người của. Và chạm sau, tiểu tuyết long cùng quỷ vương đều té xuống. Làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới tiểu tuyết long trước tiên bỏ lên, tuy rằng quỷ vương cũng lập tức tiếp lấy bỏ lên. Thế nhưng ít nhất nói rõ vừa nãy, tiểu tuyết long cùng quỷ vương giao phong, tiểu tuyết long không rơi xuống hạ phong, đồng thời còn chiếm có một tia yếu ớt ưu thế. Thi đấu hiện tại xuất hiện kết quả như thế, chống đỡ tiểu tuyết long khán giả lần nữa giấy lên hy vọng. Luận tốc độ nhanh nhẹn, tiểu tuyết long hơn một chút, luận cường độ thân thể, bây giờ nhìn lại tiểu tuyết long cùng quỷ vương sàn sàn nhau. Ai mạnh ai yếu, bây giờ còn không thể xác định. Kết quả cuối cùng cũng không rõ ràng lên. Nhìn thấy kết quả như thế, Trịnh Viêm sắc mặt không khỏi có chút biến thành màu đen, hắn không nghĩ tới Tô Chiết Tiểu Tuyết Long sức chiến đấu sẽ mạnh như vậy, không trách Tô Chiết có can đảm để Tiểu Tuyết Long khiêu chiến Quỷ Vương, Tiểu Tuyết Long sức chiến đấu không kém gì phục rồi nước thuốc Quỷ Vương. Nếu như Quỷ Vương không có ăn vào nước thuốc lời nói, bây giờ thi đấu khả năng đã thua. Trịnh Viêm hiện tại không khỏi có chút hối hận, đem Tiểu Tuyết Long tỷ lệ đặt cược điều đến cao như vậy mức độ. Vạn nhất Tiểu Tuyết Long cuối cùng thật sự thắng lợi sau, hắn bởi vậy muốn tổn thất một số tiền lớn. Bất quá bây giờ chỉnh viêm hối hận cũng là chuyện vô bổ rồi, hiện tại thi đấu đã bắt đầu rồi, tỷ lệ đặt cược đã cố định xuống, không thể lần nữa sửa lại. Quỷ Vương đối với Tiểu Tuyết Long một tiếng giống to, lần nữa hướng về Tiểu Tuyết Long nhào tới. Tỉ mỉ khán giả phát hiện Quỷ Vương tốc độ lại so với trước kia còn nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa Tô Chiết chú ý tới Quỷ Vương hai mắt vào lúc này biến đỏ lại như huyết như thế tươi đẹp. Tiểu tuyết long còn chưa kịp phòng bị, liền bị quỷ vương đập bay ra ngoài, thật giống quỷ vương không chỉ tốc độ biến nhanh, hơn nữa liền lực số lượng cũng tăng nhiều. Trịnh viêm nhìn thấy tình cảnh này, mới yên lòng, sắc mặt mới dễ nhìn một chút, hiện tại quỷ vương ăn nước thuốc, rốt cuộc phát huy ra tác dụng to lớn nhất rồi. Chuyện gì xảy ra, làm sao đột nhiên quỷ vương còn hơn hồi nãy nữa lợi hại, nhất định là trịnh viêm lại khiến quỷ kế, tô triết đã đợi không kịp, chúng ta bây giờ liền đi đem tiểu tuyết long cứu trở về. Đấu khuyển chàng tình huống đột nhiên chuyển tiếp đột ngột, dư hiên hạo không khỏi có chút nóng nảy lo lắng tiểu tuyết long gặp phải bất chắc. Chờ một chút, tiểu tuyết long bây giờ còn chưa có thua. Tô Chiết cũng rất hồi hộp, thế nhưng hắn cảm giác được tiểu tuyết long vẫn không có phát huy ra thực lực, kết quả cuối cùng là cái dạng gì còn nói không chuẩn. Quỷ vương một kích thành công, thừa thắng truy kích, mở ra miệng rộng hướng về tiểu tuyết long lần nữa vồ tới, cái kia tuyết trắng răng nanh chính đang lóe hàn ý. Quỷ vương hiện tại chỉ biết là chiến đấu, chỉ biết là cắn chết nhìn đến tất cả. Tiểu Tuyết Long từ trên mặt đất cấp tốc bò lên, né qua quỷ vương nhào cắn, thế nhưng là không có né qua quỷ vương công kích kế tiếp, lần nữa bị đánh ngã trên mặt đất. Tiểu Tuyết Long mới vừa vặn bò lên, quỷ vương lại xít tới gần, Tiểu Tuyết Long cũng đánh về phía quỷ vương. Nhất thời Tiểu Tuyết Long cùng quỷ vương xé cắn cùng nhau. Trên sân thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng tiếng gào, tình hình trận chiến càng ngày càng hung mãnh. Tiểu Tuyết Long cùng Quỷ Vương đánh cho không phân cao thấp, trên người rất nhanh đều bị thương rồi. Tiểu Tuyết Long nhanh chóng nhào tới Quỷ Vương trên người của, cắn lấy Quỷ Vương trên cổ. Tiểu Tuyết Long tốc độ quá nhanh, Quỷ Vương chưa kịp phản ứng, lập tức không có thể tránh mở, bị Tiểu Tuyết Long cắn trúng cái cổ. Lúc này Quỷ Vương thật giống lực lớn vô cùng, nó dùng sức giãy giụa liền đem Tiểu Tuyết Long đánh xuống đến tuy rằng quỷ vương tránh thoát tiểu tuyết long thế nhưng cổ của nó cũng bị tiểu tuyết long cắn được rồi vết thương tuy rằng không lớn thế nhưng cũng máu me đầm đìa nhưng là quỷ vương thật giống không biết đau đớn như thế bị thương quỷ vương càng là hung mãnh lập tức đánh về phía tiểu tuyết long hai cái chó lại xé cắn vào nhau tiểu tuyết long trên người của cũng xuất hiện mấy đạo vết thương tiên huyết pha tạp vào trên đất bùn đất dính tại tiểu tuyết long tinh khiết bộ lông màu trắng lên quỷ vương cùng tiểu tuyết long cũng không biết khiếp đảm càng không biết mệt mỏi, hai cái chó đều phản phất có không dùng hết khí lực, càng gần đến mức cuối, đánh cho càng là kịch liệt. Quỷ vương lại một lần nữa đem tiểu tuyết long ngã nhào xuống đất, đồng thời còn mở ra miệng rộng cắn lấy tiểu tuyết long chân trước lên. Tiểu tuyết long căn bản cũng không có phản kháng, mà là vẫn cứ thừa nhận quỷ vương cắn xé. Tiểu tuyết long dùng nó sắc bén hàm răng, đối với quỷ vương cổ mạnh mẽ cắn xuống. Cắn tiểu tuyết long quỷ vương không tránh khỏi, bị tiểu tuyết long một cái cắn thật chặt cổ của nó không tha, Dùng qua nước thuốc quỷ vương, căn bản cũng không biết đau cảm giác. Tuy rằng bị Tiểu Tuyết Long cắn vào cái cổ, nhưng là quỷ vương vẫn không có tách ra miệng, vẫn là cắn chặt lấy Tiểu Tuyết Long chân trước không tha. Đỏ thấm máu tươi từ miệng vết thương ồ ồ chảy ra, Tiểu Tuyết Long cùng quỷ vương tiên huyết hỗn hợp lại cùng nhau, đã không phân rõ tiên huyết Tiểu Tuyết Long còn là quỷ vương. Tiểu Tuyết Long cùng quỷ vương so đấu đến cuối cùng, hiện tại chỉ là so đấu quỷ vương cùng Tiểu Tuyết Long, ai trước tiên không chịu được thì đầu đến một bước này, trái tim tất cả mọi người đều nâng lên, không khỏi hò hét lên. Cuối cùng vẫn là quỷ vương trước tiên không chịu được, ngã xuống. Cho dù quỷ vương không có cảm giác đau, cũng không biết huệ hoài. Nhưng là quỷ vương bị cắn đến là cái cổ, đại lượng xuất huyết dưới tình huống, nó vẫn là đầu tiên không chịu nổi. Quỷ vương tuy rằng ngã xuống, nhưng là vẫn cắn tiểu tuyết long chân trước, cắn chặt lấy không tha. Tiểu tuyết long chỉ là dùng sức vung một cái, liền đem cung dương hết đà quỷ vương bỏ qua rồi tiểu tuyết long đối với bầu trời hét lớn một tiếng tiếng gào như sư tử bình thường trầm thấp tràn đầy không thể xâm phạm phách khí vương giả tiểu tuyết long giẫm tại quỷ vương trên thi thể phảng phất vương giả giống như mắt nhìn xuống mọi người còn như tuyết thuần trắng bộ lông lên dính đỏ thẫm máu tươi cùng với ngoài miệng lưu lại huyết dịch lúc này tiểu tuyết long thoáng như một tên mới từ trong thiên quân vạn mã tư giết tới tướng quân uy phong lẫm lẫm trận này đấu khuyền thi đấu Thật sự là ngoài ý liệu, không nghĩ tới thật tiểu tuyết long kết quả bất ngờ thắng quỷ vương. Trịnh viêm tàn nhẫn mà nhìn trang đắc một mắt, hừ một tiếng. Nhìn đến trang đắc hái hùng khiếp phía, cái chán xuất hiện không ít mồ hôi hột. Lần này trịnh viêm có thể nói là tổn thất nặng nề, vẹn vẹn tô chiết cùng dư hiên hạo, gộp lại liền đẻ ép 20 triệu. Một bồi 6, 3 tỷ lệ đặt cược, trịnh viêm chọn vẹn cần phải thường cho lên 106 triệu, hơn nữa bởi vì trịnh viêm đối quỷ vương quá có lòng tin nguyên nhân cố ý đem tiểu tuyết long tỷ lệ đặt cược nâng cao, hấp dẫn không ít tiền đặt cược, những này tiền đặt cược mới là đầu to. Trịnh viêm hôm nay có thể nói là trộm gà không được còn mất nắm gạo, tổn binh lại gãy tướng. Tô Chiết cùng Dư Hiên Hạo đem tiểu tuyết long mang về, vừa nãy tiểu tuyết long thật giống chịu đến rất thương nặng, đặc biệt là tiểu tuyết long chân trước. Thế nhưng hiện tại tiểu tuyết long thương thế lại không nghiêm trọng, liền ngay cả tiểu tuyết long chân trước vết thương, cũng không phải rất nghiêm trọng, vết thương không lớn cũng không sâu, để Dư Hiên Hảo có chút không rõ. Kỳ thực sở dĩ sẽ như vậy, là vì tại Tiểu Tuyết Long vào sân trước đó, tôi Chiết độ 10 điểm thần lực cho Tiểu Tuyết Long, bởi vì Tiểu Tuyết Long lúc đó không có thương hại, cho nên thần lực sẽ không có bị hấp thu, tạm thời chứa đựng tại Tiểu Tuyết Long trên người của, thần lực tại Tiểu Tuyết Long trên người không thể nhanh như vậy liền bốc hơi đi. Lời nói như vậy, Tiểu Tuyết Long tại trong trận đấu, bị thương tổn lời nói, này 10 điểm thần lực liền sẽ tạo tác dụng, chữa trị tiểu tuyết long thân thể, cho nên tiểu tuyết long bây giờ vết thương mới tốt nữa nhanh như vậy. Kỳ thực không phải tô chiết không muốn dùng thần lực cường hóa tiểu tuyết long, hắn cũng muốn tiểu tuyết long tại thời điểm tranh tài nhiều một chút bảo đảm. thế nhưng cường hóa thần lực và trị liệu thần lực không giống, tiểu tuyết long mỗi ngày hấp thu cường hóa thần lực là có hạn, mà không phải có bao nhiêu cường hóa thần lực, tiểu tuyết long là có thể hấp thu đến bao nhiêu cường hóa thần lực. hiện tại mỗi ngày tiểu tuyết long nhiều nhất chỉ có thể hấp thu hai, ba điểm cường hóa thần lực dùng để cường hóa thay đổi thân thể. Những thứ khác cường hóa thần lực, tiểu tuyết long tựu rốt cuộc không hấp thu được, sẽ chỉ ở thân thể chậm rãi chạy mất hết, không hề có tác dụng. Cường hóa thần lực không cùng trị liệu thần lực vậy, trị liệu thần lực, chỉ cần tiểu tuyết long trên người có thương, là có thể hấp thu, bất kể là hấp thu bao nhiêu điểm trị liệu thần lực cũng có thể, thẳng đến chữa khỏi thương tổn. Mà cường hóa thần lực liền không giống nhau, là có hạn chế. Mà Sunkata lục quy lúc đó sở dĩ có thể hấp thu trọn vẹn 100 điểm thần lực, đó là bởi vì Sun Kata lục quy hấp thu thần lực, phần lớn đều là gia tốc thần lực, chỉ có rất ít cường hóa thần lực. Gia tốc thần lực tuy rằng mỗi ngày hấp thu số lượng cũng có hạn độ, thế nhưng này mức độ liền so với cường hóa thần lực lớn hơn nhiều lắm. Chính là bởi vì cường hóa thần lực mỗi ngày hấp thu số lượng cực kỳ có hạn, cho nên Tô Chiết mới mỗi ngày chỉ là dùng hai điểm thần lực cường hóa tiểu tuyết long, mà không phải lựa chọn một lần cường hóa tiểu tuyết long. Nhiệt môn tại bảo đảm tiểu tuyết long thương thế không có gì đáng ngại sau, Tô Chiết cùng Dư Hiên Hạo mở ra di câu lạc bộ trang web. Lúc này so tài tiền thưởng đã đến chứng rồi, điểm này di câu lạc bộ vẫn là làm rất tốt. Tô Chiết đem hội viên trong tài khoản tiền, toàn bộ quay lại ngân hàng trong tài khoản, tiền này vẫn là đặt ở trong ngân hàng, Tô Chiết mới so sánh yên tâm. Vạn nhất di câu lạc bộ đảo bế, tiền này liền trôi theo nước chảy công dã tràng rồi. Huống hồ này di câu lạc bộ vẫn là trịnh viêm mở, nếu như trịnh viêm tìm cớ, đem hắn hội viên tài khoản che, hiện tại lấy trịnh viêm cùng tô chiết quan hệ, loại chuyện này cũng không phải là không có khả năng phát sinh. Nếu như trịnh viêm thật sự làm như vậy, tô chiết đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Cho nên vì lấy phòng ngừa vạn nhất, tô chiết vẫn là thừa dịp hiện tại đem thẻ đánh bạc toàn bộ chuyển ra đến, như vậy mới là không có sơ hở nào. Dư hiên hạo cách làm cùng tô chiết cũng giống vậy, đem tất cả thẻ đánh bạc toàn bộ chuyển ra đến. Sau khi làm xong, Tô Chiết bọn hắn mang theo Tiểu Tuyết Long, rời khỏi di câu lạc bộ rồi. Bọn hắn mục đích đã đạt đến, tiếp tục lưu lại tại di câu lạc bộ cũng không có ý nghĩa gì. Ngồi lên xe sau, Dư Hiên Hảo trịnh trọng nói, Tô Chiết, lần này thật sự cảm ơn ngươi, ngươi lại giúp ta một lần. Cảm ơn ta làm gì, ta vừa không có làm chuyện gì. Tô Chiết cười nói, đúng, ta còn muốn cảm tạ Tiểu Tuyết Long, bất quá ta vẫn còn muốn nói cho ngươi tiếng cảm ơn. Tô Chiết cười lắc đầu một cái không nói gì nữa dư hiên hạo bọn hắn chưa có trở về khách sạn mà là trước tiên lái xe đi cảnh nam thị động vật kiểm dịch chỗ là tiểu tuyết long mở ra động vật kiểm dịch chứng minh xong xuôi thủ tục sau bọn hắn mới về khách sạn bọn hắn thu thập xong quần áo sau dư hiên hạo bảo tiêu đi trước bàn đem căn phòng của bọn họ lui dư hiên hạo cùng tô chiết cũng đã quyết định hôm nay trở về đi yến vân thị dư hiên hạo mất đi hắc hổ đã không có tâm tình gì tiếp tục lưu lại cảnh nam thị du ngoạn đang đi tới cảnh Nam Thị Phi trường trên đường, tôi Chiết lấy ra điện thoại di động của hắn, phát ra một cái tin nhắn ngắn ra ngoài. Cảnh Nam sinh viên đại học trong phòng ngủ, gian phòng này phòng ngủ là bốn người giữa. Lúc này trong phòng ngủ chỉ có hai người, một người trong đó chính nằm ở trên giường, rất nhàn nhã tại thoa mặt nạ dưỡng da, nàng vóc người đẹp đẽ. Bởi vì mặt nạ dưỡng da che khuất mặt quan hệ, cũng không thể nhìn thấy mặt của nàng. Mà một người khác đang tại nhỏ giọng rên lên, không biết tên từ khúc, có vẻ tâm tình rất tốt. Cái này hát lên nữ sinh, cầm trong tay cỏ linh lăng cỏ khô, đang tại này trước mặt nàng hai con động vật nhỏ ăn. Đó là hai con tiểu long mèo, ăn nữ sinh cho thực vật, say xưa ngon lành, có vẻ rất đáng yêu. Nguyên lai like, nữ sinh này chính là lần trước, cùng tôi chiết tại vùng ngoại ô đều lạc đường Liễu Linh Nhi, mà cái này hai con nhỏ long miêu chính là nhiều cùng thiểu thiểu. Mỗi ngày lúc này đều là nhất làm cho người có cơn buồn ngủ thời điểm, Liễu Linh Nhi yêu Mỹ âm điệu phảng phất trong suốt nước suối lưu động để nghe được tâm thần người yên tĩnh lại tăng thêm liễu linh nhi trên người tán phát mùi thơm lạ lùng tất cả những thứ này phảng phất một khúc có thể khiến người ta an tâm ngủ bài hát du con để nằm ở trên giường nữ sinh buồn ngủ càng ngày càng đậm liền ở thoa mặt nạ dưỡng da nữ sinh cũng sắp muốn chìm vào trong giấc mộng thời điểm liễu linh nhi điện thoại di động tin nhắn tiếng chuông vào lúc này vang lên để đang tại nuôi rồng mèo ăn cỏ linh lăng cỏ khô liễu linh nhi luống cuống tay chân lấy điện thoại di động ra, vội vàng dùng hai tay muốn che lại điện thoại di động âm thanh. Liễu Linh Nhi trột dạ nhìn về phía thoa mặt nạ dưỡng ra nữ sinh, lo lắng nhao nhao đến nữ sinh giấc ngủ, phát hiện nữ sinh cũng không có động tác gì, nàng còn tưởng rằng không có đánh thức nữ sinh. Liễu Linh Nhi le lưỡi một cái, vỗ vỗ ngực, thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Liễu Linh Nhi mới mở ra tin nhắn, sau khi xem, lập tức đứng lên, rời khỏi vị trí của nàng, chạy đến cửa phòng ngủ sau, mới chuyển cho thân đến, đối với trên giường thoa mặt nạ dưỡng da nữ sinh nói ra, tình tỷ, ta muốn đi ra ngoài đi gặp bằng hiếu, làm phiền ngươi giúp ta chiếu cố một chút nhiều cùng thiểu thiểu, đừng khiến chúng nó chạy mất nha. Xin nhờ rồi, ta không có thời gian, không nói. Liễu Linh Nhi nói xong, liền hấp tấp rời khỏi phòng ngủ. Linh Nhi, người đi gặp bằng hữu gì, chớ bị người lừa. Bị Liễu Linh Nhi gọi là tình tỷ nữ sinh, sau khi nói xong mới phát hiện mình là đối với không khí nói chuyện, Liễu Linh Nhi sớm liền chạy không còn bóng. Bất đắc dĩ, nhạc tình chỉ có thể từ trên giường bò lên, nàng kéo xuống mặt nạ dưỡng ra, đi tới đem nhiều cùng thiểu thiểu thả lại trong lòng. Nhạc tình ngáp một cái, nàng còn có chút buồn ngủ, đang định về nằm trên giường, bù cái hồi lung rác. Lại đột nhiên phát hiện Liễu Linh Nhi bóp tiền chính ở trên giường, khẳng định Liễu Linh Nhi lại là quên mang bóp tiền rồi. Bất đắc dĩ nhạc tình dự định gọi điện thoại cho Liễu Linh Nhi, nói với nàng một cái nhưng là nhạc tình tuyệt đối không nghĩ tới chính là nàng mở ra liễu linh nhi thủ cơ sau phát hiện liễu linh nhi chuông điện thoại di động tại nhạc tình mặt sau vang lên nhạc tình có chút dự cảm bất tường quả nhiên nhạc tình tại liễu linh nhi trên bàn nhìn thấy điện thoại di động là liễu linh nhi thủ cơ không nghĩ tới liễu linh nhi xem xong tin nhắn sau liền đem điện thoại di động lưu ở trên bàn liền đi liễu linh nhi ngay cả điện thoại đều quên mang đi ra ngoài rồi nhạc tình vỗ vỗ đầu được rồi Lần này mỹ dung của nàng cảm giác là triệt để không ngủ được rồi. Lấy Liễu Linh Nhi mơ hồ tính cách, đối người vừa không có lòng phòng bị, lại tăng thêm Liễu Linh Nhi vẫn là một cái dân mù đường. Nhạc Tình đối không mang điện thoại di động cùng bóp tiền liền đi ra Liễu Linh Nhi, còn thật sự rất không yên lòng. Vừa nãy Liễu Linh Nhi đi ra thời điểm, cũng không hề hòa Nhạc Tình nói muốn đi nơi nào. Cho nên cho dù Nhạc Tình hiện tại muốn đi tìm Liễu Linh Nhi, cũng không biết đi nơi nào tìm. Bất quá Nhạc Tình biết Liễu Linh Nhi là Xem điện thoại di động tin nhắn sau mới đi ra. Hiện tại Nhạc Tình chỉ có thể đem hy vọng đặt ở một điều này trong tin nhắn ngắn, hy vọng một điều này tin nhắn bên trong có Liễu Linh Nhi đi địa chỉ. Liễu Linh Nhi đối người không hề có một chút phòng bị tâm, hơn nữa nàng cũng không ngại người khác xem điện thoại di động của nàng, cho nên điện thoại di động của nàng cũng không hề thiết trí mật mã. Cho nên Nhạc Tình không có phí cái gì sức lực, liền đem Liễu Linh Nhi thủ cơ mở ra, nàng mở ra điện thoại di động tin nhắn hòm, kiểm tra gần nhất một cái tin nhắn ngắn phát hiện người ghi chú tên là Tô Chiết Kha, nhạc tình nhìn thấy cái này ghi chú tên, đẹp mắt mày liễu không khỏi hơi nhíu lại. Nhạc tình chưa từng nghe nói Tô Chiết danh tự này, trong ấn tượng Liễu Linh Nhi biết bằng hữu không có một cái gọi Tô Chiết. Nhạc tình cùng Liễu Linh Nhi các nàng phòng ngủ bốn người, cảm tình đều rất tốt, đặc biệt nhạc tình cùng Liễu Linh Nhi càng là không lời không nói, Liễu Linh Nhi chuyện gì đều sẽ nói với nhạc tình, nhạc tình đối Liễu Linh Nhi hết thảy đều rất rõ ràng giải. Nàng không biết Liễu Linh Nhi lúc nào, có thêm một người bạn gọi Tô Chiết. Hơn nữa từ Tô Chiết danh tự này xem, vẫn là một cái bạn nam giới. Phải biết bạn của Liễu Linh Nhi nhưng là rất ít, chứ nói chi là bạn nam giới rồi. Tô Chiết phát tới tin nhắn rất ngắn gọn, chỉ có mấy câu nói. Một điều này tin nhắn ý tứ đại khái, chính là Tô Chiết hiện tại liền muốn đi máy bay trở lại Yến Vân Thị, gửi cái tin nhắn xem như là cùng Liễu Linh Nhi cáo biệt, cũng không hề ước Liễu Linh Nhi đi ra ý tứ. Nhạc tình đoán hẳn là Liễu Linh Nhi nhìn tin nhắn sau, chính mình quyết định muốn đi sân bay đưa Tô Chiết. Nhiệt môn xác thực, nhạc tình không có đoán sai, Liễu Linh Nhi là mình nhìn Tô Chiết tin nhắn sau, chính mình quyết định muốn đi sân bay đưa hắn. Bởi vì Liễu Linh Nhi cho rằng Tô Chiết là bằng hữu của nàng, hiện tại Tô Chiết phải đi về Yến Vân Thị rồi, nàng cho là mình hẳn là đi sân bay đưa Tô Chiết. Mơ hồ Liễu Linh Nhi ra trường học, tại chỗ đợi xe bên trong, nàng muốn ngăn xe thời điểm. Liễu Linh Nhi mới phát xuất hiện ví tiền của mình cùng điện thoại di động, đều ở lại trong phòng ngủ, quên mang ra ngoài. Hiện tại lại trở về nắm, Liễu Linh Nhi lo lắng làm lỡ thời gian, bởi vì Liễu Linh Nhi cũng không biết Tô Chiết ngồi mấy giờ chuyến bay, nàng cũng không biết mình còn có thể hay không thể, kịp đi gặp Tô Chiết. Tìm khắp trên người hết thảy túi áo Liễu Linh Nhi, vẻn vẹn mới tìm được một cái mặt giá trị một nguyên tiền xu. Lúc này một chiếc xe công cộng vừa vặn chạy đến, đoạn đường này xe công cộng vừa vặn trải qua cảnh Nam Thị Phi Trường. Xe công cộng dừng lại tại chỗ đợi xe thời điểm, khi biết chiếc này xe công cộng thông suốt hướng về cảnh nam thị sân bay sau liễu linh nhi không nhớ bao nhiêu trực tiếp theo dòng người đi tới xe công cộng liễu linh nhi đem trên người duy nhất một nguyên tiền xu trực tiếp tập trung vào bỏ tiền trong dương liễu linh nhi không có đi suy nghĩ hiện tại đem trên người duy nhất một nguyên cho dùng cái kia đến lúc đó nàng đường về thời điểm làm sao bây giờ nàng cần phải thế nào trở về trường học nàng chưa hề nghĩ tới điểm này chỉ biết là muốn chạy tới sân bay đưa tô chiết xe công cộng tài xế không có cho Liễu Linh Nhi đổi ý cơ hội, loại này vừa đứng hành khách tất cả lên sau, xe công cộng tài xế liền chậm rãi phát động ô tô, đi về phía trước lên. Trên xe buýt vị trí đều ngồi đầy, cho nên Liễu Linh Nhi chỉ có thể đứng. Cứ việc xe công cộng đã không có vị trí, thế nhưng mỗi một đứng vẫn như cũ có không ít người, chen lên xe công cộng. Trải qua hai cái chạm điểm sau, xe công cộng bên trong đã là người trên người, hầu như liền chỗ đứng cũng đã gần nếu không có rồi. Đã đến trạm tiếp theo sau, không có hành khách xuống xe, tuy rằng xe công cộng bên trong đã là kín người hết chỗ rồi, thế nhưng tài xế vẫn như cũ mở ra cửa trước, để chờ xe người đi lên. Trước xe môn nơi trên căn bản đã đứng đầy người, thế nhưng mặt sau còn có không ít người muốn chen lên đến. Lúc này tài xế bắt đầu lên tiếng, xoay đầu lại hướng xe công cộng trong hành khách, hô, các vị, phiền phức phối hợp một điểm, đều hướng phía sau đi tới, mặt sau chỗ trống còn có rất nhiều, khiến người khác có thể lên đến mà nằm ở xe công cộng vị trí trung ương Liễu Linh Nhi, cẩn thận từng ly từng tí quay đầu, hướng về phía sau nhìn lại, kết quả bị sợ hết hồn, thế là nói ra, sư phụ, người đừng làm ta sợ, người thật sự không nhìn thấy bọn hắn sao. May là Liễu Linh Nhi thanh âm của không tới, mà xe công cộng bên trong thanh âm gì đều có, thập phần ẩm ý, cũng không hề hành khách nghe được Liễu Linh Nhi lời nói, càng đừng nói ở mặt trước tài xế có thể nghe được. Liễu Linh Nhi sau khi nói xong, mới phát giác là mình dọa chính mình. Tài xế không phải là không có xem đến phần sau hành khách, mà là muốn cho hết thảy hành khách đều hướng phía sau lại chen một chút, dọn ra vị trí để càng nhiều người chen lên đến. Từng cái chạm xe buýt điểm đều có hành khách xuống xe, nhưng là vì từng cái chạm điểm đều có không ít người lên xe, cho nên dọc theo đường đi giao thông công cộng người trong xe mấy vẫn không có giảm bớt, trái lại xe công cộng trong hành khách số lượng càng ngày càng nhiều. Hôm nay không khí vốn là có chút oi bức, lại tăng thêm xe công cộng chen lấn nhiều người như vậy, còn có mấy cái hành khách chỉ ham muốn của mình hưởng thụ, không để ý tới trên xe dán vào cấm chỉ hút thuốc lá chỉ thị, không quan tâm sẽ cái khác hành khách cảm thụ, còn ở trên xe hút thuốc. Để mùi thuốc lá tràn đầy trên xe buýt, để vốn là khô nóng bực mình xe công cộng bên trong, càng thêm trướng khí mù mịt, khiến người càng thêm buồn bực. May là liễu linh nhi trên người của không ngừng tỏa ra một mùi thơm mới khiến cho trong xe không khí hơi chút khá hơn một chút, để cho nó hành khách thoải mái một ít mới không đến nỗi khó chịu như vậy không quen hoàn cảnh này Liễu Linh Nhi, cảm giác mình liền có thể hô hấp không khí đều không có, nàng đều sắp không kịp thở, cảm giác đầu óc choáng váng. Vạn hạnh chính là liền ở Liễu Linh Nhi sắp không chịu được thời điểm, chờ đầy người xe công cộng rốt cuộc nhắc nhở sắp đến trạm tiếp theo địa danh, chính là Liễu Linh Nhi nơi cần đến. Cưới xe công cộng vừa đến đứng, cực kỳ khó chịu Liễu Linh Nhi liền vội vàng xuống xe. Xuống xe Liễu Linh Nhi, hít thở mấy lần dưỡng khí sung túc, mới rốt cuộc cảm giác dễ chịu một ít. Liễu Linh Nhi nhìn một chút thời gian, liền vội vàng mà chạy hướng về đối diện. Liễu Linh Nhi chỗ xuống xe, đối diện chính là cảnh Nam Thị sân bay. Trong phi trường, Tô Chiết cùng Dư Hiên Hạo đem Tiểu Tuyết Long sắp xếp thỏa đáng, đưa lên phi cơ sau. Bọn hắn xem thời gian còn có chút sớm, cho nên bọn hắn cũng sẽ không vội vã lên phi cơ, ở phi trường trước tiên tán gẫu một lát. Tô Chiết cùng Dư Hiên Hạo nói xong một ít nuôi chó chuyện lý thú, trao đổi lẫn nhau một ít tâm đắc cùng kinh nghiệm. Phương diện này Tô Chiết còn thật không có gì nói ra được, mà Dư Hiên Hạo đối chó còn thật sự hiểu rất rõ, kinh nghiệm rất phong phú. Người ở bên ngoài xem ra, Tô Chiết nhưng là một cái cao minh y sư, nếu như không biết chó lời nói, liền sẽ khiến người hoài nghi. Cho nên Tô Chiết chỉ có thể từ sủng vật hối đoái trong thương thành, đem bên trong giới thiệu tư liệu chiếu dọn ra. Tô Chiết chỗ nói mỗi một trật tự luận, đều cho Dư Hiên Hạo hết sức ngạc nhiên. Cảm giác nghe qua sau, chính mình được lợi không cạn, thu hoạch rất nhiều, bởi vậy dư hiên hạo càng thêm xác định tô chiết y thuật không giống người thường cùng dư hiên hạo giao lưu bên trong tô chiết mơ hồ nhìn thấy một bóng người vội vã mà chạy vào trong phi trường đối phương nhìn chung quanh thật giống đang tìm kiếm người nào như thế tô chiết đối bóng lưng của người này cảm giác rất quen thuộc giống như là liễu linh nhi thế nhưng là có chút không xác định phải hay không bởi vì hắn chưa hề nghĩ tới liễu linh nhi sẽ bởi vì hắn tạm thời phát một cái tin nhắn ngắn tự mình đến sân bay đưa hắn làm đối phương xoay người sau, nhìn quen thuộc gò má, Tô Chiết rốt cuộc xác định đối phương chính là Liễu Linh Nhi. Tô Chiết cùng Dư Hiên Hạo chào hỏi một tiếng sau, liền rời khỏi vị trí, tăng nhanh bước chân hướng về Liễu Linh Nhi phương hướng đi đến. Tô Chiết đi tới Liễu Linh Nhi bên người, nói ra, Linh Nhi, ngươi làm sao sẽ tới nơi này? Mặc dù bây giờ Tô Chiết đã thấy Liễu Linh Nhi, thế nhưng hắn vẫn như cũ có chút không tin, Liễu Linh Nhi là chuyên môn đến sân bay đưa hắn, có lẽ là bởi vì Liễu Linh Nhi vừa vặn đi qua nơi này, Tô Chiết cho rằng Liễu Linh Nhi không phải tới tìm hắn. Bởi vì Tô Chiết không xác định Liễu Linh Nhi thật sự sẽ, bởi vì hắn một cái thật đơn giản nói lời từ biệt tin nhắn, liền thời gian đều không có nói ra tin nhắn, nàng liền chạy tới sân bay đưa hắn. Nếu như đổi lại là Tô Chiết lời nói, hay là Tô Chiết nhiều nhất chỉ biết về một cái tin nhắn ngắn trở lại, không thể nào biết đến sân bay đưa. Dù sao Tô Chiết cùng Liễu Linh Nhi giao tiếp cũng không phải rất sâu, Tô Chiết cùng Liễu Linh Nhi vẻn vẹn tại ngoại ô sùng từng tới một lần, tính toán là bèo nước gặp nhau mà thôi. Chính là Tô Chiết có ý nghĩ như thế, cho nên hắn mới cho rằng Liễu Linh Nhi không phải đến sân bay đưa hắn. Bởi vì ngươi hôm nay phải đi về, cho nên ta liền đến sân bay tiễn ngươi. Trước đó không phải nói chúng ta là bằng hữu, làm bằng hữu ta đương nhiên muốn tới tiễn ngươi rồi. Không phải vậy chúng ta tính bằng hữu gì? Liễu Linh Nhi nghe được Tô Chiết lời nói, chuyện đương nhiên nói ra. Hiện tại Liễu Linh Nhi đột nhiên nhìn thấy Tô Chiết, trong lòng thập phần kinh hỉ, con mắt đều cười thành Nguyệt Nha Nhi, bản Liễu Linh Nhi cho rằng còn không kịp đến sân bay đưa Tô Chiết. Liễu Linh Nhi nhìn như đơn giản lý do, không thể không nói để Tô Chiết trong lòng có một ít cảm động. Tô Chiết cũng không nghĩ đến tại trong thời gian ngắn như vậy, Liễu Linh Nhi thật sự coi hắn là làm bằng hiếu. Tô Chiết biết Liễu Linh Nhi trong miệng bằng hiếu, không phải là những người khác trong miệng tùy tiện nói bằng hiếu, mà là thật tâm bằng hiếu. Tô Chiết cũng không nghĩ tới Liễu Linh Nhi, sẽ bởi vì hắn một cái đơn giản nói lời từ biệt tin nhắn, chuyên môn đến sân bay đưa hắn. Chuyện này giống như là rất nhỏ bé, không có gì đáng nhắc tới, thế nhưng là để Tô Chiết trong lòng có chút xúc động. Tô Chiết vươn tay ra, là Liễu Linh Nhi thu dọn, bởi vì vội vàng cùng trên xe công cộng nguyên nhân, mà làm loạn tóc. Tô Chiết động tác rất nhẹ nhàng, cũng rất cẩn thận. Hành động như vậy ở những người khác xem ra, đã là thuộc về rất thân mật, bình thường chỉ có rất người thân cận mới sẽ làm như vậy. Thế nhưng Tô Chiết làm được lại rất tự nhiên, mà Liễu Linh Nhi cũng không có chống cự, không có biểu hiện ra phản cảm ý tứ. Hai người nhìn lên rất hài hòa, thật giống quen biết bằng hữu nhiều năm như thế. Tô Chiết là Liễu Linh Nhi sửa sang xong kiểu tóc sau, lại cùng Liễu Linh Nhi tán gẫu một hồi. Ở phi trường Phát Thanh đã gợi ý mấy lần, yêu cầu bản chuyến bay hành khách mau chóng lên máy bay, cho nên Tô Chiết chỉ có thể cùng Liễu Linh Nhi nói lời từ biệt, chuẩn bị lên phi cơ. Tô Chiết ca, ta vừa để xuống giả liền đi chỗ người bên trong chơi, đến lúc đó người cũng không thể đuổi ta đi nha. Liễu Linh Nhi tại Tô Chiết mặt sau hô. Nghe nói như thế, Tô Chiết xoay người lại, cười nói, được, ta bất cứ lúc nào hoan nghênh người đến. Tô Chiết nói xong hướng về Liễu Linh Nhi phất phất tay, cùng Dư Hiên Hạo đồng thời công việc thủ tục ghi danh. Thẳng đến không nhìn thấy Tô Chiết thân ảnh của sau, Liễu Linh Nhi mới dự định về đi trường học. Cũng cho tới bây giờ Liễu Linh Nhi mới muốn lên trên người mình, đã không có tiền, ngay cả điện thoại cũng lưu ở trường học trong phòng ngủ, quên mang ra ngoài, bây giờ muốn mời bằng hữu hỗ trợ cũng không được. Bất quá chuyện đến nước này, cũng không có cách nào, lộ trình lại xa, cũng phải đi về. Hiện tại Liễu Linh Nhi trên người không có tiền, vừa không có mang điện thoại di động tại người, chỉ có thể bước đi về nhà. Nghĩ sân bay cùng trường học ở giữa khoảng cách, Liễu Linh Nhi không khỏi ai thán một tiếng. Làm Liễu Linh Nhi đi ra phi trường thời điểm, nhìn một chút đường, lại ủ rũ. Cũng không phải Liễu Linh Nhi không muốn đi đường về nhà, mà là Liễu Linh Nhi đi ra sau, mới phát hiện mình không quen biết về trường học đường. Bất luận Liễu Linh Nhi chỉ có thể cúi đầu ủ rũ ngồi ở ven đường, lần nữa suy nghĩ làm sao trở lại. Đột nhiên Liễu Linh Nhi nhìn thấy, tại đèn xanh đèn đỏ giao lộ bên trong mang màu trắng mũ sắt, mặc màu trắng vũ trang mang, đó là một tên tư thế hiên ngang cảnh sát giao thông xem xét. Tại ngày nắng to bên trong, còn làm hết phận sự tận thủ mà giữ vững cương vị, tùy ý mồ hôi nỗ lực duy trì giao thông. Liễu Linh Nhi muốn đi tìm vị này cảnh sát giao thông xem xét hỗ trợ, nhưng là vừa lo lắng làm lỡ đến cảnh sát giao thông xem xét công tác. Nhìn hắn bận rộn như vậy, Liễu Linh Nhi thật không tiện còn đi qua phiền phức đối phương. Cuối cùng Liễu Linh Nhi bồi hồi hồi lâu, mới quyết định, nghĩ trước đây lão sư dạy, có khó khăn tìm cảnh sát trong lòng có cái ý niệm này, Liễu Linh Nhi năng lực lấy dũng khí đi tìm đối phương hỗ trợ. Làm Liễu Linh Nhi đi tới đối phương thời điểm, cái này nhìn lên chừng 20 cảnh sát giao thông xem xét, hướng về Liễu Linh Nhi kính lễ, rất tiêu chuẩn, hắn nói ra, đồng chí, xin hỏi có gì cần ta giúp một tay sao? Không, không có chuyện gì, cảnh sát thúc thúc, ta chỉ là muốn hỏi ngươi có mệt hay không. Liễu Linh Nhi lắp bắp nói, đối phương cúi chào lập tức liền đem nàng, thật vất vả mới nhô lên dũng khí toàn bộ đánh tan. Không mệt, đây là của ta công tác. Cảnh sát kia thúc thúc, gặp lại sau." Nói xong, Liễu Linh Nhi liền vội vã mà đi ra, cũng không dám nhìn đối phương một mắt. Liễu Linh Nhi rời khỏi, lưu lại cái này làm hết phận sự cảnh sát giao thông xem xét một người phiền muộn, trước tiên không nói Liễu Linh Nhi hành vi rất quái lạ, khiến hắn không hiểu rõ nổi, cảm giác không minh bạch, liền nói Liễu Linh Nhi hai câu cảnh sát thúc thúc, liền để hắn rất buồn bực. Tên này cảnh sát giao thông xem xét hắn mới chừng 20, mới từ tốt nghiệp trường cảnh sát không bao lâu, hôm nay là hắn ngày thứ nhất đi ra chỉ huy giao thông, tâm tình của hắn vốn là rất hưng phấn. Mặc dù so sánh Liễu Linh Nhi lớn một chút, thế nhưng tối đa cũng chỉ là lớn hơn 3 tuổi mà thôi, bây giờ lại bị bạn cùng lứa tuổi kêu thúc thúc, để hắn không khỏi hoài nghi mình thực sự già nua. Bất quá rất nhanh cái này cảnh sát giao thông xem xét liền đem phiền muộn quên hết, lần nữa chuyên tâm tập trung vào tiến công việc của hắn đi. Mà Liễu Linh Nhi nhiệm vụ sau khi thất bại, cũng không còn dũng khí lại đi tìm cảnh sát giao thông xem xét hỗ trợ. Tuy rằng nàng cũng nghĩ tới đi cùng người qua đường nhận cú điện thoại đánh, như vậy là có thể thông báo phòng ngủ người tới nơi này tiếp nàng. Bất quá cái ý niệm này mới ra ngoài, đã bị nàng hủy bỏ. Bởi vì nàng căn bản không nhớ rõ bất luận người nào số điện thoại. Ngồi ở ven đường Liễu Linh Nhi, đột nhiên có loại xung động muốn khóc, nàng đã không có cách nào. Phải hay không không biết làm sao trở lại à? Đột nhiên một thanh âm sau lưng Liễu Linh Nhi vang lên. "Ừm, làm sao ngươi biết?" Liễu Linh Nhi theo bản năng đáp lại một câu, nàng cảm giác được âm thanh rất quen thuộc, mới phản ứng được, nàng xoay người lại, nhìn người tới, vui mừng nói, "Tình tỷ, ngươi làm sao sẽ tới nơi này, nhất định là Tình tỷ nghe được trong lòng ta cầu nguyện, sau đó mới qua tới cứu ta." "Đúng, ngươi Tình tỷ thần thông quảng đại, không gì không làm được, nghe được tiếng lòng của ngươi, cho nên mới có thể tới cứu ngươi." Nhạc Tình bất đắc dĩ nói ra ta liền biết tình tỷ sẽ đến cứu của ta, tình tỷ, người có biết hay không ta suýt chút nữa liền không thấy được ngươi rồi. Liễu Linh Nhi ôm nhạc tình, tại nhạc tình trong lòng ngược ủy khuất nói ra. Hiện tại biết sợ phải hay không, ta xem ngươi về sau còn dám hay không còn như vậy mơ hồ. Ta không sợ, bởi vì ta biết tình tỷ sẽ đến cứu của ta. Liễu Linh Nhi le lưỡi một cái, nói ra. Ngươi vẫn đúng là xem ta là bảo mẫu A-Hát, ta đã nói với ngươi, nếu như lại có lần sau nữa, ta thì sẽ không đến tìm ngươi rồi, để một mình ngươi ở bên ngoài lưu lạc đầu đường. Nhạc tình làm bộ uy hát yêu ta nói. Trước đó tại Liễu Linh Nhi sau khi rời khỏi đây, nhạc tình mới phát hiện Liễu Linh Nhi bóp tiền cùng điện thoại di động đều quên dẫn theo, muốn đi ra ngoài gọi Liễu Linh Nhi trở về, nhưng là Liễu Linh Nhi sớm đã chạy không còn bóng. Thời điểm vừa mới bắt đầu, nhạc tình còn tưởng rằng tại Liễu Linh Nhi phát hiện không có mang bóp tiền cùng điện thoại di động sau, sẽ trở về phòng ngủ nắm nhưng là nhạc tình tại phòng ngủ chờ thật lâu, đều không có thấy Liễu Linh Nhi trở về. Không yên lòng nhạc tình, bất đắc dĩ chỉ có thể rửa mặt, thay đổi một bộ quần áo xuất phát, tìm đến Liễu Linh Nhi. Nhạc tình từ Liễu Linh Nhi thủ cơ tin nhắn bên trong biết, Liễu Linh Nhi là tới sân bay đưa tô chiết. Bởi vì cảnh Nam Thị chỉ có một phi trường, không khó tìm, cho nên nhạc tình mới không lo lắng không tìm được Liễu Linh Nhi. Quả nhiên tại nhạc tình đến sau này, liền phát hiện Liễu Linh Nhi một người ngồi ở ven đường, rất không giúp dáng vẻ, cho nên Nhạc Tình liền biết mình lo lắng không có sai, Liễu Linh Nhi quả nhiên không biết làm sao về đi trường học. Cũng may là Liễu Linh Nhi không có chính mình bước đi về nhà, không phải vậy Nhạc Tình cũng không dám đảm bảo, Liễu Linh Nhi sẽ không ở trên đường trở về lạc đường mất tích, lấy Liễu Linh Nhi mơ mơ màng màng tính cách tới nói rất có thể, cái kia Nhạc Tình muốn tìm Liễu Linh Nhi liền khó hơn nhiều. Ở trong phi cơ, ngồi đang chỗ ngồi tô chiết, nhắm mắt lại chợp mắt. Thời gian trôi qua rất nhanh, tại trong suy nghĩ, Tô Chiết không có cảm giác đến thời gian trôi qua. Bất chi bất giác, Tô Chiết cùng Dư Hiên Hạo bọn hắn cưỡi chuyến bay liền đến Yến Vân Thị sân bay. Tại Tô Chiết trước khi đi, Dư Hiên Hạo nói ra hy vọng Tô Chiết có thể giúp hắn lại tìm một con chó. Hắc hồ tại cảnh Nam Thị bên trong cùng đấu khuyển quỷ vương thi đấu thua, bởi vậy mất đi sinh mệnh, hiện tại Dư Hiên Hạo bên người đã không có chó làm bạn, cho nên Dư Hiên Hạo mới muốn mặt khác tìm một con chó, hy vọng có thể thay thế Hắc hồ, mà Tô Chiết vừa vặn là làm phương diện này chuyện làm ăn, Dư Hiên Hạo biết Tô Sủng Chi ra thường thường sẽ bán ra các loại ly kỳ động vật, đồng thời do Tô Sủng Chi ra bán ra động vật, khắp mọi mặt đều là rất ưu tú. Mà Dư Hiên Hạo chính mình cũng tại Tô Sủng Chi ra bên trong, dùng 16 triệu giá cả chụp được hai con ưng bá khuyển, dùng để đưa cho hắn hai cái muội muội. Dư Hiên Hạo mua lại ưng bá khuyển sau, hắn cũng không có cảm giác chính mình bỏ ra uổng tiền, hắn bán đấu giá dưới hai con ưng bá khuyển tuyệt đối là đáng giá. Mà tô sủng chi ra sở dĩ có ưu tú như vậy động vật bán ra, Dư hiên hạo tin tưởng tất cả những thứ này công lao, đều là nhìn như hất tay trưởng quỹ tô chiết. Chính vì như thế, Dư hiên hạo mới sẽ phiền phức tô chiết giúp hắn lưu ý thích hợp chó có thể đề cử cho hắn. Dư hiên hạo tin tưởng tô chiết sẽ không để cho hắn thất vọng, tuyệt đối có thể tìm được khiến hắn hài lòng khuyển. Hiện tại dư hiên hạo muốn cho tô chiết giúp hắn tìm kiếm chó, nếu như tô chiết từ sủng vật hối đoái trong thương thành hối đoái một con khuyển đi ra, tin tưởng Dư Hiên Hạo tuyệt đối có thể xuất một cái rất cao giá cả, Tô Chiết có thể từ đó kiếm được không ít tiền. Thế nhưng nói thật, Tô Chiết lần này nhưng không nghĩ kiếm Dư Hiên Hạo tiền. Tuy rằng hắn cũng rất yêu thích tiền, cũng hy vọng tiền của mình càng ngày càng nhiều. Thế nhưng Tô Chiết nhưng không nghĩ chính mình hối đoái đi ra ngoài động vật, bị Dư Hiên Hạo bồi dưỡng thành đấu khuyển, sau đó giống như hắc hổ, đi tham gia đấu khuyển thi đấu. Sau đó tại tàn khốc đấu khuyển trong trận đấu, hay là chiến thắng đối thủ, hay là tại đấu khuyển trên sân bị cái khác càng thêm hung mãnh đấu khuyển đánh bại, bất luận cuối cùng là bị thương, thậm chí là mất đi sinh mệnh, đều là Tô Chiết không muốn nhìn đến kết quả. Cho nên tại biết rõ có thể kiếm được không ít lợi nhuận, Tô Chiết vẫn như cũng không muốn đáp ứng Dư Hiên Hạo. Bất quá bây giờ Dư Hiên Hạo là Tô Chiết bạn tốt, mà đấu khuyển là Dư Hiên Hạo ham muốn, Tô Chiết cũng không tiện đi chỉ trích Dư Hiên Hạo, cho nên Tô Chiết chỉ có thể hàm hàm hồ hồ dự định qua loa đi qua, cũng không đáp ứng Dư Hiên Hạo yêu cầu, về sau lại tìm cái so sánh thích hợp mượn cớ từ chối hẳn. Làm sao vậy, Tô Chiết, phải hay không có chỗ nào khó xử, chớ để ý, người nói ra đến. Dư Hiên Hạo nhìn Tô Chiết biểu hiện, biết Tô Chiết có mấy lời không có nói ra. Bừng tỉnh, Dư Hiên Hạo suy nghĩ minh bạch, biết Tô Chiết là có ý gì, biết Tô Chiết đang lo lắng cái gì, thế là hắn nói ra, yên tâm, mất đi hắc long cùng hắc hổ, ta đã hiểu, ta về sau cũng sẽ không bao giờ đi tham gia đấu quyển rồi. Vậy thì tốt, người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ tìm một con, cho ngươi hài lòng chó. Có Dư Hiên Hạo bảo đảm, Tô Chiết mới yên tâm, hắn biết Dư Hiên Hạo là sẽ không lật lọc, hay là Dư Hiên Hạo từ hắc hổ bên trong đã học được dạy dỗ. Nói xong, bọn hắn liền ra sân bay, Tô Chiết cùng Dư Hiên Hạo nói lời từ biệt, sau đó chính mình ngăn cản một chiếc xe, liền rời đi sân bay. Tuy rằng Tô Chiết rời đi Yến Vân Thị, chỉ có ngăn ngắn 3 ngày, thế nhưng hắn phát hiện mình có chút nhớ nhà, tốt như mình đã rời khỏi rất lâu như thế. Tại Tô Chiết bắt đầu có ký ức lên, cũng rất ít rời đi Yến Vân Thị nơi này. Từ nhỏ tại Yến Vân Thị lớn lên Tô Chiết, lần này đi bên ngoài xoay chuyển một vòng sau, lần nữa đặt chân Yến Vân Thị mặt đất, thậm chí có không thể chờ đợi được nữa muốn cảm giác về nhà. Tô Chiết ngồi đang chạy trong trong xe, thông qua cửa sổ xe, nhìn quen thuộc đường phố, hắn phát hiện mình về nhà trong lòng càng thêm bức thiết. Rời khỏi ba ngày, Tô Chiết không biết bảo bảo có thể hay không nhớ hắn, tuy rằng mỗi ngày tô chiết đều có ở trong điện thoại cùng bảo bảo tán gẫu đã đến giao lộ sau tô chiết thanh toán tiền xe liền nắm tiểu tuyết long hướng về nhà phương hướng đi đến bởi vì trở về nhà lòng của so sánh bức thiết cũng muốn cho bảo bảo các nàng niềm vui bất ngờ cho nên tô chiết bước chân liền nhanh hơn rất nhiều mà tiểu tuyết long cũng chạy ở mặt trước xem ra tiểu tuyết long cách nhau mới mấy ngày cũng nhớ nhà rất nhanh tô chiết liền đến nhà hắn lấy ra chìa khóa mở ra ra môn đi vào vừa nhìn trong lòng nhưng có chút thất vọng. Trong nhà bố cục vẫn là cùng hắn rời đi như thế, không có gì biến động. Thế nhưng tô chiết giờ khắc này muốn nhìn nhất đến bảo bảo các nàng, lại không nhìn thấy. Tô chiết ở trong phòng khách kêu vài tiếng, bất kể là bảo bảo cùng an hân an huyên hai tỷ muội đều chưa hề đi ra đáp lại dưới, xem ra các nàng đều không ở nhà. Chưa từ bỏ ý định tô chiết, vẫn là cùng tiểu tuyết long đồng thời, mỗi một gian phòng đều đi tìm một lần, bất kể là nhà bếp, vẫn là phòng rửa tay, lầu 2 gian phòng, cùng với lầu 3 thiên đài, Tô Chiết đều đi nhìn rồi, vẫn không có tìm đến bất cứ người nào. Thất vọng Tô Chiết cùng Tiểu Tuyết Long, trở về trong phòng khách. Vốn là hôm nay Tô Chiết sẽ trở về, cũng là tạm thời khởi ý, lại tăng thêm hắn muốn cho bảo bảo các nàng một điểm kinh hỉ Cho nên sẽ không có thông báo bảo bảo cùng an hân các nàng, tự nhiên các nàng liền không biết Tô Chiết sẽ vào hôm nay trở về Yến Vân Thị rồi. Tô Chiết cũng không nghĩ đến, hiện tại không chỉ kinh nghỉ không có, chính mình bức thiết sau khi về đến nhà, lại không có bất kỳ ai nhìn thấy. Kết quả như thế cũng là tô chiết không có liệu muốn lấy được. Không có nhìn thấy bảo bảo các nàng tô chiết, tự nhiên tìm chút chuyện tình làm, đến vượt qua nhàm chán của mình. Tô chiết đi tới trong hậu viện, hắn phát hiện hậu viện nhân sâm cùng cái khác dược liệu, hắn rời khỏi sau, trái lại mọc càng thêm lương hảo. Mà các loại bình thường tô chiết dùng đến công cụ, hiện tại bày ra so với trước kia hắn rời đi yến vân thị trước, Muốn chỉnh tề rất nhiều, không lại như trước đó như thế hỗn độn không thể tả. Hơn nữa tôi chiết phát hiện bùn đất cũng có chút ướt át, rõ ràng hôm nay có người đến dội qua nước. Hơn nữa tôi chiết thả ở bên cạnh, chuyên môn dùng để gia tốc dược liệu sinh trưởng tốc độ thần lực nước thuốc, cũng ít đi không ít. Xem ra tôi chiết rời đi trong 3 ngày, đều có người đến trong hậu viện quản lý dược liệu, đúng giờ tới nước. Sẽ làm người như vậy, tôi chiết nghĩ đến có khả năng nhất chính là An Hân rồi. Lúc bình thường đều là Tô Chiết một người đang xử lý hậu viện, không có khiến người khác nhúng tay. Không nghĩ tới Tô Chiết sau khi rời đi, An Hân sẽ đến quản lý hậu viện. Hơn nữa An Hân mặc dù không có hỏi qua, bất quá cũng hẳn phải biết Tô Chiết có biện pháp gia tốc dược liệu sinh trưởng tốc độ. Bởi vì cho dù An Hân cũng không biết dược liệu, thế nhưng cũng biết dược liệu, so với như nhân sâm, không thể lớn lên nhanh như vậy, nhất định là Tô Chiết có chuyên môn phương pháp xử lý. Mà An Hân biết có khả năng nhất chính là Tô Chiết mỗi ngày làm thuốc tải phối nước. Cho nên tại Tô Chiết sau khi rời đi, An Hân liền mỗi ngày dùng những thần lực đó nước thuốc đến làm thuốc tải tưới nước, cũng không hề dùng phổ thông hệ thống cung cấp nước uống. Tuy rằng An Hân hiện tại khả năng biết Tô Chiết bí mật, phát hiện Tô Chiết có biện pháp gia tốc dược liệu sinh trưởng tốc độ. Thế nhưng Tô Chiết lại không lo lắng, An Hân sẽ đem hắn bí mật này tiết lộ ra ngoài. Lấy Tô Chiết đối An Hân hiểu rõ, An Hân sẽ không làm như vậy, là sẽ không hám hại hắn. Cũng là bởi vì Tô Chiết không lo lắng An Hân, cho nên mới không có tại An Hân trước mặt của các nàng cấm kỵ cái gì, một mực quang minh tránh đại mà ở trước mặt các nàng ra tốc dược liệu trưởng thành. Tô Chiết quan sát một cái hậu viện gieo trồng tất cả loại dược liệu, phát hiện tuy rằng Tô Chiết cách nhau mới mấy ngày, nhưng là dược liệu so với hắn trước khi rời đi còn tốt hơn. Nhìn lên Tô Chiết sau khi rời đi, An Hân quản lý những dược liệu này, hao tốn không ít tâm tư. Hậu viện lưu đến cho gieo trồng dược liệu dùng thần lực nước thuốc đã gần như không còn, cho nên tôi chiết liền dùng hệ thống cung cấp nước uống phối hợp trong cơ thể thần lực, một lần nữa điều phối một chút thần lực nước thuốc đi ra, dùng để đồ dự bị. Những này thả tại hậu viện thần lực nước thuốc chỉ có một tác dụng, chính là gia tốc trưởng thành. Không có trị liệu cùng cường hóa tác dụng, những thần lực này nước thuốc chỉ có một loại tác dụng, thế nhưng cũng là bởi vì như thế, cho nên những thần lực này nước thuốc tác dụng liền có vẻ càng thêm rõ ràng. Điều phối thật là thần lực nước thuốc sau, tôi chiết trở về đi trong phòng khách. Cả ngày hôm nay Tô Chiết hầu như không có ăn đồ vật gì, tại Tiểu Tuyết Long tham gia đấu khuyển trước thi đấu. Tô Chiết bởi vì lo lắng Tiểu Tuyết Long, cho nên không có gì khẩu vị, không ăn đồ vật gì. Sau đó lại vội vội vàng vàng được chạy đi sân bay, ở phi cơ lên, Tô Chiết cũng không có ăn đồ ăn. Về đến nhà Tô Chiết, không có chuyện gì làm sao, mới cảm giác bụng của mình rất đói. Cho nên Tô Chiết dự định đi nhà bếp tìm một chút ăn, không nghĩ tới tiểu tuyết long cũng đi theo đã tới, đối với tô chiết kêu vài tiếng. Tiểu tuyết long ý tứ rất rõ ràng, nó bụng cũng đã đói, cũng phải ăn đồ ăn. Cũng tiểu tuyết long cũng chỉ là tại sáng sớm hôm nay thời điểm, ăn một chút thịt bò rồi, thế nhưng tại đấu khuyển thời điểm tranh tài, cùng quỷ vương tiến hành quyết đấu tiểu tuyết long hao phí không ít thể lực, điểm này thịt bò mang tới năng lượng, hiện tại đã sớm tiêu hao hết sạch sẽ. Biết rồi tiểu tuyết long đói bụng, tô chiết liền định trước tiên giải quyết tiểu tuyết long thức ăn. Hắn đi lấy cẩu lương, ngược lại một chút tại Tiểu Tuyết Long trước mặt. Loài chó này lương thực, bình thường Tiểu Tuyết Long vẫn tính rất thích ăn. Thế nhưng xuất hiện theo Tiểu Tuyết Long lại ăn được rất miễn cưỡng, chậm rãi, thật giống rất khó gặm như thế. Tô Chiết nhìn một chút cẩu lương đóng gói, cách quá thời hạn thời gian còn sớm, hắn ngửi một cái cẩu lương mùi vị, cũng không có gì mùi vị khác thường, khó nghe mùi, vẫn như cuối cùng với bình thường như thế, cẩu lương cũng không có thay đổi chất. Cứ như vậy liền kỳ quái chó này lương thực chưa từng có kỳ, không có đổi chất, mùi vị vẫn là giống như trước đây. Vậy tại sao trước đây thích ăn tiểu tuyết long, hiện tại không thích ăn? Chẳng lẽ là tiểu tuyết long ngã bệnh, vẫn là chịu đến tổn thương gì? Nhưng tiểu tuyết long nhìn lên rất khỏe mạnh, rất tinh thần, cũng không có gì sinh bệnh dấu hiệu. Tôi chết trước đó cũng vì tiểu tuyết long kiểm tra rồi, cũng không hề phát hiện tiểu tuyết long bị thương. Nghĩ không hiểu tôi chết, không có phát hiện tiểu tuyết long có dị thường gì, lại tăng thêm bụng hắn đã bụng đói cồn cào rồi, cho nên liền phóng hạ nghi ngờ tâm, dự định trước đi tìm ăn chút gì đồ vật, giải quyết một cái ăn uống. Tô Chiết đi vào nhà bếp, mở ra tủ lạnh, nhìn một chút có ăn cái gì. Làm Tô Chiết nhìn thấy trong tủ lạnh, có một khối bị đông lạnh thịt bò sống thời điểm, mới nghĩ rõ ràng Tiểu Tuyết Long vì sao lại đột nhiên sẽ không ăn cầu lương rồi. Là vì tại cảnh Nam Thị thời điểm, Tiểu Tuyết Long khẩu vị đã bị nuôi điêu, cũng không tiếp tục thích ăn cầu lương rồi. Tại cảnh Nam Thị trong 3 ngày tiểu tuyết long mỗi ngày ăn được đều là trong tủ điếm sủng vật phòng ăn, làm thực vật. Mỗi một bữa trên căn bản ăn được đều là thịt bò, cũng bởi như thế, tiểu tuyết long mới sẽ đối cẩu lương có một ít phản cảm. Tô chiết cũng là tại trong tủ lạnh nhìn thấy thịt bò sống rồi, hắn mới nghĩ rõ ràng. Còn học được kiêng ăn rồi, xem ra bình thường thật đúng là làm hư rồi. Tô chiết nói nói như thế, bất quá vẫn là đem trong tủ lạnh thịt bò sống lấy ra, dự định tự mình làm cho tiểu tuyết long ăn, dù sao tiểu tuyết long một mực rất nghe lời hiện tại nó thích ăn thịt bò tô chiết không thể không thỏa mãn nó tô chiết dùng mâm nhận hệ thống cung cấp nước uống xa hơn nước lý ra trên một điểm muối sau đó đem bị đóng băng thịt bò sống bỏ vào nghe nói dùng thêm muối nước lạnh tuyết tan tốc độ so sánh mau một chút cái biện pháp này là tô chiết từ internet học được đợi thịt bò sống bị tuyết tan sau tô chiết đem thịt bò sống dùng dao phay cắt một khối xuống trọng lượng đại khái gần như có hơn nửa cân hắn đoán chừng hẳn là đầy đủ tiểu tuyết long ăn. Còn dư lại thịt bò, tô chiết một lần nữa thả lại trong tủ lạnh. Tô chiết đem thịt bò sống cắt thành mấy khối lớn, sau đó trực tiếp ném vào trong nồi, châm nước, nổ súng. Trong thời gian này, tô chiết không có đi vào trong thêm bất kỳ đồ gia vị, chỉ là như vậy, trực tiếp dùng nước trong hầm cách thủy. Đợi trong nồi thịt bò quen sau, tô chiết đem bên trong thịt bò toàn bộ mò ra đến, cất vào tiểu tuyết long cái khay bên trong. Tô chiết đợi vừa mới làm tốt thịt bò, hơi chút làm lạnh một điểm sau, nhiệt độ không có như vậy cao sau, mới thả đến tiểu tuyết long trước mặt. Tiểu tuyết long vừa nhìn thấy thịt bò, lập tức liền trở nên hưng phấn, không giống trước đó ăn cầu lương thời điểm, vô tình đã thải dáng vẻ. Hiện tại có vẻ xanh long hoạt hổ, tiểu tuyết long nếm trải một cái sau, lập tức liền ăn như hùm như sói rồi, sợ bị đoạt. Tuy rằng tô chiết làm thịt bò, vừa nhìn liền biết không phải là ăn thật ngon, bất quá đối với so với cầu lương lời nói, tự không thể đánh đồng với nhau, mùi vị đó là tốt rồi lên tốt hơn nhiều. Cho nên tiểu tuyết long ăn được rất hoan, rất thích ăn. May là tiểu tuyết long khẩu vị vẫn không có bị triệt để nuôi điêu, vẫn không có nghiêm trọng kiêng ăn. Tô chiết đơn giản làm được thịt bò, tiểu tuyết long đã là rất hài lòng, rất thích ăn rồi. Muốn tiểu tuyết long nhất định phải ăn sủng vật phòng ăn làm thực vật, liền khá là phiền toái rồi, cái kia tô chiết liền có được nhức đầu. Nếu quả như thật xảy ra chuyện như vậy, Tô Chiết liền muốn đi mời một tên chuyên môn bếp trưởng sư, đến mỗi ngày hầu hạ tiểu tuyết long. Tô Chiết xem tiểu tuyết long cũng không đáng ghét ăn hắn làm thịt bò, ngược lại còn rất yêu thích ăn sau, liền không ở quản tiểu tuyết long rồi. Hiện tại giải quyết tiểu tuyết long thực vật sau, Tô Chiết bắt đầu muốn là tự mình giải quyết. Tô Chiết một lần nữa đi vào trong phòng bếp, tìm kiếm có thể giải quyết đói bụng vấn đề đồ ăn. Đáng tiếc một phen tìm kiếm sau, trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn tuy rằng không ít, thế nhưng tô chiết nghĩ đến tải nấu nướng của mình sau, chỉ có thể từ bỏ. Muốn ăn tốt một chút thực phẩm, hiện tại là không thể nào. Ra ngoài ăn, tô chiết hiện tại lại lười phải đi ra ngoài, gọi điện thoại gọi giao hàng, tô chiết cũng không có khí lực cùng tâm tình đợi. Bất đắc dĩ, tô chiết chỉ có thể xông tới một gói mì ăn liền, đơn giản mà điền đầy bụng. Ăn mì ăn liền tô chiết, cực kỳ hoài niệm an hân bình thường như ăn cơm. Trước đây không an hân thời điểm, Tô Chiết ăn mì ăn liền đã ăn thói quen, vẫn không có cảm thấy cái gì. Sau đó An Hân sau khi đến, Tô Chiết khẩu vị đã bị nuôi điêu, đối mì ăn liền rất phản cảm rồi. Tô Chiết đã ba ngày không ăn An Hân làm thực vật rồi, hiện tại ăn mì ăn liền Tô Chiết, càng là tưởng niệm An Hân tay nghề rồi. An Hân một tay nắm bảo bảo, một tay nhấc cái giỏ thức ăn, đang tại chợ bán thức ăn chọn món ăn. An Hân tỉ tỉ, ca ca lúc nào sẽ trở về, bảo bảo muốn ca ca rồi. Bảo bảo một đôi mắt to hy vọng mà nhìn An Hân, hy vọng An Hân có thể cho một cái trả lời. Chính đang suy tư tối hôm nay hẳn là mua cái gì món ăn tốt An Hân, bị bảo bảo thanh âm của làm rối loạn suy nghĩ, bị bảo bảo vừa nhắc tới, An Hân cũng phát hiện nàng cũng hơi nhớ tô chiết rồi. An Hân cùng tô chiết, còn có bảo bảo thời gian trung đụng, không phải thời gian rất lâu. Thế nhưng An Hân bất trí bất giác đã sáp nhập vào tô chiết cùng bảo bảo trong cuộc sống, đã thành trong cuộc sống một phần tử, là nàng người thân nhất, lại như muội muội nàng An Huyên như thế. Ca ca lúc nào trở về, tỷ tỷ cũng không rõ ràng, chờ một chút sau khi về nhà, Bảo Bảo liền gọi điện thoại cho ca vấn ca lúc nào sẽ trở về, có được hay không. An Hân cũng không biết Tô Chiết lúc nào sẽ trở về. Bởi vì Tô Chiết lúc rời đi chưa từng nói qua, hắn lần này sẽ ra ngoài mấy ngày. Mà trước đó Tô Chiết cùng các nàng cú điện thoại thời điểm, cũng chưa từng nói qua trở về xác thực thời gian, bởi vì Tô Chiết chính mình cũng không biết sẽ ở nơi đó mốc mấy ngày. Ừm, được, Bảo Bảo về đến nhà, liền gọi điện thoại nói cho Kaka, Bảo Bảo nhớ hắn rồi. Bảo Bảo dùng sức gật gật đầu, Bảo Bảo đã ở trong lòng nghĩ được rồi, chờ một chút cùng Kaka gọi điện thoại thời điểm, hẳn là muốn nói cho Kaka cái gì. Tuy rằng Tô Chiết chỉ là rời khỏi ba ngày mà thôi, nhưng là vì một mực không biết Tô Chiết sẽ rời đi mấy ngày, cho nên Bảo Bảo cùng An Hân các nàng cũng cảm giác đã qua được đã lâu rồi, phảng phất Tô Chiết rời khỏi đã nhiều ngày. Trong nhà, Tô Chiết chỉ là ăn vài miếng mì ăn liền, đã không có khẩu vị ăn nữa rồi. Tô Chiết tuy rằng vẫn không có ăn no, thế nhưng cái bụng đã có một chút đồ vật sau, cũng không có cảm giác khó chịu rồi. Tô Chiết đem còn dư lại mì ăn liền đổ đi, sau đó đi đến xem tiểu tuyết long. Tô Chiết phát hiện tiểu tuyết long đã đem hắn làm thịt bò ăn được sạch sành xanh, một điểm còn dư lại cho cặn đều không có, mâm đều bị tiểu tuyết long L -I -O ta lấy rất sạch sẽ ăn no tiểu tuyết long cảm thấy mỹ mãn nằm nhoài tại sunkata lục quy trên người của nghỉ ngơi đã bị tiểu tuyết long bắt nạt thói quen sunkata lục quy hiện tại đã hoàn toàn không có ý kiến sẽ không phản kháng tiểu tuyết long rồi bởi vì sunkata lục quy chỗ dựa lớn nhất nó tiểu chủ nhân bảo bảo đa số thời điểm là đứng ở tiểu tuyết long bên này sunkata lục quy không có hậu trường dựa vào chỉ có thể mặc cho tiểu tuyết long coi nó là làm gối, hoặc là tỏa kỵ. Tô chiết muốn tiểu tuyết long đã mấy ngày không có tắm rửa, cho nên liền đem nó gọi vào phòng rửa tay đến. Hắn mở ra máy nước nóng vòi phun, điều hào thủy ôn sau, liền đem dòng nước chuyển hướng tiểu tuyết long bên trong, đem nó nhu thuận bộ lông toàn bộ thâm ướt. Tiểu tuyết long bây giờ đang tắm đã rất ngoan ngoãn rồi, sẽ không muốn lấy trước kia dạng, mỗi lần rửa giấy đều rất không tình nguyện, mỗi lần đều cần tô chiết bỏ phí rất lớn sức lực, hiện tại tô chiết giúp tiểu tuyết long rửa giấy, tiểu tuyết long đều sẽ ngoan ngoãn dừng lại, sẽ không lại lộn xộn, cũng sẽ không lại run chuyển động thân thể, đem nước vung được tô chiết đầy người đều là. Tiểu tuyết long hiện tại chỉ là tại nước cho tới con mắt, cảm thấy không thoải mái thời điểm, mới sẽ vung một cái đầu. Tô chiết đem tiểu tuyết long toàn thân đều làm ẩm ướt sau, sau đó chen một chút tiểu tuyết long chuyên dụng sủng vật hương sóng. Đem hương sóng lau ở tiểu tuyết long bộ lông lên, đợi tiểu tuyết long trên người đều là bọt nước sau, Tô Chiết cầm một cái sủng vật xoa bóp phất qua đến. Sủng vật xoa bóp xoạt là chuyên môn dùng để cho sủng vật tắm rửa, Tôi Chiết mỗi lần là tiểu tuyết long rửa giấy đều sẽ dùng cái này, cảm giác rất thuận tiện, cũng rất tiện dụng, hơn nữa thanh khiết hiệu quả không sai. Tô Chiết dùng sủng vật xoa bóp xoạt nhẹ nhàng, trước tiên nghịch cái lông trải vuốt một lần tiểu tuyết long bộ lông, lại như ý cái lông trải vuốt một lần. Cứ như vậy chẳng những có thể lấy thanh khiết đến bộ lông gốc rễ, liền da rẻ cũng có thể thanh khiết sạch sẽ như vậy qua lại mấy lần sau cảm giác đến không sai biệt lắm rồi tôi chiết mới dùng nước trong đem tiểu tuyết long trên người hương sóng triệt để sông rửa sạch sẽ xác định không có tàn dư sữa tắm ở lại tiểu tuyết long bộ lông bên trong sau tránh khỏi tiểu tuyết long cảm mạo tôi chiết nhanh chóng lấy ra chuẩn bị xong khăn lông khô trước tiên là tiểu tuyết long trà sát một lần sát đi tiểu tuyết long trên người phần lớn thủy châu sau đó tôi chiết mới dùng máy sấy thổi khô tiểu tuyết long bộ lông trải vuốt tốt tiểu tuyết long bộ lông được Tô Chiết mới thả Tiểu Tuyết Long tự do hoạt động đi. Cho Tiểu Tuyết Long sau khi tắm xong, Tô Chiết thẳng thắn nhân cơ hội giúp Sun Kata Lục Quy cũng tắm rửa được rồi. Sun Kata Lục Quy trải qua Tô Chiết thần lực tối ưu hóa sau, đã có thể lý giải Tô Chiết một ít so sánh chỉ lệnh đơn giản. Tỷ như hiện tại, Tô Chiết đứng ở cửa phòng rửa tay, vỗ tay một cái, đợi Sun Kata Lục Quy ánh mắt bị hấp dẫn tới đây sau, lại hướng nó vẫy vẫy tay. Sun Kata Lục Quy sau khi nhìn thấy, liền rõ ràng tín hào này là tô chiết phải cho nó rửa giấy. Thế là Sun Kata Lục Quy lập tức liền bỏ tới, chính mình khéo léo bỏ vào trong phòng rửa tay, tại máy nước nóng vòi phun dưới lẳng lặng mà chờ đợi. Cho Sun Kata Lục Quy rửa giấy, so với tiểu tuyết long liền đơn giản rất nhiều. Tô chiết không cần một lần một lần mà chải vuốt bộ lông, chỉ là cần dùng bàn chải giúp Sun Kata Lục Quy chính lưng lột xác soạt một lần, sau đó lại giúp Sun Kata Lục Quy cuốn tới, đem giáp bụng cũng dùng bàn chải soạt một lần, sau đó lại mở ra máy nước nóng vòi phun dùng nước ấm giúp sunkata lục quy sông rửa sạch sẽ cuối cùng lại dùng khăn lông khô giúp sunkata lục quy mai rùa lên thủy châu lau khô ráo, như vậy là được rồi chia ra làm tiểu tuyết long cùng sunkata lục quy tắm rửa sạch sẽ tôi chiết đổi lại tiểu thảo quy cùng đấu cá nước sau bận bịu sống sót ra một thân mồ hôi tôi chiết cầm một bộ quần áo sạch thẳng thắn chính mình cũng đi thoải mái mà xông tới một cái tắm tôi chiết tắm xong đi ra Thổi khô mái tóc sau, An Hân cùng Bảo Bảo các nàng vẫn như cũ vẫn chưa về, Tô Chiết cũng không biết các nàng đi bên ngoài làm cái gì. Nhàm chán Tô Chiết, lấy ra bộ điều khiển từ xa, mở tivi, ngồi ở trên ghế salon, đang định tìm tiết mục tivi đến giải quyết nhàm chán thời gian. Đúng lúc này, cửa lớn đột nhiên vang lên chìa khóa tiếng mở cửa, Tô Chiết men theo âm thanh nhìn sang. Cửa lớn mở ra rồi, người mở cửa chính là An Hân cùng Bảo Bảo. Các nàng mở cửa sau đang nhìn đến Tô Chiết ngồi ở trong sofa, trong ánh mắt đều có một ít khó mà tin nổi, càng nhiều hơn chính là vui mừng ngoài ý muốn, An Hân cùng Bảo Bảo làm sao cũng không nghĩ đến Tô Chiết đã trở về rồi, các nàng vừa nãy lúc ở bên ngoài, còn đang thương lượng gọi điện thoại cho Tô Chiết, muốn biết Tô Chiết lúc nào mới trở về, không nghĩ tới Tô Chiết đã tại trong nhà chờ các nàng rồi. Bảo Bảo tại nhìn thấy Tô Chiết thời điểm, mới bắt đầu sửng suốt một chút, phản ứng lại sau, lập tức chạy hướng về Tô Chiết, ca ca người trở về lúc nào, bảo bảo làm sao không biết. Tô chiết thuận thế đem bảo bảo ôm, hôn một cái bảo bảo khuôn mặt nhỏ bé. An Hân nhìn thấy tô chiết trở về rồi, trong lòng cũng có một chút mừng rỡ, bất quá An Hân chỉ là cùng tô chiết chào hỏi một tiếng, liền đem món ăn nắm tiến trong phòng bếp, An Hân tự nhiên không thể nào cùng bảo bảo như thế. Audio điện tử võ tấn bền Tô chiết cọ sát bảo bảo cái mũi nhỏ, làm cho bảo bảo a à a à cười to, mới lên tiếng, bảo bảo có hay không nhớ ca ca à bảo bảo không chút do dự mà trả lời bảo bảo dĩ nhiên muốn liền lúc ngủ đều muốn ca 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 ngươi tại sao không mang theo ta cùng đi ca ca là đi làm việc nếu như lần sau đi chơi được lời nói liền mang bảo bảo cùng đi có được hay không tô chiết nói ra hắn là cùng dư hiên hạo cùng đi xem đấu khuyển không thích hợp bảo bảo tham gia cho nên tô chiết mới không có mang bảo bảo đi vì không cho bảo bảo thất vọng Tô Chiết hãy cùng bảo bảo nói hắn là ra ngoài kiếm tiền. Bất quá Tô Chiết nói như vậy, cũng không có lừa gạt bảo bảo, hắn lần này cùng Dư Hiên Hạo đi cảnh Nam Thị tham gia đấu khuyển thi đấu, xác thực kiếm không ít tiền. Tiểu Tuyết Long tại đấu khuyển trong trận đấu giúp Tô Chiết thắng không ít tiền, một bồi sáu. Ba tỷ lệ đặt cược, Tô Chiết đẻ ép 10 triệu, một cuộc tranh tài Tô Chiết chọn vẹn thắng hơn 50 triệu. Lại tăng thêm Dư Hiên Hạo cũng thắng hơn 50 triệu, còn có cái khác đổ khách cũng ép không ít tại Tiểu Tuyết Long trên người chỉ là một chàng đấu khuyển thi đấu, liền để trịnh viêm tổn thất nặng nề, có thể nói trịnh viêm lần này là trộm gà không được còn mất nắm gạo. Tuy rằng đấu khuyển thi đấu để tô chiết thu lợi không ít, bất quá không có cần thiết lời nói, tô chiết tuyệt đối không muốn lại để cho tiểu tuyết long tham gia đấu khuyển thi đấu. An Hân đem món ăn đặt ở nhà bếp sau, từ phòng bếp đi ra, hỏi, người hôm nay làm sao đột nhiên trở về rồi. Cũng không có từng nghe người nói người hôm nay sẽ trở lại. Tô Chiết đem bảo bảo đặt ở trên đùi, cười nói, hôm nay ta trở về, cũng là tạm thời quyết định, vốn là muốn cho các ngươi một ngạc nhiên, đáng tiếc về đến nhà, nhưng không có nhìn thấy các ngươi. Bởi vì ở nhà có chút buồn bực, cho nên liền mang bảo bảo ra ngoài bên ngoài đi một chút, thuận tiện đi mua thức ăn, cũng không nghĩ đến ngươi hôm nay sẽ trở về. An Hân giải thích, An Hân cùng tô chiết tán gẫu vài câu sau, liền vào đi nhà bếp chuẩn bị bữa tối đi rồi. Mà bảo bảo bởi vì mấy ngày không có nhìn thấy tô chiết, cho nên một mực dính tại tô chiết trên người, chưa từng rời đi. Tô Chiết cũng vui vẻ cùng Bảo Bảo cùng nhau đùa giỡn, hai người ở trên ghế salon chơi được hưng phấn không thôi, tại nhà bếp An Hân thường thường có thể nghe được Tô Chiết cùng Bảo Bảo tiếng cười, xem Tô Chiết cùng Bảo Bảo chơi được như vậy điên, tại nhà bếp rửa rau An Hân hiểu ý cười cười. Thật giống từ khi An Hân mụ mụ sau khi qua đời, An Điền cưới tạ Xuân Hương sau, An Hân tựa có lẽ đã rất lâu không có cảm thấy nhà tồn tại. Thế nhưng tại nhận thức Tô Chiết cùng Bảo Bảo sau, tại Tô Chiết trong nhà, loại này lâu không gặp cảm giác lại xuất hiện, để An Hân có lúc sẽ lo được lo mất, sợ sệt sẽ lần nữa mất đi. Không đến bao lâu, An Huyên cũng tan học về nhà. An Huyên tại phát hiện Tô Chiết hôm nay đã khi về đến nhà, cũng biểu hiện thật cao hứng. An Huyên trở lại chưa bao lâu, An Hân liền đã đem cơm món ăn chuẩn bị xong. Tô Chiết cùng bảo bảo cùng đi rửa tay sau, liền không kịp chờ đợi ngồi ở trên bàn cơm. Tiếp nhận An Hân đưa tới bát đũa sau, Tô Chiết chính là đại cật đặc cật lên an hân hôm nay làm bốn dạng món ăn theo thứ tự là mùi cá quả cà hành thái tráng trứng gà kim bài tỏi hương cốt cùng giấm đường đái ngư còn có một cái súp là đông qua bí đao xương sườn súp bốn món ăn một chén canh đều là so với khá thường gặp chuyện thường như cơm bữa tuy rằng món ăn đơn giản thế nhưng tại an hân tinh xảo tay nghề dưới sắc hương vị đầy đủ khiến người ta thập phần khai vị mà hôm nay cả ngày chỉ là ăn vài miếng mì ăn liền tô chiết có thể nói tô chiết đã đói bụng cả ngày hắn hiện tại sớm đã là bụng đói cồn cào rồi. Vừa ngồi lên đi, chính là ăn như gió cuốn lên, không có để ý một điểm tướng ăn rồi. Tô chiết cái kia tiêu diệt cơm nước tốc độ, khiến người ta không khỏi có chút thẹn thùng. Làm an hân các nàng chén thứ nhất cơm còn sót lại hơn phân nửa thời điểm, tô chiết đã là đi đựng hai lần cơm tẻ rồi. Không biết là tô chiết quá đói nguyên nhân, vẫn là an hân tài nấu nướng so với mấy ngày trước lại tiến bộ không ít. Nói chung tô chiết cảm giác ăn lên, so ra còn tốt hơn ăn, là càng ăn càng thơm, dường như dừng lại không được như thế. Làm tô chiết ăn ba chén lớn cơm tẻ, lại là uống hai chén đông qua, bí đao, xương sườn xúc sau, mới hài lòng thả xuống bát đũa. Tuy rằng tô chiết tướng ăn khoa trương một điểm, thế nhưng bất kể là an hân an huyên hai tỷ muội vẫn là bảo bảo đối tô chiết sớm đã là không cảm thấy kinh ngạc rồi, bởi vì tô chiết là thường thường tính sẽ như vậy, mới đầu thời điểm, còn có chút giật mình. Bất quá mấy lần về sau, các nàng liền tập mãi thành quen rồi, cảm giác không có gì rồi. Bởi vì Tô Chiết thường thường tính biết sử dụng thần lực quá độ, sẽ thường thường đem thần lực tiêu hao đến một cái rất thấp trình độ. Cứ như vậy, Tô Chiết chính là thường thường tiêu hao đại lượng thể lực, cần phải nhanh chóng bổ sung năng lượng. Đối Tô Chiết tới nói, ăn uống tuy rằng không phải phương thức tốt nhất, nhưng lại là phương tiện nhất phương pháp. Bất quá hôm nay Tô Chiết không phải là bởi vì tiêu tan tốn thần lực quá nhiều, mà là chân chân chính chính đói bụng lắm ăn cơm no sau tô chiết nằm trên ghế salon dự định nghỉ ngơi một hồi bất quá khi bảo bảo cũng ăn no sau liền bắt đầu thúc giục tô chiết nói muốn mang tiểu tuyết long đồng thời đi tản bộ trợ giúp tiêu hóa bất đắc dĩ tô chiết không thể làm gì khác hơn là mang theo bảo bảo cùng tiểu tuyết long đi ra bởi vì an huyên cần học tập mà an hân lại không nghĩ ra ngoài muốn lưu lại thu thập bát đũa cho nên chỉ có tô chiết cùng bảo bảo mang theo tiểu tuyết long ra ngoài bảo bảo muốn tô chiết dẫn nàng đi ra ngoài mượn cớ là muốn đi ra đi tản bộ một chút trợ giúp tiêu hóa. Thế nhưng đi ra khỏi nhà sau, vẫn chưa đi vài bước, Bảo Bảo liền cưỡi lên Tiểu Tuyết Long trên lưng, coi Tiểu Tuyết Long là làm tỏa kỵ của nàng. Bảo Bảo ngồi ở Tiểu Tuyết Long trên lưng sau, liền coi Tiểu Tuyết Long là làm là ngựa tới đối xử, ra dáng mà vỗ vỗ Tiểu Tuyết Long cái mông, kêu lên, "Giá, giá giá." Tiếp thụ lấy Bảo Bảo mệnh lệnh sau, Tiểu Tuyết Long chỉ có thể bắt đầu chạy. Nếu như này tấm tình cảnh bị Sun Kata Lục Quy nhìn thấy, nhất định sẽ cảm thấy là hả hê lòng người, không nghĩ tới tiểu tuyết long cũng sẽ có ngày hôm nay. Tại tiểu tuyết long vóc dáng dài đến, cùng cái khác thành niên cỡ lớn chó gần như lớn bằng thời điểm. Bảo bảo mang tiểu tuyết long đi ra tản bộ thời điểm, thường thường sẽ coi tiểu tuyết long là làm là tỏa kỵ tới đối xử. Bảo bảo 15kg tả hữu thể trọng, đối hấp thu nhiều như vậy thần lực tiểu tuyết long tới nói, chỉ là chút lòng thành, cưỡi lên lưng của nó, đối với nó không có ảnh hưởng gì làm bảo bảo lần thứ nhất coi tiểu tuyết long là làm tòa kỵ, tiểu tuyết long chạy thời điểm, bảo bảo không chỉ có không có bị hù đến, trái lại là thích như vậy trò chơi, so với Sun Kata lục quy kích thích thú vị nhiều lắm. Mặc dù nhỏ tuyết long rất không thích làm bảo bảo tòa kỵ, bất quá bảo bảo ý tứ, tiểu tuyết long hay là không dám cự tuyệt. Cho nên chỉ cần bảo bảo hứng thú đến rồi, tiểu tuyết long chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời, để bảo bảo ngồi trên lưng của nó, ngoan ngoãn làm bảo bảo tòa kỵ. Bất quá may là Bảo Bảo chỉ là tại bên ngoài làm như vậy, cho đến bây giờ còn không có ở nhà bên trong làm như vậy qua, cũng tránh khỏi Sun Kata Lục Quy đối tiểu Tuyết Long cười trên sự đau khổ của người khác. Chuyện này đối với tiểu Tuyết Long tới nói, là vạn hạnh trong bất hạnh. Làm tiểu Tuyết Long chạy lúc thức dậy, Bảo Bảo liền sẽ thật chặt đỡ lấy tiểu Tuyết Long cổ, bởi vì tiểu Tuyết Long chạy trốn rất vững vàng, hơn nữa tiểu Tuyết Long lo lắng Bảo Bảo té xuống, cũng không dám chạy trốn quá nhanh, cho nên Tô Chiết cũng không phải lo lắng Bảo Bảo té xuống bị thương. Bảo bảo mặc dù nói, muốn đi ra là vì tản bộ, thế nhưng vừa rời đi nhà, bảo bảo thật giống liền quên mất một câu nói này như thế. Bảo bảo mới đi mấy bước sau, liền coi tiểu tuyết long là làm tỏa kỵ, muốn tiểu tuyết long cõng lấy nàng chạy loạn khắp nơi. Bị bảo bảo cưới tiểu tuyết long, tâm tình không biết có bao nhiêu phiền muộn. Vốn là tiểu tuyết long bị bảo bảo cưới cũng đã mất đi rất lớn tự do, lại tăng thêm tiểu tuyết long lo lắng bảo bảo ngồi không vững té xuống, bị thương tổn, cho nên Tiểu Tuyết Long một mực không dám tận tình chạy lên, chỉ có thể vững vàng mà chậm chạy. Bảo Bảo chỉ vào nơi đó, Tiểu Tuyết Long liền ngoan ngoãn đi đi nơi nào. Trong quá trình, Bảo Bảo một mực khanh khách mà cười đến không ngậm miệng lại được. Như vậy trò chơi, thật giống Bảo Bảo Vĩnh Viễn cũng sẽ không chơi chán rồi như thế. Xem Bảo Bảo hứng thú cao như vậy, cười đến cao hứng như thế, Tiểu Tuyết Long tâm tình buồn bực cũng giống như tiêu tán không ít, càng thêm phối hợp Bảo Bảo, để Bảo Bảo chơi được càng thêm tận hứng. Bảo bảo cùng tiểu tuyết long chơi rất lâu, tô chiết không có đi quấy rầy bọn hắn, chỉ là một mực đi theo bảo bảo cùng tiểu tuyết long mặt sau, nhìn bảo bảo, miễn cho bảo bảo gặp phải cái gì bất ngờ. Tô chiết một mực bồi tiếp bảo bảo chơi đến, bình thường bảo bảo gần như thời gian ngủ, tô chiết mới đem bảo bảo cùng tiểu tuyết long gọi trở về, mang bảo bảo cùng tiểu tuyết long về nhà. Tuy rằng bảo bảo còn muốn tiếp tục chơi, vẫn không có chơi chán. Bất quá bảo bảo vẫn là rất nghe ca ca, cho nên tô chiết nói chuyện, bảo bảo cùng tiểu tuyết long liền ngoan ngoãn thay đổi phương hướng, đi theo tô chiết về nhà. Một mực gần như đã đến giao lộ, bảo bảo mới muốn từ tiểu tuyết long trên lưng xuống, tô chiết đem bảo bảo bế lên. Đến nơi này, tiểu tuyết long mới coi như chân chính giải phóng, bảo bảo vừa bị tô chiết ôm sau, tiểu tuyết long liền lập tức giạt ra chân, hướng về trong nhà phương hướng chạy nhanh. Tốc độ kia so với lúc trước không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Bảo bảo có thể là vừa nãy chơi mệt rồi, bị Tô Chiết ôm vào trong ngực Bảo Bảo, không đến bao lâu liền buồn ngủ. Tô Chiết xem Bảo Bảo có chút bị nhốt, bước chân không khỏi so với trước nhanh hơn một chút. Tại Bảo Bảo sắp ngủ thời điểm, Tô Chiết cuối cùng đem Bảo Bảo mang về nhà đến rồi. Thưa dịp Bảo Bảo bây giờ còn chưa có ngủ, An Hân nhanh chóng mang theo Bảo Bảo đi phòng tắm, giúp Bảo Bảo tắm rửa sạch sẽ. Vừa nãy Bảo Bảo ra một thân mồ hôi, trên người cũng có chút ô uế, không rửa giấy còn thật không phải là rất tốt, nếu như ngủ cũng có chút khó làm. Tại An Hân là bảo bảo tắm rửa thời điểm, tôi chiết xong tới một chén sữa bò, chuẩn bị cho bảo bảo uống. Bảo bảo mỗi ngày buổi tối ở trên giường trước khi ngủ đều sẽ uống một chén sữa bò, hiện tại đã dưỡng thành thói quen. Bảo bảo tắm xong, mặc vào một bộ áo ngủ đi ra sau, tôi chiết đem sữa bò đưa cho bảo bảo uống. Bảo bảo rất nghe lời, không nghĩ tiểu hài tử khác như thế, cần đại nhân hống, chính mình đem một chén sữa bò uống đến sạch sành xanh. Đợi bảo bảo uống xong sữa bò, Tô Chiết lại để cho Bảo Bảo dùng nước trong xúc xúc miệng sau, Tôi Chiết mới đem Bảo Bảo ôm vào trên giường, làm cho nàng ngủ. Hay là sữa bò có trợ ngủ công năng, cũng hay là Bảo Bảo thực sự chơi mệt rồi. Vừa nãy bởi vì tắm xong, khôi phục một ít tinh thần Bảo Bảo, nằm lên giường lên không đến bao lâu, cũng không có để An Hân kể chuyện xưa, liền nặng nề mà đã ngủ. Mà buổi tối ở bên ngoài, một mực bị Bảo Bảo coi như tòa kỳ tiểu tuyết long, vừa về đến liền nhảy lên sun kata lục quy trên lưng, khi dễ một hồi Sun Kata Lục Quy sau, liền đem Sun Kata Lục Quy coi như gối. Tiểu tuyết long tựa hồ đem Sun Kata Lục Quy coi như nó hả giận bao như thế, đem hết thảy oán khí toàn bộ rơi tại Sun Kata Lục Quy trên người. Ngày mai còn phải sớm hơn lên đi học An Huyên, tại học tập sau được, cũng rất sớm mà lên giường nghỉ ngơi. Mà mang hoạt một ngày An Hân, tại đem trong nhà hết thảy việc nhà đều nhất nhất làm tốt, đồng thời quản lý mà ngay ngắn rõ ràng sau, cũng trở về phòng nghỉ ngơi đi rồi. Tôi chiết cảm giác mới vừa rồi còn nhiệt nhiệt nháo nháo trong nhà, theo tất cả mọi người trở về phòng nghỉ ngơi sau. Trong nhà thật giống lập tức yên tĩnh lại như thế, thật ra khiến hắn có chút không quen. Tất cả mọi người về phòng ngủ đi rồi, chỉ có tôi chiết một người ở trong phòng không ngủ được. Tối ngày hôm qua, tôi chiết liền chọn một cái buổi tối đều không có ngủ. Thế nhưng một ngày không có ngủ tôi chiết, nhưng bây giờ không hề có một chút cảm thấy khốn, không hề có một chút buồn ngủ. Ngược lại tôi chiết cảm giác mình còn rất có tinh như thần. Bất đắc dĩ, tinh lực 10 phần tô chiết, chỉ có thể ở gian phòng luyện tập luyện thể thuật, đến tiêu hao quá mức rồi rào tinh lực. Từ khi tô chiết ngày đó đột phá, thể chất đạt đến 50 điểm sau, tô chiết thể chất tốc độ tăng lên liền chậm lại. Trong đó một cái nguyên nhân là tô chiết dùng đang tu luyện luyện thể thuật thời gian tương đối ít, cho nên tốc độ liền tương đối chậm lại, đây là trong đó một mặt. Còn có một cái nguyên nhân là, từ khi thể chất đột phá đến 50 điểm sau, luyện thể thuật thức thứ nhất hiệu quả, so với chưa đột phá trước hiệu quả nhược không ít. Cho nên đi qua đại thời gian nửa tháng, tô chiết thể chất mới 55 điểm, vẻn vẹn chỉ là tăng lên 5 điểm. Tuy rằng thể chất con số chỉ là gia tăng rồi 5 điểm, nhưng là sức mạnh của hắn gia tăng có thể không thấp. Trước đó hắn thể chất tại 50 điểm thời điểm, hắn một quyền có thể đánh ra 1000 cây di, mà bây giờ 55 điểm thể chất tổ chiết có thể đánh ra 1200 cây di, chọn vẹn tăng lên 200 cây di. Những chữ số này là tô chiết chính mình đơn giản kiểm tra sau, được đi ra, tuy rằng độ chuẩn xác không cao lắm, bất quá tô chiết dùng để đại khái đoán chừng thực lực của mình đã đủ rồi. Hoàn chỉnh tu luyện một lần luyện thể thuật thức thứ nhất, cần dài đến 3 giờ tả hữu thời gian, hơn nữa cần tiêu hao 500 điểm thần lực, cũng là tô chiết thể chất đạt đến 50 điểm bắt đầu, mới có thể hoàn chỉnh tu luyện một lần. Tinh lực rồi rào tô chiết, hiện tại chỉ có thể dựa vào tu luyện đến cho hết thời gian, cùng với tiêu hao tinh lực của hắn luyện thể thuật thức thứ nhất, Tô Chiết đã luyện tập qua vô số lần. Cho nên thức thứ nhất mỗi một chiêu mỗi một thức, Tô Chiết đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Tô Chiết động tác liên miên không ngừng, thập phần thành thạo, nhìn lên vui tai vui mắt. Nếu như đem luyện thể thuật thức thứ nhất mỗi một cái động tác, đều đơn độc tách đi ra xem, liền sẽ cảm giác rất đơn giản. Nhưng là nối liền cùng nhau lúc tu luyện, liền sẽ nhìn rất phức tạp, đồng thời sẽ phát hiện thức thứ nhất biến hóa rất tinh vi. Toàn tâm lẻn vào tu luyện Tô Chiết, có lúc động tác của hắn nhìn lên tựa hồ trăm ngàn chỗ hở, thật giống một bộ nhược không bệnh kinh phong bộ dáng. Thế nhưng nháy mắt, động tác của hắn lại hổ hổ xanh uy, mỗi một quyền, một trường, một cước đều lộ ra hừng hực uy lực, khiến người ta nhìn mà phát khiếp. Cho người ảo giác giống như là hai người không giống với người, đang luyện tập hai bộ hoàn toàn không giống nhau công pháp như thế. Thế nhưng rõ ràng chỉ có tô chiết một người đang tu luyện thức thứ nhất, cho nên cũng làm người ta tư duy rất mâu thuẫn. Khiến người ta nhìn rất quái dị, rất khó thích ứng. Hơn nữa nếu có người ở nơi này, đồng thời muốn mô phỏng theo tô chiết lời nói, liền sẽ phát hiện, nếu như chỉ là theo liền đi theo tô chiết đánh, còn không có gì. Thế nhưng chỉ cần một trăm chú đối xử, muốn học tập thức thứ nhất lời nói, liền sẽ phát hiện càng xem tư duy lại càng loạn, giống như là thần kinh thác loạn như thế. Đồng thời đến cuối cùng, sẽ phát hiện mình một động tác đều không có nhớ kỹ. Đợi tô chiết hoàn chỉnh tu luyện một lần luyện thể thuật thời điểm, giờ khắc này thời gian đã tiếp cận 2 giờ sáng hơn nhiều. Mà Tô Chiết bắt đầu lúc tu luyện, hắn có nhìn một chút thời gian. Tô Chiết nhớ rõ bắt đầu tu luyện, ngay lúc đó thời gian mới 22 điểm phút thứ 30, cũng là nói hắn trọn vẹn đã tu luyện hơn 3 giờ. Tô Chiết thần lực cũng gần như tiêu hao hết rồi, mới vừa thời điểm vừa mới bắt đầu thần lực của hắn có 550 điểm, mà bây giờ Tô Chiết thần lực chỉ còn dư lại 50 điểm. Tu luyện một lần thức thứ nhất Tô Chiết, thân thể đã thập phần mệt mỏi hắn lúc này buồn ngủ rất mãnh liệt. Mà tô chiết mục đích cũng cơ bản đạt đến, đem rồi rào thể lực cho tiêu hao sạch sẽ, cho nên cũng là ngừng lại, không có ý định tiếp tục tu luyện. Tiêu hao đại lượng thể lực tô chiết, bò lên giường, ngã xuống sau, cũng không lâu lắm, nằm ở trên giường tô chiết liền ngủ rồi. Hao phí thời gian mấy tiếng, tô chiết mới đạt tới chính mình mục đích, tiêu hao hết quá mức dư thừa tinh lực. Ngày thứ hai, thiên mới vừa vặn hơi phát sáng lên, tô chiết liền tỉnh lại. Lúc này Tô Chiết đã không có buồn ngủ rồi, tiếp tục nằm trên giường mấy phút, liền cuối cùng một tia buồn ngủ cũng bị đuổi tản ra rồi. Khôi phục thanh minh tư duy sau, hắn cầm lên đặt ở bên gối đầu thủ cơ, nhìn một chút thời gian, bây giờ còn chưa có đến hừng đông 6 điểm. Tiếp tục nằm ở trên giường, cũng không có cái gì ý tứ, Tô Chiết dứt khoát liền thức dậy rồi. Cứ việc Tô Chiết tối ngày hôm qua muộn lắm rồi mới ngủ, đồng thời tu luyện được đầy người uể oải, trước trước sau sau gộp lại vẫn không có 4 tiếng thời gian nghỉ ngơi. Thế nhưng Tô Chiết nhưng bây giờ không có cảm giác đến một điểm uể oải, tinh thần rất no đầy. Ngủ sau mấy tiếng, hắn thể lực trên căn bản đã khôi phục như cũ, một thân uể oải đều bị đuổi đi rồi, thần lực cũng khôi phục hơn một nửa. Từ khi Tô Chiết trải qua tu luyện sau, thể chất của hắn càng ngày càng cao. Tô Chiết nghỉ ngơi cần thời gian càng ngày càng ít, hơn nữa sức khôi phục cũng theo thể chất trở nên càng lúc càng nhanh. Cho nên cứ việc Tô Chiết tối ngày hôm qua tiêu hao rất nhiều thể lực, thế nhưng Tô Chiết chỉ là ngủ sau mấy tiếng, thể lực cũng đã khôi phục lại. Đương nhiên Tô Chiết bình thường nằm y, không muốn lên, liền coi là chuyện khác rồi. Tô Chiết sau khi rời giường, liền đi phòng rửa tay rửa mặt một chút, đồng thời chỉnh lý lại một chút rối tung kiểu tóc, đi tới phòng khách, Tô Chiết cầm một cái chén lớn, rót đầy tràn một chén lớn nước, sau đó liền uống một hơi hết nó. Hôm nay sớm như vậy liền không ngủ được, chủ yếu cũng là Tô Chiết khát nước, tối ngày hôm qua lúc tu luyện, thân thể hao phí rất nhiều lượng nước, nhưng là tối ngày hôm qua Tô Chiết thật sự là quá mệt mỏi, cũng không có bổ sung liền ngủ rồi, cho nên mới sáng sớm đã rời giường. Liên tục uống xong 3 ly lớn nước, Tô Chiết mới cảm giác gần như, hài lòng để ly xuống đến. Tuy rằng Tô Chiết uống 3 ly lớn nước, nhưng là bụng của hắn lại không có cảm giác đến chướng, uống vào trong bụng nước, rất nhanh liền bị hấp thu rơi mất. Uống xong nước Tô Chiết, trở về trong phòng của hắn. Tô Chiết đem trên người áo ngủ cởi ra, đồng thời đổi lại một bộ so sánh thư thích quần áo thể thao. Đem mình dép đổi thành phổ thông dày thể thao sau, Tô Chiết liền mở ra cửa lớn đi ra. Dù sao cũng không có chuyện gì làm, bảo bảo các nàng đều còn chưa có tỉnh ngủ, chính mình một người ở nhà cũng rất nhàm chán, cho nên Tô Chiết liền đánh tính ra chạy chạy bộ. Đi ra chạy bộ chỉ là Tô Chiết nhất thời hứng thú, cũng không phải dự định nhờ vào đó đến rèn luyện thân thể, cho nên Tô Chiết cũng không phải mỗi ngày đều có chạy bộ, chỉ là tình cờ mới ra đến chạy bộ. Nếu như muốn rèn luyện thân thể, Tô Chiết ở nhà tu luyện luyện thể thuật là được rồi, cho dù không dụng thần lực tu luyện, đơn là đơn thuần mà tu luyện thức thứ nhất, hiệu quả cũng so với phổ thông chạy bộ cường quá nhiều, phổ thông rèn luyện biện pháp cũng không thể có thức thứ nhất hiệu quả tốt. Bây giờ là mùa hè, tuy rằng rất không có đến 6 điểm, thế nhưng trời đã rất sáng rồi. Cứ việc còn rất sớm, thế nhưng đã có không ít người đi ra rèn luyện thân thể. Tô Chiết chạy ra tiểu khu sau, càng là nhìn thấy không ít người đang tại rèn luyện thân thể bất quá đi ra rèn luyện thân thể người, phần lớn là lên tuổi tác người trung niên, chỉ có vẻn vẹn không có mấy thanh niên đi ra bên ngoài rèn luyện. Cũng là, đại đa số người trẻ tuổi mỗi ngày đều cần công tác, mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi đều còn chưa đủ, vậy còn có tinh lực đi ra rèn luyện. Tô Chiết trước đây không có được hệ thống thời điểm, cũng rất ít đi ra rèn luyện, ngoại trừ công tác, thời gian còn lại, tôi chết đều hết khả năng mà dùng để nghỉ ngơi, vậy cũng lấy như hiện tại như thế như vậy nhàn nhã. Hơn nữa người cũng cần đã đến nhất định tuổi tác, mới sẽ hiểu thân thể tầm quan trọng, mới sẽ yêu quý thân thể của mình. Đi ra rèn luyện thân thể tuổi trung niên, bình thường đều là tại nguyên chỗ đánh một chút thái cực quyền, hoặc là cái khác vận động, thế nhưng rất ít chạy bộ. Bình thường chạy bộ đều là người trẻ tuổi, hơn nữa trên căn bản đều là chậm chạy. Rất ít người giống như Tô Chiết, chạy trốn nhanh như vậy. Tuy rằng Tô Chiết không có đem hết toàn lực đi chạy, thế nhưng lấy hiện tại Tô Chiết tốc độ, rất nhanh sẽ đem cái khác đi ra rèn luyện mọi người quăng ở phía sau. Bởi vì như tô chiết như vậy chạy trốn nhanh như vậy, thể lực chẳng mấy chốc sẽ cấp tốc tiêu hao sạch sẽ. Không có gì rèn luyện hiệu quả, đối thân thể cũng không được khá lắm, sáng sớm thời điểm rèn luyện vẫn là lựa chọn chậm chạy tốt hơn. Vừa mới bắt đầu cùng tô chiết đồng thời chạy người, còn có vốn là chạy ở tô chiết người phía trước, rất nhanh sẽ bị tô chiết vượt qua đi. Chạy ở tô chiết người phía sau, đại đa số đều đối tô chiết cách làm có chút không đồng ý, Bọn hắn tin tưởng Tô Chiết rất nhanh sẽ rõ ràng chạy trốn nhanh như vậy là vô dụng. Mặc dù bây giờ Tô Chiết chạy trốn rất nhanh, thế nhưng Tô Chiết chạy bộ tư thế nhìn lên, liền biết không phải là chuyên nghiệp, Tô Chiết như vậy chạy rất lãng phí dư thừa thể lực. Mà bọn hắn tuy rằng chạy trốn rất chậm, nhưng là bọn hắn tin tưởng Tô Chiết chẳng mấy chốc sẽ không kiên trì được, thể lực chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hết, cuối cùng nhất định sẽ bị bọn hắn một lần nữa siêu đi qua. Trong lòng nghĩ như vậy bọn hắn rất nhanh sẽ phát hiện Tô Chiết một mực duy trì tốc độ như vậy chạy, đồng thời rất nhanh sẽ biến mất ở bọn hắn đáy mắt, cũng lại không nhìn thấy Tô Chiết. Nhưng là bọn hắn vẫn như cũ tin tưởng Tô Chiết chẳng mấy chốc sẽ mệt mỏi xuống, không bao lâu nữa liền cần dừng lại. Thế nhưng mãi cho đến cuối cùng, bọn hắn lại chạy không nổi rồi, không có khí lực chạy nữa, vẫn không có lại nhìn tới Tô Chiết, càng đừng nói nhìn thấy Tô Chiết dừng lại nghỉ ngơi. Bọn hắn chỉ có thể nghĩ là Tô Chiết lựa chọn một con đường khác rồi, cùng bọn họ không cùng đường, cho nên mới không nhìn thấy Tô Chiết, bọn hắn tuyệt đối không tin Tô Chiết lấy tốc độ nhanh như vậy. Có thể kiên trì lâu như vậy, bọn hắn không tin Tô Chiết thể lực như vậy sủng. Nhưng là mặc kệ bọn hắn nghĩ như thế nào, Tô Chiết chạy bộ đường là cùng bọn họ cùng một cái. Mà mãi cho đến bọn hắn không có khí lực chạy nữa thời điểm, Tô Chiết vẫn như cũ còn không có dừng lại đến, hơn nữa tốc độ cũng không có chậm lại. Tô Chiết cũng mặc kệ những người khác nghĩ như thế nào, dù sao hắn chạy bộ cũng là nhất thời hứng thú mới ra ngoài cũng không phải chuyên môn đi ra rèn luyện thân thể, hơn nữa cho dù hắn chạy bộ tư thế không phải rất chính xác, rất nghiệp dư, như vậy có quan hệ gì. Lấy hắn hiện tại thể chất trọn vẹn là người bình thường 5 lần nhiều, cho nên kiên trì thời gian vẫn là so với người khác trường rất nhiều. Tô triết một mực về phía trước chạy, chạy bộ tư thế rất tùy ý. Thẳng đến chạy rất xa sau, tô triết mới dừng lại, ngoại trừ suốt một chút mồ hôi, có một ít thở dốc bên ngoài, tô triết ngược lại là không có cảm giác đến cái khác không khỏe. Đối với những người khác tới nói, rất chuyện khó mà tin nổi, thế nhưng lấy Tô Chiết bây giờ thể chất, hắn bắt tay vào làm lại như trò trẻ con như thế, rất dễ dàng. Nếu như người khác biết Tô Chiết dùng thời gian nửa tiếng, chạy gần vạn mét. Hơn nữa Tô Chiết đang chạy đường xa như vậy trình sau, trạng thái còn tốt vô cùng, tựa hồ không có chịu đến cường độ cao vận động ảnh hưởng, bọn hắn nhất định sẽ thập phần giật mình. Thời gian nửa tiếng chạy tiếp cận 1.000m, đây không phải Tô Chiết tốc độ nhanh nhất đây chỉ là Tô Chiết rất tùy ý cho ra thành thích. Nếu như Tô Chiết nghiêm túc lấy ra toàn bộ thực lực đi chạy, kết quả nhất định sẽ càng thêm khoa trương, phá tan kỷ lục thế giới cũng không phải là không có khả năng chuyện. Này không phải là không thể thực hiện sự tình, chuyện này đối với Tô Chiết tới nói, nếu như hắn muốn làm lời nói, rất dễ dàng liền có thể làm được, dù sao hắn bây giờ thể chất có tới hơn 50 điểm, là thường nhân năm lần nhiều, Tô Chiết tu luyện luyện thể thuật thức thứ nhất, tăng lên không phải là vẻn vẹn chỉ có sức mạnh, mà là toàn diện tăng lên, khắp mọi mặt đều có tăng cường. Mà thể chất cũng không phải vẻn vẹn chỉ đại biểu sức mạnh, mà là đại biểu thân thể tổng hợp đánh giá. Tại khoảng cách dài chạy bộ bên trong, tôi triết chân thực tốc độ toàn bộ bộc phát ra lời nói, bình quân tốc độ ít nhất là người bình thường 5 lần, hơn nữa kiên trì thời gian cũng là người bình thường 5 lần trở lên. Thể chất đạt đến 56 điểm tôi triết đã không thể lấy người thường đi so sánh rồi, tôi triết hiện tại thậm chí có thể dơ lên 600kg trở lên trọng lượng. Đây là Tô Chiết không có trải qua chuyên nghiệp huấn luyện thành tích, nếu như Tô Chiết trải qua huấn luyện, hiểu được hợp lý lợi dụng kỹ xảo lời nói, thành tích này còn có thể tiếp tục tăng lên. Chạy gần như 1.000 mét sau, Tô Chiết mới dừng lại. Sau cũng không lâu lắm, Tô Chiết lại dọc theo đường cũ chạy trở về. Tô Chiết xem phụ cận không có người nào, liền buông ra một ít, nhất thời tốc độ của hắn lại tăng lên một ít, sau khi đến nhanh hơn không ít. Mãi cho đến nhiều người địa phương, Tô Chiết mới thả chậm bước chân, đem tốc độ hạ xuống được. Chạy tới chạy lui một chuyến, Tô Chiết gần như chạy tiếp cận 20.000 mét, mà sử dụng thời gian vẫn chưa tới một giờ. Chạy xong bước Tô Chiết, tại lúc trở về, vừa vặn trải qua một gian bữa sáng quán. Vào lúc này, tiểu khu bên ngoài người đi đường, đã bắt đầu bày một chút bữa sáng quán, có rất nhiều loại đồ ăn có thể cho người lựa chọn. Cuộc sống bây giờ càng ngày càng bận rộn lục, càng ngày càng ít người sẽ ở sáng sớm lên làm điểm tâm cho nên cũng càng ngày càng nhiều người lựa chọn, đi bên ngoài mua một ít sẵn có về sớm một chút. Dù sao giá cả cũng không phải rất đắt, mùi vị cũng không tệ, liền tham một cái thuận tiện. Cho nên những này đặt tại tiểu khu phía ngoài bữa sáng quán, mỗi ngày chuyện làm ăn cũng không tệ, đều kinh doanh hồng hồng hỏa hỏa. Không nói đều kiếm được đầy bồn đầy bát, chỉ ít cũng có thể duy trì sinh hoạt, điều này cũng liền đủ rồi. Thời điểm trước kia, Tô Chiết cũng trải qua thường lại ở chỗ này mua một ít trở lại làm điểm tâm ăn, bất quá An Hân sau khi đến, liền tương đối ít rồi. Tô Chiết hôm nay rời giường đến bây giờ còn không có ăn điểm tâm, bây giờ thấy những này nhìn lên hương vị không sai sớm một chút, hắn cũng cảm giác bụng của mình có chút đói bụng. Cho nên Tô Chiết liền định mua một chút chiên bánh tiêu cùng bánh bao trở lại, cho mình, còn có bảo bảo các nàng làm bữa sáng ăn. Tô Chiết lựa chọn một gian trước đây chính mình thường thường đến thăm bữa sáng quán, bà chủ, cho ta đến mấy cái bánh tiêu, cùng một ít bánh bao gian phòng này bữa sáng quán là một đôi đôi vợ chồng trung niên kinh doanh bọn hắn đã tại nơi này mở ra có đến mấy năm rồi chung quanh đây cũng coi là lâu nhất một gian bữa sáng quán rồi gian phòng này bữa sáng quán chuyện làm ăn là tốt nhất một gian trừ bọn họ ra làm được lâu nhất có không ít khách quen cũng nguyên nhân bên ngoài chủ yếu nhất vẫn là bởi vì bọn họ bánh quẩy đều là xuất hiện nổ cho nên ăn lên rất thơm bánh bao mùi vị cũng rất chính tông như vậy năng lực giữ được ở khách quen cũ hấp dẫn mới khách hàng đến đến thăm. Huynh đệ, gần nhất tại sao không có nhìn thấy ngươi đến đây mua bữa sáng? Đang tại trên bánh tiêu ông chủ một lần bận việc một lần nói ra. Bởi vì tô chiết ở bên trong tiểu khu, mỗi ngày đi làm, hay là đi làm những chuyện khác, đều sẽ đi qua nơi này. Hơn nữa tô chiết trước đây đến thăm nguyên nhân của bọn hắn, cho nên bữa sáng quán ông chủ bọn hắn còn nhớ tô chiết. Trước đây tô chiết thường xuyên đến nơi này mua sớm chút đó, quãng thời gian này tuy rằng thường thường từng thấy tô chiết, thế nhưng Tô Chiết lại cũng không đến nơi này mua bữa sáng, hơn nữa cũng không có chiếu cố những thứ khác bữa sáng quán, cho nên ông chủ liền có chút kỳ quái. Tô Chiết còn chưa mở lời nói, bà chủ trước tiên là nói về, người lão quỷ này, người không biết tiểu huynh đệ tìm cái bạn gái nhỏ nữa à, hiện tại nhất định là nàng mỗi ngày làm cơm cho tiểu huynh đệ ăn, vậy còn dùng đến mua AH, người nói có đúng hay không AH, tiểu huynh đệ. Bữa sáng quán ông chủ nghe xong bà chủ lời nói, giống như là mới nhớ tới, bỗng nhiên tỉnh ngộ bộ dáng. An Hân cùng An Huyên ở tại Tô Chiết trong nhà, cũng có một đoạn thời gian, bọn hắn cũng từng thấy không ít lần An Hân các nàng, cho nên biết An Hân tại Tô Chiết nhà ở, cũng không kỳ quái. Bất quá bọn hắn hiển nhiên đã hiểu lầm An Hân cùng Tô Chiết quan hệ, cho rằng An Hân là Tô Chiết là bạn gái. Bởi vì bữa sáng quán ông chủ cùng bà chủ, cùng Tô Chiết cũng có một chút quen thuộc, hơn nữa trước đây thường xuyên cùng Tô Chiết đùa giỡn, cũng không thấy Tô Chiết có những gì phản cảm, cho nên hiện tại cũng không lo lắng Tô Chiết sẽ chú ý, nghe xong ông chủ cùng bà chủ một sướng một họa tô chiết chỉ có thể cười khổ hắn giải thích nàng chỉ là ta bằng hữu bình thường không là bạn gái của ta các ngươi không nên nghĩ đến chỗ khác đi rồi nha là như thế này a hát nguyên lai like là chúng ta đã hiểu lầm a hát xin lỗi rồi tiểu huynh đệ nói nói như thế thế nhưng ông chủ cùng bà chủ đều một mặt ta rõ ràng vẻ mặt xem ra tô chiết giải thích rất vô lực ông chủ cùng bà chủ rõ ràng cũng không tin dù sao bằng hữu bình thường làm sao sẽ ở tại gia đình hắn hơn nữa còn ở dài như vậy một quãng thời gian. Tuy rằng Tô Chiết biết bọn hắn không tin, bất quá hắn cũng không có ý định tiếp tục giải thích. Tô Chiết biết hiện tại hắn càng là giải thích, càng là nói không thông không nói rõ, chỉ biết đem sự tình càng Tô càng đen, huống hồ cũng không có cái gì tốt giải thích. Cho nên Tô Chiết không tiếp tục nói những thứ khác, chỉ là mua một chút du điều và bánh bao, trả tiền liền đi. Mà Tô Chiết thái độ như vậy, càng làm cho bữa sáng quán ông chủ cùng bà chủ càng thêm vững tin An Hân là tô chiết bạn gái, chỉ là tô chiết ra mặt mỏng, thật không tiện đem quan hệ của bọn họ nói ra mà thôi. Tuy rằng ông chủ cùng bà chủ đã hiểu lầm tô chiết cùng An Hân quan hệ, bất quá có ít nhất một điểm, bọn hắn không có đoán sai. Tô chiết đích thật là bởi vì An Hân đến rồi, mới không có nơi này mua bữa sáng, bởi vì An Hân mỗi ngày đều sẽ nổi lên đến chuẩn bị bữa sáng, cho nên cũng không cần tô chiết đi ra ăn điểm tâm. Từ bữa sáng quán mua một chút sớm một chút sau, Tô Chiết liền bước chậm về nhà. Không mấy phút, tôi Chiết liền đến nhà. Tôi Chiết về đến nhà, nhìn thấy An Hân đã thức dậy, vừa vặn nàng muốn đi nhà bếp chuẩn bị hôm nay bữa sáng. Tuy rằng bình thường bảo bảo cùng tôi Chiết đều không có sớm như vậy lên, nhưng là vì An Huyên mỗi ngày tại thời gian rất sớm, liền cần trở về trường lên sớm đọc. Cho nên An Hân mỗi ngày đều là ở sáng sớm lúc 6 giờ rời giường, sau đó bắt đầu chuẩn bị mỗi ngày bữa sáng. Nhìn An Hân phải đi tiến trong phòng bếp, Tô Chiết vội vàng kêu lên, "An Hân, hôm nay không cần mình làm, ta ở bên ngoài mua một chút sớm một chút." Nói xong, Tô Chiết còn đem cầm trong tay bữa sáng, đề cao lên, để An Hân nhìn một chút. An Hân cũng nhìn thấy Tô Chiết trong tay du điều và bao hết, cho nên cũng không có đi vào phòng bếp, mà là đi tới tiếp nhận Tô Chiết sớm một chút. Tô Chiết đem sớm một chút giao cho An Hân sau, liền trở về phòng bên trong, cầm một bộ quần áo sạch. Vừa nãy Tô Chiết chạy xa như vậy, tuy rằng không phải mệt chết đi, không có tiêu hao Tô Chiết rất nhiều thể lực, thế nhưng toàn thân cũng suốt không ít mồ hôi. Cho nên Tô Chiết dự định đi trước dội cái nước, trở lại ăn điểm tâm. Hắn cầm một bộ sạch sẽ đổi giặt quần áo sau, liền đi đi trong phòng vệ sinh. Vừa vặn trong phòng vệ sinh lúc này không có ai, Tô Chiết đem quần áo treo ở phòng vệ sinh trong vách tường. Hắn tua quần áo sau, cầm lên máy nước nóng vòi phun. Tô Chiết mở ra máy nước nóng hệ thống cung cấp nước uống, không có đun nóng, hắn cầm vòi phun hướng trên người mình xông. Mặc dù bây giờ là sáng sớm, thế nhưng cuối tháng 5, chính là nhiệt độ cao tập kích đại địa thời điểm, cho nên cứ việc bây giờ còn rất sớm, thế nhưng nhiệt độ đã không thấp. Sáng sớm hệ thống cung cấp nước uống mặc dù có chút phi lương, nhưng là đã ra không ít mồ hôi tô chiết, lại cảm giác thấy hơi hơi lạnh nước trôi ở trên người, rất là thoải mái. Tô chiết đơn giản mà tùy tiện xông tới một cái tắm nước lạnh, trước trước sau sau khả năng gộp lại mới 5 phút, tô chiết đã tắm xong, đồng thời đã mặc quần áo tử tế đi ra làm Tô Chiết đi ra vừa mới ngồi tại vị trí trước, tay mới cầm lấy một cái bánh tiêu thời điểm. An Huyên đem trong tay cuối cùng một cái bánh quẩy, nhét vào trong miệng, trang bị sữa đậu nành nuốt nuốt xuống, liền từ chỗ ngồi đứng lên, cầm lấy bên cạnh túi sách, đối với An Hân cùng Tô Chiết nói một tiếng, Tô Chiết ca, tỷ tỷ, ta muốn lên trên rồi, nhanh muốn tới trễ rồi, chính các ngươi từ từ ăn. Nói xong, liền đem trong tay bên người, sau này lưng một vầng, liền vội vội vàng vàng đi rồi, lại đi đồng thời, còn thuận tiện giật một tấm giấy vệ sinh, đến sát tay cùng lau miệng ba. Đi thời điểm, cẩn thận một chút, nhìn một chút. Muốn xem, không cần phải gấp gáp, thời gian còn nhiều. An Hân cùng Tô Chiết đối với An Huyên đồng thời nói ra. Đã chạy đến cửa ra vào An Huyên, xoay người lại, nói ra, ta biết rồi, tỷ tỷ Tô Chiết ca, gặp lại. An Huyên nói xong liền hấp tấp đi rồi. Tô Chiết cắn một cái trong tay bánh quẩy, An Hân đưa cho một chén sữa đậu nành cho hắn. Bánh quẩy mùi vị vẫn là lấy lúc trước dạng, ăn rất thơm, sữa đậu nành mùi vị cũng rất tốt. Đều cùng trước đây ăn mùi vị giống nhau như đúc, vẫn không có biến qua, này cũng là bọn hắn bữa sáng quán có thể ở, càng ngày càng nhiều đồng hành cạnh tranh dưới, còn có thể mở lâu như vậy, đồng thời bọn hắn bữa sáng quán chuyện làm ăn sẽ càng ngày càng tốt nguyên nhân. Tô chiết ăn hai cái bánh tiêu, cùng bốn cái bao, cộng thêm một chén sữa đậu nành, mới lấp đầy bụng. Tô chiết ăn no rồi, bảo bảo vẫn chưa rời giường hiện tại mới 7 điểm, đối bảo bảo tới nói, còn rất sớm, lúc bình thường bảo bảo đều là tại gần như khoảng 9 giờ lên. Xem ra chỉ cần không đi quấy rối bảo bảo, hôm nay bảo bảo cũng sẽ không ngoại lệ. Ăn xong điểm tâm sau, Tô Chiết liền đi hậu viện, là tất cả loại dược liệu tưới nước. Bởi vì ngày hôm qua Tô Chiết lúc trở lại, điều phối không ít ra tốc nước thuốc, thả tại hậu viện bên trong đồ dự bị, cho nên cũng sẽ không dùng lại từ đầu điều phối rồi. Hiện tại Tô Chiết điều phối thần lực nước thuốc, đều là chỉ có một loại chức năng. Tô Chiết dùng thần lực điều phối nước thuốc, có loại nước thuốc. Theo thứ tự là trị liệu nước thuốc, gia tốc nước thuốc, còn có cường hóa nước thuốc, loại dược thủy này. Bởi vì đem những này dược thủy tác dụng công năng tách ra, hiệu quả sẽ càng thêm được, cho nên Tô Chiết hiện tại chế biến thần lực nước thuốc đều là đơn độc tách ra. Những này loại tại hậu viện dược liệu, trải qua những ngày qua đều dùng gia tốc nước thuốc đào tạo, hiện tại cũng có không ít niên đại, đặc biệt là Tô Chiết so sánh để ý nhân sâm hơn nữa cái kia còn lại tô chiết cường điệu trồng năm khỏa nhân sâm, sinh trưởng nhanh càng là cấp tốc cực kỳ. Tô chiết tin tưởng này năm khỏa nhân sâm niên đại hiện tại cũng vượt qua 250 năm, mỗi một viên năm hẳn là tại 300 năm khoảng chừng Này năm khỏa nhân sâm, tô chiết đoán chừng tổng trọng số lượng ít nhất phải so với trước kia bán cho lưu hùng nhân sâm, còn nặng hơn nhiều gấp đôi. Bán ra cho lưu hùng năm khỏa nhân sâm. Lưu thị nhà thuốc đông y chuyên gia giám định lý bác giám định kết quả là, Nhiên đại tại 100 năm đến 120 năm trong lúc đó. Mà năm khỏa người tham gia lên tổng trọng số lượng tại 1.355 khắc, bình quân đơn khỏa trọng lượng là 271 khắc. Cuối cùng Tô Chiết lấy một khắc 1 vạn 6 ngàn khối giá cả, bán cho Lưu Hùng, năm khỏa nhân sâm tổng cộng đã lấy được 2.168 vạn. Cũng là bởi vì này năm khỏa nhân sâm, bị Lý Bác giám định là là tránh tông nhân sâm núi, tổng cộng bán 2.168 vạn giá cả có này 2.168 vạn, Tô Chiết mới có đầy đủ tài chính thu mua lý trường hoa trường hoa xưởng chế thuốc. Lấy 50 triệu tiền thưởng cộng thêm dài hạn cung cấp trị liệu nước thuốc điều kiện, thu được trường hoa xưởng chế thuốc 85 cổ phần, đã trở thành trường hoa xưởng chế thuốc lớn nhất cổ đông. Bởi vì chuyện này, để Tô Chiết biết rồi nhân sâm núi bên trong tồn tại lợi nhuận, đặc biệt là niên đại cao nhân sâm núi càng phải như vậy, hoàn toàn không cần lo lắng tiêu thụ không đi ra buồn phiền cho nên tổ Chiết mới sẽ khá lưu ý còn dư lại 5 khỏa nhân sâm núi. Mà bây giờ này còn dư lại 5 khỏa nhân sâm, nếu như lấy trọng lượng coi là, hiện tại đoán chừng chỉ ít có thể bán ra 50 triệu giá cả. Nhưng mà này còn là lấy trước đó niên đại 100 năm nhân sâm núi giá cả tính toán, nhân sâm núi là niên đại càng lớn, càng đáng giá. Này năm khỏa nhân sâm niên đại đều tại 300 năm khoảng chừng đơn giá nhất định là muốn so với trước kia nhân sâm quý rất nhiều, dù sao trước đó bán ra qua Lưu Hùng nhân sâm niên đại mới 100 năm khoảng chừng. Nếu như Lưu Hùng biết rồi Tô Chiết còn nắm giữ năm khỏa niên đại cao như vậy nhân sâm, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào muốn mua xuống. Bất quá đáng tiếc là Lưu Hùng cũng không biết chuyện này. Lưu Hùng tuy rằng thường thường lái xe đưa Tô Chiết về nhà, thế nhưng tính toán đâu ra đấy chỉ là tiến vào Tô Chiết nhà một lần, bình thường đều là đưa tới cửa tựu ly khai rồi. Mà lần đó hay là bởi vì Tô Chiết uống say, hắn và tài xế cổ thạch đem Tô Chiết dìu vào đến. Thế nhưng lần đó cũng là vội vội vàng vàng liền đi, không có dừng lại thêm. Bất quá ai có thể muốn lấy được, Tô Chiết trong nhà nhìn lên bình thường hậu viện, dĩ nhiên trồng giá chỉ có thể quá trăm triệu dược liệu. Nghĩ đến trí tưởng tượng lại phong phú người, tại không biết chuyện tình huống tuyệt đối không thể nghĩ tới. Bởi vậy Tô Chiết năng lực tại hậu viện một mực an an ổn ổn, ổn trồng trọt nhân sâm của hắn, cùng cái khác một ít quý báu dược liệu. Nếu như tin tức này truyền tới lời nói, hậu viện nơi này nhất định sẽ để rất nhiều kẻ tham lam trong lòng nhớ kỹ, trăm phương ngàn kế mà nghĩ từ nơi này mượn gió bẻ măng. 57XS57 bất quá may là trước mắt mới thôi, tô chiết trong nhà nho nhỏ trong hậu viện, trong tổng giá trị khả năng đã qua ức dược liệu, chuyện này người biết cũng không nhiều. Chỉ có vẻn vẹn mấy người biết, ngoại trừ tô chiết bên ngoài, cũng chỉ có trong nhà An Hân An Huyên hai tỷ muội cùng bảo bảo, còn có chính ở bên ngoài lên đại học tô Vũ Hinh biết. Ngoài ra, liền không có người nào biết chuyện này, An Hân các nàng mặc dù biết Tô chiết tại hậu viện gieo trồng dược liệu, đều là thuộc về so sánh danh quý dược liệu, so sánh đáng giá, nhưng là căn bản còn chưa ý thức được những dược liệu này chân chính giá trị, căn bản không sau khi biết viện có chút dược liệu, giá trị đã vượt qua một chiếc xe sang trọng, hoặc là một bộ phòng ở. Tỷ như trong hậu viện cái kia năm khỏa niên đại đã có 300 năm nhân sâm, có thể nói là dùng thiên kim cũng không đổi. Hơn nữa coi như là làm cho các nàng biết rồi dược liệu giá trị, Tô Chiết cũng cho rằng không có quan hệ gì. Tô Chiết đối với tin các nàng, đối với các nàng rất yên tâm, đối với tin các nàng không sẽ cố ý làm ra tổn hại đến lợi ích của hắn sự tình, đây là Tô Chiết đối với các nàng tiến nhiệm. Cho dược liệu đều dội một chút ra tốc nước thuốc sau, Tô Chiết chỉnh lý lại một chút hậu viện sau, sau sẽ đem dính một chút bùn đất thủ, rửa sạch liền tiến vào. Đóng lại tiến vào hậu viện cửa kính sau, tôi Chiết đạp lên thang lầu, đi tới lầu 2 hắn đến đến lầu hai phòng chứa đồ, gian phòng này phòng chứa đồ là tô chiết chuyên môn đem bên trong vật lẫn lộn thanh lý đi, chuyên môn đến lưu trữ thần lực nước thuốc. Đã sắp muốn tới ước định thời gian, đem trị liệu nước thuốc cung cấp cho trường hoa xưởng chế thuốc. Lần trước thời điểm, tô chiết vì để tránh cho một chút phiền toái, hắn cũng đã cùng lý trường hoa, ước định cẩn thận liên quan với trị liệu nước thuốc một ít ngắn hạn kế hoạch. Tô Chiết về sau từng cái nguyệt cung cấp hai lần trị liệu nước thuốc cho trường hoa xưởng chế thuốc, tạm thời mỗi một lần cung cấp số lượng là 5.000ml trị liệu nước thuốc. Một tháng hai lần, cũng là nói tô chiết thời gian một tháng, tổng cộng cần cung cấp 1.000ml trị liệu nước thuốc cho trường hoa xưởng chế thuốc. Cung cấp cho trường hoa xưởng chế thuốc trị liệu nước thuốc, điều phối 1.000ml tổng cộng cần 1 0 thần lực. Cho dù hiện tại tô chiết thể chất là 56 điểm, thần lực cũng không quá 560 điểm, hắn mỗi ngày tối đa cũng chỉ có thể dùng đến hơn 500 điểm thần lực, tính được một tháng cũng bất quá là 1680 không điểm thần lực. Căn bản vô pháp cung cấp nhiều như vậy thần lực đi ra, cũng là may là hắn biết tích phân ngoại trừ có thể hối đoái động vật bên ngoài, còn có thể dùng để khôi phục thần lực, mỗi một điểm tích phân có thể khôi phục 10 điểm thần lực. Cái này cũng là tô chiết muốn có một gian xưởng chế thuốc, sẽ thu mua trường hoa xưởng chế thuốc nguyên nhân chủ yếu nhất. Nếu không phải là bởi vì tích phân có thể dùng để khôi phục thần lực lời nói, tô chiết tuyệt đối sẽ không hiện tại hãy thu mua trường hoa xưởng chế thuốc. Tối thiểu lời nói, Tô Chiết cũng phải chờ đến thể chất của hắn tu luyện tới 1.000 điểm trở lên, hắn mới sẽ suy xét phải trang thu mua xưởng chế thuốc. Hơn nữa 1.000 điểm thể chất đây là thấp nhất điều kiện, nếu không theo Tô Chiết bây giờ thể chất, căn bản không có thể có thể chống đỡ lên trường hoa xưởng chế thuốc, cũng không khả năng có tư bản thu mua xưởng chế thuốc. Cũng là may là tích phân có thể dùng để khôi phục thần lực, không phải vậy lấy hắn xuất hiện tại tốc độ tu luyện, đợi thể chất của hắn đạt đến 1.000 điểm, cũng không biết muốn chờ tới khi nào mới có thể bất quá tích phân cũng không phải có thể không hạn chế sử dụng, hối đoái động vật lời nói, tích phân liền không có gì hạn chế, chỉ cần ngươi có đầy đủ tích phân là có thể hối đoái. Nhưng là dùng để khôi phục thần lực lời nói, tôi chiết hiện tại mỗi ngày nhiều nhất sử dụng 560 điểm tích phân. Tích phân hạn chế số lượng là theo thần lực trực tiếp móc nối, mà thần lực lại là do tôi chiết thể chất quyết định. Cho nên tôi chiết hiện tại kiên trì tu luyện luyện thể thuật, ngoại trừ muốn biến mạnh nguyên nhân ở ngoài, tăng cường trường hoa xưởng chế thuốc tư bản, Nguyên nhân này cũng là đã chiếm rất lớn một phần. Mà bây giờ Tô Sủng chi ra, mỗi ngày có thể cung cấp 300 có một chút 400 điểm tích phân cho Tô Chiết. Chính là bởi vì có Tô Sủng chi ra mỗi ngày cung cấp những này tích phân, Tô Chiết mới có đầy đủ thần lực, đến chế tác trị liệu nước thuốc cung cấp cho trường hoa xưởng chế thuốc. Cho nên bây giờ đối với Tô Chiết để ý nhất vẫn là Tô Sủng chi ra, dù sao hiện tại Tô Sủng chi ra đã so sánh ổn định, có thể dài hạn kinh doanh xuống đi. Mà trường hoa xưởng chế thuốc tiền cảnh mặc dù coi như rất tốt đẹp, thế nhưng hiện tại mới vừa vặn cất bước, hết thảy đều vẫn là không biết mấy, tương lai sẽ là như thế nào vẫn là không trong sáng. Bất quá bây giờ tô sủng chi ra mỗi ngày cung cấp tích phân, mỗi tháng tuy rằng miễn cưỡng có thể điều phối suốt 1.000ml trị liệu nước thuốc, thế nhưng phải là tô chiết bảo đảm không thể sẽ đem tích phân dùng đến cái khác nơi đi, không thể lại hướng trước đây hối đoái động vật cho tô sủng chi ra rồi. Hơn nữa từng cái nguyệt 1000ml trị liệu nước thuốc, nghe tới thật là nhiều, nhưng là đối với Tô Chiết cùng Lý Trường Hoa, còn có lưu hùng đồng thời kế hoạch xong dài hạn mục tiêu, 1000ml là xa xa không đủ. Như vậy phân lượng, chỉ có thể duy trì Trường Hoa xưởng chế thuốc kinh doanh xuống đi, nhưng không cách nào cấp tốc phát triển lớn mạnh Trường Hoa xưởng chế thuốc. Cho nên Tô Chiết nhất định phải lại mặt khác nghĩ biện pháp tìm kiếm cái khác khởi nguồn, đến tăng cường tích phân hơn nữa đồng thời còn nhất định phải kiên trì tu luyện luyện thể thuật, tiếp tục tăng lên thể chất của hắn, như vậy mới có thể sử dụng càng nhiều hơn tích phân, đến hối đoái thần lực, phối chế càng nhiều hơn trị liệu nước thuốc, mỗi một bước cũng không thể thất lễ. Tô Chiết cùng Lý Trường Hoa thời gian ước định là, mỗi một tháng số 15, còn có cuối tháng ngày cuối cùng cung cấp trị liệu nước thuốc. Bây giờ còn có mấy ngày rồi, cho nên Tô Chiết mới đến phòng chứa đầu nhìn một chút, miễn cho đến lúc đó luống cuống tay chân. Hiện tại phòng chứa đổ bên trong lưu trữ trị liệu nước thuốc đã có 400ml, còn kém 1000ml, tháng này số lượng liền đủ rồi. Mấy ngày nay bởi vì đi cảnh nam thị nguyên nhân, đều không hữu dụng tích phân khôi phục thần lực đến phối chế trị liệu nước thuốc, bởi vậy bây giờ tích phân có hơn 1.400 điểm, tôi chiết tại phòng chứa đổ bên trong bắt đầu phối trí trị liệu nước thuốc. Trị liệu nước thuốc hiệu quả rất thần kỳ, để thể nghiệm qua người đều kinh thán không thôi. Thế nhưng tôi chiết phối trí lên, lại là vô cùng đơn giản. Tôi Chiết tìm một cái dung lượng 5.000ml chiếc lọ, hướng về trong bình chứa đầy nước cất sau, liền đem thần lực bắt đầu thua vào trong nước, để thần lực và nước cất hỗn hợp lại cùng nhau, đã trở thành trị liệu nước thuốc. Một khi trong cơ thể thần lực sắp tiêu hao cho tới khi nào xong, tôi Chiết ý nghĩ hơi động, trong cơ thể thần lực lập tức liền khôi phục đầy, bất quá tích phân cũng bởi vậy ít đi 50 điểm. Một mực như vậy tuần hoàn đi xuống, thẳng đến thua 5.000 điểm thần lực sau khi tiến vào, mới dừng lại. Cứ như vậy 5.000ml trị liệu nước thuốc phối chế thành công, trước trước sau sau gộp lại bất quá là dùng khoảng 5 phút. Đương nhiên tổ chiết tích phân cũng ít 500 điểm tích phân, tôi chiết lại dùng 60 điểm tích phân khôi phục thần lực, chế biến 600ml trị liệu nước thuốc đi ra. Tổ chiết hôm nay tổng cộng chế biến 560ml thần lực, bất quá cứ như vậy, hôm nay tích phân sử dụng số lượng liền đến đội lên, đã không thể lại dùng tích phân khôi phục thần lực rồi, Tôi Chiết chỉ có thể chờ đợi ngày mai mới có thể tiếp tục chế tác trị liệu nước thuốc rồi. Hoàn thành mục tiêu của hôm nay sau, tôi Chiết thu thập một chút phòng chứa đồ sau. Xuất hiện ở trước khi đi, hắn dẫn theo một bình 3000ml trị liệu nước thuốc đi ra. Hắn dự định đưa đi cho Tô Sủng Chi ra sử dụng, Tô Sủng Chi ra một tháng sử dụng trị liệu nước thuốc, đại khái phân lượng chính là 3000ml. Bởi vì Tô Chiết xuất hiện tại ý định đi Tô Sủng Chi ra nhìn một chút, cho nên tự tùy tiện đem tháng sau trị liệu nước thuốc cầm qua đi. Tháng này cũng không có còn lại mấy ngày, miễn cho đến lúc đó lại muốn đi nhiều một chuyến. Làm tô chiết một người ra ngoài ngồi xe đi tới tô sủng chi ra thời điểm, bên trong đang tại đi làm công nhân đối tô chiết đến, đều có vẻ hơi ngoài ý muốn, bất quá đều có chút kinh hỉ. Dù sao tại tô sủng chi ra công nhân đối tô chiết đều có chút tôn kính. Rất nhiều người đều đã biết tô chiết có thể mở lên tô sủng chi ra, hoàn toàn là dựa vào chính mình, không có dựa vào bất kỳ quan hệ gì. Tuổi quá trẻ Tô Chiết có thể làm đến một điểm này, có thể là một kiện rất chuyện không bình thường, để rất nhiều công nhân bội phục. Hơn nữa Tô Chiết đối với công nhân viên cũng rất được, điểm trọng yếu nhất là từ khi Tô Chiết thu mua lý hâm sủng vật bệnh viện, thành lập bây giờ Tô Sủng Chi ra sau, quyết định một loạt quyết sách. Tô Chiết quyết sách, người được lợi trực tiếp nhất chính là sủng vật nhà công nhân, này để cho bọn họ đối Tô Sủng Chi ra có cao thâm lòng trung thành đối với mình có thể ở tô sủng chi ra công tác cảm thấy rất may mắn, rất tự hào. Đồng thời trong lòng còn đối tô chiết rất tôn kính. Dù sao đối với bọn hắn tới nói, tới tay phiếu trở nên nhiều hơn, mới là lợi ích thực tế nhất, cái khác đều là hư. Tô sủng chi ra công nhân, cũng là để rất nhiều đồng hành ước ao đố kỵ. Nếu như tô sủng chi ra bây giờ đối với bên ngoài tuyển mộ, khẳng định có rất nhiều người nguyện ý đổi nghề lại đây nhận lời mời. Bất quá là những người này đối tô chiết đến tô sủng chi ra có chút bất ngờ, nguyên nhân hoàn toàn là xuất hiện ở tô chiết trên người của. Bởi vì tại tô sủng chi ra vừa mới kinh doanh thời điểm, tô chiết còn có thể mỗi ngày lại đây. Đợi được tô sủng chi ra ổn định lại sau, tô chiết cũng rất ít lại đây tô sủng chi ra rồi, cơ hồ đem tất cả mọi chuyện đem giao cho Lý Hoa xử lý, hắn đã trở thành hất tay trưởng quỹ. Trong vòng một tháng, tô chiết đến tô sủng chi ra số lần gộp lại nhiều nhất chỉ có ba lần hơn nữa mỗi lần trên căn bản cũng là vì đem trị liệu nước thuốc giao cho lý hoa mỗi một lần cũng chỉ là tại tô sủng chi ra ở lại một hồi liền đi phía dưới công nhân muốn gặp tô chiết một mặt đều một cái không phải là chuyện dễ dàng liền ngay cả lý hoa đối tô chiết hôm nay đột nhiên đến tô sủng chi ra cũng cảm thấy có chút ra ngoài ngoài ý muốn bất quá nghĩ đến trong cửa hàng trị liệu nước thuốc chứ hàng gần như dùng hết rồi mới hiểu được tô chiết hôm nay lại đây hẳn là vì đưa trị liệu nước thuốc tới lý hoa đoán đúng một nửa Tô Chiết hôm nay thật là đưa trị liệu nước thuốc lại đây. Bất quá hôm nay hắn sẽ đến Tô Sủng Chi ra, đưa trị liệu nước thuốc không là chuyện quan trọng nhất. Đến Tô Sủng Chi ra hắn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Tô Chiết đi tới Tô Sủng Chi ra thời điểm, Lý Hoa đang cùng công nhân bàn giao một ít chuyện. Tô Chiết hướng về Lý Hoa làm một thủ thế liền đi lên lầu. Tuy rằng Tô Chiết rất ít đến Tô Sủng Chi ra, bất quá Lý Hoa đã có chút hiểu rõ Tô Chiết rồi, hắn đã rõ ràng Tô Chiết ý tứ rồi. Tô Chiết có ý tứ là muốn Lý Hoa xử lý tốt sự tình sau, liền đi tìm hắn. Bất quá cho dù Tô Chiết không có cái này chỉ thị, Lý Hoa cũng sẽ đi tìm Tô Chiết, hướng về Tô Chiết báo cáo Tô Sủng Chi ra mới nhất kinh doanh tình huống. Đây là Tô Chiết mỗi một lần đến Tô Sủng Chi ra, Lý Hoa đều sẽ làm. Cứ việc Tô Chiết cũng không hề muốn nghe ý tứ, Lý Hoa vẫn là sẽ làm hết phận sự mà báo cáo một lần. Tô Chiết sau khi lên lầu, liền đi thẳng tới phòng làm việc của hắn tuy rằng hắn rất ít đến tô sủng chi ra, thế nhưng làm tô sủng chi ra duy nhất nắm giữ người, hắn vẫn là có chuyên môn phòng làm việc, mỗi ngày đều sẽ có người tới quét dọn. Hắn đến đến bàn làm việc, ngồi xuống không bao lâu sau, còn chưa kịp mở máy vi tính ra đến cho hết thời gian, cửa phòng làm việc đã bị gõ, tô chiết nói một tiếng sau khi đi vào, Lý Hoa liền mở cửa phòng đi vào. Lý Hoa đóng cửa lại sau, liền đi tới tô chiết trước mặt. Tô chiết ra hiệu để Lý Hoa sau khi ngồi xuống, liền lấy ra trị liệu nước thuốc giao cho Lý Hoa. Lý Hoa tiếp nhận trị liệu nước thuốc sau, hắn liền muốn bắt đầu bản chức công tác, hướng về Tô Chiết báo cáo Tô Sủng Chi ra kinh doanh tình huống. Bất quá không đợi Lý Hoa mở miệng, Tô Chiết liền trực tiếp trước khi nói ra, Lý Hoa, bắt đầu từ bây giờ, người xem xét một người đi ra, đem trong tay hết thảy công tác hôm nay bắt đầu giao tiếp cho hắn, khiến hắn đến làm Tô Sủng Chi ra thay quyền chủ quản. Lý Hoa nghe được Tô Chiết lời nói, hắn là càng nghe, trong lòng lại càng tâm mát. Từ Tô Chiết ý tứ trong lời nói, Lý Hoa Lý giải là, Tô Chiết đã chuẩn bị khiến hắn đem chủ quản vị trí giao cho những người khác, Tô Sủng Chi ra ngoại trừ Tô Chiết là ông chủ lớn nhất bên ngoài, cái khác chức vị lớn nhất chính là chủ quản, cũng là nói Lý Hoa không thể thăng chức. Cái kia chính là Tô Chiết muốn hàng chức của hắn. Lý Hoa không hiểu Tô Chiết vì sao lại có ý này, có phải hay không hắn có nhiều chỗ làm không tốt, để Tô Chiết không hài lòng. Bởi vì Tô Chiết là muốn Lý Hoa từ Tô Sủng Chi ra hết thảy trong nhân viên, chọn chọn một người suốt để thay thế hắn, mà không phải Tô Chiết chính mình lựa chọn, hoặc là từ bên ngoài sắp xếp một mình vào đây, cũng chính là loại bỏ Tô Chiết muốn chiếu cố bằng hữu thân thích khả năng. Cái kia Lý Hoa cũng chỉ có thể cho rằng là Tô Chiết đối với hắn không hài lòng, mới có quyết định này, mới không cho hắn tiếp tục làm Tô Sủng Chi ra chủ quản. Bất quá Lý Hoa cũng là bởi vì như vậy mới không hiểu, Lý Hoa đối Tô Sủng Chi ra có thể nói là tận tâm tận lực, hơn nữa Tô Sủng Chi ra khi hắn kinh doanh xuống cũng càng ngày càng tốt tô sủng chi ra có bây giờ công trạng ngoại trừ có trị liệu nước thuốc phụ trợ bên ngoài lý hoa chính là công lao lớn nhất lý hoa tự hỏi hắn cũng không có chỗ nào làm sai tô chiết cũng rất ít đến tô sủng chi ra không thể đối lý hoa công tác có những gì bất mãn cái kia chỉ còn lại hai nguyên nhân rồi một là tô chiết sợ công cao cái chủ sợ lý hoa đoạt lấy công lao của hắn bất quá lý hoa cho rằng tô chiết không phải như thế loại người cổ hủ hơn nữa lý hoa làm được càng tốt cuối cùng được lợi lớn nhất vẫn là tô chiết cho nên Tô Chiết hẳn là sẽ không là bởi vì nguyên nhân này, bất quá Lý Hoa cũng không chọn vẹn bài trừ khả năng này. Còn có một cái nguyên nhân, Lý Hoa cho rằng là có khả năng nhất. Chính là có tiểu nhân ở Lý Hoa sau lưng, tại Tô Chiết bên tai bôi đen Lý Hoa, mới đưa đến Tô Chiết đối Lý Hoa bất mãn, hiện tại mới không cho hắn tiếp tục làm Tô Sủng Chi ra chủ quản, Lý Hoa nhận thức là nguyên nhân này là có khả năng nhất. Nghĩ tới đây, Lý Hoa không khỏi nghĩ mở miệng hỏi dò Tô Chiết nguyên nhân, vì chính mình giải thích. Tô Chiết không cho hắn làm tô sủng chi ra chủ quản, không có cái gì quá không được, Lý Hoa có tối đa chút đáng tiếc. Bất quá trong lòng hắn có một hơi núi không trôi, cho nên hắn muốn biết Tô Chiết làm quyết định này nguyên nhân, không phải vậy trong lòng hắn là sẽ không chịu phục. Dù sao Lý Hoa từ Lý Hâm sủng vật bệnh viện bắt đầu, cho tới bây giờ tô sủng chi ra, hắn có thể nói là bỏ ra không ít tâm huyết. Đột nhiên Tô Chiết vô duyên vô cớ muốn hàng chức của hắn, mà hắn trong công tác lại không có lầm lỗi, cho nên Lý Hoa hiện tại trong lòng nhất định sẽ không thoải mái. Tô Chiết xem chính mình càng là nói tiếp, Lý Hoa sắc mặt thì càng là khó coi, một mặt không cam lòng, Lý Hoa thật giống đối Tô Chiết lời nói ý kiến rất lớn như thế. Cho nên Tô Chiết liền có chút kỳ quái, không nghĩ ra chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ là Lý Hoa đối với hắn sắp xếp cảm thấy bất mãn ý, hoặc là Lý Hoa thân thể không thoải mái, thế là hỏi hắn, Lý Hoa, người có phải hay không có chuyện gì khó xử theo Tô Chiết, Lý Hoa là một nhân tài cho nên lần này tôi chiết chuyện quyết định hắn vốn là cho rằng ứng cử viên phù hợp nhất là lý hoa cho nên hắn liền định ủy thác lý hoa thay thế chỗ hắn lý một ít chuyện bất quá bây giờ tôi chiết mới vừa vặn nói ra lý hoa thật giống rất không muốn như thế Tô chiết bình tĩnh lại cũng cảm giác mình có một ít không đúng không có cân nhắc đến lý hoa cảm thụ nghĩ đến là có chút không đủ chu đáo không có suy nghĩ qua lý hoa là không phải nguyện ý làm nếu như lý hoa không muốn làm lời nói tôi chiết cũng sẽ không đi miễn cưỡng hắn cho nên tôi chiết chỉ có thể một lần nữa xem xét mới ứng cử viên đi thay thế lý hoa rồi nghĩ tới đây tôi chiết không khỏi có chút đau đầu hiện tại trong khoảng thời gian ngắn hắn cũng không biết đi nơi nào tìm ứng cử viên phù hợp để thay thế lý hoa xem ra hiện tại cái này sự kiện chỉ có thể trước chậm một chút rồi không phải ta chỉ là có chút không rõ ràng lắm lý hoa mở miệng nói ra hắn giọng nói chuyện không khỏi trộn lẫn một ít oán khí không có chuyện gì người không muốn coi như xong ta một lần nữa đi tìm người khác, người cũng giúp ta lưu ý một cái xem có hay không người thích hợp tuyển. Tô Chiết vung vung tay nói ra, nếu Lý Hoa không muốn, cái kia tự được rồi, hắn chỉ có thể đi tìm những người khác thay thế. Lý Hoa có chút bị hồ đồ rồi, Tô Chiết trước một câu nói, Lý Hoa nghe rõ, ý là Lý Hoa có thể tiếp tục làm Tô Sủng Chi ra chủ quản. Tô Chiết câu nói tiếp theo, liền để Lý Hoa không nghĩ ra được. Nếu Tô Chiết đã để Lý Hoa tiếp tục làm chủ quản, vậy tại sao còn muốn hắn đi xem xét ứng cử viên? đến nơi này lý hoa trong lòng mới suy nghĩ minh bạch lý hoa biết mình khả năng tại vừa bắt đầu liền đã hiểu lầm tô chiết lời nói tô chiết ý tứ căn bản không phải muốn hàng chức của hắn mà là có một số việc cần hắn đi làm không phải ta cũng nghĩ thế ta nghĩ sai rồi tô chiết người nghĩ ta làm cái gì sao lý hoa vội vàng nói hắn hiện tại đã biết chính mình hiểu lầm tô chiết tô chiết có chút ngạc nhiên bất quá trong nháy mắt hắn sẽ hiểu có thể là hắn nói không sai đủ rõ ràng để lý hoa đã hiểu lầm Ta lần này đến là muốn mở một gian tô sủng chi ra chi nhánh, ta là muốn cho ngươi đi cùng chuyện này, đến lúc đó ngươi khẳng định không thể phân thân đến, cho nên mới cho ngươi tìm người thích hợp, trước tiên tạm thời thay thế chức vụ của ngươi. Đương nhiên nếu như ngươi không nguyện ý, ta liền mặt khác đi tìm những người khác tuyển. Nếu như ngươi không nguyện ý, ta cũng chỉ phải mặt khác đi tìm những người khác tuyển. Đương nhiên nếu như ngươi nguyện ý, đó là tốt nhất. Lần này tôi chiết một lần đem ý của mình toàn bộ nói ra tránh khỏi lại sản sinh một ít hiểu lầm không cần thiết đi ra. Tô Chiết, xin lỗi, là ta hiểu lầm ngươi, xin ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tận cố gắng hết sức hoàn thành ngươi giao cho ta công tác. Lý Hoa nói ra, vậy thì tốt, đến lúc đó bận bịu chi nhánh sự tình, ngươi nhất định sẽ có rất nhiều chuyện làm. Chi nhánh lái sau, đến lúc đó ngươi có thể phải hai nơi chạy, cho nên tốt nhất là một nhà sắp xếp một cái điếm mọc ra, giúp ngươi chia sẻ một ít công việc cũng tốt. Tô Chiết suy nghĩ một chút nói ra. Đến lúc đó hai nhà tô sủng chi ra, Lý Hoa một người nhất định là chăm nom không được, cho nên tốt nhất là một gian tô sủng chi ra một cái điếm trưởng, mà Lý Hoa chủ yếu là sắp xếp công tác cho điếm trưởng, mà những chuyện khác liền giao cho điếm trưởng tự mình xử lý. Lý Hoa nghe được tô chiết hủy thác nhiệm vụ, hắn mới bỗng nhiên tình ngộ, nguyên lai like là tô chiết lại ý này, hắn không khỏi có chút xấu hổ rồi, cảm giác mình lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Lý Hoa đến lúc đó tô sủng chi ra mở ra một gian chi nhánh sau, Lý Hoa sẽ cùng lúc phụ trách hai nhà tô sủng chi ra. Tô Chiết không là muốn hàng chức của hắn, ngược lại Tô Chiết là muốn cho hắn thăng chức. Chọn điếm trường sự tình, hiện tại cũng không phải tối nhanh chóng. Việc cấp bách hay là muốn quyết định ở nơi nào mở tô sủng chi ra chi nhánh, này mới là trọng yếu nhất. Thế là, Lý Hoa cùng Tô Chiết trước tiên đem chuyện khác, trước tiên thả xuống đi không nói chuyện, cường điệu thảo luận tô sủng chi ra mới chi nhánh điếm chỉ. Dựa theo Tô Chiết ý tứ, Hắn cũng không muốn tô sủng chi ra chi nhánh, tiếp tục lựa chọn tại Yến Vân thị mở, tốt nhất là cùng một cái tỉnh, nếu như lại Yến Vân thị phụ cận mấy tòa thành thị vậy càng là hoàn mỹ nhất. Như vậy bọn hắn lựa chọn mục tiêu liền rút nhỏ rất nhiều, thế là Tô Triết mở máy vi tính ra tìm tới bổn tỉnh bản đồ. Chi nhánh đầu tiên muốn mở tại so sánh thành thị phồn hoa bên trong, hơn nữa cái thành phố này còn cần có quy mô không nhỏ, đồng thời ổn định sủng vật thị trường. Như vậy thành thị mới có rất nhiều người nuôi sủng vật mà giống như tô sủng chi ra sủng vật bệnh viện mới có sinh tồn không gian. Dựa theo Lý Hoa nói lên kiến nghị, tô chiết bọn hắn dựa theo cái điều kiện này, từng cái từng cái thành thị mà sàng lọc. Bọn hắn đem không thỏa mãn những điều kiện này thành thị toàn bộ đào thải đi, một mực không làm cân nhắc. Sau đó tô chiết cùng Lý Hoa sẽ đem thỏa mãn những điều kiện này thành thị, từng cái liệt kê đi ra. Cuối cùng là yêu chúng tuyển yêu, đem điều kiện tốt nhất, thích hợp nhất thành thị chọn lựa ra. Cuối cùng bọn hắn chọn lựa ra, phù hợp điều kiện thành thị tổng cộng có 3 cái. Lựa chọn cái kia một tòa thành thị, còn lại phách bản tự nhiên là Tô chết đến quyết định, Tô Chiết cũng không có suy nghĩ bao lâu, này ba tòa thành thị đều rất thích hợp, thế là hắn đem chọn lựa cách Yến Vân Thị gần nhất Thẩm Châu thành phố. Thẩm Châu thành phố cách Yến Vân Thị gần nhất, khoảng cách bất quá mới hơn 100 km. Hơn nữa giao thông rất thuận tiện, đồng thời trước đây ít năm Thẩm Châu thành phố đến Yến Vân Thị cao thiết cũng khai thông rồi, hai tòa thành thị trong lúc đó lui tới càng là thuận tiện mau lẹ. Hơn nữa Thẩm Châu thành phố phát triển cấp tốc, hơn nữa luận thành phố phồn hoa, Thẩm Châu thành phố không nói tại bổn tỉnh, coi như là toàn quốc cũng là đứng hàng đầu, là có thể đứng vào toàn quốc trước 10 thành thị. Đương nhiên tại như Thẩm Châu thành phố như vậy thành thị, bất kể là làm cái gì, đều cũng có rất nhiều đồng hành, cạnh tranh lớn vô cùng. Hơn nữa người khác cũng đã ở bên trong đứng vững bước chân rồi, chiếm trước được rồi thị trường. Người đến sau muốn vào Thẩm Châu thành phố chia một chén canh, cũng không phải một chuyện dễ dàng vài phút đồng hồ có thể sẽ thường liền không còn sót lại một chút cạn. Chẳng qua nếu như tô chiết cùng Lý Hoa, nghĩ tại Thẩm Châu thành phố mở một gian tô sủng chi ra chi nhánh, đương nhiên sẽ không muốn phổ thông người đến sau như thế. Bọn hắn nắm giữ ưu thế cực lớn, tô chiết trị liệu nước thuốc tin tưởng có thể giúp tô chiết cùng Lý Hoa, mở ra Thẩm Châu thành phố thị trường, chỉ ít tiền kỳ để cho bọn họ tại Thẩm Châu trong thành phố đứng vững bước chân là không có vấn đề. Huống hồ sủng vật bệnh viện trước mắt mới thôi, tại tông trong nước đại thể thành phố thị trường đều vẫn không có nằm ở bão hòa trạng thái, hiện tại nuôi sủng vật người càng ngày càng nhiều, đối sủng vật cũng càng ngày càng quý giá quý trọng, cam lòng làm sủng vật tiêu tốn tiền. Dưới tình huống như vậy, Tô Chiết bọn hắn muốn đi vào thẩm châu thành phố chiếm trước một phần thị trường, vẫn rất có hy vọng, càng đừng nói Tô Chiết bọn hắn nắm giữ trị liệu nước thuốc trợ giúp. Tin tưởng có trị liệu nước thuốc tô sủng chi ra, chỉ cần tại thẩm châu trong thành phố khai hỏa đệ nhất pháo, chuyện kế tiếp liền dễ dàng hơn nhiều coi như là Tô Chiết tại Thẩm Châu trong thành phố không kiếm được tiền, chỉ sợ là phải thường bản kiếm thét to, chỉ nếu có thể từ bên trong thu được tích phân, Tô Chiết cũng sẽ không tiếc. Đối với hiện tại Tô Chiết tới nói, tích phân mới trọng yếu nhất, kiếm tiền ngược lại là thứ yếu. Tô Chiết có tích phân, muốn kiếm đến tiền vậy còn không dễ dàng a há. Tô Chiết bọn hắn quyết định mới chi nhánh sau, Tô Chiết đem chuyện còn lại đều giao cho Lý Hoa rồi, để Lý Hoa tự mình xử lý rồi đợi được lý hoa tìm tới cửa hàng sau thông báo tiếp tô chít là được rồi tô chít cũng không muốn mọi chuyện tự thân làm cho nên hắn mới đem tất cả mọi chuyện toàn bộ để lý hoa xử lý đem mình ý kiến nói cho lý hoa nghe xong hắn liền không có ý định chính mình đi làm hắn phải tiếp tục làm cái hất tay trưởng quỹ tô chít cũng không muốn để những chuyện này cuốn lấy thân còn có chuyện quan trọng hơn chờ tô chít đi làm bất quá tô chít cũng cùng lý hoa khai báo một ít chuyện Lần này Tô Sủng Chi gia chi nhánh nhất định phải tận lực nắm chặt thời gian, sớm một chút lái. Tô Chiết có ý tứ là để Lý Hoa, tại Thẩm Châu trong thành phố tốt nhất là xem xét một gian, sẵn có muốn chuyển nhượng sủng vật bệnh viện. Liền giống như trước kia Lý Hâm sủng vật bệnh viện như thế, trực tiếp ký phần chuyển nhượng thỏa thuận, đổi cái danh tự là có thể tiếp tục lái. Tài chính không là vấn đề, đối Tô Chiết tới nói, hiện tại tiền của hắn vẫn tính sung túc. Tô Chiết để Lý Hoa thoải mái tay chân đi tìm giá cả cao không là vấn đề, chỉ cần hợp lý là được. Nếu như Lý Hoa tại Thẩm Châu thành phố không tìm được, Tô Chiết liền để Lý Hoa cân nhắc những thứ khác thành thị. Tô Chiết muốn trực tiếp thu mua một gian sẵn có sủng vật bệnh viện, mới là tối hiệu suất tối tiết kiệm thời gian. Không cần tiêu tốn thời gian dài khôi ở trên mặt này. Bây giờ đối với Tô Chiết tới nói quan trọng nhất là, căn thứ hai Tô Sủng chi ra càng sớm mở thành, càng sớm doanh nghiệp mới là tốt nhất, coi như là vì thế muốn tìm nhiều một chút tiền cũng không có quan hệ, để Lý Hoa toàn quyền xử lý chuyện này, Tô Triết liền đi ra phòng làm việc của hắn, hôm nay Lý Hoa cũng không hề hướng về hắn báo cáo, Tô Sủng Chi ra doanh nghiệp tình huống. Kỳ thực Tô Triết cũng không quá quan tâm những chuyện này, hắn chỉ cần biết rằng Tô Sủng Chi ra, mỗi ngày có thể giúp hắn thu được tích phân, có thể một mực bình thường ổn định mà doanh nghiệp đi xuống liền đủ rồi. Mà này Tô Triết chính mình liền có thể từ chính mình tích phân tăng cường tình huống biết được, cũng không cần khiến người khác đến báo cho. Mà những chuyện khác Tô Chiết cũng không quá quan tâm. Coi như là Tô Sủng chi ra mỗi tháng lợi nhuận, đối Tô Chiết tới nói cũng không phải rất xem trọng. Dù sao Tô Sủng chi ra đối Tô Chiết quan trọng nhất là nó hiện tại có thể dài hạn ổn định là Tô Chiết cung cấp tích phân, mà không phải Tô Sủng chi ra có thể vì Tô Chiết sáng tạo bao nhiêu lợi nhuận. Chẳng qua là bởi vì Lý Hoa so sánh chuyên nghiệp, mỗi lần Tô Chiết đến Tô Sủng chi ra, Lý Hoa đều sẽ đem doanh nghiệp tình huống làm hết phận sự cho Tô Chiết báo cáo một lần. Bởi vì Tô Chiết cũng không muốn đả kích Lý Hoa công tác nhiệt tình, cho nên mỗi lần đều sẽ nghe Lý Hoa báo cáo công việc mà không có từ chối. Hôm nay Lý Hoa vốn là bình thường tới nói, cũng là sẽ báo cáo công việc, nhưng là hôm nay hắn còn chưa mở lời nói, đã bị Tô Chiết giành trước rồi. Hơn nữa còn đưa ra một cái đối Tô Sủng Chi ra tới nói, có thể nói là rất quyết định trọng đại. Tô Chiết quyết định muốn mở nhà thứ hai Tô Sủng Chi ra, đồng thời Tô Chiết còn đem công việc này toàn bộ giao cho Lý Hoa xử lý, ủy thác trọng trách. Tô Chiết quyết định nghĩ đến sẽ để cho Lý Hoa bắt đầu bắt đầu bận túi bụi, dù sao mở chi nhánh không là nhất kiện đơn giản sự tình, trong đó có rất nhiều công tác muốn đi chuẩn bị. Tô Chiết rời khỏi văn phòng sau, Lý Hoa cũng trở về đi phòng làm việc của mình rồi. Lý Hoa để cho người khác không có chuyện gì không nên tới quấy rầy hắn, hắn chính mình một người ở trong phòng làm việc, bắt đầu quy hoạch lên chi nhánh kế hoạch. Mà Tô Chiết đem công tác giao cho Lý Hoa sau, chính hắn liền nhàn nhã tại Tô Sủng Chi ra bên trong, đi dạo lên. Tô Chiết không có chuyện gì liền trêu chọc một cái động vật, hiện ra phải vô cùng nhàn nhã tự đắc. Tô Chiết đang cùng một con nhỏ chó chơi được không còn biết trời đất là đâu. Tô Chiết nghe được ở phía sau có người ở kêu tên của hắn, hơn nữa âm thanh có chút quen thuộc, thế là hắn liền xoay người muốn nhìn một chút là ai đang gọi hắn. Tô Chiết đúng là ngươi, thật sự đã lâu không gặp. Nguyên lai like là Tô Chiết dùng thần lực nước thuốc cứu hai lần lăng nhược tuyết, nha là lăng tiểu thư A Hát. Không nghĩ tới có thể nhìn thấy ngươi, xuất hiện tại thân thể có khỏe không? Tô Chiết cười nói, đối với tại tô sủng chi ra bên trong có thể gặp được đến lăng nhược tuyết, hắn cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Cảm ơn ngươi quan tâm, thân thể của ta rất tốt, hôm nay ta mang nhà đầu tới nơi này kiểm tra một chút thân thể. Lăng nhược tuyết chỉ chỉ đi theo bên cạnh nàng một con nhỏ chó, nghĩ đến nàng nói nhà đầu phải là nó. Lúc này, Tô Chiết mới chú ý tới lăng nhược tuyết còn mang theo một con nhỏ chó. Bởi vì lăng nhược tuyết cũng không hề dùng dây thừng nắm cho con, cho nên Tô Chiết vẫn không có chú ý tới nó. Nhà đầu đối Tô Chiết biểu hiện rất nhiệt tình, tại thời điểm vừa mới bắt đầu, nhà đầu còn không dám tới gần Tô Chiết, chỉ là y ôi tại lăng nhược tuyết bên cạnh. Sau đó nhà đầu cảm thấy Tô Chiết đối với nó không có ác ý sau, liền bắt đầu hoạt bát đi lên. Chủ động chạy đến Tô Chiết bên người, không ngừng mà dùng thân thể làm phiền Tô Chiết ống quần, lấy biểu hiện này đối Tô Chiết thân thiết. Tô Chiết cười đem nha đầu bế lên, nha đầu không có chút nào chống cự Tô Chiết, bị Tô Chiết ôm nha đầu, còn lè lưỡi Eliota Eliota Tô Chiết lòng bàn tay, làm cho Tô Chiết trong lòng bàn tay có chút ngứa, bất quá cảm thấy rất thú vị. Đối với nha đầu, Tô Chiết cảm giác thật giống rất quen thuộc như thế, cũng có cùng nha đầu vậy thân thiết. Tô Chiết từ quan sát kỹ nha đầu sau, mới nhớ tới đã gặp qua ở nơi nào nha đầu. Nguyên lai like nha đầu chính là Tô Chiết trước đó từ sủng vật hối đoái trong Thương Thành hối đoái đi ra ngoài hai con ưng bá khuyển một trong. Tô chiết hối đoái hai con ưng bá khuyển đi ra sau, không đến bao lâu, tô chiết liền đều giao cho Lý Hoa, sau đó Lý Hoa thông qua tô sủng chi ra cử hành một hồi sủng vật buổi đấu giá, để cao tô sủng chi ra danh tiếng. Hắn còn nhớ rõ lúc ấy hai con ưng bá khuyển, đấu giá 16 triệu giá cao. Là đem Dư Hiên Hạo đập xuống, Tô Chiết nhớ rõ Dư Hiên Hạo đã nói, hắn đập xuống hai con ưng bá khuyển là muốn đưa cho hắn muội muội mà dư hiên hạo ngoại trừ dư tố y cô em gái này bên ngoài còn có một cái biểu muội dư hiên hạo biểu muội chính là trước mặt lăng nhược tuyết nghĩ đến nhất định là dư hiên hạo đưa một con ưng bá khuyển cho lăng nhược tuyết rồi vậy thì nói xuôi được tại sao nha đầu sẽ đối với tô chiết thân thiết như vậy rồi đối nha đầu tới nói tô chiết chính là cha mẹ của nó không đơn thuần chỉ là nha đầu chỉ cần là tô chiết hối đoái đi ra ngoài động vật bất kể là nhỏ yếu vẫn là mãnh thú, trời sinh đều sẽ đối Tô Chiết rất thân thiết. Nhà đầu ngã bệnh sao? Tô Chiết hỏi, nhà đầu là hắn hối đoái đi ra ngoài, nếu như ngã bệnh, Tô Chiết cũng không ngại giúp lăng nhược tuyết chữa khỏi nhà đầu, dù sao chỉ là dễ như ăn cháo mà thôi. Tuy rằng Tô Chiết hiện tại có thần lực trợ giúp, chữa bệnh rất sở trường. Thế nhưng Tô Chiết cũng sẽ không xem bệnh, hắn đối xem bệnh nhưng là một chữ cũng không biết, cho nên hắn cũng không thể phán đoán nhà đầu có phải là bị bệnh hay không bất quá tô chiết xem nha đầu tinh thần rất tốt, sức sống người phần, không hề giống sinh bệnh bộ dáng. Bởi vì tô chiết sẽ không xem bệnh, cho nên mới không có như vậy tin tưởng vững chắc, mới sẽ hỏi một chút lăng nhược tuyết. Không có, ta chỉ là mang nha đầu kiểm tra thân thể, nàng cũng không hề sinh bệnh. Lăng nhược tuyết giải thích. Nhà đầu là tô chiết từ sủng vật hối đoái thương thành hối đoái đi ra ngoài, vốn là đồng loại đồng phẩm loại bên trong thuộc về ưu tú nhất cá thể. Hơn nữa tại nhà đầu mới vừa hối đoái lúc đi ra, Tô Chiết còn dùng thần lực hỗ trợ nha đầu trưởng thành, còn có tiện thể thoáng cường hóa thay đổi nha đầu. Cho nên nha đầu sinh bệnh khả năng là khá là nhỏ, chẳng qua là quan tâm nha đầu lăng nhược tuyết, mang nha đầu định kỳ suốt tới kiểm tra thân thể mà thôi. Từ khi Dư Hiên Hạo đưa nha đầu cho nàng sau, nàng thường thường sẽ mang nha đầu đến sủng vật bệnh viện kiểm tra thân thể, hoặc là là nha đầu làm một chút sủng vật hộ lý. Từ khi Dư Tố Y còn đem tô sủng chi ra giới thiệu cho lăng nhược tuyết sau, Lăng Nhược Tuyết cùng Dư Tố Y liền sẽ mang sủng vật thường xuyên đến Tô Sủng Chi ra ơn nữa cuối cùng Lăng Nhược Tuyết còn từ Dư Tố Y trong miệng, biết rồi Tô Sủng Chi ra ông chủ chính là Tô Chiết. Từ đó về sau, Lăng Nhược Tuyết làm đến càng thêm nhiều lần, cho dù Dư Tố Y không rảnh đến, Lăng Nhược Tuyết chính mình một người cũng sẽ mang theo nha đầu lại đây, có thể nói là mỗi ngày đều sẽ đến một lần. Cho nên Tô Chiết sẽ ở Tô Sủng Chi ra nơi này gặp phải Lăng Nhược Tuyết, cũng không kỳ quái mà lăng nhược tuyết có thể ở tô sủng chi ra bên trong đụng tới tô chiết, mới là không dễ dàng việc. Lăng nhược tuyết đến rồi nhiều lần như vậy tô sủng chi ra, hôm nay mới lần thứ nhất tại tô sủng chi ra bên trong đụng tới tô chiết. Có lúc lăng nhược tuyết đều phải hoài nghi tô sủng chi ra đến cùng phải hay không tô chiết mở. Nếu không phải lăng nhược tuyết từ tô sủng chi ra trong nhân viên, lần nữa xác nhận lão bản của bọn hắn chính là tô chiết, nàng khẳng định sẽ cho rằng là dư tố y lừa nàng, Lăng Nhược Tuyết còn chưa từng nhìn thấy như Tô Chiết ông chủ như vậy, đã lâu như vậy, Lăng Nhược Tuyết cũng không có thấy Tô Chiết sang đây xem một cái, quan tâm một cái việc làm ăn của mình. Kỳ thực Lăng Nhược Tuyết ngược lại là oan uổng Tô Chiết rồi, kỳ thực Tô Chiết tuy rằng không phải thường xuyên đến Tô Sủng Chi ra nơi này, thế nhưng hắn trong vòng một tháng đều sẽ tới Tô Sủng Chi ra hai đến ba lần. Tuy rằng mỗi lần cũng là vì đưa trị liệu nước thuốc lại đây, thế nhưng chỉ ít Tô Chiết có đã tới Tô Sủng Chi ra cũng không phải như Lăng Nhược Tuyết nghĩ đến như thế, trong khoảng thời gian này xưa nay chưa từng bao giờ tới. Chẳng qua là Tô Chiết mỗi lần tới thời điểm, đều là đem trị liệu nước thuốc giao cho Lý Hoa, cùng Lý Hoa nói chuyện với nhau vài câu liền rời đi, không có tại Tô Sủng Chi ra trêu trọng ở lại bao lâu. Bởi vì mỗi lần Tô Chiết đến Tô Sủng Chi ra thời điểm, không phải Lăng Nhược Tuyết vẫn không có đến, chính là Lăng Nhược Tuyết đã mang theo nha đầu rời khỏi. Cho nên Tô Chiết cùng Lăng Nhược Tuyết hai người một mực không có từng đụng phải, cho tới hôm nay tại Tô Sủng Chi ra lần thứ nhất gặp gỡ. Tô Chiết, cảm ơn ngươi, ta rất yêu thích nhà đầu, có nàng, ta cảm giác mỗi ngày lạc thú nhiều hơn rất nhiều. Lăng nhược tuyết chân tâm mà nói ra. Nếu như Dư Hiên Hạo tại nơi này, hắn nhất định sẽ tại bất bình dùm cho mình. Chuyện này quả thật là quá oan, nhà đầu nhưng là Dư Hiên Hạo đưa cho Lăng nhược tuyết, lúc đó nhưng là bỏ ra hắn 800 vạn mới được đến nhà đầu. Mà bây giờ Lăng nhược tuyết cảm tạ lại là Tô Chiết, chuyện này đối với Dư Hiên Hạo tới nói quá không công bình. Cảm ơn ta làm gì, đây là Dư Hiên Hạo đưa cho ngươi, có thể chuyện không liên quan đến ta. Tô Chiết cười nói, hắn cũng có chút không rõ, Lăng Nhược Tuyết tại sao phải tạ hắn, nhà đầu cũng không phải hắn đưa cho Lăng Nhược Tuyết, hơn nữa hắn lúc đó nhà đầu cùng một con khác ưng bá khuyển. Nhưng là lấy 1600 V giá cả bán cho Dư Hiên Hạo, có thể nói là nha đầu, hắn liền kiếm được 800 V kép. Nói chung cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi, biểu ca cũng không khả năng có cơ hội đưa nha đầu cho ta. Còn ngươi nữa đã cứu ta hai lần, ta còn không có cơ hội đối với ngươi ngỏ ý cảm ơn. Lăng nhược tuyết nói ra, nàng một mực duy trì rất tự nhiên mỉm cười. Tô Chiết Kỳ thực rất bội phục lăng nhược tuyết tâm thái, tựa hồ bất luận gặp phải chuyện gì, lăng nhược tuyết cũng có thể lạc quan đi đến đối mặt, đi nghênh đón. Mỗi lần Tô Chiết nhìn thấy lăng nhược tuyết, nàng đều một mực duy trì mỉm cười, tựa hồ tại bên người nàng, người liền một mực cảm giác được ánh mặt trời như thế. Cho nên Tô Chiết một mực rất yêu thích Lăng Nhược Tuyết mỉm cười, cảm giác là Lăng Nhược Tuyết đẹp nhất địa phương, không phải là của nàng dung mạo, mà là của nàng mỉm cười. Một loại rất tự nhiên, khiến người ta cảm thấy phát ra từ nội tâm nụ cười. Lăng Nhược Tuyết tại biết mình không còn nhiều thời gian, nàng cũng không có oán giận qua một câu, cũng không có bi quan mà nhận mệnh, mà là dự định thừa dịp cuối cùng thời gian, đi liếc mắt nhìn thế giới xinh đẹp. Cũng là lần đó, vừa vặn đi qua Tô Chiết cứu Lăng Nhược Tuyết nếu như không phải Tô Chiết vừa mới đi qua lời nói, cũng có lẽ bây giờ Lăng Nhược Tuyết đã không tồn tại nữa. Cho nên Lăng Nhược Tuyết từ ngày đó bắt đầu, tụ đối Tô Chiết có mang lòng cảm ơn. Bất quá đáng tiếc lúc đó hôn mê Lăng Nhược Tuyết, cũng không nhìn thấy Tô Chiết dáng dấp, đây là nàng lúc đó tiếc nuối lớn nhất. Nàng lúc đó muốn nhất chính là tại bệnh tình tái phát thời điểm, nàng rời đi nhân thế trước đó có thể tìm được Tô Chiết, chỉ ít làm cho nàng nói với Tô Chiết một tiếng cảm tạ nhưng là người nhà của nàng một mực không tìm được tô chiết cũng không có tô chiết bất cứ tin tức gì đầy cõi lòng hy vọng lăng nhược tuyết tại thời gian từng ngày từng ngày đi qua trong lòng tình cờ cũng sẽ có chút thất vọng tránh qua bắt đầu cho là mình không khả năng sẽ có cơ gặp được tô chiết rồi kỳ thực lúc đó tô chiết cũng không nghĩ tới chính mình sẽ lần nữa nhìn thấy lăng nhược tuyết đồng thời còn dùng thần lực lần nữa cứu nàng một lần có lúc không thể không nói thế giới thật sự rất nhỏ tô chiết cứu dư tố y sủng vật tiểu kim mà An Huyên sinh bệnh lúc ở bệnh viện vừa lúc là Dư Hiên Hạo nhà mở. Do đó để Dư Hiên Hạo suy đoán Tô Chiết chữa bệnh rất lợi hại, đồng thời đem cái suy đoán này nói cho Dư Tố Y. Mà Dư Tố Y tại biết tin tức này sau, mới vừa hảo tại bên ngoài đụng tới Tô Chiết, đồng thời còn mang theo Tô Chiết đến Tô Sủng chi ra, cuối cùng còn nói xuất hy vọng Tô Chiết có thể ra tay giúp nàng cứu nàng biểu muội. Tô Chiết đáp ứng rồi Dư Tố Y, đi theo Dư Tố Y đi cô cô nàng nhà. Tại không có nhìn thấy Lăng Nhược Tuyết trước đó, Tô Chiết cũng không nghĩ ra dư tố y muốn chính mình cứu người, liền là trước kia té xỉu tại ven đường, bị chính mình cứu lên người. Ở trước đó Tô Chiết cùng Lăng Nhược Tuyết đều chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ có duyên gặp lại, cho nên nói có lúc thế giới thật sự rất nhỏ. Cuối cùng Tô Chiết không chỉ đem Lăng Nhược Tuyết bệnh chữa lành, làm cho nàng có thể trải qua cuộc sống của người bình thường. Hơn nữa tại Tô Chiết nói cho nàng biết bệnh có thể trị hết thời điểm, Lăng Nhược Tuyết hỏi Tô Chiết một vấn đề. Nguyên bản Tô Chiết cho rằng Lăng Nhược Tuyết sẽ hỏi, Nàng thật sự có thể khôi phục khỏe mạnh sao, hoặc là nàng lúc nào mới sẽ hoàn toàn tốt các loại vấn đề? Cuối cùng lại không nghĩ tới Lăng Nhược Tuyết hỏi là, nàng về sau còn có cơ hội gặp lại được hắn sau Tô Chiết lúc đó thật sự có chút bị Lăng Nhược Tuyết vấn đề sợ ngây người, hắn không nghĩ tới Lăng Nhược Tuyết hỏi là cái vấn đề này. Tô Chiết cảm giác Lăng Nhược Tuyết, thật giống thật sự đối với mình sinh tử nhìn đến rất nhạt, thật giống nàng hoàn toàn không để ý chính mình kết quả cuối cùng sẽ là cái dạng gì đây chính là tô chiết bội phục lăng nhược tuyết địa phương, rất ít người có thể làm được giống như lăng nhược tuyết lạnh nhạt đối mặt sống và chết. Audio điện tử võ tấn bền Nhiệt môn ơn nữa lúc đó tô chiết còn vạch trần nhạc chính lâm âm mưu, khiến nhạc chính lâm đối lăng nhược tuyết quỷ kế không thể được xính. Nếu như không phải tô chiết để nhạc chính lâm không có thể thành công được như ý lời nói, cũng không biết cuối cùng sẽ có bao nhiêu hậu quả nghiêm trọng. Lúc đó nhạc chính lâm giả mạo cứu tại ven đường té xỉu lăng nhược tuyết người, còn lấy ra cực độ tà ác đan dược, huyết linh mê hoặc đan giả mạo minh hộ mạch đan để dùng cho Lăng Nhược Tuyết chữa bệnh. Cứu nữ sốt ruột lăng mụ mụ, bị ma quỷ ám ảnh đã tin tưởng Nhạc Chính Lâm, bị Nhạc Chính Lâm chẳng hay biết gì, những người khác cũng không có nhìn thấu Nhạc Chính Lâm bộ mặt thật. Đáng tiếc nhìn tính vạn tính Nhạc Chính Lâm, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, một mực chưa từng xuất hiện Lăng Nhược Tuyết chân chính ân nhân cứu mạng, Tô Chiết sẽ vừa vặn tại một ngày kia xuất hiện, làm giả mạo gặp phải hàng thật tự nhiên là không cách nào tiếp tục ngụy trang đi xuống. Bởi vì Tô Chiết xuất hiện, vạch trần nhạc chính lâm bộ mặt thật, khiến nhạc chính lâm đối lăng nhược tuyết quỷ kế không thể được xính. Nếu như không phải Tô Chiết đúng lúc khám phá nhạc chính lâm âm mưu, để nhạc chính lâm không có thể thành công được như ý lời nói, cũng không biết cuối cùng sẽ có cỡ nào hậu quả nghiêm trọng, có thể có thể đến lúc đó không đơn thuần chỉ sẽ dính dáng đến lăng nhược tuyết, liền ngay cả toàn bộ lăng ra cũng có thể sẽ bởi vậy rơi vào tình trạng vạn kiếp bất phục. Bởi vì nhạc chính Lâm Phí đi lớn như vậy sức lực, huyết linh mê hoặc đan mặc dù nói là tà thuốc, thế nhưng luyện chế huyết linh mê hoặc đan cũng không dễ dàng, luyện chế dược liệu cần thiết cũng cực kỳ đắt giá ít ỏi. Chỉ luận về luyện chế huyết linh mê hoặc đan tiền vốn, thậm chí bị thánh dược chữa thương minh hộ mạch đan giá trị còn cao hơn. Cho nên nhạc chính Lâm tuyệt đối không phải vẻn vẹn chỉ tới đối phó Lăng Nhược Tuyết, mục tiêu của hắn là toàn bộ Lăng gia. Toàn bộ Lăng gia mới là nhạc chính Lâm cuối cùng mục đích lăng nhược tuyết chỉ bất quá chỉ là nhạc chính lâm lợi dụng quân cờ mà thôi này liên tiếp sự tình không khỏi làm lăng gia sợ không thôi không dám tưởng tượng sẽ có cái gì hậu quả bởi vậy lăng gia tất cả mọi người đều rất cảm kích tô chiết liền ngay cả dư gia cũng đúng tô chiết rất có hảo cảm dù sao dư gia cùng lăng gia có thể nói là một mạch liên kết cho tới nay hai nhà tuy hai mà một rồi dư lăng hai nhà quan hệ rất không bình thường lẫn nhau liên kết môi hở răng lạnh dư ra cùng lăng ra bất kỳ một nhà xảy ra vấn đề, một nhà khác cũng sẽ không dễ chịu. Cho nên tô chiết thì tương đương với trong lúc vô tình cứu lăng ra cùng dư ra hai nhà, bất quá tô chiết cũng đồng thời cho mình chọc một cái sủng phiền. Nhạc chính lâm có can đảm khiêu chiến dư lăng hai nhà, nói rõ nhạc chính lâm, hoặc là nhạc chính lâm sau lưng kẻ sai khiến cũng không đơn giản, chỉ ít thực lực sẽ không thua dư lăng hai nhà. Như thế đối thủ mạnh mẽ, tỉ mỉ bày kế một hồi nhầm vào dư lăng hai nhà âm mưu, đã bị tô chiết phá hủy, tin tưởng dư lăng hai nhà sẽ không lại cho bọn họ có cơ hội này. Mặc kệ tô chiết là cố ý hay là vô tình ý, tin tưởng nhạc chính lâm bọn hắn cũng sẽ không như vậy mà đơn giản liền bỏ qua tô chiết. Tô chiết cũng nghĩ đến điểm này, cũng là từ một ngày kia trở đi, bị nhạc chính lâm đánh bại tô chiết rõ ràng đến thực lực của mình còn rất nhỏ yếu, cũng không thể hoàn toàn bảo vệ mình, càng đừng nói bảo vệ người ở bên cạnh rồi. Bắt đầu từ lúc đó, tô chiết mới gây nên trở nên mạnh mẽ quyết tâm, kiên quyết tu luyện luyện thể thuật, từng điểm từng điểm tăng lên chính mình thực lực. Nếu như không có xảy ra chuyện như vậy, Tô Chiết cũng không khả năng sẽ có biến hóa như thế, có thể sẽ một mực được chăng hay chớ, vĩnh viễn như đáy giếng con ếch như thế, không có chân chính nhìn rõ ràng hiện thực. Dù sao tại không có gặp phải nhạc chính lâm trước đó, Tô Chiết cảm giác thực lực của mình đã tính là không tồi rồi, không nói là thế giới mạnh nhất, thế nhưng tự vệ đã đủ rồi. Nhưng là lần đó bị nhạc chính lâm không tốn sức chút nào đánh bại, nếu không phải hình giang long cuối cùng xuất hiện, đồng thời cứu Tô Chiết, bằng không Tô Chiết đã vào lúc đó liền mất đi tánh mạng. Cho nên người muốn tại chịu thiệt sau, mới sẽ hiểu, Tô Chiết mới sẽ ý thức năng lực của mình căn bản không đỡ nổi một đòn, đối với cao thủ chân chính tới nói, chính mình cái gọi là đầy đủ tự vệ thực lực, chỉ là khoa chân múa tay, căn bản không có tác dụng gì. Từ bắt đầu từ giờ khắc đó, Tô Chiết mới hiểu được thiếu sót của mình, biết mình ý nghĩ sai lầm sau, hắn mới bắt đầu nỗ lực tu luyện, tận lực mà tăng lên chính mình thực lực. Lăng nhược tuyết hướng về tô chiết biểu hiện cảm tạ, nàng tuyệt không phải là bởi vì nha đầu mới nói với tô chiết cảm tạ, mà là theo nha đầu hướng về chuyện lúc trước biểu thị cảm kích. Tô chiết có thể nghĩ đến minh bạch sự tình, thông tuệ lăng nhược tuyết làm người trong cuộc, tự nhiên cũng có thể nghĩ tới. Cho nên nàng ngoại trừ hướng về tô chiết biểu thị cảm tạ hắn cứu nàng hai lần ở ngoài, cũng đồng thời để tô chiết cho mình rước lấy phiền phức biểu thị xin lỗi. Tô chiết đối lăng nhược tuyết vung vung tay, để lăng nhược tuyết chớ để ở trong lòng không có gì ghê gớm lắm sự tình, không dùng hết nói là cảm tạ. Các ngươi từng cái thay phiên tới nói, ta đều sắp nghe phiền. Thật sao, vậy thật xin lỗi rồi. Tô lão bản, không biết ta hôm nay có thể hay không mời ngươi ăn đốn cơm chưa? Lăng nhược tuyết nói ra. Lăng tiểu thư, thật không tiện, hôm nay khả năng cùng không được ngươi, gia nhân của ta vẫn chờ ta về nhà. Tô chiết suy nghĩ một chút liền cự tuyệt nói, hắn lúc ra cửa, an hân xác thực có hỏi qua hắn có muốn hay không về nhà ăn cơm, hắn lúc đó cũng đáp ứng rồi. Hiện tại Tô Chiết đột nhiên không trở về nhà ăn cơm cũng không tiện, hơn nữa hắn mới trở lại chưa bao lâu, còn chưa lành tốt cùng Bảo Bảo. Muốn là hôm nay không trở về nhà ăn cơm, chắc hẳn Bảo Bảo sẽ thất vọng, sẽ mất hứng đấy. Cho nên Tô Chiết vẫn là cự tuyệt Lăng Nhược Tuyết. Cái kia đúng là tiếc nuối, hy vọng lần sau có cơ hội. Lăng Nhược Tuyết tâm tình có chút mất mát rồi, không nghĩ tới hôm nay có cơ hội đụng tới Tô Chiết, lại không có cơ hội cùng tô chiết lại ở lại lên một hồi đồng thời ăn một bữa cơm cũng không biết lần này cùng tô chiết ly biệt lúc nào mới có cơ hội gặp lại tô chiết bất quá rất nhanh lăng nhược tuyết lại ở trong lòng an ủi mình kỳ thực chính mình hẳn là muốn thỏa mãn dù sao đợi lâu như vậy hôm nay rốt cuộc đụng tới tô chiết đã là rất không phải là chuyện dễ dàng chính mình phải biết đủ nếu không lăng tiểu thư hôm nay đi nhà ta ăn cái cơm rau dưa tô chiết hỏi hắn tự nhiên không khả năng biết lăng nhược tuyết trong lòng đang suy nghĩ gì hắn chỉ là ở vào khách sáo cùng lễ phép mới như vậy hỏi lăng nhược tuyết ta phi thường vinh hạnh có thể đi tham quan tô tiên sinh nhà lăng nhược tuyết trực tiếp đồng ý lăng nhược tuyết nói xong cảm giác mình mặt bắt đầu đỏ lên tâm cũng đột nhiên nhảy đến thật nhanh nàng phát hiện mình thật giống quá cấp thiết rồi nàng cũng không nghĩ tới chính mình lại đột nhiên to gan như vậy sẽ tự mình đáp ứng đi tô chiết nhà đây là lăng nhược tuyết trước đây chuyện chưa bao giờ xảy ra Lăng Nhược Tuyết trả lời quá nhanh rồi, tôi chiết một lúc cũng chưa kịp phản ứng, hắn nguyên bản cũng không nghĩ tới chính mình chỉ là tùy ý vừa hỏi, Lăng Nhược Tuyết dĩ nhiên sẽ thật sự đáp ứng đi nhà của hắn ăn cơm. Sau đó tôi chiết cả cười. Bị tôi chiết như thế cười cười, Lăng Nhược Tuyết sắc mặt càng thêm đỏ, hơn nữa tim đập của nàng được càng lúc càng nhanh, Lăng Nhược Tuyết phảng phất có ở đây không tính an tĩnh tô sủng chi ra bên trong, cũng có thể nghe được tiếng tim mình đập bất quá Lăng Nhược Tuyết cũng rất yêu thích loại này tim đập, nàng cảm giác rất mỹ diệu. Bởi vì đây là trước đây nàng không cách nào dễ dàng cảm thụ sự tình, bất quá bây giờ nàng rốt cuộc có thể như người bình thường như thế, thỏa thích hưởng thụ loại này cảm giác động tâm. Nhiệt môn tiếp nhận rồi tô chiết mời sau, lăng nhược tuyết phảng phất đã sẽ không suy tư, ngay cả mình đến tô sủng chi ra làm chuyện gì cũng không biết. Cuối cùng vẫn là công nhân viên đến nhắc nhở lăng nhược tuyết rồi, lăng nhược tuyết mới nhớ tới nàng mục đích hôm nay. Lăng nhược tuyết hôm nay tới tô sủng chi ra, là vì cho nhà đầu thân thể làm theo lệ kiểm tra. Hiện tại đã đến nàng hẹn trước thời gian, nếu không phải công nhân viên đến nhắc nhở, nàng bây giờ còn thật sự không nhớ ra được. Nàng mơ mơ màng màng ôm nha đầu, đi theo công nhân viên đi làm kiểm tra. Thừa Dịp Lăng Nhược Tuyết mang theo nha đầu đi làm thân thể khỏe mạnh kiểm tra thời điểm, Tô Chiết cầm điện thoại di động lên, gọi điện thoại cho An Hân. Cùng An Hân thông báo một tiếng, hắn chờ một chút sẽ mang người bằng hữu về nhà ăn cơm. Lăng Nhược Tuyết nếu muốn đi Tô Chiết nhà ăn cơm, Tô Chiết đương nhiên phải để An Hân biết rồi làm cho An Hân có thời gian có thể chuẩn bị. Đừng đến lúc đó Tô triết không có thông báo An Hân, làm cho nàng không có thứ gì chuẩn bị, liền mang theo lăng nhược tuyết đi ăn cơm. Dù sao mang bằng hữu về nhà ăn cơm, cuối cùng nhưng không có chuẩn bị bằng hữu cơm nước. Cho nên vì để tránh cho đến lúc đó song phương đều lúng túng, Tô triết mới sẽ sớm thông báo An Hân một tiếng. Không đến bao lâu, lăng nhược tuyết liền mang theo nhà đầu đi ra, bởi vì chỉ là theo lệ kiểm tra thân thể khỏe mạnh mà thôi, cho nên rất nhanh sẽ kiểm tra xong rồi. trước tiên không nói là nha đầu thân thể vốn là rất ưu tú, riêng là lăng nhược tuyết tận tâm tận lực mà chiếu cố nha đầu, cũng trên căn bản sẽ không để cho nha đầu có sinh bệnh khả năng. chỗ lấy cuối cùng nha đầu thân thể khỏe mạnh báo cáo ra, không ngoài dự đoán, nha đầu thân thể rất khỏe mạnh, lăng nhược tuyết có thể không cần là nha đầu khỏe mạnh bận tâm. nha đầu làm sau khi kiểm tra, lăng nhược tuyết ôm nó đi ra sau. Nàng cũng không biết sau đó phải làm cái gì, cho nên nàng chỉ là yên lặng đứng tại tô chiết trước mặt, một bộ ngươi làm chủ là có thể vẻ mặt, để tô chiết sắp xếp. Tô chiết nhìn xuống điện thoại di động, hiện tại cũng gần như đã đến ăn cơm thời gian. Hơn nữa tô chiết ở lại tô sủng chi ra, cũng không có cái gì công tác cần hắn đi làm. Tô chiết đem hết thảy công tác đều giao cho Lý Hoa, hắn nhiệm vụ hôm nay đã tính hoàn thành rồi, chuyện kế tiếp chính là do Lý Hoa đi bận tâm là được rồi, đã không có tô chiết chuyện gì cho nên Tô Chiết cũng liền định hiện tại liền về nhà rồi. Kỳ thực vốn là Tô Chiết lúc đó cũng chỉ là bởi vì cự việt lăng nhược tuyết mời, có chút ngượng ngùng, cho nên theo lễ phép, hắn mới sẽ thuận miệng vừa hỏi. Tô Chiết cũng không nghĩ tới lăng nhược tuyết thật sự sẽ đồng ý rồi, nguyên bản hắn còn tưởng rằng lăng nhược tuyết chỉ đang nói đùa, cũng không phải thật sự muốn đi nhà hắn ăn cơm. Bất quá bây giờ lăng nhược tuyết đứng ở Tô Chiết trước mặt, chờ hắn kế tiếp sắp xếp. Hắn mới xác định lăng nhược tuyết cũng không đang nói đùa, nàng là chăm chú, nàng thật sự muốn đi nhà hắn ăn cơm. Bởi vậy Tô Chiết xuất hiện tại tự nhiên không thể đi một mình, cho nên liền mang theo lăng nhược tuyết cùng nha đầu rời khỏi Tô Sủng Chi ra, dẫn nàng về nhà. Đứng ở Tô Sủng Chi ra cửa vào, Tô Chiết rất may mắn, không đến bao lâu, hắn liền gọi được một chiếc xe. Hắn sau khi mở ra cửa xe, để ôm nha đầu lăng nhược tuyết tiên tiến. Đợi lăng nhược tuyết ngồi song sau, Tô Chiết mới ngồi ở ghế cạnh tài xế. Lăng nhược tuyết đang tiếp thu Tô Chiết mời sau, nàng thật giống hết thảy dũng khí đều dùng hết rồi không có cùng tô chít lại nói thêm một câu lăng nhược tuyết một mực cúi đầu cũng không biết đang suy nghĩ cái gì khuôn mặt nhỏ một mực đỏ đỏ tô chít cũng là từng cái không am hiểu trò chuyện người vừa nãy tô chít cùng lăng nhược tuyết hai người đang chờ xe thời điểm bầu không khí liền hơi có chút lúng túng hiện tại lên xe vẫn y như này tô chít tại lên xe hướng về tài xế nói rồi địa chỉ sau cũng không có mở miệng nói chuyện nữa bên trong xe ngoại trừ phát thanh thanh âm của sẽ không có cái khác tiếng nói rồi, có vẻ hơi nặng nề. Không đến bao lâu, là đến cửa tiểu khu. Lăng nhược tuyết sau khi xuống xe, xem thấy phía trước cách đó không xa có một cái siêu thị nhỏ, nàng liền đi muốn đi xem. Lăng nhược tuyết nhận thức là thứ nhất lần đi nhà bạn, hai tay chống chân thật giống rất không có lễ phép, liền muốn đi siêu thị nhỏ mua chút quà tặng. Tô Chiết biết dụng ý của nàng sau, đem nàng ngăn lại, nói ra, chỉ là tại trong nhà ăn cái cơm rau dưa mà thôi, không cần mua cái gì quà tặng. Bất quá lăng nhược tuyết tính cách có chút bướng bỉnh, bằng không nàng cũng sẽ không tại rõ ràng biết tình huống thân thể của mình dưới, còn một cái trộm lén đi ra ngoài. Nếu không phải lúc đó may là gặp phải tô chiết, không phải vậy khả năng nàng hiện tại đã là hương tiêu tan ngọc giảm. Tô chiết ngăn trở lăng nhược tuyết nhiều lần, nàng vẫn như cố cố chấp muốn đi siêu thị nhỏ mua quà tặng. Đi nhà bạn, mua cái gì quà tặng, nếu như ngươi còn muốn đi mua quà tặng lời nói, chính là không xem ta là bằng hữu của ngươi nha, cuối cùng tô chiết xem lăng nhược tuyết vẫn như cũ muốn tránh khỏi hắn có chút cuống lên tô chiết cũng không có suy nghĩ gì liền kéo lại lăng nhược tuyết thủ không để cho nàng đi siêu thị liền ở tô chiết kéo lại lăng nhược tuyết thủ sau lăng nhược tuyết đã đánh mất thính lực tô chiết nói cái gì nàng đã hoàn toàn nghe không lọt chỉ là mơ mơ màng màng gật gật đầu ngoan ngoãn đi theo tô chiết đi lăng nhược tuyết trong lòng chỉ có một ý nghĩ hắn dắt tay của ta hơn nữa trước đó hắn còn thân hơn ta chúng ta nảy tính quan hệ gì suy nghĩ lung tung lăng nhược tuyết, sắc mặt càng ngày càng đỏ. Tô chiết xem lăng nhược tuyết cũng không có tiếp tục đi mua quà tặng ý tứ sau, liền buông lỏng ra tay của nàng, hắn phát hiện lăng nhược tuyết sắc mặt càng ngày càng đỏ, bất quá hắn tưởng rằng khí trời nguyên nhân. Bởi vì quá nóng, cho nên lăng nhược tuyết sắc mặt mới sẽ như vậy đỏ. Chính là bởi vì ý nghĩ này, cho nên tô chiết cũng không nghĩ tới những địa phương khác đi. Cũng không có để ý nhiều, ở mặt trước mang theo đường. Trong lòng một mực loạn tung tùng phèo, từ nhỏ bởi vì thân thể nguyên nhân, có rất ít cơ hội cùng người giao lưu câu thông. Một mực sống ở rất nhỏ phạm vi lăng nhược tuyết, liền bằng hữu đều không có mấy cái, càng đừng nói nói qua yêu thương. Cho nên lăng nhược tuyết bây giờ trong lòng rất mâu thuẫn, vừa có đối luyến ái lòng hiếu kỳ, cũng đúng luyến ái không biết làm sao. Lăng nhược tuyết trong lòng hiện tại rất buồn phiền, nàng không biết tô chiết hôn nàng, bây giờ còn dắt tay của nàng. Nàng đơn thuần cho rằng đây chỉ có luyến nhân tài sẽ làm như vậy, mà tô chiết một mực đều làm rồi thế nhưng tô chiết hôn nàng lúc đó là vì cứu nàng cho nàng làm hô hấp nhân tạo hơn nữa rắt tay của nàng cũng là vì ngăn cản nàng đi mua quà tặng ở phía sau lăng nhược tuyết trộm nhìn lén tô chiết một mắt sợ bị tô chiết phát hiện vội vàng lại cúi đầu tô chiết lôi tay của nàng sau kế tiếp sẽ không có những thứ khác biểu thị ra cho nên lăng nhược tuyết mới sẽ như vậy khổ não nàng không biết tô chiết y tứ càng không rõ y tứ của mình đi ở phía trước tô chiết tự nhiên không biết mình một cái cho rằng rất bình thường động tác, để một cái tiểu cô nương đã hiểu lầm, mà muốn phá đầu. Tại Tô Chiết nghĩ đến, dưới tình thế cấp bách, kéo một cái tay, Tô Chiết cảm giác này rất bình thường, cũng không có gì. Cho nên Lăng Nhược Tuyết nhất định là muốn chính mình không công khổ não, Tô Chiết là không thể nào sẽ biết ý tưởng của nàng. Đi theo Tô Chiết phía sau Lăng Nhược Tuyết, trong lòng loạn tung tung phèo. Nàng cảm giác mình thật giống muốn đi nhà giống nhau, trong lòng có chút không biết làm sao, nai vàng ngơ ngác cảm giác. Được rồi, này hoàn toàn là lăng nhược tuyết nghĩ nhiều. Tô chiết thật chỉ là mang theo nàng về nhà ăn cái cơm rau dưa mà thôi, chính là như vậy đơn giản, cũng không hề ý gì khác. Tô chiết, ba ba mụ mụ của ngươi cũng có ở nhà không? Lăng nhược tuyết trong lòng rất loạn, cho nên liền tìm đề tài. Hơn nữa nàng cũng muốn tại đến tô chiết nhà trước đó, biết tô chiết là mình ở, vẫn là cùng cha mẹ đồng thời ở. Cha mẹ ta đều không ở, hai năm trước bọn hắn ra tai nạn xe cộ, tô chiết nói ra. Xin lỗi, ta không phải cố ý. Lăng Nhược Tuyết tràn ngập áy náy nhắc tới tô chiết chuyện thương tâm của nội tâm của nàng rất bất an. Không có chuyện gì, cha mẹ hắn đã qua đời hơn hai năm rồi, lại bi thương, hiện tại cũng buông xuống, hay là nói là trôn ở trong lòng nơi sâu xa rồi. Chỉ là lại đề lên, vẫn như cũ sẽ để cho hắn có chút thương cảm. Không cẩn thận nhắc lên tô chiết chuyện thương tâm của. Lăng Nhược Tuyết cũng không dám lại theo liền mở miệng rồi. Bất quá may là rất nhanh liền đến tô chiết nhà, Lăng Nhược Tuyết tạm thời đem chuyện này quên mất. Bảo bảo nghe được tiếng mở cửa, lập tức liền từ trong phòng chạy ra ngoài. Bởi vì tô chiết nhà có rất ít người ngoài đến, cho nên thông minh bảo bảo cũng biết là tô chiết trở về rồi. Tô chiết ôm lấy bảo bảo, nói ra, hôm nay có hay không nghịch ngợm, có nghe hay không an hân tỉ tỉ lời nói. Còn ngươi nữ ngốc ở trong phòng đang làm gì? Bảo bảo thật biết điều, không có chút nào nghịch ngợm, bảo bảo ở trong phòng xem An Huyên tỷ tỷ tại học tập, bảo bảo không có quấy giày An Huyên tỷ tỷ học tập, bảo bảo thật biết điều đang ngồi bên cạnh nha, chẳng hề nói một câu nha. Bảo bảo nghiêm trang hồi đáp, vì để cho tô chiết tin tưởng lời của nàng, còn vỗ vỗ ngực nhỏ của mình, tăng cường nàng nói có độ tin cậy. Bảo bảo cổ linh tinh quái bộ dáng, để lần thứ nhất thấy đến bảo bảo lăng nhược tuyết nhịn không được. Lăng nhược tuyết tỉ mỉ mà nhìn bảo bảo, là càng xem càng yêu thích lớn lên thập phần khả ái tiểu tinh linh, nàng hỏi, Tô Chiết, người tiểu muội muội này là con gái ngươi, vẫn là của ngươi muội muội sao? Tô Chiết nghe xong lăng nhược tuyết lời nói, không khỏi có chút buồn cười. Hắn tướng mạo thật sự lệch như thế giả sao? Làm sao nhiều người như vậy sẽ cho rằng Bảo Bảo là nữ nhi của hắn đây, bất quá cũng khó qua người khác sẽ như vậy nghĩ, bởi vì Bảo Bảo mới 4 tuổi, cùng Tô Chiết cách biệt có 18 tuổi khoảng chừng. Cho nên rất nhiều người mới sẽ cho rằng Bảo Bảo là Tô Chiết con gái, mà không phải nghĩ đến Bảo Bảo là muội muội của hắn dù sao có rất ít huynh muội tuổi tác kém nhiều như vậy, mà như Tô Chiết còn trẻ như vậy liền có nữ nhi, cũng không ít thấy. Tô Chiết còn chưa mở lời hướng về Lăng Nhược Tuyết giải thích, nói rõ bảo bảo chỉ là của hắn muội muội, cũng không phải hắn con gái. Bảo bảo liền đoạt trước trả lời, tỷ tỷ ngươi tốt, bảo bảo là ba ba con gái nha, bảo bảo thích nhất ba ba. Không biết bảo bảo làm sao vậy, tại Lăng Nhược Tuyết trước mặt, bảo bảo nếu gọi Tô Chiết làm ba ba, đây là trước đây chưa từng có được sự tình. Cái kia bảo bảo mụ mụ đi nơi nào? Bảo bảo chỉ có ba ba, mụ mụ không nên bảo bảo, bảo bảo không có mụ mụ. Bảo bảo vừa mới bắt đầu vẫn là ở cười cùng Lăng Nhược Tuyết chào hỏi, thế nhưng tại Lăng Nhược Tuyết hỏi mụ mụ thời điểm, bảo bảo ánh mắt liền từ từ bắt đầu đỏ lên, nước mắt bắt đầu tràn ra tới rồi, tiếng nói cũng mang theo tiếng khóc nức nở. Xin lỗi, là tỷ tỷ lỗi, bảo bảo đừng khóc, được không? Bảo bảo vừa khóc, Lăng Nhược Tuyết liền không biết làm sao rồi, nàng biết mình nói sai không ngừng mà hướng về tô chiết cùng bảo bảo xin lỗi. Không có chuyện gì, chuyện không liên quan tới ngươi, tô chiết lắc đầu một cái, ra hiệu lăng nhược tuyết chớ sốt sắng. Vốn là vừa mới bắt đầu, bảo bảo tại lăng nhược tuyết trước mặt gọi tô chiết làm ba ba thời điểm, tô chiết còn muốn sửa lại một sinh bảo bảo, thế nhưng bây giờ bị bảo bảo đột nhiên như vậy vừa khóc, hắn mềm lòng rồi. Cũng sẽ tùy bảo bảo ý tứ rồi. Chỉ cần bảo bảo yêu thích, gọi tô chiết ba ba cùng ca ca đều là giống nhau, chỉ cần bảo bảo hài lòng là được rồi, chỉ là một câu xương hô mà thôi, quản nhiều như vậy làm gì. Tô Chiết cùng An Hân các nàng tại bảo bảo trước mặt, đều sẽ tận lực tránh khỏi nhắc lên bảo bảo cha mẹ của, miễn cho để bảo bảo nhớ tới chuyện không vui. Bất quá không biết chuyện Lăng Nhược Tuyết, hôm nay tại bảo bảo trước mặt hỏi mụ mụ của nàng ở nơi nào, liền khơi gợi lên bảo bảo trong lòng tưởng niệm rồi. Tô Chiết nhẹ nhàng lau đi bảo bảo nước mắt, tại nàng lỗ tai bên vừa nói ra, ba ba thích nhất bảo bảo làm sao chảy nước mắt đây này. Ưm, ừ, bảo bảo thích nhất ba ba, bảo bảo không khóc. Bảo bảo nghe xong Tô Chiết lời nói, nỗ lực để nước mắt của mình không chảy xuống, nàng nho nhỏ mũi còn vừa kéo vừa kéo. Lúc này, đang tại nhà bếp làm cơm An Hân, cùng với ở trong phòng học tập An Huyên, tất cả đi ra rồi. An Huyên hướng về Lăng Nhược Tuyết gọi một tiếng thì thì, lên tiếng chào hỏi, lại đi vào gian phòng tiếp tục học. Bảo bảo cũng từ Tô Chiết trong lồng ngực xuống, đi theo An Huyên đi vào gian phòng mà trên người mặc tạp dề An Hân, cười nói, xin chào, ta gọi An Hân, là lăng tiểu thư A Hát. Hân tỷ người tốt, gọi ta nhược tuyết là được rồi, quấy dày ngươi rồi. Không quấy dày, người trước ngồi một chút, cơm nước lập tức liền tốt rồi, ta tiến trước đi một cái. Hân tỷ cần ta hỗ trợ sao? Lăng nhược tuyết nói ra, nàng có chút ngượng ngùng. Không cần, lập tức liền tốt rồi, người và tôi chiết trước tiên ở phòng khách tán gẫu một cái thiên, lập tức liền có thể ăn. An Hân vội vàng nói, vậy có để lần đầu tiên tới trong nhà khách nhân giúp một tay, cho dù bận rộn nữa, An Hân cũng sẽ không làm như thế. Huống hồ làm dừng lại phổ thông bữa trưa, đối An Hân tới nói, là chuyện rất đơn giản, dễ dàng là có thể hoàn thành. Tô Chiết mời Lăng Nhược Tuyết ngồi trước ở trên ghế salon, sau đó mới hỏi, muốn uống gì đồ uống, trà, nước chanh, coca vẫn là băng hồng trà. Nước trong là được rồi, cảm tạ, Lăng Nhược Tuyết nói. Tô Chiết gật gật đầu, đi lấy một sạch sành xanh cái chén, rót một chén nước sôi, sau đó đưa cho Lăng Nhược Tuyết. Lăng Nhược Tuyết hai tay tiếp nhận tô chiết cái chén, sau đó nàng đặt ở bên mép uống một hớp nhỏ nước sau, liền đem cái chén trong tay đặt ở trước mặt nàng trên khay trà. Tô chiết ngồi ở Lăng Nhược Tuyết đối diện, cũng không biết hai người bọn họ trong lòng đều đang suy nghĩ gì, đều không có mở miệng nói chuyện. Sau tô chiết cùng Lăng Nhược Tuyết hai người lại bắt đầu yên tĩnh lại, đều không có lời gì muốn nói vốn là tô chiết cùng lăng nhược tuyết hai người, đều là thuộc về không nhiều lời người, cũng không am hiểu cùng người giao lưu câu thông người. Hai cái tính cách của người đều bởi vì vì có chút nguyên nhân dẫn đến có chút hướng nội, yêu thích đem mình phong bế. Lăng nhược tuyết nội tâm là vì bệnh tim bẩm sinh nguyên nhân, khiến nàng có rất ít cơ hội có thể cùng người bình thường như thế. Mỗi ngày thật giống đều đang lập lại chuyện giống vậy, trị liệu, sau đó nghỉ ngơi. Mà tô chiết lại là tuổi thơ thời điểm, hắn một thân một mình lưu lạc đầu đường, một người lẻ loi hưu quạnh sinh hoạt, bị hắn người thường thường vô cớ ức hát yêu ta, mà vô lực phản kháng. Thẳng đến sắp bị người đánh chết Tô Chiết gặp Tô Vũ Hinh, cũng bị nàng cứu, cuối cùng còn bị Tô Vũ Hinh cha mẹ của chứa chấp, Tô Chiết cuộc sống và vận mệnh mới bắt đầu thay đổi. Bởi vì Tô Chiết tuổi ấu thơ một ít không vui hồi ức, khiến cho hắn rất là chống cự người xa lạ tiếp cận, càng là không thể nào sẽ chủ động đi cùng người xa lạ câu thông. Cuối cùng vẫn là Tô Chiết gặp thư mộ ngữ, tại thư mộ ngữ từ từ khuyên giải dưới, Tô Chiết mới có hơi chuyển biến. Hắn hiện tại mới không có như trước kia như vậy đóng kín, chưa bao giờ cùng những người khác giao lưu. Bất quá hắn hiện tại y nguyên hay vẫn sẽ không chủ động đi cùng người câu thông. Tô Chiết cùng lăng nhược tuyết hai cái bất đồng sinh hoạt quỹ tích, tính cách lại có chỗ tương tự. Hai người cuối cùng còn cực kỳ trùng hợp mà nhận thức, cũng trở thành bằng hữu. Lăng nhược tuyết bây giờ trong lòng cực kỳ ảo não, nàng hiện tại bắt đầu có chút hối hận đến Tô Chiết nhà. Lăng nhược tuyết đang muốn là nàng hôm nay chưa có tới lời nói, cũng sẽ không tại bảo bảo trước mặt nói nhầm, nhắc lên bảo bảo mụ mụ đến, khiến ngoan ngoãn bảo bảo thương tâm như vậy. Nếu như nàng chưa có tới lời nói, liền không sẽ xảy ra chuyện như thế đến. Đồng thời lăng nhược tuyết cũng rất đồng tình tô chiết cùng bảo bảo. Bảo bảo nhỏ như vậy, tự không có mụ mụ, vốn là vừa mới bắt đầu nhìn thấy an hân thời điểm, lăng nhược tuyết cũng đã đoán an hân là bảo bảo mụ mụ, tuy rằng an hân có chút tuổi trẻ, bất quá tô chiết cũng rất trẻ trung rồi, không là đồng dạng là bảo bảo ba ba sao. Bất quá lăng nhược tuyết nghĩ đến bảo bảo nói, liền đem suy đoán của nàng cho đẩy ngã. Bảo bảo nói nàng không tìm được mụ mụ, mụ mụ đã không cần nàng nữa. Cho nên an hân tựu không khả năng là bảo bảo mụ mụ, bằng không bảo bảo cũng sẽ không nói nàng không tìm được mụ mụ. Dựa theo bảo bảo lời nói mà nói, là bảo bảo mụ mụ không cần nàng nữa, nói cách khác bảo bảo mụ mụ từ bỏ tô chiết cùng bảo bảo. Lăng Nhược Tuyết tin tưởng bảo bảo nhỏ như vậy là sẽ không nói khoác lời nói, cho nên nàng liền có chút đồng tình Tô Chiết rồi, trẻ tuổi như thế đã bị lão bà từ bỏ, sau đó liền muốn một người mang theo con gái sinh hoạt, hơn nữa Tô Chiết còn mất đi cha mẹ. Như vậy liền để lòng thông cảm tràn lan Lăng Nhược Tuyết, cảm giác Tô Chiết sinh hoạt có chút bi thương. Cũng làm cho Lăng Nhược Tuyết trong lòng đột nhiên nghĩ đến một ý nghĩ, nếu để cho nàng lựa chọn làm bảo bảo mụ mụ, Lăng Nhược Tuyết là tuyệt đối nguyện ý. Bởi vì là lần đầu tiên nhìn thấy Bảo Bảo, Lang Nhược Tuyết liền từ trong lòng thích Bảo Bảo. Nghĩ tới chỗ này sau, Lang Nhược Tuyết ngẩng đầu lên lặng lẽ nhìn Tô Chiết một mắt, lại vội vàng bận biểu cúi đầu. Làm bộ một bộ như không có chuyện gì xảy ra vẻ mặt, bất quá đỏ bừng một chút sắc mặt đã bán rẻ nàng. Bất quá may là Tô Chiết cũng không hề chú ý nàng, càng đừng nói biết Lang Nhược Tuyết trong lòng nghĩ cái gì. Bất quá Lang Nhược Tuyết hiển nhiên không nghĩ tới, ý tưởng của nàng cũng không đúng. Kỳ thực cũng không trách Lăng Nhược Tuyết sẽ nghĩ như vậy, trước đó Bảo Bảo một mực gọi Tô Chiết làm ca ca, cho dù sáng sớm Tô Chiết lúc ra cửa, Bảo Bảo vẫn là để cho ca ca. Thế nhưng Bảo Bảo tại nhìn thấy Lăng Nhược Tuyết sau, cũng không biết Bảo Bảo làm sao sẽ đột nhiên đổi giọng rồi. Tại Lăng Nhược Tuyết trước mặt, đem Tô Chiết gọi là ba ba, mới khiến cho Lăng Nhược Tuyết có hiểu lầm, cho rằng Tô Chiết đã đã kết hôn, còn có một cái bốn tuổi lớn con gái. Đổi thành cái khác người không biết, cũng sẽ giống như Lăng Nhược Tuyết hiểu lầm xuyên tạc. Tô Chiết cũng là muốn đã đến, khả năng Lăng Nhược Tuyết đã đã hiểu lầm hắn và bảo bảo quan hệ. Bất quá Tô Chiết cũng không hề hướng về Lăng Nhược Tuyết giải thích rõ ràng ý tứ, hắn cảm thấy chuyện này không có gì tốt giải thích. Bất kể là ca ca, vẫn là ba ba, đối Tô Chiết tới nói không có khác biệt lớn. Nếu như bảo bảo muốn ba ba, hơn nữa là muốn Tô Chiết làm ba ba lời nói, Tô Chiết rất tình nguyện đảm nhiệm bảo bảo ba ba. Về phần những người khác sẽ ra sao, thấy thế nào? người khác cái nhìn là của người khác tự do, Tô Chiết không xen vào, cũng không muốn đi để ý tới, đây chính là Tô Chiết. Tô Chiết cùng Lăng Nhược Tuyết ngồi không bao lâu sau, An Hân cơm nước liền toàn bộ đã làm xong, bắt chuyện bọn hắn vào bàn ăn cơm đi. An Huyên cùng Bảo Bảo cũng từ gian phòng đi ra, Bảo Bảo đến cùng vẫn là một đứa bé. Chuyện không vui, Bảo Bảo rất nhanh sẽ quên mất. Bảo Bảo cùng An Huyên vừa nói vừa cười từ trong phòng đi ra, cùng An Huyên dọc theo đường đi đánh lộn, cùng đi rửa tay. Lăng Nhược Tuyết nhìn thấy bảo bảo, không có không vui bộ dáng, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Tắm xong tay bảo bảo, chính mình khéo léo ngồi trên chỗ ngồi của nàng, đợi tất cả mọi người ngồi xong sau, bảo bảo nói ra, tôi chết ba ba, ăn cơm, như tuyết tỉ tỉ, ăn cơm, an hân tỉ tỉ, ăn cơm, an huyên tỉ tỉ, ăn cơm. Mỗi tên của một người, bảo bảo đều lần lượt niệm đi qua, không có một cái rơi xuống, coi như là tên lăng nhược tuyết cũng cho bảo bảo nhớ kỹ, bảo bảo vẫn là gọi tôi chết làm ba ba. Được, Bảo Bảo cũng ăn cơm. Mọi người cười nói. An Hân cùng An Huyên hai người tuy rằng có chút không rõ, Bảo Bảo làm sao đột nhiên sẽ gọi Tô Chiết làm ba ba, bình thường thời điểm Bảo Bảo đều là gọi ca ca. Tuy rằng trong lòng các nàng hơi nghi hoặc một chút, bất quá các nàng cũng không có nói ra đến. Lúc ăn cơm, An Hân không ngừng mà bắt chuyện lăng nhược tuyết, đồng thời An Hân còn dùng công, không ngừng gắp thức ăn cho lăng nhược tuyết. Hân tỷ, thật sự đủ rồi, ta sắp không ăn được, Bất quá Hân tỷ làm món ăn ăn ngon thật. Lang Nhược Tuyết cười nói, chén của nàng đều nhanh muốn đầy, hiện tại đã là như là một tòa núi nhỏ rồi. Chén đã không chứa nổi rồi, hơn nữa nàng đã chịu không ít, nhưng là An Hân còn không phải không ngừng gắp thức ăn cho nàng. Chỉ là rất phổ thông cơm nước mà thôi, nếu như người thích hoan liền ăn nhiều một chút. An Hân cười nói, có người thích ăn nàng làm món ăn, An Hân trong lòng rất vui vẻ, rất thỏa mãn. Đúng, An Hân tỷ tỷ làm món ăn làm tốt ăn bảo bảo thích ăn nhất. Ăn được miệng đầy dầu bảo bảo, tuy rằng bảo bảo trong miệng còn nhét được tràn đầy, thức ăn trong miệng còn chưa kịp nuốt xuống, bất quá bảo bảo vẫn không quên xuyên vào một câu, biểu thị lập trường của nàng. Tất cả mọi người bị bảo bảo chọc cười, An Hân cầm khăn tay là bảo bảo lau chùi đi miệng dầu. Chỉ cần bọn hắn thích ăn, An Hân liền cảm thấy đủ hài lòng. Bảo bảo, người hôm nay ngốc ở trong phòng, có hay không đi quấy giày An Huyên tỷ tỷ? Tô Chiết hỏi. Không có, Bảo bảo thật biết điều nha, bảo bảo chỉ là ở trong phòng xem An Huyên tỷ tỷ viết chữ. Bảo bảo một mực rất yên tĩnh nha, An Huyên tỷ tỷ có thể làm chứng cho ta bảo bảo nói xong. Một đôi mắt to tràn ngập hy vọng mà nhìn An Huyên, hy vọng An Huyên có thể vì nàng nói chuyện, chứng minh nàng không có nói láo lời nói. Ừm, ta có thể làm chứng, bảo bảo đích xác rất ngoan. Bị bảo bảo dùng ánh mắt như thế nhìn, cho dù bảo bảo thật sự điều bì, An Huyên cũng không nỡ bỏ bán đi bảo bảo. Bất quá bảo bảo đích xác rất hiểu chuyện, An Huyên tại học tập thời điểm, chưa bao giờ sẽ đi quấy giày nàng, bảo bảo sẽ một mực ngoan ngoãn ở tại An Huyên bên người, đợi được An Huyên học giỏi rồi, mới sẽ cùng An Huyên cùng nhau chơi đùa. Mặc dù có bảo bảo cái này quả hồ chăn, là nhiều hơn không ít thú vị. Bất quá tính cách điểm đạm hướng nội lăng nhược tuyết lần đầu tiên tới tô chiết nhà, mà lại không nói An Hân cùng An Huyên hai tỷ muội coi như là tô chiết, lăng nhược tuyết cũng chỉ là đã gặp mặt mấy lần mà thôi. Cho nên tính cách điểm đạm hướng nội lăng nhược tuyết, ở nơi này liền có vẻ hơi eo hẹp, không buông ra. Sau khi cơm nước xong, Lăng Nhược Tuyết tại Tô Chiết nhà ngồi nữa một hồi, nàng liền đưa ra phải đi. Tuy rằng Tô Chiết sẽ không tăng cùng người giao lưu, bất quá cơ bản xử sự, sự, làm người, Tô Chiết vẫn là minh bạch đấy. Cho nên Lăng Nhược Tuyết phải đi, Tô Chiết sẽ đưa nàng ra ngoài bên ngoài ngồi xe. Bất quá dọc theo đường đi Tô Chiết cùng Lăng Nhược Tuyết hai người, vẫn là trầm mặc ít nói, không nói gì. Bọn hắn một mực đi đã đến giao lộ, Tô Chiết cản lại một chiếc. Lăng Nhược Tuyết ngồi lên xe sau, Tô Chiết cũng chỉ là nói ra một câu, lần sau gặp lại. Từ đầu tới đuôi, Tô Chiết cũng nói chỉ là một câu nói này. Đợi Lăng Nhược Tuyết ngồi lái xe đi rồi, Tô Chiết liền quay đầu đi trở về. Tô Chiết đến nhà sau, An Hân vừa mới tắm xong bát đúa từ trong phòng bếp đi ra, hỏi, Nhược Tuyết nàng đi trở về sao? Vừa mới ngồi xe đi trở về, Tô Chiết gật gật đầu, nói ra sau an hân liền không hỏi cái gì kỳ thực an hân trong lòng cũng có chút ngạc nhiên dù sao an hân đến tô chiết nhà thời gian cũng không ngắn rồi thế nhưng an hân cũng rất ít thấy tô chiết có mang bằng hữu tới nhà chớ nói chi là mang một nữ tính bằng hữu tới nhà an hân đến rồi nơi này lâu như vậy tính toán đâu ra đấy cũng chỉ là gặp lưu hùng đã tới một lần hơn nữa lần đó vẫn là tô chiết uống say lưu hùng đưa hắn trở về cho nên lần này tô chiết đột nhiên mang lăng nhược tuyết tới nhà ăn cơm an hân trong lòng liền có chút ngạc nhiên tâm muốn biết lăng nhược tuyết cùng tô chiết là quan hệ như thế nào bất quá nàng mặc dù hiếu kỳ nhưng là cũng không phải quản việc không đông người cho nên cũng không có mở miệng hỏi tô chiết rồi an hân chỉnh lý lại một chút bàn ăn sau liền thoát tạp dề sau đó liền đi lên lầu trong nhà này ngoại trừ tô chiết bên ngoài những người khác cũng bắt đầu dưỡng thành một cái thói quen hay là tại sau khi ăn cơm trưa xong liền sẽ trở về phòng ngủ cái ngủ chưa ăn no rồi ngủ tiếp cái ngủ trưa, là thoải mái nhất bất quá sự tình rồi. Tô Chiết đi tới bảo bảo cửa gian phòng, quả nhiên, không ngoài dự đoán, bảo bảo đã ôm cùng nàng thể hình lớn bằng búp bê, ngủ say như chết rồi, ngủ cực kỳ ngon. Bảo bảo ngủ rồi, Tô Chiết đương nhiên sẽ không đi vào quấy giày của nàng giấc ngủ. Tô Chiết tại cửa vào nhìn một hồi, liền đi. Tất cả mọi người ngủ, liền ngay cả tiểu tuyết long cùng Sun Kata Lục Quy cũng nằm nhòi tại bọn chúng ổ nhỏ bên trong, ngủ say. Tô Chiết một người cũng cảm giác cảm giác nhàm chán, liền trở về phòng. Vốn là Tô Chiết là muốn chơi dưới máy vi tính, lên mạng. Nhưng là Tô Chiết muốn mở máy vi tính ra thời điểm, mới nhớ tới. Khi hắn đạt được trí tôn hệ thống ngày đó buổi tối, Tô Chiết trong phòng máy vi tính cùng hắn đồng thời bị chớp giật đánh chúng vào, lúc đó hắn máy vi tính đã triệt để báo hỏng. Lúc đó Tô Chiết phát hiện máy vi tính báo hỏng sau, còn đau lòng không ít thời gian. Một cái bộ máy vi tính là Tô Chiết bộ thứ nhất máy vi tính, đây chính là hắn trước đây tại cha mẹ khỏe mạnh thời điểm, dựa vào chính mình làm việc vặt kiếm tiền, hơn nữa còn có thời gian rất lâu mới mua được. Bởi vì hắn lúc đó ý nghĩ là hoa nhiều một chút tiền mua tốt một chút máy vi tính, như vậy cũng có thể dùng lâu một chút, phối trí cũng sẽ không dễ dàng rất lại phía sau. Cho nên tuy rằng một cái bộ máy vi tính dùng gần như 3 năm, phối trí đã không tính là cao cấp, thế nhưng một cái bộ máy vi tính cũng đầy đủ khiến hắn có thể tại trên lưới nhận nhiệm vụ kiếm tiền, làm trò chơi đại luyện tuy rằng tiền kiếm được không phải rất nhiều, thế nhưng tại những khác thu nhập đều điền vào phòng vay, cùng muội muội học phí sau, trò chơi này đại luyện kiếm được tiền cũng đầy đủ hắn duy trì gia dụng, giải quyết ăn cơm phiền não rồi. Bởi vì cái này một bộ máy vi tính là tô chiết ngay lúc đó nguồn kinh tế một trong, cho nên đối với tô chiết phi thường trọng yếu. Hơn nữa một cái bộ máy vi tính đối tô chiết ý nghĩa phi phàm, dù sao đây là hắn có bộ thứ nhất máy vi tính, hơn nữa là hoàn toàn dựa vào năng lực của mình kiếm tiền mua về, hắn dùng thời gian mấy năm đã có chút tình cảm cho nên tôi chiết đang xác định một cái bộ máy vi tính đã báo hỏng không cách nào cứu lại sau hắn lúc đó liền có chút đau lòng cùng không bỏ rồi bất quá trong phòng máy vi tính tuy rằng bị chấp giật đánh chúng báo hỏng nhưng là đồng dạng bị chấp giật đánh chúng tôi chiết do đó đạt được trí tôn hệ thống cho nên nói tái ông thất mã họa phúc khôn lường chuyện trên đời này cái kia có thể nói tới chuẩn quãng thời gian này tôi chiết cần dùng máy vi tính thời điểm đều là dùng tô vũ hình trong phòng máy vi tính. Hơn nữa bởi vì không cần tại trên lưới làm trò chơi đại luyện kiếm tiền, cho nên tô chiết đã rất ít cần dùng máy vi tính. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn tô chiết ngược lại là quên mất máy vi tính đã hỏng rồi, cho tới bây giờ hắn muốn ở trong phòng chơi một lát máy vi tính mới nhớ tới chuyện này đến. Vốn là muốn ở trong phòng lên mạng cho hết thời gian, không bị điện giật não đã hỏng rồi, hiện tại không thể thực hiện. Tuy rằng tô vũ hình căn phòng máy vi tính còn có thể chơi, thế nhưng bảo bảo chính ở bên trong ngủ trưa, nếu như đi vào chơi máy vi tính mà tạo ra cái gì tiếng vang, đánh thức bảo bảo sẽ không tốt, tô chiết đương nhiên sẽ không đi làm chuyện như vậy. Nhàm chán tô chiết, chỉ có thể nằm ở trên giường chơi điện thoại di động. Muốn tô chiết ra ngoài bên ngoài tìm kiếm tiết mục, trước tiên không nói tô chiết vốn cũng không phải là rất yêu thích ra ngoài. Hơn nữa xuất hiện vào lúc này, khí trời như vậy nóng bức, nhiệt độ cao như vậy, không có chuyện quan trọng gì, tô chiết là không khả năng xảy ra đi. Sáng sớm hôm nay Tô Chiết ra ngoài bên ngoài, cũng là bởi vì cần tống thần lực nước thuốc cho Tô Sủng Chi ra, đồng thời còn cần cùng Lý Hoa thương lượng một chút mở chi nhánh sự tình, Tô Chiết mới sẽ ra ngoài, hơn nữa cũng là sáng sớm còn không có hiện tại nóng như vậy. Kỳ thực Tô Chiết nghĩ thông nhiều một gian Tô Sủng Chi ra, cũng không phải hôm nay đột nhiên quyết định. Đây đã là Tô Chiết trước đó đã tại đã suy nghĩ kỹ, là gần nhất mới làm ra quyết định kỹ càng. Hiện tại tô sủng chi ra mỗi ngày có thể cung cấp 300 có một chút 400 điểm thích phân, bây giờ còn có thể thỏa mãn trường hoa xưởng chế thuốc nhu cầu. Nhưng đây chỉ là trường hoa xưởng chế thuốc bây giờ còn chỉ là tại nghiên cứu phát minh tân dược vật, vẫn không có chân chính bắt đầu sinh sản dược vật, nhu cầu vẫn không có lớn như vậy. Thế nhưng cho dù bây giờ là nghiên cứu phát minh tân dược vật giai đoạn trong, trường hoa xưởng chế thuốc cần trị liệu nước thuốc, cũng là không ít số lượng, khiến tô chiết mỗi ngày từ tô sủng chi ra đạt được tích phân, đều hối đoái thành trị liệu nước thuốc, năng lực miễn cưỡng thỏa mãn trường hoa xưởng chế thuốc. Này làm cho tô chiết không còn dư thừa tích phân, không thể hối đoái động vật đi ra cho tô sủng chi ra bán ra. Vậy liền coi là rồi, nếu như trường hoa xưởng chế thuốc một khi tân dược vật nghiên cứu chế tạo sau khi thành công, cần trị liệu nước thuốc nhất định là sẽ tăng gấp bội. Cho nên vào lúc đó tô chiết liền bắt đầu nghĩ biện pháp, muốn tăng cao thu được tích phân tốc độ. Nhưng là mỗi ngày hơn 300 điểm tích phân, có thể nói là tô sủng chi ra hoạt động mức cực hạn. Tô sủng chi ra quy mô cứ như vậy lớn, mỗi ngày có thể tiếp nhận khách hàng đã là cố định rồi. Trừ phi là tô chiết dùng trị liệu nước thuốc trị liệu động vật, nếu không, dùng biện pháp gì cũng không thể, lại có những gì mức độ lớn tăng cường khách hàng rồi, cho dù có thể đề cao, cũng tăng cường không được bao nhiêu tích phân. Nhiệt môn không phải tô sủng chi ra không có khách hàng, tô sủng chi ra mỗi ngày hẹn trước khách hàng đều là đã sắp xếp đầy. Nếu như Tô Sủng Chi ra có thể tiếp thu được càng nhiều hơn khách hàng, mỗi ngày nghiệp vụ tăng gấp đôi cũng không phải là không có khả năng. Dù sao Tô Sủng Chi ra cùng cái khác phổ thông sủng vật bệnh viện thu phí như thế, thế nhưng trị liệu đồng dạng bệnh, Tô Sủng Chi ra cần thời gian là cái khác sủng vật bệnh viện một nửa cũng không cần, tại sủng vật nhà bên trong, sủng vật thân thể khôi phục rất nhanh. Nguyện ý mang sủng vật đi bệnh viện xem bệnh chủ nhân, đều là rất tâm thương bản thân chăn nuôi sủng vật, có thể để cho sủng vật của bọn hắn sớm một chút khôi phục khỏe mạnh, là không thể tốt hơn sự tình rồi, cho nên sủng vật nhà mới hấp dẫn nhiều người như vậy đến. Hơn nữa đến cho tô sủng chi ra người, phát hiện từ khi sủng vật của bọn hắn đến cho sủng vật nhà chữa bệnh, hoặc là hộ lý sau, sủng vật linh tính càng ngày càng tốt. Đây mới là hấp dẫn nhất bọn hắn tới địa phương, ai không thích chính mình nuôi sủng vật càng ngày càng thông minh. Thế nhưng tô sủng chi ra quy mô đã đã hạn chế tối nghiệp vụ lớn số lượng, cho nên mỗi ngày có thể bình quân đạt được hơn 300 điểm tích phân, đã là tô sủng chi ra mức cực hạn trừ phi là tô chiết nguyện ý trực tiếp lợi dụng trị liệu nước thuốc trị liệu động vật mới có thể tăng cao nghiệp vụ số lượng. Nhưng mà nếu như tô chiết làm như vậy, rất dễ dàng liền sẽ khiến cho người khác hoài nghi. Dù sao bị bệnh sủng vật, vừa đến tô sủng chi ra, liền lập tức chữa lành, có thể nhảy nhót tương bừng rồi. Lâu dài xuống nhất định sẽ khiến người ta hoài nghi, một khi gây nên người chú ý lời nói, rất dễ dàng liền sẽ phát hiện tô chiết bí mật. Này cái được không đủ bù đắp cái mất sự tình, Tô Chiết không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không làm như vậy. Cho nên Tô Chiết cũng chỉ có thể muốn những biện pháp khác, nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn cảm thấy mở nhiều một gian Tô Sủng Chi ra, là hiện nay tối phương pháp thích hợp. Hiện tại Tô Sủng Chi ra tại Yến Vân Thị đã đứng vững bước chân rồi, ổn định đang phát triển, chỉ cần giải cho sủng vật bệnh viện người, trên căn bản đều nghe nói qua Tô Sủng Chi ra. Cho nên hiện tại mở nhiều một gian chi nhánh, cũng là rất thời cơ thích hợp rồi cái này cũng là tô chiết hôm nay sẽ đi tô sủng chi ra tìm lý hoa nguyên nhân hắn muốn cho lý hoa đi tìm một chỗ tìm thích hợp cửa hàng cho mua xuống tốt nhất là trực tiếp thu mua một gian sẵn có sủng vật bệnh viện lại như tô chiết lúc đó thu mua tô sủng chi ra như thế cái gì đều là sẵn có hết thảy đều hoàn hảo chỉ cần thay cái bảng hiệu là có thể lập tức doanh nghiệp là kết quả tốt nhất đương nhiên tô chiết cũng không hy vọng có thể như lúc đó thu mua lý hâm sủng vật bệnh viện lấy như vậy giá tiền thấp thu mua xuống dù sao không phải mỗi một gian sủng vật bệnh viện đều giống như lý hâm vội vã như vậy với bán ra đổi lấy tài chính không phải mỗi lần đều có số may như vậy cho nên tô chiết cũng không ngại mất kha khá tiền bởi vì hiện tại thời gian đối với tô chiết tới nói đã có chút cấp bách tô chiết đã để lý hoa đem trong tay lên chuyện khác đều trước tiên buông ra hoặc là giao cho những người khác xử lý quan trọng nhất là tô sủng chi ra mở chi nhánh sự tình muốn lý hoa ưu tiên xử lý hôm nay lý hoa đã là tại chính thức tìm đợi hắn công việc của nó chuyển giao cho người khác sau, Lý Hoa Tụ khả năng sẽ đi thẩm châu thành phố, hiện trường quan sát khảo sát. Chỉ cần có thích hợp, liền lập tức thông báo Tô Chiết. Bất quá Tô Chiết cũng biết không phải là cấp, là có thể lập tức tìm tới thích hợp sủng vật bệnh viện, cho nên hiện tại Tô Chiết chỉ có thể chờ đợi Lý Hoa tin tức tốt rồi. Kỳ thực Tô Chiết hôm nay ngoại trừ bàn giao Lý Hoa mở chi nhánh sự tình bên ngoài, hắn hôm nay vốn còn muốn đi làm một chuyện khác. Tại đi cảnh Nam Thị trước đó, Tô Chiết đã dẫn tới bằng lái rồi, hắn đã sớm quyết định được rồi, tìm cái thời gian đi mua ngay chiếc xe thay đi bộ, mỗi một lần ra ngoài đều phải ngồi xe, có lúc còn rất khó gọi được xe, thật sự quá không tiện rồi, cho nên Tô Chiết đã nghĩ mua chiếc xe đến thay đi bộ. Vốn là Tô Chiết dự định hôm nay tại đi qua Tô Sủng Chi ra sau, hắn liền đi đại lý xe mua xe. Nhưng là không nghĩ tới, Tô Chiết hôm nay sẽ ở Tô Sủng Chi ra vừa vặn gặp Lăng Nhược Tuyết, do đó mời Lăng Nhược Tuyết tới nhà ăn cơm sau đó tô chiết đi đưa lăng nhược tuyết ra ngoài ngồi xe lại sau khi về đến nhà ở tại mở ra điều hòa trong phòng nghĩ phía ngoài nóng bức tô chiết sẽ không muốn đi ra ngoài nữa hôm nay đi mua xe ý nghĩ bị nhiệt độ cao miễn cưỡng cho bỏ đi mùa hè thời điểm này là nhất làm cho phạm nhân khốn thời điểm tô chiết ở trên giường chơi điện thoại di động không đến bao lâu hắn cũng có chút phạm buồn ngủ bất quá hắn vẫn không có đem điện thoại di động thả xuống mà là tiếp tục xem tiểu thuyết Hắn từ từ cảm giác điện thoại di động kiểu chữ có một ít mơ hồ, hắn đã không thấy rõ là cái gì kiểu chữ rồi. Mà tô chiết ngón tay đầu y nguyên hay vẫn trượt đi, thỉnh thoảng lật giấy, tuy nhiên đã là một chữ đều không có nhìn thấy. Cuối cùng đùng một tiếng, tô chiết thủ cơ từ trong tay hắn chảy xuống, đi trên mặt đất. Nguyên lai like là tô chiết nắm điện thoại di động thủ hơi chút buông lỏng ra một ít, điện thoại di động mới sẽ từ điện thoại di động của hắn rơi xuống. Bất quá tô chiết thật giống còn chưa phát hiện trong tay hắn thủ cơ đã không thấy, buồn cười nhất chính là hắn đầu ngón tay còn thỉnh thoảng tại trượt đi, còn giống như đang lật trang như thế. Vừa nhìn, tô chiết ánh mắt đã nhắm lại. Nguyên lai like hắn đã bất chi bất giác ngủ rồi. Tô chiết giấc ngủ này liền trực tiếp ngủ đến ban đêm, một mực đến không sai biệt lắm có thể lúc ăn cơm tối hắn mới tỉnh lại. Ngủ trọn vẹn một cái buổi chiều, thế nhưng ngược lại không có để tô chiết càng thêm tinh thần một điểm. Hắn cảm giác đầu hỗn loạn, trái lại càng thêm buồn ngủ như thế. Tô Chiết mơ mơ màng màng đi vào trong phòng rửa tay, mở vòi bông sen, dùng hai tay tiếp một chút hệ thống cung cấp nước uống, hướng về trên mặt của chính mình hắt nước, qua lại mấy lần sau, Tô Chiết lại gắng sức lắc lắc đầu. Như vậy Tô Chiết mới cảm giác được tỉnh táo một ít, không có vừa nãy như vậy buồn ngủ. Lao trên mặt Thủy Châu sau, Tô Chiết đi ra phòng rửa tay. Thời điểm này, An Hân vẫn là như thường lệ tại nhà bếp vội vàng, chuẩn bị cơm tối hôm nay. Mà bảo bảo ngồi ở sun kata lục quy trên lưng, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, không giống lúc bình thường, nhao nhao lấy để Sun Kata lục quy khắp nơi bỏ loạn. Hôm nay bảo bảo chỉ lại yên lặng ngồi ở Sun Kata lục quy trên lưng, không có ngày xưa sức sống. Tiểu tuyết long cũng ngoan ngoãn nằm nhòi tại bảo bảo bên cạnh, tốt muốn biết tiểu chủ nhân hôm nay tâm tình không tốt, cho nên không dám quấy dày tiểu chủ nhân, chỉ là tại bên cạnh yên lặng bồi tiếp bảo bảo. Tô chiết trong lòng có chút kỳ quái, hắn cảm giác bảo bảo thật giống có tâm sự như thế, bởi vì bảo bảo sẽ rất ít như vậy, cho tới nay bảo bảo đều là tất cả mọi người quả hồ chăn. Có bảo bảo, mỗi ngày đều nhiều hơn không ít lạc thú. Bảo bảo hôm nay đột nhiên bộ dáng này, để tô chiết có chút vì nàng lo lắng. Thế là hắn đi tới, ngồi xổm ở bảo bảo bên cạnh. Tô chiết nhẹ nhàng sờ sờ bảo bảo đầu, nói ra, bảo bảo, làm sao vậy, có hay không không cao hứng, còn là nơi nào không thoải mái, nói cho ca ca nghe, được không? Ca ca, bảo bảo không có không thoải mái. Bảo bảo lắc lắc đầu, nói ra. Tô chiết lấy tay đặt ở bảo bảo trên chán, cũng không hề phát hiện bảo bảo bị sốt, bảo bảo nhiệt độ rất bình thường. Tuy rằng bảo bảo nhiệt độ bình thường, thế nhưng tô chiết vẫn có chút không yên lòng, tiểu hai tử sinh bệnh hậu quả có thể lớn có thể nhỏ, bảo bảo bây giờ còn nhỏ, cho dù không thoải mái chính mình khả năng cũng sẽ không nói ra. Cho nên tô chiết đã bắt bảo bảo thủ, thử đem thần lực độ hướng về cho bảo bảo. Trải qua thần lực đo lường sau, tô chiết mới yên tâm lại. Bảo bảo thân thể mặc dù đối với thần lực có phản ứng, biểu hiện ra tưởng hấp thu cảm giác. Thế nhưng là không có đặc biệt mãnh liệt, rất bình thường. Thân thể người khỏe mạnh tuy rằng cũng sẽ hấp thu thần lực, thế nhưng phản ứng nhưng không có mãnh liệt như vậy. Chỉ có sinh bệnh người mới sẽ sản sinh cảm giác mãnh liệt, bệnh tình càng nghiêm trọng hơn, đối thần lực phản ứng liền sẽ càng lớn. Bây giờ nhìn lại bảo bảo cũng không hề sinh bệnh, thân thể xem ra rất khỏe mạnh. Tô chiết thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không có sinh bệnh là tốt rồi hắn cũng không có bao nhiêu lưu ý hắn cho rằng có thể là bảo bảo chơi mệt rồi hiện tại mới sẽ vô tinh đả thải ăn cơm trong lúc bảo bảo vẫn không có tinh như thần cũng không muốn trước đây như thế thật giống có chuyện nói không hết chỉ là ôm của mình chén nhỏ yên lặng ăn có thể là bảo bảo ở nhà buồn bực hỏng rồi xem ra chính mình muốn tìm cái thời gian mang bảo bảo ra ngoài bên ngoài chơi một chút nhìn bảo bảo tôi chiết nghĩ đến sau khi ăn xong cơm tối an huyên trở về phòng học tập mà an hân đang tại cho bảo bảo rửa giấy mà tô chiết chỉ có một người ngốc ở trong phòng tô chiết ngồi ở trên giường dựa vào đầu giường hắn vô ý liếc mắt nhìn máy vi tính máy vi tính để bàn desktop đột nhiên nghĩ đến hắn hẳn là cho mình lắp ráp một bộ máy vi tính có lúc trong phòng không có máy vi tính còn thật sự rất không tiện muốn dùng máy vi tính thời điểm tô chiết đều cần đi tô vũ hình căn phòng mới có thể tình cờ một hai lần còn không có gì Thế nhưng lâu dài lời nói, hay là muốn ở trong phòng lắp đặt nhiều một bộ máy vi tính mới có thể. Nếu không, như hôm nay lúc ban ngày, bởi vì bảo bảo ở trong phòng ngủ trưa, muốn đi chơi dưới máy vi tính làm hao mòn một ít thời gian đều không thể. Tìm cái thời gian, liền đi bên ngoài lắp ráp máy vi tính, hoặc là trực tiếp tại trên lưới mua linh kiện, chính mình lắp ráp cũng có thể. Cũng có thể cho An Huyên lắp ráp một bộ máy vi tính, nàng có lúc cũng cần lên mạng tuần tra một ít học tập tư liệu. Tô Chiết đang suy nghĩ phải cho An Huyên mua sổ ghi chép được, vẫn là máy vi tính để bàn desktop thời điểm, điện thoại di động của hắn đột nhiên vang lên. Xem màn hình điện thoại di động điện báo biểu hiện, nhìn mặt trên tên quen thuộc, Tô Chiết chính mình cũng không biết trong lòng tư vị gì. Đối với cảm tình, Tô Chiết là thuộc về nâng nổi liền không bỏ xuống được người, cho nên hắn sẽ không dễ dàng dơ lên một phần cảm tình. Mà một khi bỏ ra cảm tình, hắn thì sẽ không lại buông tay. Nhưng là tại Tô Chiết bỏ ra toàn bộ cảm tình sau, Thư Mộ Ngữ lại đột nhiên rời khỏi hắn. Lúc đó Thư Mộ Ngữ rời đi, để Tô Chiết sinh hoạt thật giống mất đi sắc thái như thế, thế giới của hắn lập tức cho tối lại. Lập tức liền đánh nát hắn hết thảy kiên cường, một khắc đó hắn cảm thấy chưa từng có tuyệt vọng. Cho dù 10 tuổi năm đó, lưu lạc đầu đường hắn bị người oan uổng ăn cắp, không có một người tin tưởng hắn là thuần khiết, hắn cũng không có cảm giác tuyệt vọng. Tất cả mọi người tại nhục mà hắn, lời nói ra, có cỡ nào khó nghe, cỡ nào cay nghiệt, hắn cũng không có tuyệt vọng, vẫn là thừa nhận xuống rồi. Một đám người vây quanh hắn, không ngừng mà đánh đập hắn, mấy người đại hán tử đối với hắn quyền đấm cước đá. Còn có mấy cái cùng hắn lúc đó, gần như lớn bằng hai tử, mặc dù lớn mọi người tại làm chính sự, cái kia mấy đứa trẻ không dám tới gần, thế nhưng cũng đang cách đó không xa đối với hắn nhổ nước miếng, cũng có hai tử nắm hòn đá nhỏ ném hắn. Người mặc dù nhỏ, thế nhưng khí lực không nhỏ, những tiểu thạch đó đầu nện ở tô chiết trên người, rất đau rất đau. Tuy rằng những tiểu hài tử này cha mẹ của đều ở bên cạnh họ, tuy rằng không cho hài tử tới gần tô chiết, nhưng là đối với bọn hắn hài tử hành vi nhưng không có đi giảng buộc, trái lại mặc kệ bọn hắn làm. Tại đây chúc cha mẹ xem ra, chỉ cần hài tử không tới gần là được rồi, chuyện khác tự tùy tiện hài tử. Đánh một cái ăn cắp ăn mày, một cái không cha không mẹ đứa trẻ lang thang, không có gì ghê gớm lắm sự tình cuối cùng tô chiết miễn cưỡng bị đánh cho không tự chủ được té xuống đất tuy rằng tô chiết đã ngã trên mặt đất vỡ đầu chảy máu đầy người đều là thương vô lực đi lên nhưng là bọn hắn còn không có cảm giác đến hả giận vẫn như cũng không buông tha tô chiết thật giống tô chiết phạm vào người người oán trách tội ác tài trời tội như thế bọn hắn đại biểu tránh nghĩa một phương nơi đến phạt tô chiết là thay trời hành đạo rất đến đến cuối cùng có một người cảm thấy dùng chân đi đá tô chiết còn chưa đủ hắn trên đất tìm không đến bao lâu liền cho hắn tìm tới một cái tảng đá lớn người này cầm này khối đá lớn đi tới tô chiết bên cạnh hắn đem tảng đá lớn cao dơ cao khỏi đỉnh đầu sau đó tàn nhẫn mà hướng về tô chiết thủ đập xuống nhất thời tô chiết thủ trưởng liền máu thịt be bét rồi huyết càng là lưu rất nhiều tô chiết lúc đó tại thạch đầu nện xuống trước khi đến liền nhìn thấy thế nhưng hắn đã không có khí lực đi di động tay đến né tránh hòn đá chỉ có thể trơ mắt mà nhìn tảng đá mạnh mẽ nện ở bàn tay của hắn. Tay đứt ruột sót, sâu tận xương tủy đau nhức để tô chiết thân thể co rụt lại, chỉ là rên lên một tiếng, hắn đã không có khí lực gọi ra rồi. Kỳ thực đang tại thay trời hành đạo chính nghĩa chi sĩ, lại không có suy nghĩ nhớ bọn hắn thật có tất yếu làm như vậy sao? Không gặp chỉ là mấy cái bánh bao mà thôi, cần muốn giáo huấn như vậy tô chiết sao? Đừng nói trước tô chiết không có nắm bánh bao của bọn họ, cho dù đúng là tô chiết có nắm bánh bao, cũng không cần như vậy xử phạt tô chiết đi kỳ thực ở trong này đang tại đánh đập tô chiết người có không ít người thậm chí còn không hiểu được sự tình còn không biết đến cùng bị mất cái gì chẳng qua là bởi vì người bị hại một câu hô hoán liền sự tình cũng không hỏi rõ ràng liền đến đối tô chiết ra tay đánh nhau rồi kỳ thực tô chiết cũng không hề nói dối hắn thật sự không có đi cầm qua bánh bao đương nhiên người bị hại cũng đích thật là không thấy mấy cái bánh bao bất quá mấy cái này bánh bao không phải tô chiết cầm thế nhưng tô chiết biết là làm sao không gặp lúc đó nóng hổi mới ra lò bánh bao thịt xác thực hấp dẫn bụng đói cồn cào tô chiết để tô chiết bước không ra bước chân rời đi tuy rằng tô chiết rất muốn ăn bất quá hắn trên người không có một phân tiền chỉ có thể không thể ăn vào lúc đó đã đói bụng không nhúc nhích đường tô chiết hắn liền dứt khoát không đi liền ở tại cách bánh bao quán không xa bên trong góc cho dù ăn không được có thể nghe thấy một cái hương vị cũng không tệ rồi tô chiết ôm ý tưởng này vẫn đúng là ở trong góc ngây người thời gian rất lâu. Lúc đó hắn làm thế nào cũng không nghĩ tới, sau đó sẽ xảy ra chuyện như thế. Lúc đó bánh bao quán ông chủ, bởi vì phải thối tiền lẻ cho khách nhân, thế là liền đem cầm trong tay bánh bao tiện tay thả ở bên cạnh, xoay người đi lấy lẻ tiền. Kết quả lại chuyển đến đây thời điểm, bánh bao đã không thấy tăm hơi hai cái. Bánh bao quán ông chủ nhìn liếc chung quanh, lập tức liền đã tập trung vào mục tiêu, chính là ngồi xổm ở cách quầy hàng cách đó không xa tô chiết. Kỳ thực ông chủ đã sớm chú ý tới Tô Chiết, bất quá xem Tô Chiết tuy rằng vẫn nhìn hắn bên này, lại cũng cũng không đến sạp hàng quấy rối. Cho nên tuy rằng ông chủ rất là căm ghét Tô Chiết, thế nhưng Tô Chiết không có tới gần đến, ông chủ liền không có lý do gì đi đuổi Tô Chiết rời đi. Hiện tại ông chủ không thấy hai cái bánh bao, trước tiên hoài nghi chính là Tô Chiết, hắn nhìn ra được Tô Chiết rất muốn ăn bánh bao của hắn, cho nên hắn không cần nghĩ, liền xác định là Tô Chiết trộm hắn bánh bao ông chủ đã sớm nhìn tô chiết không vừa mắt rồi chẳng qua là không tìm được lý do đi dạy huấn tô chiết mà thôi cho nên tuy rằng hai cái bánh bao cũng không đáng tiền thế nhưng ông chủ vẫn là mượn đề tài để nói chuyện của mình dự định đi tìm tô chiết hả giận thế là ông chủ liền một hô hoán khiến người chung quanh đều vây quanh ông chủ chỉ vào tô chiết một mực chắc chắn là tô chiết trộm đồ vật của hắn ông chủ đầu tiên đem mình định tại đạo đức một phương tại tô chiết phủ nhận trộm đồ sau ông chủ lập tức đối tô chiết động thủ người chung quanh đang nhìn tô chiết ăn mặc rách dưới quần áo cả người cũng là bẩn thỉu tại không có hiểu rõ chuyện đã xảy ra liền đã tin tưởng ông chủ lời nói thậm chí còn không biết bánh bao quán ông chủ ném đồ vật gì liền không phân tốt xấu đi theo ông chủ động thủ tô chiết tính cách khiến hắn bất kể như thế nào cũng sẽ không đi thừa nhận hắn không có đã làm sự tình cho dù là hắn sẽ bị người đánh chết hắn cũng sẽ không thừa nhận hắn trộm đồ Thế là những người này đánh Tô Chiết là càng đánh càng hăng say, ra tay căn bản không phân nặng nhẹ. Kỳ thực nếu như Tô Chiết khẽ cắn răng thừa nhận lời nói, hay là bọn hắn cũng chỉ là giáo huấn mấy lần coi như xong, thế nhưng Tô Chiết chính là chết cắn lấy răng, không thừa nhận hắn trộm bánh bao. Rất đến đến cuối cùng, Tô Chiết liền giải thích đều không đi giải thích, chỉ là gắt gao nhẫn nhịn bọn hắn đánh đập. Bánh bao không phải Tô Chiết cầm, cho nên hắn sẽ không thừa nhận. Nhưng thật ra là tại ông chủ xoay người thối tiền lẻ thời điểm, vừa vặn có một cái chó hoang chạy đến quầy hàng, đồng thời còn tha đi hai cái bánh bao. Tình cảnh này bị một mực quan tâm bánh bao quán Tô Chiết nhìn thấy, ngay lúc đó Tô Chiết trong lòng cũng hơi động, rất muốn cũng đi thử một chút. Bất quá Tô Chiết tự nhiên không phải dự định cùng chó hoang như thế, đi trộm bánh bao ăn. Cho dù hắn bị chết đói, cũng sẽ không đi trộm đồ. Hắn lúc đó mặc dù nhỏ, thế nhưng vẫn như cũ có ranh giới cuối cùng của mình, sẽ không đi phá hoại nguyên tắc của mình. Tô Chiết chỉ bất quá dự định đi cướp chó hoang ngậm bánh bao, bất quá khi hắn vẫn chỉ là muốn trong lòng cân nhắc chính mình có thể hay không đuổi qua được chó hoang, đồng thời còn có hay không thể đánh thắng chó hoang, từ chó hoang trong miệng giành được bánh bao thời điểm. Hắn ý nghĩ trong lòng vẫn không có giao hành trình động, bánh bao quán ông chủ liền tìm tới hắn, đồng thời một mực chắc chắn là hắn trộm bánh bao. Thậm chí còn cũng không nói gì vài câu, ông chủ liền bắt đầu động thủ với hắn. Tô Chiết chẳng qua là nghe một cái bánh bao hương vị làm thế nào cũng không nghĩ tới hắn sẽ bởi vậy gặp phải tai bay vạ gió. Tô Chiết ăn mặc một thân y phục rách dưới, khiến người ta vừa nhìn cũng biết là cái đứa trẻ lang thang rồi. Lúc đó người vây xem không ít, đi qua người càng thêm không ít, thế nhưng lại không có người đứng ra, trợ giúp một cái Tô Chiết. Hay là trong lòng bọn họ cũng là cho rằng ăn mày không có gì tốt giúp, một cái ăn cắp ăn mày, có kết quả như thế, lẽ ra nên như thế chứ. Về phần Tô Chiết có hay không trộm đồ vấn đề, dưới cái nhìn của bọn họ đã không cần mơ mộng sẽ biết đáp án. Tại Tô Chiết cùng bánh bao quán ông chủ so sánh dưới, bọn hắn lựa chọn tin tưởng ông chủ, dù sao Tô Chiết chỉ là một cái ăn mày mà thôi, có độ tin cậy tự nhiên không có. Mặc dù như thế, bị oan uổng ăn cắp Tô Chiết, thế nhưng trong lòng hắn nhưng không có tuyệt vọng, bởi vì hắn lúc đó không có đối với thế giới sản sinh hy vọng qua, cũng chưa từng có hy vọng qua người vây xem sẽ rũi ra cứu viện, càng không thể nói là thất vọng cùng tuyệt vọng. Lúc đó Tô Chiết tuy rằng toàn thân hầu như đều bị thương, cả người hết sức đau nhức. Nhưng mà nếu như có thể lựa chọn, Tô Chiết tình nguyện lựa chọn lại tiếp nhận một lần thống khổ như thế, hắn cũng không nguyện tiếp thu thư mộ ngữ rời đi sự thực này. Cho dù là cái này thống khổ phóng to gấp 10 lần, hắn đều nguyện ý tiếp thu. Bởi vì Tô Chiết chưa từng có nghĩ tới thư mộ ngữ sẽ có rời đi hắn một ngày, càng thêm không nghĩ tới ngày hôm nay sẽ đến được đột nhiên như vậy. Thân thể đau xót lại đau, đều sẽ có cực hạn thế nhưng trong lòng thương, lại là không cực hạn, loại kia tuyệt vọng, khiến hắn đau đến đều nhanh muốn hít thở không thông. Đã từng hắn thậm chí động tới coi thường mạng sống bản thân ý nghĩ, một đoạn cảm tình muốn thả xuống được, thật không phải là một chuyện dễ dàng. Lúc đó cũng chỉ còn dư lại muội muội của hắn Tô Vũ Hinh, mới khiến cho hắn cảm thấy thế giới này hắn còn có lo lắng người. Nếu như hắn thật rời đi lời nói, chỉ còn dư lại Tô Vũ Hinh một người lẻ lo hưu quạnh rồi. Tại Tô Chiết gặp phải Tô Vũ Hinh, gặp phải thế giới trên cái thứ nhất khiến hắn có thể cảm thấy ấm áp người, tại một ngày kia trở đi, hắn liền ở trong lòng phát lời thề, muốn tận cố gắng hết sức để Tô Vũ Hinh hạnh phúc sung sướng, muốn cả đời bảo vệ Tô Vũ Hinh. Bây giờ đã qua hơn nửa năm, Tô Chiết đã đem thống khổ sâu sắc cho ẩn giấu đi rồi. Tại Tô Chiết cho rằng đã có thể quen thuộc không có thư mộ ngữ thời điểm, tại trong bệnh viện lại lần nữa gặp phải thư mộ ngữ. Cuối cùng Tô Chiết tại biết thư mụ mụ ngã bệnh, đồng thời còn cần một khoản tiền làm giải phẫu. Cứ việc thư mộ ngữ đã cùng Tô Chiết chia tay, hơn nữa còn là thư mộ ngữ nói ra. Bất quá thư mụ mụ đối Tô Chiết rất tốt, thư mụ mụ ngã bệnh, Tô Chiết tự nhiên không thể nào biết khoanh tay đứng nhìn. Lấy ra một khoản tiền giao cho thư mộ ngữ, cuối cùng hắn lo lắng giải phẫu có phiêu lưu, còn lấy ra trị liệu nước thuốc cho thư mụ mụ chữa bệnh. Dựa vào trị liệu nước thuốc mạnh mẽ tác dụng, khiến thư mụ mụ không phải động thủ thuật liền thuốc đến bệnh trừ rồi, thân thể khôi phục khỏe mạnh sau đó tô chiết xuyên thấu qua thư mụ mụ sinh bệnh thời gian, hắn lúc ẩn lúc hiện bắt đầu rõ ràng. Thư mộ ngữ lúc đó rời đi nguyên nhân của hắn, cũng không phải thật sự ghét bỏ hắn không có tiền, mà là thư mụ mụ không có tiền giao tiền chữa bệnh, hơn nữa thư mộ ngữ cũng biết lúc đó tô chiết cũng không bỏ ra nổi tiền. Vì giúp thư mụ mụ tập hợp đủ tiền chữa bệnh, cũng vì không liên lụy tô chiết, cho nên thư mộ ngữ mới sẽ chọn rời đi tô chiết, tiếp thu trịnh viêm theo đuổi, lúc đó lựa chọn của nàng cũng là thuộc về bị bất đắc dĩ, bởi vì chỉ có như vậy, thư mộ ngữ mới có thể tập hợp đủ tiền chữa bệnh. Kỳ thực tại thư mộ ngữ cùng Tô Chiết đưa ra lúc chia tay, Tô Chiết là hận qua thư mộ ngữ, mặc dù hắn biết thư mộ ngữ lựa chọn trải qua yêu Việt sinh hoạt cũng không gì đáng trách, thế nhưng hắn vẫn là nhất thời không tiếp thụ được. Sau đó một cái phần hận, theo thời gian trôi qua cũng dần dần mà phai nhạt. Kỳ thực Tô Chiết nói hận thư mộ ngữ, không bằng nói hắn hận chính mình càng thêm chuẩn xác. Tô Chiết hận chính mình vô năng, hận chính mình không giữ được thư mộ ngữ, hận mình không thể qua thư mộ ngữ mong muốn sinh hoạt. Tại Tô Chiết lần nữa gặp phải thư mộ ngữ, đồng thời tại cuối cùng hắn bắt đầu biết lúc đó chân tướng sự tình sau, Tô Chiết nhưng lại không biết cần phải thế nào đi đối mặt thư mộ ngữ. Bọn hắn chẳng lẽ còn có thể như không có chuyện phát sinh qua như thế, hay là làm một người bạn bình thường là tối phương pháp thích hợp, thế nhưng Tô Chiết lại có chút sợ sệt đối mặt thư mộ ngữ. Nhiệt môn mối tình đầu nhìn như mỹ hảo, thế nhưng cũng là khắc khổ khắc sâu trong lòng, khiến người ta cả đời quên không được lúc đó quyết định yêu ngươi thời điểm, liền đã xác định rõ ràng cả đời sẽ không quên ngươi. Đau nhất chính là ngươi đã không ở bên cạnh ta rồi, thế nhưng là một mực dừng lại ở trong lòng ta, chưa từng rời đi. Một khắc đó, khi ngươi xoay người quyết định rời đi thời điểm, yêu trái tim của ngươi đồng thời cũng phá thành mảnh nhỏ. Mỗi một mảnh mảnh vỡ đều có cái bóng của ngươi, không cách nào nhẫn tâm vứt bỏ, chỉ có thể mỗi giờ mỗi khắc tại thương tổn tới mình. Tô chết mỗi lần nhớ tới cùng nàng hồi ức lúc, đều là không kìm lòng được nở nụ cười, thế nhưng trong lòng lại khóc lên. Mà lúc này đây điện báo người, chính là Tô Chiết không biết cần phải thế nào đi đối mặt thư mộ ngữ. Chuông điện thoại di động vang lên rất lâu, đợi đến không sai biệt lắm muốn tự động đoạn thời điểm, Tô Chiết thở dài một hơi vẫn là lựa chọn chuyển được. Là Tô Chiết sao, điện thoại di động truyền đến thư mộ ngữ thanh âm của. Ừm, là ta, có chuyện gì không? Tô Chiết nói ra, tiếng nói của hắn rất bình tĩnh. Thư mộ ngữ vào lúc này lại ngừng lại, không hề trả lời Tô Chiết vấn đề. Tô Chiết cũng không có mở mở miệng hỏi thư mộ ngữ, không có đi thúc nàng. Tô Chiết biết thư mộ ngữ khẳng định có lời gì muốn cùng hắn nói, chỉ là không biết làm sao mở miệng, cho nên hắn liền yên lặng chờ đợi thư mộ ngữ nói chuyện. Rất lâu, thư mộ ngữ mới suốt nói, Tô Chiết, ngày mai có thể hay không tới nhà của ta, mẹ ta muốn gặp ngươi. Thư mộ ngữ biết lấy hiện tại nàng và Tô Chiết quan hệ, Tô Chiết không có bất kỳ nghĩa vụ đi trợ giúp nàng, Tô Chiết có thể làm đến bước này đã là thập phần tha thứ. Nghe được thư mộ ngữ lời nói, Tô Chiết cũng không có lập tức trả lời. Tô Chiết chậm chạp không mở miệng, để thư mộ ngữ cảm giác sống một ngày bằng một năm, nàng biết Tô Chiết đã giúp trợ giúp hắn rất nhiều, bây giờ còn muốn thỉnh thoảng tới quấy giày Tô Chiết, để thư mộ ngữ rất thật không tiện, đồng thời nội tâm cũng càng hổ thẹn. Thư mộ ngữ biết lúc đó nàng đột nhiên cùng Tô Chiết biệt ly, đối Tô Chiết thương tổn lớn đến bao nhiêu. Cứ việc nàng lúc đó là có nỗi khổ tâm trong lòng, là vạn bất đắc dĩ mới rời khỏi Tô Chiết, thế nhưng này cũng không phải để Tô Chiết có thể tha thứ lý do của nàng. Nếu như có thể mà nói, thư mộ ngữ cũng không muốn trở lại phiền phức Tô Chiết. Thế nhưng sai liền sai tại thư mộ ngữ trước đó vì thư mụ mụ bệnh tình, che giấu đã cùng Tô Chiết biệt ly nguyên nhân. Tại vừa bắt đầu nói dối sau, cái này lời nói dối liền cần liên tục tiếp tục nghĩ tất cả biện pháp tròn đi xuống. Tô Chiết, nếu như người khó xử lời nói, coi như xong, ta cùng mụ mụ giải thích một chút. Thư mộ ngữ nói ra, ngữ khí không khó miễn có chút mất mát, thư mụ mụ nhưng là một mực tại nhắc tới tô chiết, một mực tại muốn tô chiết có thể tới nhìn nàng một cái. Cũng là nguyên nhân này, thư mộ ngữ mới sẽ gọi điện thoại cho tô chiết, hy vọng tô chiết có thể giúp nàng việc này. Không phải, ta không phải ý này, ta chỉ là đang nghĩ ngày mai muốn dẫn đồ vật gì cho thư di. Tô chiết lập tức nói rằng, tô chiết cũng hơi nhớ thư mụ mụ, đã có một quãng thời gian không có nhìn thấy nàng. Thư mụ mụ vẫn đối với tô chiết rất tốt, coi tô chiết là làm con ruột đối xử, có lúc đối tô chiết so với thư mộ ngữ còn tốt hơn. Không cần, không cần mang đồ vật gì tới, chỉ cần ngươi có thể đến mụ mụ ăn cơm là được rồi, mụ mụ đã rất vui vẻ rồi. Thư mộ ngữ vội vàng nói, nàng không nghĩ tới tô chiết sẽ đáp ứng nàng, không khỏi có chút mừng rỡ. Cuối cùng thư mộ ngữ trịnh trọng nói, tô chiết, cảm ơn ngươi. Không có chuyện gì, ta có thể đi quỷt cơm, nói cảm tạ hẳn là ta. Được rồi, không có chuyện gì lời nói, ta liền ăn tỏi rồi. Ừm, ngày mai gặp. Tốt, ngày mai gặp, Tô Chiết cúp điện thoại, cuối cùng hắn vẫn là đáp ứng đi gặp thư mụ mụ. Tuy rằng Tô Chiết chính mình cũng muốn đi gặp thư mụ mụ, cùng thư mụ mụ nói chuyện phiếm tự ôn chuyện. Thế nhưng dứt bỏ thư mụ mụ cái nguyên nhân này, làm sao không phải Tô Chiết vẫn là không cách nào đi từ chối thư mộ ngữ thỉnh cầu. Tô Chiết cùng thư mộ ngữ tách ra đã hơn nửa năm, hắn vẫn là không cách nào quyết tâm đối với cái này phần cảm tình tôi chiết cuối cùng vẫn là không học được đi thả xuống tôi chiết kết thúc cùng thư mộ ngữ trò chuyện liền đem điện thoại di động tiện tay ném ở bên cạnh sau liền một đầu ngã vào trên gối đầu nửa giờ sau tôi chiết vẫn là không cách nào xua tan để ý trong phiền muộn tôi chiết quyết định tìm chút chuyện tình đến làm hắn cầm điện thoại di động lên mở ra internet mua sắm thương thành client điện thoại hắn dự định thừa dịp bây giờ đang ở internet đem máy vi tính mua Tô Chiết lần này vẫn là có ý định lắp ráp một bộ máy vi tính để bàn desktop, hắn đã dùng máy vi tính để bàn desktop, máy vi tính dùng thói quen, cho nên lần này sẽ không có cân nhắc mua máy vi tính sách tay. Hắn đối máy vi tính phối trí vẫn tính có chút giải, hơn nữa trước lúc này trong lòng hắn đã có chút mặt mày, biết cái gì phối trí máy vi tính thích hợp bản thân. Hơn nữa lần này Tô Chiết mua máy vi tính dự toán rất sung túc, cho nên hắn rất nhanh sẽ chọn xong của mình máy vi tính, hắn lựa chọn máy vi tính không phải phẩm bài cơ. Mà là chọn máy vi tính linh kiện, dự định chính mình dự định lắp ráp. Chính mình mua linh kiện đến lắp ráp máy vi tính, đồng dạng giá cả dưới, máy lắp ráp phối trí so với phẩm bài cơ cao hơn rất nhiều. Tôi chít bộ thứ nhất máy vi tính chính là mình mua linh kiện, chính mình lắp ráp. Lúc đó hắn đối làm sao lắp ráp máy vi tính là không hề có một chút manh mối, chẳng qua là vì tiết kiệm tiền, mới sẽ tính toán chính mình lắp ráp máy vi tính. Lúc đó linh kiện mua về sau hắn là cầm linh kiện mang nói rõ sách cùng với một ít tải trên lưới học tập giáo trình từng bước từng bước chính mình tổ bọc lại tôi chiết trọn vẹn bỏ ra ba ngày mới đem máy vi tính tổ bọc lại này ba ngày bên trong hắn nhưng là thử thật nhiều lần sau mới lắp ráp hoàn thành máy vi tính mới vận hành bình thường tuy rằng tiêu tốn thời gian hơi nhiều bất quá cuối cùng là thành công lúc đó máy vi tính thành công vận hành sau hắn không biết có bao nhiêu hưng phấn tôi chiết qua đi mới cảm giác mình rất may mắn lắp ráp trong quá trình tuy rằng đã thất bại rất nhiều lần, thế nhưng cuối cùng cũng coi như không có cháy hỏng máy vi tính linh kiện. Lúc đó Tô Chiết mua máy vi tính thời điểm đã xài hết tiền, nếu như máy vi tính linh kiện cho Tô Chiết cháy hỏng, hắn cũng không có tiền một lần nữa đi mua linh kiện, mà Tô Chiết lại không nghĩ hướng về cha mẹ hắn nắm. Bộ thứ nhất máy vi tính là Tô Chiết vì tiết kiệm tiền mới chính mình mua linh kiện lắp ráp, lần này hắn vẫn như cũ lựa chọn chính mình mua linh kiện lắp ráp, dĩ nhiên không phải vì tiết kiệm tiền, chẳng qua là bởi vì thói quen. Hơn nữa tôi chiết tại lần thứ nhất lắp ráp máy vi tính sau, liền có chút yêu thích chính mình lắp ráp, bởi vì cái này khiến hắn có chút điểm cảm giác thành công. Chọn xong của mình máy vi tính sau, tôi chiết bắt đầu chọn mua cho An Huyên máy vi tính. Tôi chiết cuối cùng vẫn là quyết định cho An Huyên mua máy vi tính sách tay, bởi vì sổ ghi chép dù sao tương đối dễ dàng, có lúc suốt đi cũng có thể lấy bên người mang theo. Bởi vì tôi chiết không rõ ràng dạng gì máy vi tính sách tay thích hợp An Huyên dùng, tuy rằng trước đó Tô Vũ Hinh mua máy vi tính, cũng đi tìm hắn hỗ trợ, thế nhưng hắn chỉ là cung cấp máy vi tính phối trí, máy vi tính vẻ ngoài là Tô Vũ Hinh tự chọn. Cho nên Tô Chiết còn cố ý lên mạng, tìm tòi một cái thích hợp nữ sinh dùng sổ ghi chép. Tô Chiết tại trên lưới tìm đáp án sau, ở trong lòng ghi nhớ bạn trên mạng đề cử mấy khoản sổ ghi chép chủng loại sau. Tô Chiết tại trên lưới xem một cái, đối với cho An Huyên mua cái gì máy vi tính, trong lòng hắn đã có chút đầu mối, sự lựa chọn của hắn mục tiêu đã rút nhỏ rất nhiều hắn đem bạn trên mạng đề cử sổ ghi chép chủng loại, toàn bộ xếp ra đến, sau đó hắn tổng hợp mỗi cái hình thức tính năng, so sánh một chút. Cuối cùng Tô Chiết quyết định mua là Sony cực bản, chủng loại là SVD 132028 BSP, Sony SVD 132028 s cực bản vẻ ngoài tinh xảo, cả cơ trọng lượng dòng chỉ có một. 33 OKG, này trọng lượng rất thuận tiện mang theo ra ngoài. Tuy rằng Sony SVD 1328S cực bản thể hình so sánh nhỏ nhắn xinh xắn, màn hình chỉ có 13 inch, thế nhưng phối trí cũng không thấp, nắm giữ khốc duệ song hạch y 54 200 u máy xử lý, 8GB bộ nhớ dung lượng vẫn xứng có 256GB trạng thái cố định phần cứng, hơn nữa Sony SVD 1328S cực bản bay liên tục thời gian cũng không tính ngắn. Sony SVD 1328S cực bản như vậy phối trí không thể nói là đỉnh cấp phối trí thế nhưng cũng không thấp, cơ bản có thể thỏa mãn sử dụng hàng ngày nhu cầu rồi. Tô Chiết suy nghĩ một chút, Sony SVD 1328S cực bản rất thích hợp nữ sinh dùng, cũng có thể thích hợp An Huyên dùng. Thế là Tô Chiết liền trực tiếp đặt hàng hai bộ Sony SVD 1328S, còn có sổ ghi chép cần dùng đến ngoại thiết sản phẩm, tỉ như chuột, còn có mini loa các loại. Tô Chiết rơi xuống đơn đặt hàng, điền xong địa chỉ sau, sau đó Tô Chiết lựa chọn dùng lưới bạc thanh toán. Tô Chiết sở dĩ lập tức mua hai bộ, hắn dự định chính là một bộ cho An Huyên bình thường học tập dùng, mà đổi thành bên ngoài một bộ là cho An Hân. Tô Chiết muốn An Hân bình thường tình cờ cũng cần dùng đến máy vi tính, liền làm cũng cho An Hân cũng mua một bộ rồi. Ba bộ máy vi tính Internet thanh toán sau khi thành công, Tô Chiết lại lần nữa đặt hàng một bộ Sony SVD 1328S cực bản, đồng dạng Tô Chiết lại phối trí một bộ thích hợp sổ ghi chép ngoại thiết sản phẩm. Rơi xuống đơn, Tô Chiết đem địa chỉ cùng điện thoại liên lạc đều sửa lại sau, mới tiền trả. Thành công trả tiền xong, Tô Chiết một cái tin cho Tô Vũ Hinh, để Tô Vũ Hinh hai ngày nay chú ý một chút chuyển phát nhanh, hắn tại trên lưới mua ít đồ đưa cho nàng, nhắc nhở nàng đến lúc đó nhớ rõ ký nhận. Về phần hắn tại trên lưới mua đồ vật gì đưa cho Tô Vũ Hinh, tại tin nhắn bên trong Tô Chiết cũng không có nói ra đến. Không có sai, Tô Chiết mua bộ thứ ba Sony SVD 1328S cực bản, chính là là Tô Vũ Hinh mua. Tô Vũ Hinh tại trong đại học cũng không hề máy vi tính, hiện tại có rất ít sinh viên đại học ở trường học không có máy vi tính. Bởi vì trước kia Tô Vũ Hinh là vì không lãng phí tiền, cũng không muốn lại cho Tô Chiết tăng cường áp lực. Cho nên nàng liền một mực không có mua máy vi tính, cho dù Tô Chiết đã đưa ra mấy lần mua cho nàng máy vi tính việc đến, đều cho nàng cự tuyệt. Lần này mua máy vi tính thời điểm, Tô Chiết nhớ tới Tô Vũ Hinh còn kém một bộ máy vi tính, cho nên liền mua cho nàng một bộ Sony SVD 13228 BSP. Dưới đơn thời điểm, Tô Chiết Điền thu hàng địa chỉ chính là Tô Vũ Hinh trường học, điện thoại cũng là Điền Tô Vũ Hinh. Đến lúc đó máy vi tính sẽ trực tiếp đưa đến Tô Vũ Hinh trong tay. Về phần Tô Chiết mua máy vi tính muốn tặng cho Tô Vũ Hinh chuyện này, hắn cũng không tính sớm như vậy liền nói cho Tô Vũ Hinh biết. Cho nên Tô Chiết tại tin nhắn bên trong, chỉ làm cho Tô Vũ Hinh chú ý ký nhận chuyển phát nhanh, lại chưa có nói ra hắn đưa cái gì cho Tô Vũ Hinh, hắn dự định đến lúc đó cho Tô Vũ Hinh một cái kinh hỉ. Lần này Internet mua sắm, Tô Chiết mua 3 bộ Sony SVD 1328S cực bản, còn có Tô Chiết lắp ráp máy vi tính, lại tăng thêm một ít sổ ghi chép ngoại thiết sản phẩm, này linh linh tổng tổng gần như dùng đi Tô Chiết 50.000 khối. Một bộ Sony SVD 1328S cực bản liền cần một 1.000 khối, hơn nữa Tô Chiết chính mình dùng máy vi tính, chọn máy vi tính linh kiện đều là cao phối cũng gần như cần một 3.000 khối này bốn bộ máy vi tính gộp lại liền cần dùng đi 46 ô khối lại tăng thêm cái khác linh kiện cần tiền năm ô khối cũng còn lại không được bao nhiêu rồi tuy rằng gần như bỏ ra năm ô khối thế nhưng tôi chiết trong lòng nhưng không có cảm thấy cái gì đối với hiện tại tôi chiết tới nói năm ô khối đã không coi vào đâu kỳ thực nếu như muốn vừa nghĩ thật sự rất khó mà tin nổi nếu như là tại mấy tháng trước loại chuyện này tôi chiết tuyệt đối không dám tưởng tượng Tại Tô Chiết không có được trí tôn hệ thống thời điểm, dựa theo Tô Chiết lúc đó một tháng bình quân thu nhập đến xem, tính cả chức vị chính cùng kiêm chức kiếm được tiền. Năm 000 ô khối cần Tô Chiết ít nhất công tác 10 tháng năng lực kiếm được, hơn nữa là bảo đảm không ăn không uống, không tốn một phân tiền dưới tình huống, năng lực tồn đến năm 000 ô khối. Chỉ là thời gian mấy tháng, Tô Chiết sinh hoạt biến hóa lớn như vậy, đoán chừng ai đều không tưởng tượng nổi. Mấy tháng trước, Tô Chiết vẫn là một cái có phòng vay áp lực người, tại mọi thời khắc lo lắng chính mình mất đi công tác, hơn nữa còn cần lợi dụng tất cả thời gian ở không đến kiêm chức, giúp một cái gia dụng. Một khắc đều không thể thư giãn, chỉ có như vậy, hắn mới có thể cam đoan có thể ổn định sinh tồn được. Quang là tiếp tục sinh tồn đi xuống, liền để hắn đem hết toàn lực rồi, cái kia còn có thể theo đuổi mình thích. Mà bây giờ tô chiết khi chiếm được trí tôn hệ thống sau, hết thảy đều cải biến. Lúc đó đã vào được thì không ra được tô chiết, bây giờ chỉ là tính tiền dư lời nói, hắn liền nắm giữ một ước bảy nghìn vạn hơn. Này ước một bảy vạn hơn bên trong, trịnh viêm liền cho tô chiết cống hiến 83 u vạn. hơn nữa tô chiết lúc đó còn mặt khác phụ thuộc vào trịnh viêm gia tộc Ngọc Hinh đổ thạch quán bên trong, lấy 15 ô vạn giá cả mua đi rồi, cuối cùng bị định giá ít nhất giá trị 16 u vạn năm số phỉ thúy, cuối cùng còn từ Ngọc Hinh đổ thạch quán bên trong thắng đi rồi 16 u vạn màu, kim. Này trước trước sau sau, tô chiết liền trực tiếp hoặc là gián tiếp từ trịnh viêm bên trong, thu được gần như một ức một nghìn vạn hơn, đoán chừng hiện tại trịnh viêm là hận hắn tận xương rồi. Một ức bảy nghìn vạn hơn chỉ là tô chiết bây giờ tiền dư, vẫn không có tính cả tô chiết những thứ khác tài sản. Tô sủng chi ra là tô chiết lúc đó từ Lý Hâm trong tay, lấy 70 ô vạn giá cả thu mua Lý Hâm sủng vật bệnh viện mà đến, hiện tại tô sủng chi ra giá trị so với tô chiết chưa tiếp nhận trước ít nhất tăng. Đã từng có người vừa ý tô sủng chi ra, muốn hướng tô chiết thu mua tô sủng chi ra, lúc đó muốn nhận mua người đã biểu thị giá thu mua cách sẽ không ít hơn 2.000 vạn. Thế nhưng Tô Chiết trực tiếp cự tuyệt, hắn bây giờ còn không cần dựa vào Tô Sủng Chi ra kiếm tiền, thế nhưng là rất ỷ lại Tô Sủng Chi ra, căn bản sẽ không cân nhắc bán đứng Tô Sủng Chi ra. Có Tô Sủng Chi ra, Tô Chiết mới có thể tiếp tục dương trí tôn hệ thống, nếu như là vì tiền, có Tô Sủng Chi ra, Tô Chiết có thể kiếm được tiền càng nhiều, cho nên Tô Chiết căn bản không thể nào biết bán Tô Sủng Chi ra. Tuy rằng Tô Chiết không có cân nhắc bán ra Tô Sủng Chi ra, nhưng là từ người khác ra giá đến xem, Tô Sủng Chi ra hiện tại ít nhất giá trị 2.000 vạn. Hơn nữa Tô Chiết còn lấy 5.000 vạn thêm cung cấp trị liệu nước thuốc điều kiện, thu mua trường hoa xưởng chế thuốc 85 cổ phần. Hiện tại trường hoa xưởng chế thuốc 85 cổ phần ít nhất có thể giá trị một ước 3.000 vạn, nhưng mà này còn là trường hoa xưởng chế thuốc vẫn không có chân chính dương lên. Một khi trường hoa xưởng chế thuốc lợi dụng trị liệu nước thuốc, phối hợp những dược vật khác, thành công nghiên bước phát triển mới dược vật thời điểm. Đến lúc ấy, trường hoa xưởng chế thuốc cổ phần mới chính thức đáng giá. Toàn bộ tính ra lời nói, Tô Chiết bây giờ thân gia phỏng đoán cẩn thận liền đã đạt đến 3 ức 2.000 vạn. Tô Chiết từ thời gian mấy tháng bên trong, từ một cái vẫn là đã vào được thì không ra được người, đã trở thành một cái ức vạn phú ông, chắc hẳn hẳn là rất khó tìm đến như Tô Chiết như vậy nhanh phát triển người. Nếu như hiểu rõ qua Tô Chiết người, nhất định sẽ giật nảy cả mình. Audio điện tử võ tấn bền. Tô Chiết mua máy vi tính không đến bao lâu, An Hân liền đem bảo bảo tắm xong rồi, sau An Huyên cùng An Hân rửa tiếp tắm. Chờ các nàng đều tắm xong, Tô Chiết cũng cầm một bộ quần áo sạch, đi phòng rửa tay đơn giản xông tới cái mát. Tô Chiết tắm xong đi ra sau, cũng không có đi lấy máy sấy thổi đầu. Đầu của hắn không dài, không cần thời gian nửa tiếng, đầu của hắn tự nhiên sẽ làm. Không giống An Hân các nàng, đầu phải chờ nó làm, ít nhất muốn thời gian mấy tiếng mới sẽ tự nhiên làm. Nam sinh ngắn đầu liền so với nữ sinh trường đầu thuận tiện rất nhiều, ít nhất mỗi ngày quản lý đầu không cần phiền phức như vậy. Tô chiết tắm xong sau, lại trở về phòng bên trong. Bởi vì tô chiết đầu còn ướt nguyên nhân, cho nên vẫn chưa thể nằm ở trên giường. Phía sau lưng của hắn tựa ở trên đầu giường, nắm thủ kỳ lưu lãm một cái tin tức gần đây. Trong đó một cái bản địa tin tức đưa tới tô chiết lực chú ý, Trang này tin tức nói dĩ nhiên là Trường Hoa Xưởng chế thuốc. Bên trong tỉ mỉ giới thiệu Trường Hoa Xưởng chế thuốc nguồn gốc và phát triển, Trường Hoa Xưởng chế thuốc lúc nào thành lập, lúc nào nắm giữ của mình đệ nhất khoản dược phẩm, văn chương bên trong đều có giảng đến. Đương nhiên Trường Hoa Xưởng chế thuốc ở trong bởi vì tầng quản lý quyết sách sai lầm nguyên nhân, Trường Hoa Xưởng chế thuốc thiếu một chút liền muốn phá sản thanh toán. Một đoạn này không vẻ vang sự tình, này một thiên văn chương cũng không hề cẩn thận nói ra chỉ là lấy trường hoa xưởng chế thuốc trong quá trình đã tao ngộ khó khăn, một câu nói mang qua. Tại mở đầu là độc giả giới thiệu trường hoa xưởng chế thuốc sau, văn chương bắt đầu giới thiệu trường hoa xưởng chế thuốc hiện tại tình huống mới nhất. Trường hoa xưởng chế thuốc phía trước một quãng thời gian, đã nhận được một bút đầu tư, trường hoa xưởng chế thuốc bắt đầu sản sinh biến hóa. Có mới đầu tư trường hoa xưởng chế thuốc, lập tức bắt đầu tuyên bố tạm thời đình chỉ sinh sản thuốc của chính mình. Mới trường hoa xưởng chế thuốc hiện nay chủ yếu nghiệp vụ, chỉ là vì những khác nhãn hiệu dược vật làm thay gia công, đã không sinh sản của mình nhãn hiệu dược vật. Lẽ nào Trường Hoa Xưởng chế thuốc đã bắt đầu tự giận mình sao? Lẽ nào từ đây Trường Hoa Xưởng chế thuốc đã bị trở thành thành xưởng gia công, mà không phải nắm giữ chính mình độc nhất nhãn hiệu xưởng chế thuốc sao? Trải qua tiểu biên thâm nhập hiểu rõ sau, xuất hiện Trường Hoa Xưởng chế thuốc cũng không phải như vậy. Nguyên lai like, Trường Hoa Xưởng chế thuốc vẫn là là làm của mình nhãn hiệu làm chủ, thay quyền gia công cái khác nhãn hiệu xưởng chế thuốc dược phẩm chỉ là tạm thời dùng để quá độ. Hiện tại trường hoa xưởng chế thuốc chuyện quan trọng nhất là nghiên cứu thuốc mới vật đến thay thế cố sản phẩm. Trường hoa xưởng chế thuốc xuất hiện tại chính mình nhãn hiệu dược phẩm sẽ từ từ bắt đầu đào thải, sẽ không lại tiến hành sinh sản. Mà làm cho người ta chú ý nhất là trường hoa xưởng chế thuốc, trong đó một loại tân dược phẩm đã nghiên cứu chế tạo thành công. Một cái khoản tân dược phẩm, hiện tại trường hoa xưởng chế thuốc đã bắt đầu chuẩn bị tiến hành thân thể thí nghiệm. Đồng thời đã thông qua quốc gia thực phẩm dược phẩm giám sát quản lý tổng cục thẩm tra phê chuẩn. Trường Hoa xưởng chế thuốc đã liên lạc với quốc gia thực phẩm dược phẩm giám sát cục quản lý, công nhận chính quy dược vật Lâm sàng thí nghiệm cơ cấu. Y Kỳ Lâm sàng thí nghiệm đã toàn bộ chuẩn bị xong, đang tiến hành trong Trường Hoa xưởng chế thuốc nhân viên nghiên cứu đang tại mật thiết giám hộ người tình nguyện, quan sát người tình nguyện phản ứng. Tin tưởng Y Kỳ Lâm sàng thí nghiệm thí nghiệm kết quả chẳng mấy chốc sẽ đi ra, Trường Hoa xưởng chế thuốc đã thừa nhận Đến lúc đó bất luận kết quả là tốt là xấu, đều sẽ như thực chất đối ngoại tuyên bố ra, sẽ không bởi vì sản phẩm mới có những gì thiếu hụt liền ẩn giấu kết quả. Xem ra Trường Hoa xưởng chế thuốc đối với mình sản phẩm mới rất tốt tự tin, tiểu biên để độc giả mỏi mắt mong chờ, chờ đợi Trường Hoa xưởng chế thuốc sản phẩm mới thí nghiệm kết quả đi ra. Xem ra Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng hiện tại đã bắt đầu hành động rồi, này một thiên văn chương sau lưng tin tưởng khẳng định có bóng dáng của bọn hắn bằng không cho dù có người giới thiệu Trường Hoa xưởng chế thuốc, cũng sẽ không giống này một thiên văn chương như thế, cặn kẽ như vậy giới thiệu Trường Hoa xưởng chế thuốc. Hơn nữa này một thiên văn chương mặc dù không có cố ý tán dương Trường Hoa xưởng chế thuốc, nhưng là đồng dạng cũng không có nói ra Trường Hoa xưởng chế thuốc khuyết điểm đi ra. Tô chết tin tưởng nếu như không có Lý Trường Hoa, hoặc là Lưu Hùng, này một thiên văn chương khẳng định bộ dáng không phải vậy xem ra Lý Trường Hoa cùng Lưu Hùng đã bắt đầu làm trường hoa xưởng chế thuốc tạo thế, bắt đầu tuyên truyền trường hoa xưởng chế thuốc tân dược phẩm. Kỳ thực Tô Chiết tuy rằng rất ít đi trường hoa xưởng chế thuốc, thế nhưng Lý Trường Hoa mỗi một lần tới bắt trị liệu nước thuốc thời điểm, đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít cho Tô Chiết giảng một cái, để Tô Chiết tìm hiểu một chút trường hoa xưởng chế thuốc tình huống mới nhất. Tại không nhìn thấy này một thiên văn chương thời điểm, Tô Chiết trước đó liền đã biết trường hoa xưởng chế thuốc tân dược phẩm đã bắt đầu chuẩn bị muốn tiến hành thân thể thí nghiệm. Lý Trường Hoa cùng Tô Chiết bọn hắn bắt đầu chính thức hợp tác sau hắn tại bắt được Tô Chiết trị liệu nước thuốc, trước tiên liền bắt đầu chuẩn bị nghiên cứu sản phẩm mới rồi. Đồng thời đi ngang qua mấy người bọn hắn thảo luận sau quyết định Trường Hoa xưởng chế thuốc tạm thời đình chỉ sinh sản dược phẩm của chính mình mãi cho đến Trường Hoa xưởng chế thuốc Tân dược phẩm xuất trước khi đến đã có được trị liệu nước thuốc sau Lý Trường Hoa liền để Trường Hoa xưởng chế thuốc nghiên cứu đoàn đội đem tất cả tinh lực đều đặt ở trị liệu nước thuốc lên. Nhờ vào đó nghiên cứu ra cùng trị liệu nước thuốc phối hợp tân dược phẩm. Kỳ thực Trường Hoa Xưởng chế thuốc cũng không phải chỉ nghiên cứu một loại dược phẩm, mà là đồng thời nghiên cứu vài khoản tân dược phẩm. Trường Hoa Xưởng chế thuốc nghiên cứu đoàn đội quy mô tuy rằng không là rất lớn, nhưng là đồng thời nghiên cứu mấy khoản tân dược phẩm, đối với bọn họ tới nói cũng không phải thập phần chuyện khó khăn. Bởi vì Trường Hoa Xưởng chế thuốc tân dược phẩm cũng không phải từ không đến có nghiên cứu tân dược phẩm, nghiên cứu đoàn đội chẳng qua là tại vốn có dược phẩm bên trong tại hỗn hợp trị liệu nước thuốc sau, nghiên cứu gia tân dược phẩm. Nghiên cứu đoàn đội chủ yếu nhất công tác là quan sát hỗn hợp trị liệu nước thuốc dược phẩm, hiệu quả so với lúc trước sẽ có cái gì không giống, đồng thời phân tích gia tân dược phẩm có những gì tác dụng phụ. Những công việc này tuy rằng đa dạng, thế nhưng là không phức tạp, cho nên coi như là đồng thời nghiên cứu chế tạo mấy khoản tân dược phẩm, nghiên cứu đoàn đội vẫn như cũng có thể ứng phó chiếm được. Tại bước thứ nhất thí nghiệm kết quả đi ra sau, Lý Trường Hoa bọn hắn kinh hỉ xuất hiện, hiện nay trị liệu nước thuốc cùng hết thảy dược phẩm đều có rất cao độ phù hợp. Dược phẩm tại gia nhập trị liệu nước thuốc sau, tại sinh sản trong quá trình, cũng không có phát hiện có những gì bất lương phản ứng. Hơn nữa tại tân dược phẩm đi ra sau, trường hoa xưởng chế thuốc nghiên cứu đoàn đội lần thứ nhất thí nghiệm, cũng không có phát hiện tân dược phẩm có những gì mới tác dụng phụ đi ra. Đồng thời tân dược phẩm không đơn thuần xuất hiện không có cái mới tác dụng phụ, hơn nữa dược phẩm thì ra là tác dụng phụ giảm bớt rất nhiều, quan trọng nhất là tại gia nhập trị liệu nước thuốc sau, dược phẩm hiệu quả phần lớn là đề cao 5 lần. Đối lý Trường Hoa tới nói, hiện tại quan trọng nhất là trị liệu nước thuốc có tác dụng hay không. Hiện tại tân dược phẩm hiệu quả rất kinh người, này làm cho Lý Trường Hoa bọn hắn đều thở phào nhẹ nhõm, xem ra Lý Trường Hoa cũng không hề nhìn lầm trị liệu nước thuốc, có trị liệu nước thuốc gia nhập, Trường Hoa xưởng chế thuốc tuyệt đối có thể nghịch chuyển cảnh khốn khó. Tân dược phẩm hiệu quả có lúc trước 5 lần, nếu như cuối cùng tập trung vào thị trường tân dược phẩm, vẫn như cũ có hiệu quả như vậy lời nói. Lý Trường Hoa tin tưởng tại đồng loại dược phẩm trong, Trường Hoa xưởng chế thuốc rất nhanh sẽ có thể cướp được một vị trí, đồng thời từ từ đánh bại hết thảy đối thủ. Lần đầu tiên bước đầu thí nghiệm đi ra sau, để Trường Hoa xưởng chế thuốc tất cả mọi người nhìn thấy hy vọng. Bởi vì chỉ cần nghiên cứu tân dược phẩm trong, chỉ cần thành công bất kỳ một cái sản phẩm. Một cái khoản tân dược phẩm liền đầy đủ để Trường Hoa xưởng chế thuốc, tại dược phẩm trên thị trường đứng ở thế bất bại, bởi vì hiện nay trên thị trường còn không có tìm được có thể cùng tân dược phẩm so sánh sản phẩm. Huống hồ hiện tại trường hoa xưởng chế thuốc hết thảy nghiên cứu dược phẩm hiệu quả đều rất tốt, đồng thời cũng không có thất bại qua án lệ, tất cả cũng rất thuận lợi, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Tân dược phẩm bước đầu thí nghiệm đi ra sau, nghiên cứu đoàn đội vẫn không có thư giãn. Vẫn là không đoạn nghiên cứu dược phẩm, dù sao dược vật không phải là phổ thông sản phẩm, cũng không thể tùy tiện sang bậy, vài phút đồng hồ sẽ náo chết người. Lý Trường Hoa đối dược phẩm vấn đề an toàn, điểm này tóm đến đặc biệt nghiêm ngặt, dù sao Trường Hoa xưởng chế thuốc ngay lúc sắp bắt đầu cấp tốc phát triển, bắt đầu bay lên, cũng không thể bởi vì cái này một loại việc mà phá hủy Trường Hoa xưởng chế thuốc dài hạn phát triển. Cho nên tại kết quả đi ra sau, nghiên cứu đoàn đội vẫn là không ngừng lặp lại nghiên cứu, đem hết toàn lực tìm ra tân dược phẩm tác dụng phụ, tìm ra tân dược phẩm khuyết điểm đến. Nếu không, đang đợi được tân dược phẩm tập trung vào thị trường sau, mới bắt đầu phát hiện vấn đề, khi đó cũng đã muộn. Tới lúc trường hoa xưởng chế thuốc có thể sẽ bởi vậy rơi vào tình trạng vạn kiếp bất phục, cho dù dược phẩm của người hiệu quả trị liệu cho dù tốt, cũng không có ai dám mua. Vì để tránh cho vấn đề như vậy xuất hiện, Lý Trường Hoa tình nguyện hiện tại tiêu tốn nhiều một chút tài chính cùng tài nguyên, tiêu hao nhiều một ít thời gian, đem hết thảy vấn đề tìm ra, đồng thời nghĩ biện pháp giải quyết nó đồng thời nghiên cứu đoàn đội đang tìm tân dược phẩm tác dụng phụ, cũng đang lượng nhỏ điều khiển trong, tận lực điều chỉnh trị liệu nước thuốc cùng dược vật tỷ lệ, tận lực tại hiệu quả không thay đổi dưới tình huống, tận lực giảm bớt trị liệu nước thuốc. Dù sao hiện tại Tô Chiết cung cấp trị liệu nước thuốc có hạn, muốn lớn nhất phát huy trị liệu nước thuốc tác dụng mới được. Trường Hoa xưởng chế thuốc nghiên cứu đoàn đội điều chỉnh xuất, trị liệu nước thuốc cùng dược vật thích hợp nhất tỷ lệ. Tại bảo đảm tân dược phẩm tuyệt đối sẽ không có mới tác dụng phụ, đồng thời vốn có tác dụng phụ còn giảm thiếu rất nhiều sau, mới bắt đầu chuẩn bị tiến hành thân thể thí nghiệm, đồng thời bắt đầu đối ngoại tuyên truyền thành quả. Cho nên liền có tô chiết từ trong tin tức nhìn thấy trường hoa xưởng chế thuốc giới thiệu, đây là trường hoa xưởng chế thuốc vì chính mình sắp đẩy ra tân dược phẩm tạo thế. Tô chiết đem một điều này văn tự tin tức từ đầu tới đuôi nhìn kỹ một lần, dù sao tô chiết đối trường hoa xưởng chế thuốc vẫn là rất để ý. Cho nên có liên quan với trường hoa xưởng chế thuốc tin tức, hắn vẫn là rất chú ý, Tô Chiết vừa mới lưu xong lãm tin tức, An Hân vào lúc này gõ cửa phòng. Tô Chiết, ta có chút chuyện muốn cùng ngươi nói chuyện. An Hân nói ra. An Hân, là chuyện gì? Tô Chiết đem điện thoại di động công cụ tìm kiếm ứng dụng đóng lại, hướng về An Hân hỏi. Ngươi gần nhất có phát hiện hay không bảo bảo đều là giàu dĩ không vui, thật giống tâm tình không tốt như thế, hơn nữa buổi tối lúc ngủ nàng thường thường nằm mơ khóc. An Hân không nghĩ ra đối với bảo bảo biểu hiện gần nhất, cho nên trong lòng liền có chút bận tâm bảo bảo, tối hôm nay tại bảo bảo ngủ sau, An Hân rốt cuộc không nhịn được tìm đến tô chiết rồi, nàng muốn tô chiết là bảo bảo ca ca, nên tương đối hiểu bảo bảo. Có thể là bảo bảo thấy ác mộng, bảo bảo gần nhất phải hay không bị đồ vật gì hù dọa đến. Tô chiết cao mày nói ra, bị An Hân vừa nói như thế, tô chiết mới nghĩ đến bảo bảo gần nhất tâm tình là có chút dị thường, không giống trước đó là cái quả hồ chăn rồi. Hẳn không có, bảo bảo cả ngày đều cùng với ta, ta mang bảo bảo đi ra thời điểm, cũng không có phát hiện bảo bảo gặp được kinh hãi. An Hân tỉ mỉ suy nghĩ một chút, lắc đầu nói ra. Vậy thì kỳ quái, ta sẽ tìm một cơ hội cùng bảo bảo tìm hiểu một chút tình huống, người đi nghỉ trước đi. Ừm, vậy ta đi ra ngoài trước, An Hân tại đi đến phòng cửa ra vào thời điểm, đột nhiên dừng lại, xoay người lại, nói lần nữa, tô chiết, người nói bảo bảo phải hay không muốn ba ba mụ mụ. Nói xong An Hân thấy tô chiết không hề trả lời liền rời phòng rồi, kỳ thực an hân cũng không phải hiểu rất rõ bảo bảo cùng tô chiết quan hệ an hân chỉ là biết bảo bảo gọi tô chiết làm ca ca thế nhưng bảo bảo cũng không phải tô chiết cùng tô vũ hinh em gái ruột an hân cũng không biết bảo bảo cha mẹ của là ai phải hay không cùng tô chiết cha mẹ của như thế đã qua đời rồi tô chiết cũng không hề cùng an hân đã nói bảo bảo thân thế qua hết thảy an hân đối bảo bảo hiểu rất ít an hân sau khi rời đi rất lâu tô chiết mới phục hồi tinh thần lại an hân lời nói để tôi chiết nhớ tới hắn không để mắt đến một chuyện hoặc là nói là trong lòng hắn cố ý không muốn nhắc tới một chuyện cố ý đang trốn tránh một chuyện chính là liên quan với bảo bảo thân sinh chuyện của cha mẹ có lẽ bảo bảo thật sự như an hân chỗ nói như thế bảo bảo muốn ba ba mụ mụ tôi chiết đứng lên xoa xoa đầu hắn quyết định đi xem một chút bảo bảo hắn đến đến bảo bảo căn phòng nhẹ nhàng mở cửa phòng bảo bảo căn phòng chỉ là đốt một chiếc chừng màu vàng tiểu dạ đen tia sáng không phải rất sáng thế nhưng cũng làm cho gian phòng không đến nỗi tối lửa tắt đèn, có thể để người ta thấy rõ gian phòng hết thảy. Một cái chén tiểu dạ đèn là tô chiết chuyên môn là bảo bảo lắp đặt, bởi vì bảo bảo ngủ nhất định phải mở ra đèn năng lực ngủ, thế nhưng gian phòng thì ra là đèn sáng quá, tô chiết lo lắng ảnh hưởng bảo bảo giấc ngủ, liền tìm một chiếc tia sáng tương đối kém tiểu dạ đèn, ở trong phòng an bài. Nằm ở trên giường bảo bảo thật giống đã ngủ rồi, trên người đắp nho nhỏ chăn. Thế nhưng dưới chân bảo bảo, Thân thể thật giống chính đang hơi co rút. Hơn nữa bảo bảo trong miệng còn tại phát ra âm thanh, tựa hồ là đang kêu cái gì. Bởi vì âm thanh rất yếu ớt, hơn nữa tôi chiết rời đi có chút xa, hết thảy cũng không biết bảo bảo tại tên gì. Tôi chiết nhẹ nhàng đi tới bảo bảo bên người, tránh khỏi phát ra tiếng vang, đánh thức bảo bảo. Hắn ngồi ở bảo bảo bên người sau, mới phát hiện nguyên lai bảo bảo khóc, chảy ra nước mắt đã thầm ướt gối rồi. Nhìn bảo bảo ánh mắt nhanh đóng chặt lại, Tô Chiết biết Bảo Bảo cũng không hề tỉnh lại. Như vậy Bảo Bảo để Tô Chiết rất đau lòng, hắn không biết Bảo Bảo vì sao lại đang ngủ thời điểm khóc, thế nhưng hắn cho rằng tất cả những thứ này đều phải quái chính hắn, trách hắn đối Bảo Bảo quan tâm không đủ, trách hắn không để mắt đến Bảo Bảo, trách hắn liền Bảo Bảo cái gì thương tâm việc cũng không biết. Nếu không phải tỉ mỉ an hân phát hiện đến nhắc nhở hắn, có lẽ hắn tự không khả năng biết Bảo Bảo khổ sở trong lòng rồi. Tô Chiết nhẹ nhàng là Bảo Bảo lau lau rồi nước mắt trên mặt, Bảo bảo trong miệng còn đang nói chuyện. Bởi vì bảo bảo ngủ nói, vốn là mơ hồ không rõ, lại tăng thêm bảo bảo còn đang khóc lóc, âm thanh thì càng thêm nghe rõ ràng. Tô Chiết cúi đầu, tới gần bảo bảo bên mép. Hắn nghe xong một hồi lâu, mới nghe rõ bảo bảo đang nói cái gì. Nguyên lai like bảo bảo một mực tại tái diễn ghi nhớ, "Mụ mụ, bảo bảo nhớ ngươi. Mụ mụ, mụ mụ, ngươi ở đâu, bảo bảo không tìm được ngươi rồi." Các loại lời nói nghe rõ bảo bảo đang nói cái gì lời nói sau, tôi Chiết càng là tự trách khổ sở. Cho tới hôm nay, nhìn thấy bảo bảo đang ngủ sau còn tại rơi lệ, còn tại gọi mẹ. Tô Chiết mới biết nguyên lai like bảo bảo trong lòng một mực tại nghĩ mụ mụ của nàng, chỉ là chưa từng có tại trước mặt chính mình biểu hiện ra, mà chính mình nhưng vẫn tự cho là đúng, ích kỷ mà cho rằng bảo bảo đã quên mất mụ mụ. Nguyên lai like mình sai rồi, hơn nữa sai rồi rất lâu, Tô Chiết vào giờ khác này đột nhiên rất hối hận, Tô Chiết chưa từng có nghĩ tới sẽ vì bảo bảo đi tìm ba ba mụ mụ của nàng, bởi vì trong lòng hắn vẫn cho rằng bảo bảo ba ba mụ mụ đã từ bỏ bảo bảo. Bất luận là nguyên nhân gì, làm bảo bảo cha mẹ của đều không nên vứt bỏ bảo bảo, cho nên Tô Chiết cho rằng cũng không đáng giá bảo bảo đi tìm bọn họ. Thế nhưng hắn chưa từng có suy nghĩ qua bảo bảo trong lòng nghĩ như thế nào, chưa hề nghĩ tới bảo bảo có thể hay không muốn ba ba mụ mụ của nàng. Bây giờ Tô Chiết mới hiểu được, bất luận bảo bảo cha mẹ của làm cái gì nhưng là bọn hắn thủy chung là bảo bảo cha mẹ của, điểm này bất kể như thế nào đều không cải biến được. Hơn nữa đây chỉ là Tô Chiết chính mình một phương diện cho rằng, Tô Chiết đối bảo bảo cha mẹ của hiểu rõ, chỉ là từ hắn lần thứ nhất thấy đến bảo bảo thời điểm, nghe bảo bảo nói nàng không có ba ba, mụ mụ cũng không cần nàng nữa. Tô Chiết chỉ là hiểu rõ nhiều như vậy, những thứ khác liền hoàn toàn không biết rồi, lúc đó nghe xong bảo bảo lời nói, tức giận Tô Chiết liền cho rằng là bảo bảo cha mẹ của nhẫn tâm đem bảo bảo vứt bỏ, hết thảy tựu đối bảo bảo cha mẹ của cảm quan thật không tốt. Kỳ thực Tô Chiết bây giờ suy nghĩ một chút, khả năng là chính bản thân hắn đã hiểu lầm bảo bảo cha mẹ của. Bởi vì Tô Chiết lần thứ nhất thấy đến bảo bảo thời điểm, bảo bảo quần áo trang phục không hề giống một cái khốn cùng người ta hài tử. Bảo bảo lúc đó mặc trên người quần áo, mặc dù có chút hộ uế, thế nhưng vải áo chất lượng rất tốt, vừa nhìn thì biết rõ cũng không tiện nghi, hơn nữa bảo bảo mang đồ trang sức cũng rất tinh xảo, kết hợp mở ra, bảo bảo gia đình hẳn là rất giàu có. Cho nên liền loại bỏ bảo bảo cha mẹ của bởi vì nghèo khó mà vứt bỏ bảo bảo, mà làm cha mẹ, nếu như không phải táng tận thiên lương người, người nào sẽ để cho mình hài tử lưu lạc đầu đường. Từ các loại dấu hiệu cho thấy, có thể là bảo bảo không cẩn thận làm mất, không tìm được cha mẹ, mới tưởng rằng mụ mụ của nàng không nên. Bảo bảo còn nhỏ, lý giải sai rồi cũng rất bình thường. Cho nên cứ việc trong lòng rất không bỏ được, thế nhưng vào đúng lúc này Tô Chiết ở trong lòng đã quyết định chỉ bản thân cố gắng hết sức, là bảo bảo tìm tới cha mẹ ruột của nàng. Nếu như là bảo bảo cha mẹ của bởi vì có những gì nỗi khổ tâm trong lòng, mới rời khỏi bảo bảo. Cái kia Tô Chiết nhất định sẽ dùng chính mình năng lực lớn nhất đi giải quyết, không vì cái khác, chỉ là vì bảo bảo, vì bảo bảo có thể hài lòng hạnh phúc, liền đủ rồi. Làm Tô Chiết trong lòng sau khi có quyết định, hắn lại cảm giác mình trong lòng lo được lo mất, thật giống bảo bảo liền muốn từ đây rời đi chính mình như thế, sẽ không ở bên cạnh mình rồi, trong lòng hắn rất khó chịu. Kỳ thực Tô Chiết trước đó chưa hề nghĩ tới là bảo bảo tìm cha mẹ, bởi vì cho rằng là bảo bảo cha mẹ của từ bỏ bảo bảo, hết thảy mới không có đi tìm bảo bảo cha mẹ của, đây là một cái trong đó nguyên nhân. Mà nguyên nhân trọng yếu nhất là Tô Chiết đã quen bảo bảo, đã đem bảo bảo trở thành thân nhân của mình, hắn biết làm bảo bảo tìm tới cha mẹ thời điểm, có lẽ chính là rời đi bên cạnh hắn thời điểm. Bởi vì trong lòng có băn khoăn như vậy, cho nên Tô Chiết tiềm thức không để ý đến một kiện sự này. Ngày hôm nay Tô Chiết nhìn thấy bảo bảo nguyên lai trong lòng là thương tâm như vậy sau, hắn mới thay đổi chủ ý, trong lòng hắn không thể lại yên tâm thoải mái đem bảo bảo giữ ở bên người rồi. Tô Chiết lấy tay đem bảo bảo đầu nhẹ nhàng nâng lên đến, sau đó đem đã bị bảo bảo nước mắt thấm ướt gối rút ra, đổi một cái khác dưới gối đi, mới đem bảo bảo thả xuống đi. Toàn bộ quá trình, Tô Chiết đều cẩn thận, cho nên bảo bảo cũng không hề bị thức tình. Cuối cùng vì để cho bảo bảo tối hôm nay có thể ngủ ngon giấc, Tô Chiết đem thần lực tiến vào bảo bảo trong thân thể. Trị liệu thần lực không đơn thuần có thể trị bất kỳ sinh lý bệnh tật, hơn nữa còn có thể để cho hấp thu người cảm thấy thân thể rất thoải mái, toàn thân rất thả lỏng, tâm tình cũng sẽ bình tĩnh trở lại. Quả nhiên trị liệu thần lực không để cho Tô Chiết thất vọng rồi, bảo bảo hấp thu thần lực sau, bắt đầu bình tĩnh lại, không lại gào khóc rồi, chắc hẳn hiện tại bảo bảo giấc ngủ khẳng định rất tốt. Tô Chiết tại bảo bảo căn phòng ngây người rất lâu, một mực tại bảo bảo bên người yên lặng nhìn nàng. Mãi cho đến nửa đêm, Tô Chiết mới trở lại gian phòng của mình. Tuy rằng đêm đã khuya rồi, thế nhưng nằm ở trên giường Tô Chiết lại không hề có một chút buồn ngủ. Hắn nghĩ đến cần phải thế nào dạng đi tìm bảo bảo cha mẹ của, tại không ảnh hưởng đến bảo bảo điều kiện tiên quyết, tìm tới bảo bảo cha mẹ của, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hơn nữa cho tới bây giờ Tô Chiết còn không biết là bảo bảo cha mẹ của vứt bỏ bảo bảo, bảo vẫn là bảo bảo chính mình lạc đường rồi. Nếu như là người sau lời nói, vậy rất đơn giản một ít, tìm tới bảo bảo cha mẹ hy vọng còn rất lớn. Nhưng mà nếu như là người trước lời nói, cái kia hy vọng liền biến đến mức rất mong manh. Bởi vì nếu như là bảo bảo bị cha mẹ vứt bỏ lời nói, coi như là cha mẹ nàng biết bảo bảo đang tìm nàng, cũng rất có thể sẽ không có đến nhường cho. Nếu là như vậy, cái kia không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển giống nhau. Đến cùng cần phải thế nào dạng đi tìm Tô Chiết xuất hiện tại không hề có một chút manh mối. Tô Chiết càng muốn, tâm tình lại càng buồn bực. Thời gian từng điểm từng điểm đi qua, Tô Chiết ở trên giường lăn qua lộn lại chính là không ngủ được. Đào mắt, trời đã sáng rồi. Không ngủ được Tô Chiết, cũng không có ý định tiếp tục tại trên giường lãng phí thời gian rồi, hắn liền làm bỏ dậy. Tô Chiết sau khi đứng lên, đầu tiên là ở trong phòng luyện một lần luyện thể thuật, ra một thân mồ hôi sau, Tô Chiết mới đi phòng rửa tay rửa mặt. Mà lúc này, An Hân cũng đi lên, bắt đầu vì mọi người chuẩn bị hôm nay bữa sáng. Hôm nay không phải chủ nhật sao, Tiểu Huyên cũng không dùng tới học chứ? Tô Chiết nhìn thấy An Hân sau, hỏi. Tô Chiết nhớ rõ An Huyên bây giờ là học lớp 9, tuy rằng muốn chuẩn bị thăng trung khảo, học nghiệp có chút khẩn trương, thế nhưng mỗi tuần Thiên vẫn là sẽ cho sơ tam học sinh nghỉ một ngày. Ừm, Tiểu Huyên hôm nay nghỉ, không cần đi đến trường. An Hân nói ra. Cái kia ngươi nên ngủ muộn chút cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Không có chuyện gì, ta đã quen, mỗi ngày đến thời điểm này, đều sẽ tự nhiên tỉnh, ta đi trước nấu cơm. An Hân cười nói, Tô Chiết gật gật đầu, cũng đi ra, bắt đầu hắn mỗi ngày công việc thường ngày. Đầu tiên đầu tiên là hậu viện, quan sát một chút dược liệu gieo trồng tình huống, sau đó lại dùng ra tốc thần lực điều phối nước thuốc, cho dược liệu dội lên. Rồi xong nước sau, Tô Chiết lại đi lầu hai phòng chứa, điều phối trị liệu nước thuốc, đem một ngày hạn chế sử dụng tích phân toàn bộ dùng để khôi phục thành thần lực, sau đó lại phối chế thành trị liệu nước thuốc. Hôm nay lần thứ hai dùng đi 560 điểm tích phân, bây giờ Tô Chiết có thể sử dụng tích phân chỉ còn dư lại 680 điểm tích phân rồi. Tính cả hôm nay chế luyện trị liệu nước thuốc, cuối cùng là tập hợp đủ rồi cần cung cấp cho trường hoa xưởng chế thuốc số lượng. Hơn nửa tháng này trường hoa xưởng chế thuốc nhiệm vụ sau khi hoàn thành, Tô Chiết còn có thể còn lại 1.200ml trị liệu nước thuốc, có thể lưu lại đồ dự bị. Nhiệt môn đem hôm nay cần chế biến trị liệu nước thuốc, toàn bộ phối chế tốt sau. Như vậy, tôi Chiết hôm nay công tác coi như là cơ bản hoàn thành. Làm tốt những việc này sau, Tô Chiết trở về phòng cầm quần áo, sau đó đi phòng rửa tay xông tới cái tắm nước lạnh. Sáng sớm cùng đi luyện một lần luyện thể thuật, ra một thân mồ hôi sau, tôi Chiết cũng cảm giác trên người rất không thoải mái tiếp lấy tô chiết lại bắt đầu bận việc hậu viện dược liệu, cuối cùng còn chế biến nhiều như vậy trị liệu nước thuốc. Làm tất cả mọi chuyện hết bận sau, tô chiết liền không thể chờ đợi được nữa cầm quần áo đi tắm rửa sạch sẽ. Sau khi tắm xong, tô chiết mới cảm giác thần thanh khí sảng. Làm tô chiết tắm xong sau, An Hân đã làm tốt bữa ăn sáng. Trên bàn ăn đã để một chén lớn cháo trứng muối thịt nạc, còn có một đôi đũa. Rõ ràng cho thấy An Hân là tô chiết chuẩn bị bởi vì cái này thời điểm những người khác đều vẫn chưa rời giường. Mà An Hân cầm cây lau nhà đang tại lau nhà, mỗi ngày An Hân sẽ đem trong nhà quét tước một lần sau, mới sẽ đến ăn điểm tâm. Kỳ thực Tô Chiết có lúc cảm giác mỗi ngày quét tước, rất không có cần thiết, lại không tính bẩn, nếu mệt hỏng rồi thân thể càng thêm không đáng giá, đáng tiếc An Hân lại là không nghe khuyên bảo. Tô Chiết đem một chén lớn cháo trứng muối thịt nạc toàn bộ ăn đi, ăn được sạch sành xanh, không có chút nào còn lại. Đối với lương thực, Tô Chiết là ôm có thể không lãng phí sẽ không lãng phí tâm tính. Huống hồ An Hân làm cháo trứng muối thịt nạc mùi vị rất thơm, rất thích hợp Tô Chiết khẩu vị, Tô Chiết rất thích ăn, càng thêm không thể nào biết ăn thừa lại. Tô Chiết đem chính hắn dùng bát đũa phóng tới nhà bếp rửa chén trong chậu, sau đó cùng An Hân hỏi thăm một chút sau, liền ra cửa. Tô Chiết lúc ra cửa, An Huyên cùng Bảo Bảo đều còn chưa thức dậy, Bảo Bảo mỗi ngày đều thật là muộn mới lên. An Huyên là một tuần bên trong khó được có một ngày thời gian nghỉ ngơi, cho nên mỗi tuần Thiên, An Huyên đều sẽ ngủ nướng, ngủ thẳng tự nhiên tỉnh. Chỉ muốn không có chuyện gì phải làm, có lúc An Huyên cho dù tỉnh rồi, nàng cũng không muốn lên, thường thường là ngốc đang ổ chăn bên trong, chưa tới giữa trưa liền không đứng lên rồi. Theo như An Huyên lời nói tới nói, chủ nhật không ngủ nướng, buông lỏng một chút chính mình, đều cảm giác có lỗi với chính mình, có lỗi với này cái thần thánh tháng ngày. Bởi vì biết bình thường An Huyên học tập đều rất cố gắng, xưa nay cũng không cần người bận tâm cho nên An Huyên chủ nhật bên trong, ngủ nướng cũng không có ai đi quản nàng. Tô Chiết ra cửa sau, ngăn cản một chiếc xe. Thiên Hải đại lý xe là Tô Chiết hôm nay cái thứ nhất địa phương muốn đi, Thiên Hải đại lý xe có thể nói là Yến Vân Thị bên trong lớn nhất 4 s điếm. Tô Chiết ngày hôm qua không có mua thành xe, cho nên liền định thừa dịp hôm nay đi chọn xe. Sở dĩ lựa chọn Thiên Hải đại lý xe nguyên nhân là Thiên Hải đại lý xe không giống phổ thông 4 s điếm, chỉ bán chỉ một nhãn hiệu ô tô thiên hải đại lý xe bán ô tô, có rất nhiều nhãn hiệu. Bởi vì tô chiết đối với xe cũng không phải hiểu rất rõ, cũng không biết chọn cái gì nhãn hiệu xe được, cho nên hắn dự định xem nhiều một chút không giống nhãn hiệu xe, như vậy cũng có so sánh. Thế nhưng tô chiết lại không nghĩ quá mức phiền phức, muốn đi đi nhiều như vậy 4 s điếm. Tô chiết vì tiết kiệm thời gian, cho nên hắn liền lựa chọn thiên hải đại lý xe, bởi vì thiên hải đại lý xe ô tô nhãn hiệu so sánh đầy đủ hết. Ngồi trên xe, không đến bao lâu, tài xế liền đem Tô Chiết tải đến Thiên Hải trong tiệm xe. Tô Chiết thanh toán tiền xe sau, vừa xuống xe liền nghe được một trận huyên tiếng huyên náo. Hơn nữa Tô Chiết còn từ huyên tiếng huyên náo bên trong nghe được cầu xin thanh âm, hắn hướng về huyên tiếng huyên náo khởi nguồn nhìn lại, chỉ là thấy đến một đám người vây tại một chỗ, giống như là tại vây xem cái gì như thế, cũng không biết bên trong chuyện gì xảy ra. Đụng phải chuyện như vậy, Tô Chiết cũng không gấp với đi vào thiên hải đại lý xe mua xe, hắn muốn trước tiên qua xem một chút chuyện gì xảy ra. Người lão bất tử kia, đừng giả bộ đáng thương rồi, người đem lão tử đồ cổ bình hoa cho làm bể, nhanh thường tiền, chớ ép lão tử báo động. Rõ ràng là người hướng về ta đụng tới, này tại sao có thể quái tại trên người ta? Tô Chiết vẫn chưa đi gần, liền nghe thế một đoạn đối thoại, còn đối với người trước thanh âm của, Tô Chiết lúc ẩn lúc hiện cảm thấy có chút quen thuộc, thật giống ở nơi nào nghe qua như thế, hắn tăng nhanh tốc độ đi vào trong đám người. Trong đám người một người đàn ông trung niên đầy mặt dữ tợn, hai cánh tay tráng kiện cực kỳ, đồng thời lộ ra vai bên trong còn có thể nhìn thấy hình xăm. Khi thấy người đàn ông trung niên này thời điểm, tôi chết càng nhớ thật giống như gặp hắn, thế nhưng nhất thời lại nhớ không nổi đã gặp qua hắn ở nơi nào. Trung niên nam tử này đối diện, là một vị co quắp ngồi dưới đất lão nhân, lúc này lão nhân đầy mặt kinh hoàng, không biết làm sao. Mà bên cạnh bọn họ trên đất, là vỡ đầy đất đồ sứ mảnh vỡ. Người lão bất tử kia, người nói là lão tử oan uổng ngươi rồi, ta đã nói với ngươi, ta cái này bình hoa là đồ cổ, ít nhất giá trị 30 ngàn. Người bây giờ tốt nhất đem tiền cho lão tử giao ra đây. Lúc này người đàn ông trung niên gương mặt biến thành màu đen, một đôi hung thần ác sát hai mắt, hung tợn trừng lên lão nhân. Không phải vậy đừng trách lão tử báo động, nếu như tiến vào cục cảnh sát, cũng không phải là đơn giản như vậy có thể giải quyết. Đừng báo cảnh sát, ta van cầu ngươi, tuyệt đối đừng báo động ta sẽ thường tiền, nhưng là ta hiện tại không nhiều tiền như vậy, ta cho người đánh giấy nợ, được không? Lão nhân là cái người đàng hoàng, rõ ràng bị người đàn ông trung niên nói muốn báo động, dọa sợ, vội vàng hướng về người đàn ông trung niên quỳ xuống cầu tình. Lão nhân đầy mặt bất lực hoảng loạn, nhanh chóng nhanh muốn khóc lên rồi, liền ngay cả người vây xem trong lòng cũng có chút không đành lòng, tuy nhiên lại không có người nào dám vì lão nhân ra mặt. Đánh mẹ của ngươi giấy nợ, thật con mẹ nó suối quẩy, bình hoa đánh nát không nói, sáng sớm còn bị ngươi lão bất tử này quỳ. Người đàn ông trung niên hướng về trên đất phun một bãi nước miếng, sau đó một cước hướng lão người đạp tới. Tuổi tác đã cao, vừa gầy yếu lão nhân, làm sao có khả năng tiếp nhận được người đàn ông trung niên một cước. Lão nhân bị người đàn ông trung niên đạp ngã trên mặt đất, vốn là lão nhân còn muốn bỏ lên hướng về người đàn ông trung niên cầu tình, thế nhưng một cước này đối thân thể của ông lão thương tổn không nhỏ, khiến lão nhân nhất thời không đứng dậy được. Tô chiết cao mày có chút nhìn không được, cho dù đúng là lão nhân đụng nát đồ sứ, cũng không nên đối xử như thế đi. Người lão bất tử kia đừng giả bộ tỏi rồi, lão tử biết của ngươi khối này vải rách bên trong liền có tiền, nhanh cho lão tử lấy ra. Người đàn ông trung niên rất không nhịn được nói, sau đó trả hết trước dự định đi cướp lão nhân bóp tiền. Tiền này không thể cho ngươi, tiền này là cho cháu của ta chữa bệnh dùng, là cứu mạng tiền, van cầu ngươi lòng từ bi, ta về sau sẽ đem tiền trả lại đưa cho ngươi. Lão nhân chăm chú che ví tiền của mình, không phải vậy người đàn ông trung niên cướp đi, tiền này là lão nhân để dùng cho cháu trai chữa bệnh dùng, bất kể như thế nào đều không thể mất đi. Người ngoan ngoãn đem tiền cho lão tử móc ra, hôm nay việc này cứ tính như thế, nếu như ngươi không cho, thì đừng trách lão tử tay tàn nhẫn. Người đàn ông trung niên xem lão nhân đem tiền che đến xít sao, nhất thời còn đoạt không tới, liền nói ra, cưỡng bức lão nhân chính mình lấy ra. Nhưng là người đàn ông trung niên rõ ràng cho thấy tính sai tính toán ngưu đồ rồi, Lão nhân tiền này là muốn cho cháu trai chữa bệnh dùng, cho dù lão nhân muốn bị chộp tới ngồi tù, cũng sẽ không đem tiền giao cho người đàn ông Trung niên. Coi như là muốn lão nhân trả giá tính mạng, cũng phải đem tiền cho bảo vệ. Nếu như có thể mà nói, lão nhân nguyện ý dùng tính mạng của mình đến kéo dài cháu mình sinh mệnh. Lão nhân cùng hắn cháu trai ở giữa cảm tình, căn bản không phải người đàn ông Trung niên người như vậy có thể rõ ràng, có thể thể hội. Người đàn ông trung niên xem lão nhân không muốn chính mình mang lấy ra, lại lần nữa tiến lên động thủ đi cướp lão nhân bóp tiền. Có lẽ là cứu tôn sốt ruột, lão nhân bạo phát ra sức mạnh khổng lồ, gầy yếu lão nhân vẫn cứ kháng trụ người đàn ông trung niên, đem tiền bao gắt gao yểm hộ tại dưới thân thể, để người đàn ông trung niên không cách nào thực hiện được. Người đàn ông trung niên xem chu vi càng tụ càng nhiều người, trong lòng không khỏi có chút nóng nảy lên. Hắn cảm giác đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi, đã không nén được tức giận người đàn ông trung niên quyết định lần nữa đối lão nhân động thủ hắn cũng không tin lão nhân có thể no đến mức bao lâu hắn lần nữa một cước hướng lão người dẫm đi mạnh mẽ hướng về lão nhân chân đạp đi xuống chỉ nghe một tiếng rên âm thanh từ lão nhân truyền đến thế nhưng tay của ông lão như trước nắm chặt bóp tiền không tha người đàn ông trung niên xem lão nhân còn không buông tha bóp tiền trong lòng càng là táo bạo người đàn ông trung niên đã có chút không quan tâm hậu quả rất nhanh sẽ hướng lão người lần nữa đá vào mà lần này người đàn ông trung niên mục tiêu là lão đầu người. Từ mỗi lần người đàn ông trung niên đối lão nhân xuất thủ cường độ đến xem, nếu như người đàn ông trung niên một cước này đá trúng lão đầu người lời nói, lão nhân rất có thể sẽ bởi vậy mất đi tính mạng. Liên ở xung quanh tất cả mọi người cho rằng bi kịch muốn phát sinh thời điểm, có mấy người quay đầu đi, không dám nhìn lão nhân bị khổ. Rất nhanh sẽ truyền đến tiếng kêu thảm thiết, nhưng khi mọi người thấy đến đây thời điểm, lại phát hiện phát ra tiếng kêu thảm người không phải lão nhân, mà là người đàn ông trung niên. Lúc này người đàn ông trung niên, ôm chân của mình nằm trên đất lăn lộn, tiếng kêu rên liên hồi. Mà bên người lão nhân nhiều hơn một người, chính là Tô Chiết. Nguyên lai like là Tô Chiết nhìn không được người đàn ông trung niên bắt nạt như vậy lão nhân, rốt cuộc không nhịn được ra tay rồi. Tại người đàn ông trung niên liền muốn đá đến lão nhân thời điểm, Tô Chiết về phía trước đem người đàn ông trung niên chân đá văng ra, hơn nữa người đàn ông trung niên còn bởi vậy ngã xuống đất. Bởi vì tô chiết là tạm thời ra tay, hơn nữa mục đích chủ yếu nhất là đem lão nhân trước tiên cứu được, cho nên hắn dùng lực độ không lớn. Người đàn ông trung niên rất nhanh sẽ không có bao nhiêu vấn đề, có thể đứng lên, hướng về tô chiết mắng, may, dám quản chuyện của lão tử, phải hay không sống được thiếu kiên nhẫn. Miệng của người tốt nhất cho ta khô sạch, bình hoa của người giá trị bao nhiêu tiền, ta thay lão nhân bồi. Tô Chiết nói ra. Người thay lão bất tử thường tiền sao, tốt lắm nói, lão tử bình hoa giá trị 4 vạn khối, còn ngươi nữa vừa nãy đem lão tử bị đả thương rồi, mặt khác bồi lão tử tiền thuốc thang một vạn khối, tổng cộng 50 ngàn, thiếu một phân tiền đều không thể. Tham lam người đàn ông trung niên nghe được tô chiết nguyện ý thay lão nhân thường tiền sau, lập tức tỏa địa giá khởi điểm. Người chung quanh nghe được người đàn ông trung niên lời nói, không khỏi một trận ồn lên. Người đàn ông trung niên thật sự rất quá phận rồi, vừa nãy hắn mới nói bình hoa của chính mình giá trị 30 ngàn, hiện tại liền thành 4 vạn. Hơn nữa người sáng suốt vừa nhìn liền biết người đàn ông trung niên cũng không có bị thương gì, lại muốn tô chiết bồi một vạn tiền chữa bệnh, thực sự là lòng tham không đáy. Tô chiết cũng nhíu mày, tuy rằng hắn hiện tại có chút tiền, thế nhưng cũng tuyệt không muốn bị người coi như thủy ngư đến làm thịt. Người đàn ông trung niên xem tô chiết không muốn bồi, hơn nữa người chung quanh cũng bắt đầu mơ hồ có đứng ra, trợ giúp tô chiết. Trước đó không người nào nguyện ý xuất đến giúp đỡ lão nhân, là vì đem chính mình một người đứng ra không giúp được lão nhân, trái lại làm phiền hà trị liệu. Thế nhưng tại Tô Chiết đứng ra sau, liền có không ít người có dũng khí đứng ra đối kháng người đàn ông trung niên rồi. Người đàn ông trung niên xem tình huống này có chút không đúng, lập tức móc túi ra một cây tiểu đao đến, đối với Tô Chiết hung tợn vung vẩy mấy lần. Hơn nữa trong đám người còn đi ra ba người, đứng tại người đàn ông trung niên sau lưng, giống như là cùng người đàn ông trung niên một phe. Quần chúng vây xem nhìn thấy người đàn ông trung niên động đến dao găm sau, cũng mà còn có đồng bọn, tất cả mọi người im lặng, cũng không còn dũng khí đứng ra. Hiện tại liền dao găm đều xuất hiện, vài phút đồng hồ sẽ náo chết người. Lúc này bọn hắn chỉ có thể lựa chọn bo bo giữ mình rồi, không thể đi ra là lão nhân mạo hiểm. Về phần tô chiết, bọn hắn đã quản không được rồi, chỉ có thể để tô chiết tự nhận không may, lấy ra 50.000 khối đi ra tiêu tai. Nếu không, tô chiết cùng lão nhân chỉ có thể tự cầu phúc rồi mà Tô Chiết đang nhìn đến người đàn ông trung niên liền dao găm đều lấy ra, đồng thời bây giờ còn thêm ba cái đồng bọn, trong lòng hắn càng thêm hoài nghi đây là một chàng âm mưu, là người đàn ông trung niên cố ý đặt ra bẫy, đến dọa dẫm lão nhân. Tại ngay từ đầu thời điểm, người đàn ông trung niên nói ra hắn biết trên thân lão nhân trong bao vải có tiền. Khi đó, Tô Chiết trong lòng cũng có chút hoài nghi. Thế nhưng đáng tiếc là, Tô Chiết cũng không hề chứng cứ, hắn cũng sẽ không dám định đồ cổ, không cách nào phân rõ người đàn ông trung niên bình hoa đến cùng là thật là giả. Bởi vì không có chứng cứ, chứng minh người đàn ông trung niên bình hoa là giả, căn bản không đáng giá. Cho nên cứ việc tô chiết trong lòng hoài nghi, thế nhưng tại thời điểm vừa mới bắt đầu còn thì nguyện ý thay lão nhân bồi thường người đàn ông trung niên tổn thất. Có thể là không nghĩ tới người đàn ông trung niên thật sự là lòng quá tham, đã không thỏa mãn 30.000 khối, nếu mở miệng muốn 50.000, cho nên tô chiết là tuyệt đối không muốn bồi thường. Vừa lúc đó, đột nhiên có hai người đi ra, một cái là ước chừng hơn 60 tuổi lão nhân, một cái khác là cô gái trẻ. Lão nhân kia vừa đi, một vừa lầm bầm lầu bầu mà nói ra, để cho ta trước tiên nhìn một chút, này giá trị 4 vạn đồ cổ bình hoa. Mà lão nhân rất nhanh sẽ đi tới, từ trên mặt đất nhặt lên một mảnh vụn, cũng không để ý đến những người khác, chỉ là cố lấy tự xem. Rất nhanh, lão nhân liền có kết luận, xem cái này bình hoa sắc thái khoản tiền chắc chắn nhận thức, tạo hình, còn có hoa văn, cái này bình hoa xác thực có giá trị không nhỏ. Người đàn ông trung niên vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng lão nhân là suốt tới quấy rối, còn muốn quát lớn hắn, khiến hắn thức thời điểm rời đi. Nhưng là người đàn ông trung niên không nghĩ tới lão nhân sẽ như vậy nói, nhất thời không khỏi tâm hoa nộ phát. Nguyên lai like, lão nhân kia chỉ là cái bao cỏ tới, ra vẻ hiểu biết. Mà tôi chết tại lão nhân cho ra cái kết luận này sau, cũng bắt đầu có chút tin tưởng người đàn ông trung niên cái này bình hoa là sự thật, bởi vì tô chiết tin tưởng lão nhân phán đoán. Cùng lão nhân cùng đi qua đến cô gái trẻ, hỏi ra chu vi tiếng lòng của tất cả mọi người, nàng hướng lão người hỏi, tấm kia lão, người xem cái này bình hoa có thể giá trị bao nhiêu tiền. Lão nhân không gấp đến cô gái trẻ vấn đề, mà là lại nhặt lên một mảnh vụn, lần nữa quan sát. Tại treo lên tất cả mọi người khẩu vị lời nói, lão nhân mới lên tiếng, ưm. Um, một cái cái bình hoa ít nhất có thể giá trị 30 khối. Không sai, người phán đoán rất chính xác, lão tử xác thực là dùng ba. Người đàn ông trung niên tại lão nhân nói ra bình hoa giá trị thời điểm, theo bản năng muốn phụ họa một cái lão nhân, một mực nói đến một nửa, người đàn ông trung niên mới phản ứng được. Người đàn ông trung niên đầu óc nhất thời không có quay tới, cho lão nhân ngôn ngữ sợ ngây người. Lão nhân kia chuyển biến quá nhanh rồi, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, lão nhân trước một câu nói còn nói cái này đánh nát bình hoa có giá trị không nhỏ. Mà câu nói tiếp theo liền nói cái này bình hoa giá trị 30 khối. Mới giá trị 30 khối bình hoa còn có thể nói thành có giá trị không nhỏ sao. Rất lâu, mọi người mới phản ứng được, nguyên lai là lão nhân cố ý trêu chọc người đàn ông trung niên, mà người đàn ông trung niên còn đần độn bị lừa rồi, nói ra lão nhân phán đoán rất tránh xác đến. Tuy rằng người đàn ông trung niên lời nói mới nói phân nửa, còn có một nửa không có nói ra, nhưng là tất cả mọi người biết người đàn ông trung niên muốn nói là cái gì, người đàn ông trung niên nhất thời thành chuyện cười. Người lão già đáng chết này, không hiểu thì không nên nói lung tung, cẩn thận họa là từ miệng mà ra, thức thời một chút, liền cho lão tử cút xa một chút, đừng chọc lửa thiêu thân cũng không biết. Người đàn ông trung niên thẹn quá thành giận, đối với lão nhân uy hát yêu ta nói. Còn ngươi nữa, nhanh đưa tiền cho lão tử giao ra đây, không phải vậy đừng trách đau của lão tử tử không có mắt, ở trên người ngươi đâm cho xuyên ra đến. Người đàn ông trung niên càng ngày càng không nén được tức giận, đã lãng phí quá nhiều thời gian rồi, nếu như lại kéo lâu một chút, cảnh sát tự có khả năng đến, dù sao người đàn ông trung niên cũng không dám đảm bảo ở đây tất cả mọi người không có lén lút báo động. Chuyện đến nước này, tất cả mọi người đã minh bạch chân tướng, người đàn ông trung niên nói rõ là lấy cái bình hoa đến giả mạo đồ cổ bình hoa đến lừa bịp lão nhân, chẳng qua là bởi vì tô chiết nhúng tay, người đàn ông trung niên hiện tại mới không có thực hiện được. Nếu như không có tô chiết lời nói, khả năng lão nhân cho cháu trai chữa bệnh tiền sẽ bị người đàn ông trung niên cướp đi, hơn nữa còn tránh không được được một ít da thịt nỗi khổ. Kỳ thực tại Tô Chiết quyết định thay lão nhân bồi thường thời điểm, nếu như người đàn ông trung niên không phải như vậy lòng tham lời nói, hắn khả năng đã cầm 3.000 không khối bỏ của chạy lấy người rồi, bởi vì Tô Chiết cũng không biết bình hoa là giả. Nhưng là bây giờ bởi vì trương lão đứng ra, dám định người đàn ông trung niên bình hoa là giả đồ cổ, căn bản không khả năng giá trị 3.000 không khối, chính là một cái bình thường bình hoa mà thôi. Tô Chiết tin tưởng Trương Lão ánh mắt, nếu Trương Lão nói là giá trị 30 khối, cái kia nên giá trị 30 khối. Tô Chiết tin tưởng Trương Lão thực lực, không thể nào biết nhìn lầm. Liền giống như Trương Lão ngay từ đầu thời điểm, nói bình hoa có giá trị không nhỏ thời điểm, Tô Chiết cũng đã tin tưởng, khi đó hắn đã quyết định bồi thường người đàn ông trung niên tổn thất. Tất cũng không kể người đàn ông trung niên thái độ phải trăng ác liệt, nhưng là bình hoa của hắn xác thực đem đánh nát. Nhưng là trương lão lời kế tiếp, mới khiến cho Tô Chiết xác định người đàn ông trung niên là tới lừa bịp lão nhân. Nếu đã minh bạch chân tướng sự tình sau, Tô Chiết tự không khả năng sẽ đáp ứng người đàn ông trung niên thường tiền. Cho dù là người của đối phương nhiều thêm, cường đại hơn nữa, Tô Chiết cũng không khả năng sẽ đáp ứng, không thể nào biết thường tiền, dù cho chỉ là muốn hắn lấy ra một phân tiền, cũng không thể. Hơn nữa đối phương gộp lại có bốn người, nhìn lên cũng chỉ là người bình thường mà thôi. Tuy rằng Tô chết không rõ ràng thực lực của mình, thế nhưng Tô chết tin tưởng chính mình chỉ ít có lực đánh một trận. Chuyện bây giờ đã chân tướng rõ ràng rồi, tất cả mọi người rõ ràng. Thế nhưng người đàn ông trung niên vẫn như cũ còn không hết hy vọng, nếu âm mưu không thực hiện được, hắn xuất hiện đang quyết định cướp trắng trận rồi. Tô Chiết không có mở miệng, chỉ là như trông đần đột như thế nhìn người đàn ông trung niên, này làm cho người đàn ông trung niên thập phần phát điên, hơn nữa Tô Chiết không chỉ không đi phản ứng người đàn ông trung niên, còn từ trên người lấy điện thoại di động ra, xem Tô Chiết tư thế hẳn là chuẩn bị báo cảnh sát. Người chán sống, còn dám báo động, huynh đệ, lên, cho hắn cái giáo huấn nhà giàu quyền phụ ớt. Người đàn ông trung niên nói xong, liền bắt chuyện đồng bọn động thủ, đồng thời chính hắn còn cái thứ nhất xông lên. Mặc dù đối với mặt bốn người đều là châu cao ngựa lớn, hơn nữa đều là hung thần ác sát, rất có uy hát yêu ta lực. Thế nhưng Tô Chiết trong lòng lại không hề có một chút kinh hãi, không chỉ có cũng không lui lại, trái lại nghinh đón. Không thể buông tha dũng sĩ si thắng, đạo lý này Tô Chiết vẫn là minh bạch đấy, vẫn không có đánh, liền bắt đầu sợ sệt, cũng đã thua một nửa. Tô Chiết vọt một cái đến trước mặt bọn họ, người đàn ông trung niên liền lập tức vung đao trong tay tử, hướng về Tô Chiết đâm tới. Mọi người không khỏi ồ lên, bọn hắn không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh tới mức này, bọn hắn phi thường bội phục Tô Chiết ở loại tình huống này vẫn như thế dũng cảm. Tuy rằng bọn hắn bội phục Tô Chiết dũng khí, thế nhưng muốn bọn hắn đi tới giúp Tô Chiết lời nói, bọn hắn hay là không dám tiến lên. Đại hiệp cũng chỉ là thích hợp nằm mộng ban ngày, về phần hiện thực, ngẫm lại hay là thôi đi. Tô Chiết mặc dù không có cái gì kinh nghiệm thực chiến, thế nhưng cơ bản phán đoán vẫn phải có. Mặc dù đối phương bốn người thực lực nhìn lên đều không khác mấy, thế nhưng cầm dao găm người đàn ông trung niên đối Tô Chiết uy hát yêu ta rõ ràng muốn lớn một chút. Tô Chiết cũng không hay cho là mình hiện tại có thể gánh vác được dao găm. Về phần cái khác ba người, đều là tay không, chúng vào mấy quyền mấy đá, Tô Chiết tin tưởng lấy mình bây giờ 56 điểm thể chất, hẳn là không có ảnh hưởng gì. Cho nên Tô Chiết người thứ nhất đối phương chính là cầm dao găm đàn ông trung niên, tuy rằng người đàn ông trung niên xuất thủ trước, thế nhưng Tô Chiết vẫn là ung dung né tránh người đàn ông trung niên công kích, đồng thời còn tóm chặt lấy người đàn ông trung niên cổ tay, khiến hắn thế nào dùng sức đều không tránh thoát. Tô Chiết không quan tâm những người khác công kích, cấp tốc đem người đàn ông trung niên kéo hướng mình, sau đó dùng phần lưng đứng vững người đàn ông trung niên eo của, cái cuối cùng ném qua vai, dùng sức đem người đàn ông trung niên từ sau lưng hắn té ra. Cứ việc Tô Chiết ném qua vai cũng không phải rất tiêu chuẩn, thế nhưng lấy Tô Chiết hiện tại có thể dơ lên vượt qua 600 kg sức mạnh, muốn đem người đàn ông trung niên quăng lên đến cũng không khó. Tô Chiết toàn bộ quá trình hầu như đều là dựa vào hắn man lực hoàn thành, không có dựa vào cái gì kỹ thuật hoàn thành người đàn ông trung niên bị tô chiết rơi rất nhanh tô chiết dùng rất lớn khí lực người đàn ông trung niên tại rơi trên mặt đất thời điểm cũng đã mất đi sức chiến đấu không thể lại đứng lên rồi cứ việc người đàn ông trung niên đã bị tô chiết rơi thất điên bát đảo thế nhưng tô chiết vẫn là không yên lòng tại người đàn ông trung niên ngã xuống đất sau tô chiết lại bổ sung một cước nặng nề giẫm tại người đàn ông trung niên trên cổ tay tô chiết đặt chân cường độ cũng không nhỏ người đàn ông trung niên bị đau đao trong tay tử liền buông lỏng ra, Tô Chiết lập tức đem rơi trên mặt đất dao găm đá văng ra. Tô Chiết không có phí cái gì sức lực liền giải quyết xong uy hát Iota lớn nhất người đàn ông trung niên, thế nhưng những người khác cũng hướng về Tô Chiết đánh tới. Giải quyết người đàn ông trung niên sau, Tô Chiết cấp tốc xoay người, dùng song tay chặn một người trong đó công kích. Mà đổi thành bên ngoài hai người, Tô Chiết cũng không còn cách nào phân thân đi đối phó rồi, liền né tránh cũng không kịp rồi. Tô Chiết chỉ có thể dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ xuống, một người trong đó một quyền đánh vào Tô Chiết sau lưng lên, mà một người khác đá đến Tô Chiết chân. May mà chính là bọn hắn đều không có đụng tới Tô Chiết chỗ yếu, hơn nữa mặc dù đối phương dùng toàn lực, sức mạnh cũng không nhỏ, thế nhưng chỉ là đối với người bình thường tới nói. Tô Chiết phát hiện công kích của đối phương đối với hắn cũng không có ảnh hưởng gì, hắn có thể rất dễ dàng mà tiếp tục chống đỡ. Tô Chiết trong lòng không khỏi vô cùng quyết tâm đối mình bây giờ thực lực có tiến một bước hiểu rõ. Nhiệt môn trước trước sau sau không tới một phút, tình hình trận chiến nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới tô chiết, có thể tại giao thủ một cái trong nháy mắt, liền đem người đàn ông trung niên đánh đổ. Một cái gọn gàng nhanh chóng ném qua vai, để người chung quanh đều nhìn ngẩn ra rồi. Bởi vì tô chiết nhìn lên rất có hình rồi, không phải là bọn hắn không có xem qua có người dùng ném qua vai. Bọn hắn chỉ là rất ít thấy có người có thể thoải mái như vậy tựa như xuất ra, giống như là người đàn ông trung niên cố ý chạy lên đi, cho Tô Chiết nắm lấy như thế, phối hợp cho Tô Chiết đánh, cảm giác cũng không chân thực, giống như là tại quay phim như thế. Cứ việc Tô Chiết ném qua vai động tác cũng không đúng tiêu chuẩn, thế nhưng Tô Chiết lấy hắn hiện tại tùy tiện là có thể dơ lên, vượt qua 600kg lô vật nặng, muốn đem đa tài nhất 80 công kích người đàn ông trung niên quăng lên đến, đối Tô Chiết tới nói quả thực quá ung dung rồi cho nên tại người vây xem nhìn cũng cảm giác rất thần kỳ. Tô Chiết chỉ một cú đánh liền để người đàn ông trung niên đánh mất sức chiến đấu, đồng thời còn chống được những người khác công kích. Tại không có được trí tôn hệ thống trước đó, Tô Chiết cũng rất ít có theo người đánh nhau. Sau đó khi chiếm được trí tôn hệ thống sau, Tô Chiết bắt đầu tu luyện luyện thể thuật đến tăng cao thực lực, ngoại trừ lần đó tại lăng nhược tuyết nhà, cùng nhạc chính lâm giao tay qua một lần ở ngoài, Tô Chiết cũng không còn theo người giao thủ qua. Cho nên Tô Chiết cũng không rõ ràng thực lực của mình, hắn chỉ là biết mình sức mạnh cao hơn so với trước kia rất nhiều, thể lực cũng càng ngày càng tốt. Đến với mình bây giờ thực lực cùng người bình thường đối với kém bao nhiêu, Tô Chiết càng là không rõ ràng. Nhưng là hôm nay Tô Chiết hiện tại đã biết, người bình thường thực lực và của mình tranh lệch muốn lớn bao nhiêu. Chỉ ít hiện tại Tô Chiết một người đối phó bốn người dưới tình huống, hắn cũng không có vẻ vất vả. Đối thực lực của mình có đại khái phán đoán sau, Tô Chiết càng là kiên trì lấy chủ động tiến công để thay thế phòng ngự. Chỉ cần bọn hắn chỗ hạ thủ, không phải trọng yếu vị trí, Tô Chiết liền quyết định dùng thân thể mạnh mẽ chống đỡ xuống, dù sao đối hắn không có ảnh hưởng gì, hoàn toàn không có uy hát yêu Tại sức mạnh tuyệt đối dưới, tiến công chính là tốt nhất phòng ngự. Tô Chiết nhanh chóng tiến lên xuất cước, tốc độ của hắn đối với người bình thường tới nói rất nhanh, tại đối thủ chưa kịp phản ứng thời điểm, Tô Chiết liền dẫm lên đối phương trên mặt bàn chân mặt của đối phương sắc cấp tốc biến đỏ, cuối cùng biến tím, có thể thấy được Tô Chiết dùng sức lớn đến bao nhiêu. Hơn nữa đối phương tại lòng bàn chân chịu đến áp lực cực lớn, bị đau, lại như gọi ra. Thế nhưng Tô Chiết không có cho đối phương cơ hội, tại đối phương mới há to mồm, vẫn không có gọi lúc đi ra, Tô Chiết liền mạnh mẽ một quyền đánh tới trên bụng của hắn. Tô Chiết một quyền, khiến hắn đau đến muốn gọi đau nhức cũng không xảy ra thanh âm, thật giống liền hô hấp đều khó khăn, chỉ là đau đến nước mắt đều không nhịn được chảy ra, sắc mặt càng là phát tím, nằm trên đất không dứt lăn khí lực cũng không có. Lần nữa nhanh chóng giải quyết xong một cái, Tô Chiết cũng không có thời gian đi quản đối phương có còn hay không sức đối kháng. Bởi vì một người khác đã xông lại rồi, Tô Chiết như điện quang lóe lên giống như một cước hướng người tới đá đi. Đối phương muốn tránh ra, đáng tiếc đã không còn kịp rồi. Tô Chiết một cước mạnh mẽ đạp ở trên người hắn. Cứ việc Tô Chiết còn chưa dùng tới toàn lực, nhưng là đối phương tại trong thời gian ngắn cũng không khả năng đứng lên. Đối phương bây giờ chỉ là còn lại dưới một người đầu chọc còn có thể đứng, cái khác ba người đều trên đất nằm. Đầu chọc nhìn thấy tôi Chít đem sự chú ý chuyển tới hắn bên này, hắn đều sắp sợ mất mặt rồi. Đầu chọc chỉ là phổ thông lưu manh hỗn đản mà thôi, tuy rằng bình thường thời điểm hắn đánh nhau số lần cũng không ít, thế nhưng bình thường đều là tại phe mình nhiều người khi dễ người ít, rất ít như hiện tại một trọi một tình huống hơn nữa càng đừng nói gặp được như tô chiết mạnh như vậy người rồi có ở đây không đến 3 phút tô chiết tại một trọi bốn dưới tình huống cấp tốc vô cùng giải quyết xong ba người hơn nữa tô chiết nhìn lên thật giống không có chịu đến tổn thương gì như thế này còn muốn đầu chọc đánh như thế nào bốn người đều đánh không lại tô chiết hiện tại chỉ còn dư lại đầu chọc một người hắn đâu còn có dũng khí tiếp tục cùng tô chiết tiếp tục đánh đại ca tha mạng là ta sai rồi tha mạng ah ta cũng không dám nữa đầu chọc một bên hô to, một bên không chậm chế chút nào mà quay đầu bỏ chạy. Thế nhưng đầu chọc có thể chạy đi được sao? Đáp án rất rõ ràng. Tô chiết làm sao có thể sẽ khiến hắn chạy đi được rồi, nếu như tại ngay từ đầu thời điểm, đầu chọc bỏ chạy đi, tô chiết vẫn đúng là nắm hắn không có cách nào, bởi vì hắn còn muốn đối phó cái khác ba người, phân không được tâm. Thế nhưng hiện tại tô chiết đã đem những người khác giải quyết xong, đầu chọc làm sao có khả năng chạy thoát tô chiết. Lấy tô chiết tốc độ bây giờ, đầu chọc làm sao có khả năng có cơ hội chạy đi. Rất nhanh tôi chiết đuổi kịp chạy trước đầu chọc. Vừa nãy tôi chiết phần lưng bị một quyền, vẫn bị đánh một cước. Mà tôi chiết phần lưng một quyền chính là đầu chọc đánh chính là, cho nên tôi chiết làm sao có thể sẽ tách ra đầu chọc. Lấy gậy ông đập lưng ông, tôi chiết tại muốn đuổi tới đầu chọc thời điểm, nhảy lên đến một cước đá vào đầu chọc trên lưng. Chạy bên trong đầu chọc, thân thể lập tức liền không thăng bằng, về phía trước nhào tới mặt cùng cũng không bóng loáng mặt đất chặt chẽ vững vàng đến rồi tiếp xúc thân mật, hướng về mọi người biểu diễn ngã gục chính xác động tác, để nhìn đến mọi người cảm giác được đau. Tô Chiết rất công bằng, đối phương đánh hắn một quyền, hắn liền đá đối xử một cước, một quyền đổi một cước, chỉ là đối phương kết cục liền hơi chút thảm một điểm. Đem đối phương toàn bộ giải quyết sau, Tô Chiết vốn là dự định đi cùng Trương Lão nói tiếng cảm tạ, liền lập tức rời đi. Bởi vì không có Trương Lão lời nói, hắn tự ra sư vô danh rồi, thật giống như hắn là tại ỷ thế hát yêu ta người như thế, mà trương lão cùng người ở bên cạnh đồng thời bóc trần người đàn ông trung niên bình hoa cũng không đáng tiền, kích phá người đàn ông trung niên lừa bịp lão nhân âm mưu. Cứ như vậy, Tô Chiết đem những này người toàn bộ cho đánh ngã trên mặt đất, cũng sẽ không có người chỉ trích Tô Chiết không đúng, chỉ trích Tô Chiết ra tay quá nặng. Dù sao người đàn ông trung niên bọn hắn bốn người liền lão nhân cứu mạng tiền cũng phải đi lừa bịp, liền coi như bọn họ kết cục lại thảm, cũng sẽ không có người đồng tình bọn hắn, trái lại sẽ chỉ làm người cảm thấy là hả hê lòng người, bởi vì người đàn ông trung niên bọn họ là có tội thì phải chịu. Tuy rằng Tô Chiết cũng không phải rất quan tâm người khác cái nhìn, nhưng mà nếu như là làm việc tốt, còn bị người ở sau lưng chỉ chỉ trỏ trỏ lời nói, Tô Chiết cũng sẽ không có hảo tâm tình. Bởi vì Trương Lão còn có cùng hắn đồng thời đứng ra người, có thể nói là giúp Tô Chiết một bận bịu cho nên Tô Chiết liền định cùng bọn họ nói tiếng cảm ơn, sẽ rời đi. Về phần Tô Chiết như thế kịp rời đi, là có nguyên nhân, chính là hắn không muốn có phiền phức. Xảy ra chuyện lớn như vậy, tôi chiết tin tưởng nhất định sẽ có người báo cảnh sát. Lúc này, cảnh sát hẳn là gần như đã tới rồi. Nếu như không đi nữa, đến lúc đó tránh không được sẽ có một chút phiền toái, tỉ như tìm hắn làm cái lục. Hắn có thể không có quên hắn mục tiêu của hôm nay, trong lòng hắn còn nghĩ đến đi mua xe, sau đó còn muốn đi vấn an thư mụ mụ, một kiện sự này rất trọng yếu, tuyệt đối không thể làm chế nãi nhưng là có lúc trong lòng càng lo lắng cái gì, liền đến cái gì. Tô triết trong lòng lo lắng cảnh sát đến rồi sau, hắn tự không thể rời khỏi. Hắn mới vừa vặn có cái ý niệm này, còn chưa kịp đi tới cùng trương lão chào hỏi, cảnh sát liền xuất hiện rồi. Vừa nãy tại người đàn ông trung niên móc ra dao găm thời điểm, đã có người lén lút đi ra, đi báo cảnh sát. Lúc đó cục công an tại tiếp đến nơi này có người lấy ra hung khí, đồng thời chuẩn bị đả thương người điện thoại báo cảnh sát sau, liền lập tức sắp xếp xuất cảnh rồi. Cục công an lãnh đạo đối với chuyện này quan tâm rất lớn, bởi vì xử lý không tốt lời nói, ảnh hưởng rất là ác liệt. Cứ việc những này cảnh sát hình sự hành động đã rất nhanh rồi, tại vừa nhận được điện thoại báo cảnh sát, liền lập tức lên đường, đồng thời có ở đây không đến 5 phút, liền chạy tới hiện trường. Nhưng khi những này cảnh sát hình sự nhìn thấy tình huống hiện trường dưới, vẫn bị sợ hết hồn. Bọn hắn vừa xuống xe, liền nhìn thấy trên đất nằm bốn người mà bọn hắn liên tưởng đến trước đó báo cảnh sát người nhắc tới có người dùng đến dao gam Bởi vì năm nay nước ta to to nhỏ nhỏ phát xảy ra không ít chuyện, có một số việc làm được lòng người bàng hoàng, lãnh đạo cấp trên đã hạ tử mệnh lệnh. Nhất định phải người bảo lãnh dân thân người an toàn, nhất định giữ gìn tốt xã hội yên ổn, thời điểm này tuyệt đối không cho phép lại sai lầm. Nếu như bây giờ có người bị kẻ xấu thương tổn tới, hơn nữa còn là bốn người lời nói, bọn hắn liền khó từ tội lỗi rồi cảnh sát hình sự vừa đến, lập tức liền đem hiện trường khống chế được, Tô Chiết cũng bị ba cái cảnh sát hình sự vây quanh, giám sát. Hết cách rồi, Tô Chiết mục tiêu quá rõ ràng, hắn liền đứng ở chính giữa, mà người đàn ông trung niên bốn người bọn họ đều là nằm ở bên người, cho nên liền không thể không quái cảnh sát hình sự coi Tô Chiết là làm là cái thứ nhất hoài nghi đối tượng. Kỳ thực cảnh sát hình sự bọn hắn cũng không có nghĩ sai, đích thật là Tô Chiết làm. Là tô chiết đem người đàn ông trung niên bọn hắn toàn bộ cho đánh ngã bị ba cái cảnh sát hình sự dùng thương chỉ vào tô chiết nói trong lòng muốn không khẩn trương không sợ vậy khẳng định là không thể nào tô chiết lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên bị người dùng thương chỉ vào hơn nữa một lần chính là ba cây nhìn ba cái đen như mực nòng súng đối với mình tô chiết trong lòng thật đúng là cảm giác lạnh siêu siêu tô chiết khác còn không sợ chỉ là hắn lo lắng này ba cây nếu như không cẩn thận tẩu hỏa vậy hắn tự xui xẻo rồi cho nên tô chiết chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp cảnh sát hình sự lấy tay ngoan ngoãn dơ lên. Ngoại trừ khống chế hiện trường bên ngoài, cũng có cảnh sát hình sự bắt đầu đi hỏi dò hiện trường người, hiểu rõ sự tình quá trình. Dù sao báo cảnh sát người, chỉ nói là có mấy người lấy đao hại người, thế nhưng là cũng không nói gì chuyện đã xảy ra. Rất nhanh sẽ cảnh sát hình sự liền rõ ràng chân tướng sự tình, nguyên lai là quái sai rồi tô chiết. Tô chiết là thấy việc nghĩa hăng hái làm, có can đảm cùng ác thế lực làm đấu tranh, đây là cảnh sát hình sự lấy được kết luận đối với tô chiết thương lập tức đều cất đi mà dẫn đội người lập tức tới ngay cùng tô chiết xin lỗi hy vọng tô chiết có thể tha thứ bọn hắn tô chiết cũng không phải kẻ hẹp hòi lập tức liền tỏ ra là đã hiểu tô chiết cũng rõ ràng bọn hắn chỉ là không rõ ràng sự tình mới sẽ cầm súng đối với hắn hơn nữa cũng không có đối với hắn làm ra chuyện khác đến cảnh sát hình sự là vì an toàn nghĩ mới sẽ làm như vậy cũng không hề làm sai người đàn ông trung niên bọn hắn toàn bộ bị đánh lên xe cảnh sát rồi vốn là tô chiết cùng trương lão bọn hắn cũng cần muốn cùng bọn hắn đi cục cảnh sát làm cái lục. May là trương lão không biết cùng dẫn đội cảnh sát hình sự nói cái gì, nếu đồng ý tô chiết bọn hắn không cần đi cục cảnh sát làm bút lục. Chỉ là cần phải ở chỗ này đem chuyện đã xảy ra giảng một lần là được rồi, cuối cùng cảnh sát hình sự chỉ là cùng tô chiết bọn hắn muốn một cái phương thức liên lạc, tự ly khai rồi. Sở dĩ cảnh sát hình sự muốn tô chiết bọn hắn phương thức liên lạc là vì vạn nhất nếu có vấn đề khác thời điểm, có thể liên lạc với Tô Chiết bọn hắn. Tô Chiết không nghĩ tới trương lão năng lực còn không nhỏ, dĩ nhiên có thể để cho cảnh sát hình sự đồng ý không cần đi cục cảnh sát. Cứ như vậy, trương lão thì tương đương với giúp Tô Chiết hai lần rồi. Trước đó bị người đàn ông trung niên lừa bịp lão nhân, vốn là Tô Chiết còn muốn đi hỏi một chút lão nhân có gì cần giúp một tay. Tô Chiết nhớ rõ lão nhân đã nói, trên người của hắn tiền là dùng để cho cháu trai chữa bệnh. Lão nhân dĩ nhiên vì lưu lại cho cháu trai tiền trị bệnh, liền mệnh cũng không muốn, rõ ràng trong lòng rất sợ sệt người đàn ông trung niên báo động, nhưng là vì cháu trai, đối mặt người đàn ông trung niên uy hát yêu ta, lão nhân đã có dũng khí đi phản kháng. Nếu lão nhân để bụng như thế tiền, tiền này khẳng định đối với hắn cháu trai rất trọng yếu, vậy không khó tưởng tượng ra hắn cháu trai bệnh hẳn là thật nghiêm trọng, đồng thời cần gấp tiền. Vậy không nhưng lão nhân cũng không khả năng không sợ nghiêu cao mã đại người đàn ông trung niên. Chính là bởi vì nghĩ tới chỗ này, Tô Chiết mới muốn đi hỏi một chút lão nhân, xem lão nhân có cần hay không giúp một tay. Nhưng là Tô Chiết làm xong ghi chép sau, phát hiện lão nhân đã bị cảnh sát đưa đi. Tô Chiết cũng đành phải thôi, không thể làm gì khác hơn là chờ sau này có cơ hội lại giúp lão nhân đi. Trương lão, Hạ tiểu thư, lần này thật sự cảm ơn ngươi. Làm xong ghi chép sau, Tô Chiết liền hướng Trương lão đi tới. Nguyên Lai like đứng ra trợ giúp lão nhân người, chính là trời nhã cửa hàng châu báu hạ hàm nạc cùng chuyên gia giám định trương lão. Bọn họ đều là tô chiết người quen biết, thời điểm vừa mới bắt đầu, tô chiết tại nhìn thấy bọn hắn đứng lúc đi ra, cũng cảm giác được thật bất ngờ, hắn không nghĩ tới có thể gặp phải quen biết người. Bởi vì tô chiết biết trương lão là thiên nhã cửa hàng châu báu chuyên gia giám định, hơn nữa tiếng tăm không nhỏ, năng lực rất lớn, cho nên tô chiết mới rất tin tưởng trương lão. Tô chiết tin tưởng trương lão giám định năng lực là sẽ không phán đoán sai. Tô tiên sinh, khách khí, đây đều là chúng ta phải làm. Hạ hàm nạc cười nói, tâm tình của nàng bây giờ rất tốt. Hạ hàm nạc trước kia cũng không nghĩ tới, hôm nay cùng trương lão xuất đến xử lý một ít công việc, sẽ gặp phải loại chuyện này, đồng thời tô chiết còn trùng hợp cũng tham dự ở trong đó. Trương lão tuy nhiên tại thiên nhã cửa hàng châu báu là chuyên môn phụ trách giám định phỉ thúy châu báu, thế nhưng cũng không phải nói trương lão sẽ không hiểu đồ cổ. Ngược lại, trương lão đối với đồ cổ giám định cũng rất có năng lực, đặc biệt là bình hoa loại này, bởi vì trương lão rất yêu thích một ít đồ cổ bình hoa, cho nên hắn đối bình hoa nghiên cứu rất sâu. Như người đàn ông trung niên bình hoa, trương lão chỉ là liếc mắt nhìn, cũng đã phán đoán ra là kỹ thuật thô giáp thấp kém bình hoa, liền hàng nhái đều tính không được. Không nói trương lão, liền ngay cả hạ hàm nặc cũng có thể nhìn ra bình hoa căn bản không đáng giá. Cho nên hạ hàm nặc liền biết người đàn ông trung niên là đặt bẫy, chuyên môn đến lừa bịp lão nhân, mà tô chết là đứng ra là lão nhân ra mặt. Trương lão cùng hạ hàm nặc đi tới thời điểm, vừa vặn là tô chiết đứng ra nguyện ý thay lão nhân bồi thường thời điểm. Hạ hàm nặc không nghĩ tới tô chiết càng là không biết bình hoa là giả, còn quyết định thường tiền cho người đàn ông trung niên. Lúc đó hạ hàm nặc cũng có chút không nhìn nổi rồi, nàng nhưng không hy vọng tô chiết để người đàn ông trung niên lừa, không công để người đàn ông trung niên âm mưu quỷ kế thực hiện được, để người đàn ông trung niên lừa bịp thành công. Cho nên hạ hàm nặc mới sẽ cùng trương lão đi tới vạch trần người đàn ông trung niên lời nói dối, để tất cả mọi người biết người đàn ông trung niên âm mưu, đồng thời còn thuận tiện để người đàn ông trung niên ra cái xấu. Chỉ là sau đó chuyện đã xảy ra, hạ hàm nặc cùng trương lão, còn có những người khác cũng không nghĩ tới. Bình thường bọn bịp bợm giang hồ bị người vạch trần âm mưu sau, đều ngay lập tức sẽ tìm cơ hội chạy chối chết, hận không thể bỏ của chạy lấy người. Nhưng là hạ hàm nặc cùng trương lão cũng không nghĩ tới, người đàn ông trung niên sẽ có lá gan lớn như vậy. Người đàn ông trung niên tại bị vạch trần âm mưu sau, không có lựa chọn chạy trốn. Trái lại còn lấy ra dao găm, dự định cướp trắng trợn rồi, đồng thời người đàn ông trung niên còn có ba cái đồng bọn đứng ra. Lúc đó hạ Hà hàm nặc nhưng là bị sợ hết hồn, đặc biệt là nhìn thấy tô chiết sông lên thời điểm, trong lòng càng là lo lắng không thôi. Nhưng là người chung quanh không có một người dám đứng ra, trợ giúp tô chiết. Hạ Hà Hà hàm nặc cùng lão nhân hai người cũng là hiếu tâm vô lực, bọn hắn muốn đi lên, nhưng là cũng rõ ràng tự mình đi tới, không chỉ chút nào không giúp được gì, cũng chỉ là không công bị thương, cho nên chỉ có thể đứng tại chỗ mù bận tâm. May là Tô Chiết cũng không phải kẻ lỗ máng, hắn là đối thực lực của mình có lòng tin tuyệt đối. Đồng thời lấy tốc độ như tia chớp cấp tốc giải quyết xong người đàn ông trung niên bốn người, trong thời gian thật ngắn cũng đã để đối thủ đều mất đi sức đánh trả. Toàn bộ quá trình người xem hoa cả mắt, thẳng đến đầu chọc nhào tới trên đất rồi, bọn hắn còn chưa kịp phản ứng, không nghĩ tới sự tình liền cấp tốc như vậy kết thúc. Tô Chiết thật sự là làm người ta giật mình, bọn hắn trước đó tuyệt đối không nghĩ tới nhìn lên gầy yếu Tô Chiết, càng là một cái thâm tàng bất lộ cao thủ. Tuy rằng Tô Chiết thân cao 1m8 nhiều, so với đối thủ đều cao, đây là một cái ưu thế. Thế nhưng Tô Chiết nhìn lên quá gầy, hắn thể trọng mới 65kg, đối mặt với đối phương bốn người thể trọng đều ít nhất 70kg lên, hơn nữa trong đó còn có một người cánh tay có thể cùng Tô Chiết bắp đùi so sánh. Như vậy so sánh dưới, Tô Chiết liền có vẻ có chút không đáng chú ý rồi. Tại kết quả chưa từng xuất hiện trước đó, sẽ không có người tin tưởng Tô Chiết có thể đánh được đối phương, hơn nữa còn là một trọi bốn tình huống. Nhưng là Tô Chiết làm cho tất cả mọi người đều nhìn lầm, Tô Chiết nhìn lên thân thể gầy yếu dĩ nhiên ẩn giấu lớn như vậy sức mạnh, Tô Chiết sức mạnh bùng lên so với mãnh thú còn muốn hung mãnh. 3 phút, Tô Chiết đem đối phương bốn người toàn bộ cho đánh ngã, đồng thời không có một người có thể đứng lên được. Nếu như hôm nay không có Tô Chiết lời nói, hạ hàm nạc cùng trương lão tại gặp phải chuyện như vậy, cũng sẽ ra tay giúp đỡ lão nhân. Mà hôm nay không chỉ có thể giúp được lão nhân, để lão nhân miễn phải bị người lừa bịp. Hơn nữa còn thuận tiện để tô chiết thiếu nợ nàng không lớn không nhỏ ân tình, cứ như vậy, về sau tô chiết hợp tác với bọn họ cơ hội liền sẽ càng lớn một chút. Đương nhiên nếu như không có tô chiết lời nói, cuối cùng sự tình sẽ biến thành dạng gì, vẫn là không biết mấy. Hạ hàm nặc có thể không thể tin được lấy mình và trương lão, có thể chế phục được rồi bốn cái hung thần ác sát lưu manh, hay là đừng đồng thời bị dọa dẫm coi như là kết quả tốt rồi. Tô Chiết cùng Hạ Hàm Nặc cùng Trương Lão nói chuyện phiếm vài câu sau, Hạ Hàm Nặc liền vô tình hay cố ý nhắc tới Ngọc Hinh đổ thạch quán đổ thạch hoạt động, đồng thời còn chúc mừng Tô Chiết đạt được có giá trị không nhỏ pha ly trùng phỉ thúy. Đối với Hạ Hàm Nặc làm sao sẽ biết chuyện này, Tô Chiết hơi chút vừa nghĩ liền không kỳ quái. Lúc đó Ngọc Hinh đổ thạch quán cử hành đổ thạch hoạt động, sức ảnh hưởng cũng không nhỏ cũng mà còn có người đang hoạt động bên trong giải ra pha ly trùng phỉ thúy, hơn nữa ban đầu định giá liền cao tới 16 triệu, này có thể hấp dẫn không ít người chú ý. Mà cái này một khối giá chỉ thấp nhất 16 triệu phỉ thúy đoạt được người tô chiết, thân phận của hắn, có thể lừa không được đổ thạch trong vòng chuyên gia. Chỉ muốn hơi chút đi tra một chút, liền biết thân phận của tô chiết rồi. Mà có năng lực mở lên thiên nhã cửa hàng châu báu hạ hàm nặc, muốn biết phỉ thúy người nắm giữ, tô chiết tin tưởng hạ hàm nặc vẫn có năng lực có thể làm được, cho nên cũng là không kỳ quái. Sa Hoa Phỉ Thúy nguồn cung cấp vẫn là cung không đủ cầu, có tiền cũng không thể mua được, là thập phần quý hiếm, mà nếu như tin tức không linh thông, không biết ai nắm giữ phẩm chất cao phỉ thúy lời nói, cũng đừng có nghĩ tại nghề này có thể làm lâu. Hạ Hàm Nặc tại biết Tô Chiết đạt được cái này một khối pha ly trùng phỉ thúy sau, đồng thời còn biết Tô Chiết vẫn luôn không có ra tay, nàng liền muốn tìm một cơ hội thương lượng với Tô Chiết một cái, nhìn một chút có thể hay không thu mua Tô Chiết phỉ thúy. Trước đó Tô Chiết bán cho Thiên Nhã cửa hàng Châu Báu Phỉ Thúy, không chỉ để Hạ Hàm Nạc kiếm bộn rồi một bút, đồng thời Hạ Hàm Nạc lợi dụng một cái phê Phỉ Thúy, còn để Thiên Nhã cửa hàng Châu Báu thanh danh vang dội, tại nghề này đứng vững vàng bước chân. Cho nên Hạ Hàm Nạc hiện tại liền đặc biệt chú ý phẩm chất cao Phỉ Thúy nguồn cung cấp, nàng biết nếu như Thiên Nhã cửa hàng Châu Báu không có xa hoa Phỉ Thúy lời nói, rất nhanh lại sẽ trở về hình dáng ban đầu. Thế nhưng hạ hàm nạc phát hiện hiện nay thích hợp nhất vẫn là tô chiết lấy được pha ly trùng phỉ thúy, cũng là nàng có khả năng nhất lấy được xa hoa phỉ thúy. Dù sao tô chiết đã từng hãy cùng hạ hàm nạc hợp tác qua, đồng thời giao dịch trong quá trình vẫn tính thuận lợi, cũng không hề phát sinh cái gì chuyện không vui. Tuy rằng hạ hàm nạc chỉ là tính toán đâu ra đấy gặp tô chiết hai lần, thế nhưng hạ hàm nặc đã đối tô chiết tính cách ít nhiều có chút hiểu được. Đầu tiên tô chiết đối người xa là có chút lạnh, đồng thời tính cách còn hơi có chút hướng nội, này từ nàng và Tô Chiết trò chuyện cũng có thể thấy được đến. Mà hướng nội người, bình thường đều không thích thay đổi, là thuộc về có chút hoài cựu người. Cho nên hạ hàm nặc tin tưởng, nếu như Tô Chiết có ý định bán ra trong tay hắn phỉ thúy lúc, đệ nhất suy tính nên là thiên nhã cửa hàng châu báu. Hạ hàm nặc cũng không nghĩ tới, nàng vẫn không có nghĩ kỹ làm sao đi liên hệ Tô Chiết, không cho Tô Chiết phản cảm, liền ở tình huống như vậy, gặp phải Tô Chiết rồi. Tại làm việc tốt đồng thời, còn giúp Tô Chiết không nhỏ bận bịu. Chính là bởi vì là có điểm này, Hạ Hàm nặc tâm tình liền tương đương vui vẻ rồi. Tô Chiết cũng biết bây giờ muốn ẩn giấu cũng giấu giếm không được, dù sao hoạt động là công khai, hắn giải xuất cái gì phỉ thúy đây cũng không phải là bí mật gì. Cho nên liền làm thoải mái thừa nhận hắn thật sự đã nhận được pha ly trùng phỉ thúy. Sau Hạ Hàm nặc sẽ giả bộ tùy ý hỏi dò Tô Chiết có hay không nhớ bán ra trong tay phỉ thúy, thăm dò Tô Chiết ý nguyện, biểu thị nếu như Tô Chiết nguyện ý bán ra cho thiên nhã cửa hàng châu báu lời nói, hạ hàm nặc tuyệt đối sẽ cho Tô Chiết một cái giá cả thích hợp, bảo đảm để Tô Chiết hài lòng. Tuy rằng Tô Chiết biết hạ hàm nặc mục đích chủ yếu là muốn thu mua hắn pha ly trùng phỉ thúy, thế nhưng hạ hàm nặc trò chuyện rất có kỹ xảo, cũng không để Tô Chiết phản cảm. Đương nhiên Tô Chiết cũng không phủ nhận nguyên nhân chủ yếu là hạ hàm nặc lớn lên đẹp đẽ, đồng thời Tô Chiết đối hạ hàm Nạc ấn tượng đầu tiên cũng không tệ, mới đối hạ hàm nặc sinh không được phản cảm. Tô Chiết lúc này hướng về hạ hàm nặc tỏ thái độ, tuy rằng hắn tạm thời không có cân nhắc bán ra phỉ thúy, nhưng mà nếu như hắn muốn bán ra lời nói, tuyệt đối sẽ yêu trước tiên nghĩ thiên nhã cửa hàng châu báu. Tô Chiết biểu thị chính mình cần một quãng thời gian suy tính một chút, hắn có muốn hay không bán ra phỉ thúy, qua mấy ngày lại cho hạ hàm nặc trả lời. Đạt được Tô Chiết đáp án sau, hạ hàm nạc trong lòng đã phi thường thỏa mãn. Có Tô Chiết một cái bảo đảm, hạ hàm nạc tin tưởng cơ hội của nàng lớn vô cùng cho dù thiên nhã cửa hàng châu báu không chiếm được tô chiết phỉ thúy, ít nhất hạ hàm nặc cũng không cần lo lắng tô chiết bán đấu giá cho thiên nhã cửa hàng châu báu người cạnh tranh. Nàng biết hỏi quá nhiều, cũng chỉ biết đưa đến phản hiệu quả, sẽ chỉ làm tô chiết đối với nàng phản cảm căm ghét. Cho nên hạ hàm nặc tại hướng về tô chiết biểu đạt, thiên nhã cửa hàng châu báu có ý định muốn nhận mua hắn phỉ thúy ý nguyện, đồng thời đạt được tô chiết đáp án sau. Hạ hàm nặc liền không nhắc lại nữa lên một kiện sự này, mà là cùng Tô Chiết tán gẫu lên những lời khác đề. Sau, Hạ Hàm Nạc cảm thấy Tô Chiết lời nói cùng nàng càng nói càng ít, đã không có lời gì để có thể hàn huyên. Hạ Hàm Nạc lợi dụng nàng và Trương Lão còn có chuyện muốn đi làm, chủ động cùng Tô Chiết nói lời từ biệt rồi. Miễn cho cùng Tô Chiết không có lời nói, càng lộ vẻ lúng túng. Hạ Hàm Nạc là một cái nữ nhân rất thông minh, bất kể là cùng nàng làm bằng hữu, vẫn là hợp kinh doanh đều sẽ rất nhẹ nhõm. Hơn nữa Hạ Hàm Nạc ánh mắt nhìn đến rất xa, sẽ không bởi vì một ít hiện nay lợi nhỏ bằng đầu ruồi, mà buồn luôn đến ngươi. Cũng là, Hạ Hàm Nặc có thể lấy một cái nữ lưu hạng người đẩy lên quy mô không nhỏ thiên nhã cửa hàng châu báu, chắc chắn sẽ không là một người đơn giản. Đối xử sự tình, nhất định sẽ nhìn đến xa một chút. Cho nên có cơ hội, Tô Trích cũng không ngại hợp tác với Hạ Hàm Nặc, đây chính là Hạ Hàm Nặc kết quả mong muốn. Trước đó Tô Trích cũng không hề nghĩ ra bán, hắn từ Ngọc Hinh Đổ Thạch quán lấy được pha ly trùng phỉ thúy bởi vì hắn hiện tại tạm thời cũng không thiếu tiền, cho nên hắn liền không dùng lợi dụng phỉ thúy đem đổi lấy tài chính. Cho tới hôm nay hạ hàm nặc nhắc lên muốn nhận mua hắn phỉ thúy sau, tô chiết mới nhớ tới trong nhà để đó một khối có giá trị không nhỏ phỉ thúy, cũng không phải rất an toàn. Hơn nữa cái này một khối có giá trị không nhỏ pha ly trùng phỉ thúy, là tô chiết từ ngọc hình đổ thạch quán đổ thạch hoạt động có được. Lúc đó cái này một khối pha ly trùng phỉ thúy, rất nhiều người đều biết bị tô chiết đã nhận được. Tôi Chiết tin tưởng khẳng định không ít người trong lòng đều tại nhớ kỹ cái này một khối phỉ thúy. Hiện tại cái này một khối pha ly trùng phỉ thúy một mực giữ lại, cũng không phải biện pháp. Nếu như là những phương thức khác đạt được, chỉ cần không khiến người khác biết, tôi Chiết giữ ở bên người cũng không có cái gì. Tôi Chiết tin tưởng hạ hàm nặc không phải là cái cuối cùng muốn nhận mua phỉ thúy người, chỉ là những người khác còn chưa kịp ra tay mà thôi. Đối với phỉ thúy, tôi Chiết cũng không phải có bao nhiêu yêu thích, hắn cũng không hề thu gom phỉ thúy dục vọng. Chỉ là bởi vì tô chiết còn không nóng lòng dùng tiền, cho nên mới không có bán ra. Vì để tránh cho có những người khác quấy dày đến cuộc sống của hắn, tránh khỏi một chút phiền toái, tô chiết bắt đầu cân nhắc phải hay không đem khối này pha ly trùng phỉ thúy bán đi, trực tiếp bán cho thiên nhã cửa hàng châu báu. Miễn cho bởi vì cái này một khối pha ly trùng phỉ thúy, từ sáng đến tối đều bị người nhớ kỹ. Đương nhiên cho dù tô chiết quyết định bán ra phỉ thúy, cũng không gấp với một cái lúc. Cho nên Tô Chiết liền đem chuyện này trước tiên thả xuống, hắn có thể không có quên mục đích hôm nay. Tô Chiết xoay người hướng lên trời biển đại lý xe đi đến, vừa nãy chuyện đã xảy ra cũng không hề ảnh hưởng đến Tô Chiết mua xe tâm tình. Thiên Hải đại lý xe cửa lớn là cảm ứng thức, làm Tô Chiết khẽ dựa gần cửa vào sau, Thiên Hải đại lý xe cửa kính liền tự động mở ra. Một trận hơi lạnh thổi qua đến, để Tô Chiết chỉ một thoáng cảm giác tinh thần sảng khoái. Bên ngoài viêm trời nóng khí cùng trời biển trong tiệm xe mặt nhiệt độ tạo thành chênh lệch thật lớn. Hôm nay vốn là rất nóng, ở bên ngoài, cho dù không làm bất cứ chuyện gì, đều sẽ nóng đến khiến người ta chịu không được. Huống hồ vừa mới tô chiết còn đánh một trận, càng là cảm thấy toàn thân tại tỏa nhiệt, nhiệt độ cấp tốc bay lên. Hiện tại vừa vào thiên hải đại lý xe, liền cảm giác toàn thân đều sảng khoái rồi, cùng bên ngoài so với quả thực là khác biệt một trời một vực. Thiên hải đại lý xe triển lãm sảnh rất lớn, Tôi chít một mắt nhìn sang, ít nhất có hơn 20 chiếc xe hơi cho người tham quan. Hơn nữa triển lãm ô tô, khiến người ta vừa nhìn cũng cảm giác giá trị không thấp. Thiên Hải đại lý xe tiêu thụ ô tô bình thường đều là cao cấp xa hoa ô tô, trên căn bản giá cả 300 ngàn trở xuống xe, Thiên Hải đại lý xe cũng sẽ không có tiêu thụ. Tôi chít sau khi đi vào, phát hiện Thiên Hải đại lý xe người ở bên trong không ít, ngoại trừ Thiên Hải đại lý xe công nhân viên bên ngoài, còn có không ít du khách tại nhìn xe có chính là tại công nhân viên cùng đi, cũng tự có bản thân đơn độc trong xe. Về phần những này du khách bên trong, có bao nhiêu người là thật tâm muốn mua xe, có bao nhiêu người chỉ là tới xem một chút xe qua đã nghiền, hoặc là chỉ là ngày nữa biển đại lý xe hưởng thụ một chút lạnh tức giận, Tô Chiết liền không biết được. Tại Tô Chiết đi vào thiên hải đại lý xe sau, lập tức liền có một người mặc âu phục, trang phục rất chính thức công nhân viên hướng về Tô Chiết này vừa đi tới. Tiên sinh, người tốt, xin hỏi có gì cần hỗ trợ sao? Công nhân viên hướng về Tô Chiết hỏi. Ta là tới nhìn một chút xe, chính ta tùy tiện nhìn xem là được rồi, không cần làm phiền ngươi. Tô Chiết nói ra, hắn cũng không muốn tại nhìn xe thời điểm, bên người có một cái người xa lạ đi theo, này sẽ khiến hắn cảm giác được không dễ chịu. Tô Chiết tại mua sắm thương phẩm thời điểm, phiền nhất chính là bên người có công nhân viên đi theo, đặc biệt là khi hắn vẫn không có quyết định tốt mua cái gì thời điểm, bởi vì hướng dẫn mua viên sẽ ở bên cạnh hắn liên tục giới thiệu thương phẩm. Tốt, cái kia sẽ không quấy rầy tiên sinh trông xe rồi, nếu như có gì cần lời nói, ta lại tới. Vị này công nhân viên nói xong, liền rời đi. Thiên Hải trong tiệm xe nhân viên bán hàng cùng cái khác đại lý xe không có gì khác biệt, đều là thấp lương tạm thêm cao trích phần trăm. Tuy rằng bọn hắn tiền lương là cùng công trạng trực tiếp móc nối, thế nhưng tô chiết không cần hắn. Công việc này nhân viên trong lòng cũng không có cái gì thất vọng. Bởi vì hắn không có cảm thấy tô chiết sẽ ở thiên hải đại lý xe mua xe khả năng, Ngày nữa biển đại lý xe du khách, 10 người bên trong có một người cuối cùng sẽ mua xe lời nói, thiên hải đại lý xe đều phải cười điên rồi. Huống hồ như tô chiết như vậy ăn mặc người, mua xe hy vọng càng thêm nhỏ bé. Tô chiết ăn mặc một bộ quần áo thể dục, tuy rằng không phải hàng vỉa hè, thế nhưng giá cả cũng không cao. Hơn nữa tô chiết trên quần còn có một cái rất rõ ràng hài ấn, dấu dày, tóc của hắn cũng bởi vì tranh đấu nguyên nhân mà có chút ngổn ngang. Bởi vì tô chiết mua xe tâm tình có chút cấp bách, cho nên hắn ngược lại là nhất thời không có chú ý tới hình tượng của hắn. Chính là bởi vì là như thế này, bắt chuyện tô chiết công nhân viên mới sẽ cho rằng tô chiết mua xe hy vọng rất nhỏ, về phần công nhân viên vì sao còn sẽ chủ động lại đây hướng về tô chiết chào hỏi, là vì thiên hải đại lý xe có quy định, chỉ cần có du khách đi vào thiên hải đại lý xe, chỉ cần không phải tới quấy rối mà kệ người đến có hay không biểu đạt ra mua xe ý nguyệt, công nhân viên đều muốn lấy ra sự nhiệt tình của mình đi chào hỏi khách hứa, muốn duy trì ở thiên hải đại lý xe danh tiếng. Cho nên công nhân viên mới sẽ tới hướng về Tô Chiết chào hỏi, đồng thời hỏi Tô Chiết phải hay không cần phải trợ giúp. Mà Tô Chiết cự tuyệt hắn, mới là hợp công nhân viên ý, dù sao tại biết rõ Tô Chiết không có khả năng lắm sẽ mua xe dưới tình huống, còn muốn đi theo Tô Chiết bên người liên tục vì hắn lúc giới thiệu, không công làm chuyện vô ích, lãng phí thời gian, đó mới là buồn bực nhất. Đương nhiên nếu như Tô Chiết biết là chính vì như vậy nguyên nhân, để thiên hải đại lý xe công nhân viên không muốn bắt chuyện lời của hắn, khả năng hắn cũng sẽ không chú ý, chính vì như vậy hắn chính dễ dàng chính mình một người từ từ xem xe. Mừng rỡ thanh nhàn, sẽ không bị người quấy dày. Audio điện tử võ tấn bền Tô Chiết đợi công nhân viên đi rồi, liền chính mình một người bắt đầu nhìn lên xe. Tô Chiết đối với xe cũng không biết, không biết cái gì nhãn hiệu xe được, liền ngay cả có những gì nhãn hiệu xe, Tô Chiết cũng chỉ là nhớ rõ mấy cái. Bởi vì Tô Chiết rất ít đi quan tâm xe, cũng không phải Tô Chiết không yêu xe. Thời đại này, nơi nào có người không thích xe. Chỉ là bởi vì Tô Chiết trước đây căn bản không có năng lực mua được xe, cho nên Tô Chiết cũng rất ít đi quan tâm xe. Bởi vì hắn cho là mình cho dù hiểu rõ lại rõ ràng cũng vô dụng, chính mình cũng không khả năng mua được, lại tăng thêm hắn phải cố gắng công tác kiếm tiền, cho nên Tô Chiết có rất ít đi tìm hiểu xe. Cho nên hắn cũng không biết cái dạng gì xe thích hợp bản thân, lần này Tô Chiết đến mua xe, hắn trong lòng cũng không có thích hợp xe khoản. Tô Chiết chỉ là dự định đến đại lý xe nhìn một chút, xem lướt qua một cái chiếc xe kia thích hợp bản thân, nhìn thấy hài lòng lời nói, liền mua lại. Cho nên Tô Chiết trông xe thời điểm, cũng không hề đặc biệt mục đích khác tính. Triển lãm sảnh mỗi một chiếc xe, Tô Chiết đều sẽ tới nhìn một chút. Chỉ là Tô Chiết nhìn kiểu dáng xe càng nhiều, Tô Chiết trong lòng thì càng là khó với hạ quyết định. Bởi vì Tô Chiết mỗi xem một chiếc xe, đều cảm giác rất tốt, lại nhìn xong chiếc xe này sau khi giới thiệu, tôi chiết lại càng hài lòng. Chỉ là xem xong chiếc này, đến xem chiếc tiếp theo sau, tôi chiết lại cảm thấy chiếc xe này không thua vô thượng một chiếc. Trước trước sau sau nhìn hơn 10 chiếc xe sau, tôi chiết đều cảm giác rất tốt, cũng rất yêu thích. Nhưng là như thế này thì tương đương với không có nhìn, bởi vì tôi chiết căn bản không biết cái nào một chiếc xe được, cái nào một chiếc xe thích hợp bản thân, ai mạnh ai yếu, tôi chiết căn bản không đoán ra được như vậy liền để tô chiết buồn phiền, hắn không thể đem vừa ý xe đều cho mua lại. Thế nhưng muốn tô chiết lựa chọn trong đó một chiếc, hắn cũng rất khó làm suốt lựa chọn, cho nên hắn mới cảm thấy buồn phiền. Tựa hồ có người dám cảm giác đến tô chiết buồn phiền, một người mặc nghề nghiệp bộ váy công nhân viên đi tới. Tiên sinh, xin hỏi có cái gì có thể đến giúp của ngươi? Vị này công nhân viên tựa hồ có chút không quen, tiếng nói có chút ít. Nếu như không phải thiên hải trong tiệm xe so sánh yên tĩnh, Tô Chiết vẫn đúng là nghe không rõ nàng đang nói cái gì. Tô Chiết phát hiện công nhân viên đã nói với hắn lời nói, mặt liền bắt đầu đỏ lên. Hơn nữa Tô Chiết còn nhìn ra nàng có chút cuộc xúc bất an, hẳn là không có kinh nghiệm gì người mới. Công nhân viên tuổi cũng không lớn, nhìn lên vẫn là 20 ra mặt tiểu nữ sinh, người người rất thanh tú, còn mang một cặp mắt kiếng, nhìn lên rất nhã nhặn, khiến người ta sinh ra hảo cảm trong lòng. Ta nghĩ mua một chiếc xe, thế nhưng không biết xe gì thích hợp bản thân, Ngươi có thể giúp ta giới thiệu một chút không? Hiện tại Tô Chiết cũng không thể không tìm xin giúp đỡ rồi, không phải vậy chỉ dựa vào chính hắn lời nói, khả năng đến trời tối, hắn vẫn không có chọn tốt mua cái gì xe. Tốt, tiên sinh, ta gọi Trầm Khiết, xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào? Ngươi đối với xe có yêu cầu gì? Trầm Khiết đầu tiên là giới thiệu chính mình, sau đó mới hỏi Tô Chiết đối với xe yêu cầu. Ta gọi Tô Chiết, ta đối xe yêu cầu, đầu tiên là muốn an toàn thư thích. Cái khác thật không có đặc biệt yêu cầu khác. Tô Chiết cảm giác Trầm Khiết cùng hắn lúc giới thiệu, mặc dù nói chuyện trôi chảy, nhưng là có chút đông cứng, giống như là sau lưng sách như thế, có vẻ không phải rất tự nhiên. Tuy rằng Trầm Khiết không phải rất am hiểu giao lưu, nhưng là công khóa của nàng vẫn là làm được rất đủ. Nàng đối với xe hiểu rất rõ, làm Tô Chiết nói ra yêu cầu sau, Trầm Khiết lập tức liền là Tô Chiết giới thiệu mấy khoản kiểu dáng xe, giới thiệu đến mức rất tỉ mỉ. Trầm Khiết ở phương diện này rõ ràng dưới không ít công phu mới có thể như vậy thuộc lòng. Hơn nữa Trầm Khiết không chỉ nói ra này mấy khoản xe ưu điểm, liền ngay cả xe hết thảy khuyết điểm, Trầm Khiết đều nói ra. Nhìn từ điểm này, làm ô tô hướng dẫn mua viên Trầm Khiết kinh nghiệm rõ ràng không đủ. Nếu như đổi lại cái khác có kinh nghiệm ô tô hướng dẫn mua viên, tuyệt đối sẽ không đem xe khuyết điểm nói ra, chỉ biết trọng điểm giới thiệu xe ưu điểm. Bởi vì người đem khuyết điểm nói hết ra rồi, cái kia còn thế nào hy vọng khách hàng mua lại AH. Trầm khiết xác thực không có kinh nghiệm gì, nàng mới vừa vận tốt nghiệp không đến bao lâu, phần này hướng dẫn mua viên công tác là của nàng đệ công việc. Hơn nữa đến bây giờ trầm khiết vẫn không có làm đầy một tháng, còn chưa từng có thực tập kỳ, vẫn là 10 trên 10 người mới. Làm ô tô hướng dẫn mua viên nghề này, lão tiền bối cũng sẽ không đến dạy ngươi, bởi vì sẽ không có người nguyện ý bồi dưỡng được một cái người cạnh tranh, đến cùng chính mình cạnh tranh. Dù sao khách hàng cứ như vậy nhiều, người làm thành liền đại biểu người khác ít đi một cơ hội, ít đi cơ hội kiếm tiền. Lão tiền bối ước gì người phạm sai lầm rồi, như vậy mới có hy vọng đem trong tay người khách hàng cho đi gấp qua, ô tô hướng dẫn mua viên hết thảy đều muốn dựa vào tự mình tìm tòi trưởng thành. Trước mắt mới thôi, trầm khiết tháng này vẫn không có bán ra một chiếc xe. Kỳ thực hết thảy ô tô hướng dẫn mua viên, nếu như không có bằng hữu thân thích chiếu cố, dựa vào chính mình lời nói, thông thường tháng thứ nhất đều rất ít người có công trạng, nhưng làm xe bán đi, bởi vì bình thường so sánh có hy vọng mua sắm ô tô khách hàng, đều bị lão ô tô hướng dẫn mua viên tiên hạ thủ vi cường. Mà bị lão hướng dẫn mua viên sàng lọc xuống khách hàng, trên căn bản đều sẽ rất ít có chân chính mua xe người. Cho nên tại tháng thứ nhất, đại lý xe cũng không hy vọng người mới có thể khai trương, đều là để mới ô tô hướng dẫn mua viên tại tháng thứ nhất bên trong đều là lấy hấp thụ kinh nghiệm làm chủ. Đương nhiên đại lý xe cũng sẽ không không công nuôi người, đầu tiên ô tô hướng dẫn mua viên lương tạm rất thấp, hơn nữa trong 3 tháng, một chiếc xe đều không bán được lời nói, vậy thì xin lỗi rồi, chỉ có thể mời ngươi rời đi đại lý xe. Trầm khiết là tô chiết giới thiệu xong kiểu dáng xe sau, nói ra, tô tiên sinh, ngươi trước ở nơi này ngồi một chút, ta đi ngược lại chén nước cho ngươi uống. Tô chiết gật gật đầu, hắn cảm giác trầm khiết giới thiệu mấy khoản kiểu dáng xe đều rất tốt, rất thích hợp bản thân, thế nhưng tô chiết cũng không biết trầm khiết giới thiệu ngoài xe hình như thế nào. Tuy rằng tô chiết đối với xe ngoại hình yêu cầu không lớn, thế nhưng chỉ ít ngoại hình cũng không thể quá khó nhìn. Rất nhanh trầm khiết sẽ trở lại rồi, trong tay nàng không chỉ có cầm một chén nước, còn dẫn theo một bộ máy tính bảng lại đây. Trầm khiết trước tiên đem nước đưa cho tô chiết, đợi tô chiết tiếp nhận nước sau, liền mở ra máy tính bảng mặt bàn, mở ra một ít file. Những này phai đều là trầm khiết tan việc, ở nhà từng điểm từng điểm chỉnh lý ra đến, nhưng là phí đi nàng không ít tâm huyết. Tô chiết tiếp nhận trầm khiết đưa tới nước, uống một hớp, sau đó sự chú ý đã bị trầm khiết trong tay máy tính bảng cho hấp dẫn. nguyên lai like trầm khiết nắm máy tính bảng lại đây là vì cho tô chiết càng thêm tỉ mỉ giới thiệu kiểu dáng xe. trầm khiết mở ra máy tính bảng file tìm tới nàng chỗ nói kiểu dáng xe, sau đó nhất nhất giới thiệu cho tô chiết biết, tham số cũng rất giới thiệu tỉ mỉ. mỗi một khoản kiểu dáng xe, trầm khiết đều tại file xứng rất nhiều ô tô hình ảnh, có thể để người ta đối với xe càng thêm vừa xem hiểu ngay. có máy tính bảng hiện ra hình ảnh. Tô Chiết đối trầm khiết giới thiệu kiểu dáng xe có càng thêm trực quan hiểu rõ. Cuối cùng Tô Chiết nhìn chúng trầm khiết giới thiệu trong đó một cái xe, hắn cảm giác một cái khoản xe rất thích hợp bản thân. Trầm khiết cùng Tô Chiết giới thiệu mấy khoản kiểu dáng xe đều rất tốt, bất quá Tô Chiết cảm giác vừa ý nhất chính là Volvo nhãn hiệu một cái xe con, toàn xưng là Volvo 2014 khoản 6 ao chí tôn hành chính bản. Volvo là Thụy Điển lấy tên ô tô nhãn hiệu, đã từng dịch là Phú Hào. Von Vô nhãn hiệu với 1927 năm tại Thụy Điển Garden Book, sáng tạo, mà người sáng lập là Gustaf Larsen and Arthur Glad Wilson. Von Vô tập đoàn là toàn cầu dẫn trước thương mại vận tải cùng kiến trúc thiết bị chế tạo thương, chủ yếu cung cấp xe tải, xe đò, kiến trúc thiết bị, thuyền cùng công nghiệp ứng dụng khởi động hệ thống cùng với hàng không động cơ nguyên khí kiện cùng với tài chính cùng dịch vụ hậu mãi nguyên bộ phương án giải quyết. Năm 1999, Volvo tập đoàn đem dưới cờ Volvo xe con nghiệp vụ bán ra cho nước Mỹ Ford ô tô công ty. Năm 2010, Trung Quốc ô tô xí nghiệp chiết giang may mắn cổ phần khống chế tập đoàn từ Ford trong tay mua được Volvo xe con nghiệp vụ, cũng thu được Volvo xe con nhãn hiệu nắm giữ quyền. Đây là trầm khiết nhìn thấy tô chiết đối Volvo S80L kiểu dáng xe so sánh cảm giác hứng thú thời điểm, đặc biệt vì tô chiết giới thiệu Volvo nguồn gốc. Volvo Volaveo tại toàn thế giới vẫn luôn là lấy an toàn nhất ô tô mà xưng, dùng an toàn tính vì đó lớn nhất bán chút. Volvo cũng là thế giới trên cái thứ nhất đem quần áo lót đai an toàn đưa vào tiêu chuẩn phối trí ô tô chế tạo thương, trên thế giới chiếc thứ nhất trang bị có quần áo lót đai an toàn ô tô, Volvo PV544 giao phó sử dụng. Đây là hấp dẫn nhất tổ trên địa phương, hắn cảm thấy an toàn là trọng yếu nhất, cái khác thoải mái dễ chịu cảm giác, cùng tính năng đều phải sắp xếp ở phía sau. Nếu Volvo lấy thân người an toàn là nguyên tắc thứ nhất, nghĩ đến cái kia Volvo sản xuất ô tô tính an toàn vẫn là có thể khiến người ta tin cậy. 2014 khoản Volvo 6AO trí tôn hành chính bản, động cơ là 3. 0 T305 mã lực L6, mà Volvo S80L cao nhất tốc độ xe có thể đạt đến 210 km, hắt quan phương không đến 100 km, h gia tốc S là 6. 4S. Hơn nữa Volvo S80L ngoại hình nhìn lên cũng không tệ. Tô Chiết rất yêu thích. Trầm Khiết cho Tô Chiết giới thiệu kiểu dáng xe thời điểm, từ từ thả ra đến, sẽ không trước đó khẩn trương như vậy, nói chuyện cũng càng ngày càng tự nhiên, khiến lời của nàng gia tăng rồi không bớt tin phục lực. Kỳ thực Trầm Khiết nói tới tất cả khoản kiểu dáng xe phối trí tham số, Tô Chiết cơ bản không nghe rõ, không làm rõ được Trầm Khiết nói tham số đại biểu là có ý gì. Tô Chiết chỉ là cảm giác mỗi một khoản kiểu dáng xe tham số nghe tới đều rất tốt, chỉ là cảm giác cao đoan đại khí thượng đẳng cấp về phần có những gì không giống nhau, khu chớ ở đó bên trong, ai mạnh ai yếu, Tô chức căn bản là không phân rõ. Cho nên trầm khiết có thể nói là đàn gảy tai châu rồi, chỉ là tại làm chuyện vô ích rồi. Kỳ thực tô chiết ở trong lòng sớm đã có quyết định, mua cái nào một cái xe, hắn đã lựa chọn xong. Sở dĩ tô chiết không cắt đứt trầm khiết giới thiệu, là xem trầm khiết giới thiệu được như vậy tỉ mỉ, như vậy ra sức, tô chiết là thật không tiện mở miệng đánh gãy trầm khiết không thể làm gì khác hơn là đợi được Trầm Khiết toàn bộ giới thiệu xong. Nếu như Trầm Khiết biết Tô Chiết trong lòng là nghĩ như vậy lời nói, đoán chừng một cái tát đập chết Tô Chiết lòng của đều đã có, nàng sở dĩ tỉ mỉ như thế tâm hướng về Tô Chiết giới thiệu mỗi một khoản xe, chỉ là vì để Tô Chiết có thể càng hiểu nhiều một chút kiểu dáng xe. Không phải là Trầm Khiết yêu thích hướng về người giới thiệu, nàng cũng không có cái này háo sắc, chỉ là bởi vì phụ trách mới làm như vậy. Trầm Khiết nói rồi rất lâu mới đem hết thảy thỏa mãn Tô Chiết yêu cầu kiểu dáng xe giới thiệu hết, nói tới nàng là miệng đắng lưỡi khô. Tô Chiết xem trầm khiết dừng lại, trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm, làm như vậy ngồi là nhàm chán. Đặc biệt là Tô Chiết trong lòng đã quyết định mua cái gì xe sau, càng là không nghe lọt trầm khiết giới thiệu. Huống chi Tô Chiết đối trầm khiết chỗ nói phối trí tham số là kiến thức nửa vời, hắn là mơ mơ hồ hồ, không biết trầm khiết đang nói cái gì, hắn chỉ là miễn cường chính mình nghe tiếp. Tại trầm khiết giới thiệu xong sau, tôi chiết xem trầm khiết nói tới có chút khổ cực, miệng cũng có chút làm, hắn theo bản năng liền đem bên cạnh chén nước đưa cho trầm khiết. Tôi chiết tựa có lẽ đã quên mất một chén này nước là trầm khiết cũng cho hắn uống, hơn nữa lúc trước thời điểm, hắn đã uống qua một chén này nước. Mà trầm khiết thật giống cũng nhớ không nổi đến một kiện sự này, miệng của nàng đích xác rất làm, rất muốn đi uống chén nước. Chỉ là nàng mới vừa có cái ý niệm này, tôi chiết liền đưa cho chén nước cho nàng. Không nghĩ tới quá nhiều trầm khiết, cùng Tô Chiết nói một tiếng cảm ơn sau, liền trực tiếp bưng chén nước lên đến, đem còn dư lại nửa chén nước toàn bộ uống cạn sạch, có này nửa chén nước giảm bớt, cuối cùng cũng coi như để trầm khiết dễ chịu điểm, sẽ không lại như vậy khát nước. Thẳng đến trầm khiết uống xong nước sau, Tô Chiết cùng trầm khiết hai người mới phản ứng được, mới rốt cục nhớ tới một chén này nước Tô Chiết đã uống rồi. Này làm cho Tô Chiết cùng trầm khiết hai người đều cảm giác được hết sức khó xử hai người đều không còn gì để nói rồi, bầu không khí có chút trở nên tế nhị. Hai người đều thật không tiện đi nhìn đối phương, đều cúi đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. phảng phất đã qua thời gian rất dài, trầm khiết mới lấy dũng khí đến, nói ra, tổ tiên sinh, ngươi cho rằng có cái nào một cái kiểu dáng xe, thích hợp của ngươi sao. Làm một tên hướng dẫn mua viên, trầm khiết cho là mình hẳn là trước tiên đánh phá trầm mặc. Hơn nữa trầm khiết cho rằng tô chiết không phải cố ý đem uống qua nước cho nàng uống, tô chiết hẳn là chỉ là vô tình. Bởi vì tô chiết người này nhìn lên tư tư văn văn, hẳn là sẽ không làm như vậy. Hơn nữa trầm khiết xem tô chiết bây giờ phản ứng, cũng không khả năng sẽ là cố ý. Nếu không, cũng sẽ không thật không tiện mở miệng nói chuyện a hát. Nếu trầm khiết đem chuyện này che giấu đi qua, không đi để nó. Tô chiết cũng sẽ không tự gây phiền phức lại chủ động nói tới, nếu không, nhất định sẽ bị trầm khiết cho là hắn là cố ý sùng, hoặc là cho rằng tô chiết là ở cả của nàng. Xảy ra chuyện như vậy, cuối cùng vẫn là muốn song phương đều làm bộ chưa từng xảy ra, không phải vậy chỉ là càng kéo càng lúng túng. Ta cảm giác một cái khoản Volvo S80, thật không tệ. Tô Chiết chỉ vào máy tính bảng một tấm trong đó hình ảnh, nói ra. Tô Chiết rất may mắn, mấy ngày trước Thiên Hải đại lý xe vừa tới mấy chiếc Volvo S80, hiện tại Volvo S80 vừa vặn có hàng hiện có. Trầm Khiết xem Tô Chiết thật giống thật sự có mua ý tứ, liền hỏi thăm Tô Chiết phải chăng muốn đi thử một chút xe? Tô Chiết đương nhiên sẽ không cự tuyệt, có thể thử xe là việc tốt nhất rồi, nếu có thể ở thử xe thời điểm phát hiện Volvo S80 có khuyết điểm gì, cũng miễn về sau hối hận của mình. Khi chiếm được Tô Chiết muốn thử xe ý tứ sau, Trầm Khiết liền để Tô Chiết xin chờ một chút, nàng đi hướng quản lý xin thử xe. Trầm Khiết đồng sự tại biết Tô Chiết muốn thử sau xe, không ít cho rằng Tô Chiết không thể nào biết mua xe người, ở sau lưng trào phúng Trầm Khiết không hiểu được nhìn người. Cũng có cùng Trầm Khiết quan hệ tốt hơn đồng sự, cho rằng Tô Chiết nếu không có tính toán mua xe, cũng đừng có lãng phí trầm khiết thời gian, còn muốn thử gì nữa xe. Những ngày đồng sự cũng lén lút nhắc nhở trầm khiết, để trầm khiết đối Tô Chiết không cần quá mức dụng tâm, vì tiện qua loa một cái Tô Chiết là được rồi, dù sao Tô Chiết cũng không khả năng mua xe. Rất ít người cho rằng Tô Chiết sẽ thật sự mua xe, dù sao Tô Chiết cho bọn họ ấn tượng đầu tiên, không quá giống là mua xe người. Nhiệt môn mà kệ những đồng nghiệp khác cảm thấy ra sao, nói như thế nào, trầm khiết cũng chỉ là cười cười chí chi. Nàng cũng không có cảm giác gì có phiền toái gì, nàng cho rằng cho dù tô chiết cuối cùng không mua xe cũng rất bình thường, nếu là chính mình bắt chuyện tô chiết, vậy sẽ phải đối tô chiết chăm chú một điểm, đây là hợp làm phụ trách. Hơn nữa trầm khiết cho rằng cho dù tô chiết không mua xe, chính mình chẳng qua không có nói thành mà thôi, nhưng là mình cái khác thu hoạch cũng không ít, học xong cần phải thế nào cùng khách hàng trao đổi kinh nghiệm. Tô chiết không đợi bao lâu, trầm khiết liền thông qua xin, chiếc chìa khóa xe lấy ra rồi. Trầm khiết mang theo tô chiết đi thiên hải đại lý xe tồn xe gara, rất nhanh tô chiết liền nhìn thấy một chiếc màu đen xe, ngoại hình cùng hắn tại máy tính bảng bên trong nhìn hình ảnh gần như như thế. Quả nhiên chiếc xe này chính là Volvo 6 ao, Volvo S80L vẻ ngoài đại khí thời thượng, cho tô chiết ấn tượng đầu tiên rất tốt, tại tô chiết trong lòng bỏ thêm vào không ít phân số. Thử xe đương nhiên là muốn chính mình tự mình đến thử, mới có thể biết rõ có thích hợp với mình hay không, cho nên Tô Chiết tiếp nhận Trầm Khiết chìa khóa xe, liền việc đáng làm thì phải làm ngồi ở chỗ tài xế ngồi, mà Trầm Khiết ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Nịt dây an toàn, Tô Chiết cũng không ngay lập tức xe khởi động, mà là tại trong lòng một lần nữa ôn tập một lần lái xe bước đi, xác nhận chính mình còn toàn bộ nhớ rõ, mới bắt đầu xe khởi động. Xe chậm rãi khởi động ra, từ từ chạy ra xe kho, lái lên đường cái. Mới vừa thời điểm vừa mới bắt đầu, Tô Chiết trong lòng còn hơi sốt sắng, dù sao lấy trước lúc lái xe, đều cũng có giá trường học huấn luyện viên ở bên cạnh chỉ đạo, hiện tại có thể là hoàn toàn là dựa vào chính hắn. Tô Chiết xe lái rất chậm, Trầm Khiết liếc mắt nhìn tốc độ bề ngoài, vừa vặn 20 mã. Trầm Khiết bất quá khi Tô Chiết hơi chút thông thạo sau, trong lòng sẽ không có suốt sáng như vậy, tốc độ từ từ tăng lên không ít, đạt đến 30 mã. Tô Chiết chọn thử xe địa điểm, mặt đường tương đối rộng rộng rãi phụ cận dòng người cũng tương đối ít. Hơn nữa bây giờ không phải là đi làm đỉnh cao thời kỳ, cho nên dòng xe cộ cũng tương đối không nhiều, rất thích hợp thử xe. Trầm khiết ngồi trên xe, trong lòng có chút cảm giác bó tay rồi, không hiểu tô chiết tại sao đem lái xe được chậm như vậy, chẳng lẽ là độc môn thử xe phương pháp AH. Tuy rằng trầm khiết rất không thích có người tăng tốc độ, thế nhưng tô chiết cũng đem lái xe được quá chậm đi. Hơn nữa trầm khiết rất muốn nhắc nhở tô chiết, con đường này là có tốc độ giới hạn, thấp nhất chạy tốc độ là 40 km, h mà Tô Chiết bình quân tốc độ tại 30 km, hát khoảng chừng, rõ ràng vi quy, nếu như là bởi vì kẹt xe, vậy còn có thể thông cảm được. Nhưng là bây giờ trên đường một mảnh rộng rãi, không có gì trở ngại, Tô Chiết còn mở ra chậm như vậy. Trầm khiết trong lòng rất là bất an, nếu như bị người bắt được thì phiền toái. Mở ra khoảng mười mấy phút, Tô Chiết liền quay đầu xe, theo như đường cũ đem xe lái trở về rồi. Đem xe ngừng ở Thiên Hải trong tiệm xe gara sau trầm khiết không khỏi may mắn lên đường bình an vô sự, an an toàn toàn trở về rồi. Tô tiên sinh, người đối với xe này, còn hài lòng không? Đây là trầm khiết lần thứ nhất mang khách hàng ra ngoài bên ngoài thử xe, tuy rằng tô chiết lái xe có chút chậm, thế nhưng về mặt tổng thể cũng không tệ lắm, không có xảy ra bất chắc chính là kết quả tốt nhất rồi. Thật hài lòng, còn không biết xe này giá tiền là bao nhiêu. Tô chiết nói ra, hắn đối chiếc xe này rất hài lòng, cảm giác rất tốt. Chiếc này Volvo S80L vẻ ngoài không sai, bên trong xe không gian cũng biểu hiện tương đối dư giả, ghế dựa bao vây kín, thư thích tính không sai. Volvo S80L đồ vật bên trong phương diện, chỉnh thể tương đối trang nhã thanh tân, cũng không mất xa hoa cảm giác, dùng tài liệu lên so sánh không sai, làm công cũng so sánh tinh xảo. Đây là tôi chiếc lần này thử xe cho ra kết quả, Volvo S80L chỉnh thể lên biểu hiện cũng không tệ lắm. Về phần phương diện khác, tôi chiếc sẽ không có trải nghiệm đi ra, dù sao hắn đối ô tô hiểu rõ rất ít. Tô tiên sinh, chiếc này Volvo vô 6 ao bây giờ giá tiền là 72500 không nguyên, mà tính cả mua thuế, xe cộ tổn thất hiểm, còn có xe thuyền sử dụng thuế, cùng với lên bài chi phí chờ chút tiền đặt cọc mua xe dự tính tiêu tốn tổng ngạch là 808000 nguyên. Trầm khiết không chút nghĩ ngợi trả lời đi ra, bởi vì cái này giữa tháng, nàng một mực tại xem tư liệu, cùng với báo giá, cho nên đối với những vấn đề này đặc biệt mẫn cảm. 800 ngàn tả hữu giá cả, Tô Chiết còn có thể tiếp thu, thế là hỏi hắn, nếu như ta hiện tại tiền trả mua xuống lời nói, lúc nào có thể bắt được xe. Đây là Tô Chiết vấn đề quan tâm nhất, hắn cũng không muốn trả tiền mua sau, còn cần đợi thật nhiều ngày, mới có thể bắt được xe, cái kia liền không có ý tứ rồi. Nếu như là một lần trả hết lời nói, thuận lợi, xế chiều hôm nay hoặc là sáng sớm ngày mai, thủ tục là có thể làm xong, ngươi là có thể bắt được xe. Trầm khiết nói ra, bình thường tới nói, một lần trả hết tiền đặt cọc lời nói khách hàng buổi chiều là có thể đem xe về nhà thế nhưng mọi việc đều sẽ có ngoài ý muốn vì lấy phòng ngừa vạn nhất trầm khiết cũng không dám đem lời nói đến mức quá vẹn toàn vạn nhất đáp ứng rồi tô chiết thế nhưng là bởi vì xảy ra vấn đề không lấy được xe ảnh hưởng sẽ không tốt vậy thì tốt chúng ta bây giờ liền đi làm thủ tục tô chiết nói ra nếu như hôm nay buổi chiều là có thể nhắc tới xe tô chiết vẫn là có thể tiếp nhận tô tiên sinh người đã quyết định muốn mua Volvo 6 Ao sao trầm khiết hỏi, trong lòng nàng còn có chút không dám xác định, không quá tin tưởng, nàng liền nhẹ nhàng như vậy mua thành một đơn hàng. Mới đầu trầm khiết cũng là cho rằng Tô Chiết chỉ là đến xem xe, cũng không hề mua xe ý tứ, cho dù Tô Chiết đúng là muốn mua xe, cũng hẳn sẽ không nhanh như vậy liền mua. Bởi vì trầm khiết biết Tô Chiết cũng không biết ô tô, bình thường như Tô Chiết người như vậy, cho dù thật muốn mua xe, cũng có thể sẽ suy xét rất lâu, không sẽ như vậy mà đơn giản liền mua xuống. Trầm khiết biết sở dĩ muốn tuyển chọn von vô sáu ao, hay là bởi vì của nàng giới thiệu mới mua, bởi vì tô chiết căn bản cũng không rõ ràng von vô cái này nhãn hiệu, càng đừng nói biết von vô sáu ao cái xe này khoản rồi. Trầm khiết không nghĩ tới tô chiết nếu đúng là đến mua xe, hơn nữa là nhanh như vậy liền quyết định mua. Tô chiết đương nhiên không phải là chiêu chọc trầm khiết vui vẻ, hắn là thật muốn mua xuống, không phải vậy lấy tính cách của hắn, cũng sẽ không chuyên môn chạy đến thiên hải đại lý xe đến chọn xe, lấy tô chiết bây giờ tiền dư, mua một chiếc không tới 100 vạn xe, còn không có gì áp lực, cũng không cần cân nhắc quá nhiều, cảm giác thích hợp là được rồi. Trầm khiết đang xác định tô chiết đúng là muốn mua sau xe, lập tức liền mang theo tô chiết trở về thiên hải đại lý xe trong cửa hàng, trước hết để cho tô chiết ngồi một chút, sau đó lại rót một chén nước cho tô chiết sau, nàng liền bắt đầu bận rộn rồi. Trầm khiết bắt đầu chạy tới chạy lui, có vẻ luống cuống tay chân, hơn nữa tâm tình nhìn lên cũng có chút kích động. Chỉ cần Tô Chiết mua chiếc xe này, Trầm Khiết không khỏi có thể từ đó đạt được một bút không ít chích phần trăm, một cái bút chích phần trăm thậm chí so với nàng bây giờ lương tạm còn cao hơn rất nhiều. Hơn nữa đây là Trầm Khiết thành công trào hàng đi ra tờ thứ nhất đơn đặt hàng, tiêu thụ chiếc xe đầu tiên, ý nghĩa phi phàm. Quan trọng nhất là Trầm Khiết hiện tại không cần lo lắng, tại ba tháng này thực tập bên trong, nàng không có làm ra công trạng đến mà cần muốn rời khỏi Thiên Hải đại lý xe. Nhiệt Môn tuy rằng nghiêm ngặt mà tính Tô Chiết là trầm khiết cái thứ nhất khách hàng, tại làm lý mua lái xe tục thời điểm, thoáng hiện ra kinh nghiệm không đủ, có chút luống cuống tay chân. Thế nhưng trầm khiết cũng không có tốn bao nhiêu thời gian, liền đem mua xe hợp đồng lấy ra rồi. Bởi vì cái này một cái von vô sáu ao mới vừa tới hàng nguyên nhân, cho nên nguồn cung cấp rất sung túc. Tô Chiết cũng không cần lo lắng thiên hải đại lý xe không hữu hiện hàng, mà dẫn đến hôm nay không lấy được xe. Von vô sáu ao, hiện tại thiên hải đại lý xe chỉ có hai loại màu sắc có thể lựa chọn, theo thứ tự là cây mun hắc kim thuộc nước sơn cùng con hào cho chân châu nước sơn. Bởi vì cái này hai loại màu sắc bán so với cái khác màu sắc muốn tương đối nhiều lắm, cho nên thiên hải đại lý xe chuẩn bị Volvo S80L chỉ có hai loại màu sắc. Nếu như tôi chết muốn cái khác màu sắc lời nói, cũng được, nhưng là xế chiều hôm nay liền đề không tới xe. Kỳ thực vừa nãy tôi chiết thử xe màu sắc chính là cây mun hát kim thuộc nước sơn, hắn nhìn cảm giác rất đại khí, Tô Chiết rất yêu thích. Cây mun hắc kim thuộc nước sơn có hàng hiện có, chính mình cũng cảm giác thật hài lòng. Cho nên về màu sắc, Tô Chiết đúng là không có cái gì buồn phiền, trực tiếp liền chọn cây mun hắc kim thuộc nước sơn. Sau đó chính là trầm khiết là Tô Chiết giới thiệu, bây giờ đang ở thiên hải đại lý xe mua xe lời nói, có những gì ưu đãi. Về phần bảo hiểm bên trong, Tô Chiết đều là trực tiếp ủy thác thiên hải đại lý xe làm, so sánh bất lo. Tuy nhiên tại thiên hải đại lý xe mua sắm xe hiểm, có thể so với điện thoại xe hiểm quý một điểm, thế nhưng xuất hiện ở hiểm lúc cũng có thể đạt được càng tốt hơn phục vụ. Sau đó là có thể ký hợp đồng, cùng với giao tiền đặt cọc rồi. Bởi vì Volvo 6 ao có hàng hiện có nguyên nhân, lại tăng thêm cũng không phải rất dễ bán kiểu dáng xe. Cho nên cần tiền đặt cọc cũng không cao, thiên hải đại lý xe thu rồi 5.000 nguyên tiền đặt cọc, đây là để tránh khỏi có khách hộ đặt trước xe lại tạm thời không cần tình huống xuất hiện. Bởi vì Tô Chiết cũng không hề dẫn theo nhiều như vậy tiền mặt ở trên người, cho nên hắn tiền đặt cọc là trực tiếp quẹt thẻ. Nộp tiền đặt cọc sau, Tô Chiết thu hồi tiền đặt cọc biên lai like còn có đính xe hợp đồng. Cùng trầm khiết ước định, nếu như có thể để xe liền lập tức thông báo hắn, hắn lập tức tới ngay để xe. Sau Tô Chiết tự ly khai rồi, dù sao bây giờ còn sớm, ở lại thiên hải trong tiệm xe, cũng để không được xe. Hơn nữa ngày hôm qua lúc buổi tối, Tô Chiết còn đáp ứng thư mộ ngữ, đi nhà nàng vấn an thư mụ mụ. Đây là tô chiết hôm nay chủ yếu mục tiêu, mà ngày nữa biển đại lý xe mua xe cũng chỉ là thuận tiện mà thôi, hắn đương nhiên sẽ không quên mất chuyện này. Cho nên hắn tại thanh toán tiền đặt cọc sau, liền lập tức rời đi thiên hải xe chạy, ngồi xe đi thư mộ ngữ nhà. Thiên hải đại lý xe cách thư mộ ngữ nhà không xa, tại dọc theo đường đi, không có kẹt xe dưới tình huống, cũng chỉ là dùng hơn 10 phút thời gian đã đến. Tại nhanh đến thư mộ ngữ nhà thời điểm, Tô Chiết nhìn thấy một gian tên là mỗi ngày tiệm trái cây, liền để tài xế sang bên dừng lại. Tô Chiết thanh toán tiền xe sau, liền đi tiến gian phòng này mỗi ngày tiệm trái cây. Hắn dự định mua chút hoa quả, không phải vậy hai tay chống trơn đi thư mộ ngữ nhà, Tô Chiết cảm thấy có chút ngượng ngùng, cho dù Tô Chiết biết thư mụ mụ cùng thư mộ ngữ cũng sẽ không chú ý những thứ này. Tô Chiết mua điểm Việt quất, cùng với quả cam, còn mua một cái sầu riêng. Tô Chiết nhớ rõ trước đó thư mụ mụ cùng thư mộ ngữ đều thích ăn những này hoa quả, hiện tại miệng của các nàng vị cũng còn là vậy. Những này hoa quả đều gọi nặng trả tiền sau, Tôi Chiết để tiệm trái cây nhân viên cửa hàng hỗ trợ đem sầu riêng cho xé ra. Trong tay nhấc theo hoa quả, tôi Chiết bộ hành hướng về thư mộ ngữ nhà đi đến. Đã đến thư mộ ngữ cửa nhà sau, tôi Chiết nhấn xuống chuông cửa. Thật giống mới qua mấy giây, môn liền mở ra. Đến rồi, nhanh lên một chút đi vào ngồi. Thư mộ ngữ mở cửa ra sau, vừa nhìn quả nhiên là tô chiết đến rồi, không khỏi có chút sung sướng. Thư mộ ngữ vội vàng tiếp nhận tô chiết trong tay hoa quả, sau đó nghiêng người tránh ra, để tô chiết đi vào. Tô chiết thật giống cảm giác thư mộ ngữ đang nhìn đến hắn sau, có chút cảm giác như chút được gánh nặng, trong lòng thật giống thở phào nhẹ nhõm. Tại tô chiết chưa có tới trước đó, thư mộ ngữ trong lòng đích xác rất căng thẳng, rất lo lắng tô chiết không đến, Tại tối ngày hôm qua Tô Chiết đáp ứng rồi Thư Mụ Ngữ sẽ tới xem Thư Mụ Mụ sau, Thư Mụ Ngữ lập tức liền đem tin tức này nói cho Thư Mụ Mụ biết. Thư Mụ Mụ tại biết Tô Chiết muốn sau khi đến, cả người có vẻ hết sức cao hứng. Thư Mụ Mụ sáng sớm hôm nay tự đứng lên, suy tính phải làm gì dạng cơm nước cho Tô Chiết ăn, rất sớm liền ra ngoài bên ngoài mua thức ăn. Sau khi trở về, liền một mực ở tại trong phòng bếp bận việc, cũng không để Thư Mụ Ngữ hỗ trợ. Thế nhưng Thư Mụ Mụ càng cao hứng thư mộ ngữ trong lòng lại càng lo lắng nàng đang lo lắng vạn nhất tô chiết bởi vì có việc tới không được hoặc là không nghĩ đến rồi cái kia phải làm gì đến lúc đó thư mụ mụ trong lòng sẽ thêm thất vọng bởi vì thư mộ ngữ cùng tô chiết bây giờ quan hệ thư mộ ngữ cũng không dám cam đoan tô chiết nhất định sẽ đến tại tô chiết chưa có tới trước đó thư mộ ngữ trong lòng loạn tung tùng phèo thời gian thật giống trải qua đặc biệt chậm như thế cảm giác thật giống độ dây như năm như thế trong lòng thấp thỏm thư mộ ngữ tội liên đới cũng ngồi không vững liền ở cửa vào một mực chờ tô chiết đến cho nên tô chiết tại vừa mới xoa bóp chuông cửa sau thư mộ ngữ mới sẽ như vậy nhanh liền mở ra môn khiến hắn vào được thư gì đâu này tại sao không có nhìn thấy nàng tô chiết liếc mắt nhìn cũng không có tìm được thư mụ mụ có chút kỳ quái hỏi mụ mụ biết rồi người hôm nay sẽ tới sau liền một mực ở tại trong phòng bếp nói muốn làm người thích ăn nhất cơm nước cũng không để ta đi vào hỗ trợ Thư mộ ngữ đem hoa quả đặt ở trên khay trà, cười nói. Cái kia thư gì cũng đừng mệt muốn chết rồi, thư gì, người đi ra nghỉ ngơi một chút đi. Tô triết đi tới nhà bếp, đối với chính đang bận việc thư mụ mụ nói ra. Nếu như Tô Chiết không phải nghĩ đến chính mình không biết làm món ăn lời nói, hắn cũng muốn đi vào giúp thư mụ mụ bận biểu. Nhưng là Tô Chiết chỉ biết làm cơm rang trứng, những thứ khác một mực sẽ không. Cho nên sẽ không có đi vào giúp thư mụ mụ tay, không phải vậy đi vào cũng chỉ là càng giúp càng bận bịu. Hơn nữa thư mụ mụ hiện tại đem nguyên liệu nấu ăn đều chuẩn bị xong, cũng không cần người đi làm trợ thủ. Không cần, thư di thân thể vẫn khỏe, tiểu chiết, người ra ngoài bên ngoài nghỉ ngơi một chút, thư di rất nhanh sẽ làm tốt, người không cần lo lắng thư di sẽ mệt mỏi. Thư mụ mụ cười nói, thư mụ mụ một mực coi tô chiết là làm của nàng con ruột đối xử. Trước đó thư mụ ngữ cùng tô chiết vẫn không có tách ra thời điểm, bởi vì Tô Chiết bình thường khó được có thời gian sang đây xem thư mụ mụ, cho nên mỗi lần Tô Chiết tới thời điểm, thư mụ mụ đối Tô Chiết so với đối thư mộ ngữ còn tốt hơn. Cho nên thư mộ ngữ trước đây thường thường sẽ làm bộ ăn Tô Chiết giấm, tại Tô Chiết trước mặt hỏi thư mụ mụ, đến cùng nàng là thư mụ mụ con gái, vẫn là Tô Chiết là con trai của thư mụ mụ. Lần này Tô Chiết thời gian lâu như vậy mới sang đây xem thư mụ mụ, để thư mụ mụ cảm giác thật giống như là con trai của chính mình đi xa nhà khó về được một chuyến, cho nên mới nghĩ cho Tô Chiết tốt nhất. Tô Chiết nhìn thư mụ mụ tại trong phòng bếp vì hắn vội vàng, trong lòng hắn không khỏi có chút tự trách hổ thẹn, chính mình nếu thời gian dài như vậy, mới sang đây xem hy vọng thư mụ mụ, mà thư mụ mụ lại chưa từng có oán giận qua. Nhiệt môn thư mụ mụ để Tô Chiết ra ngoài bên ngoài các loại, Tô Chiết cũng không có từ chối. Hay là có thể tự mình làm một bà nữ thích ăn cơm nước, chính là làm cha làm mẹ hạnh phúc lớn nhất. Tô Chiết ngồi trên ở trong phòng khách trên ghế sofa, đối với thư mộ ngữ lại không biết phải nói gì. Thư mộ ngữ vì để tránh cho lúng túng, liền đứng lên cầm lấy hoa quả, nói ra, ta đi vào rửa vừa xuống nước quả, người trước làm một cái. Sau thư mộ ngữ liền đi tiến trong phòng bếp, Tô Chiết trong lòng có chút khó chịu, hắn hiểu được một cái phần cảm tình, hắn vẫn không có triệt để thả xuống. Chỉ ít đối mặt thư mộ ngữ thời điểm, Tô Chiết còn không làm được triệt để thả ra. Thư mộ ngữ bưng đĩa trái cây đi ra, trong đĩa trái cây chỉ có việt quất cùng quả cam, cũng không hề sầu riêng, bởi vì thư mộ ngữ biết tô chiết rất không thích ăn sầu riêng, cho nên sẽ không có lấy ra rồi. Tô chiết cùng thư mộ ngữ tất cả cầm lên việt quất, nếm trải một cái. Này việt quất mùi vị cũng không tệ lắm, có chút điểm đau xót, thế nhưng càng nhiều là thơm ngọt, ăn lên rất tốt, chỉ ít tô chiết cảm giác còn ăn thật ngon. Ăn mấy viên việt quất sau, tô chiết cầm lấy một cái quả cam, để lên bàn hết sức xoa nhẹ mấy lần, mới bắt đầu lột ra. Tô Chiết làm như vậy, lột ra thời điểm liền tương đối nhẹ nhõm điểm. Rất nhanh, Tô Chiết liền xé ra một cái quả cam, sau đó hắn lột ra một mảnh, bỏ vào trong miệng thử một chút, phát hiện quả cam không đau sót, vẫn rất ngọt sau, Tô Chiết đem bóc tốt quả cam đưa cho thư mộ ngữ. Thấy cảnh này, thư mộ ngữ trong lòng không khỏi một trận lòng chua xót, suýt chút nữa nước mắt chảy xuống. Thư mộ ngữ không nghĩ tới Tô Chiết vẫn là cùng lấy trước kia giặc, như vậy cẩn thận vì hắn suy nghĩ. Thư Mộ Ngữ liều mạng cố nén, mới không có nước mắt chảy xuống đến. Thư Mộ Ngữ là theo Thư Mộ mụ, mụ lớn lên, nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua phụ thân, cũng không biết phụ thân của nàng là ai, từ nhỏ cùng Thư Mộ mụ, mụ sống nương tựa lẫn nhau. Thư Mộ Ngữ cùng Thư Mộ mụ, mụ ở phương diện khác rất giống, quen thuộc yêu thích đều không khác mấy như thế. Các nàng thích ăn hoa quả cũng là cùng một loại, hơn nữa Thư Mộ Ngữ cùng Thư Mộ mụ, mụ thích ăn quả cam, thế nhưng đều không thích ăn dùng dao găm cắt quả cam các nàng cho rằng chỉ có lấy tay bóc quả cam, mới là ăn ngon nhất, mới phong thái mùi vị. Mà tô chiết cùng thư mộ ngữ vẫn không có tách ra thời điểm, mỗi lần ăn quả cam thời điểm, tô chiết đều sẽ là thư mộ ngữ bóc quả cam, sau đó sẽ trước tiên nếm một cái đau xót không đau xót, nếu như quả cam là ngọt, tô chiết mới sẽ đưa cho thư mộ ngữ ăn, mà nếu như quả cam là đau xót, tô chiết liền sẽ tự mình ăn đi, bởi vì hắn biết thư mộ ngữ không thích chanh chua. Thư mộ ngữ không nghĩ tới nàng thói quen này, Tôi chiết bây giờ còn nhớ rõ, hơn nữa còn nguyện ý vì nàng làm như vậy. Tôi chiết hành vi để thư mộ ngữ nhớ tới nàng và tôi chiết trước kia qua lại, cho nên nàng mới sẽ muốn rơi lệ. Tôi chiết làm như vậy cũng là bởi vì thói quen, hắn tự nhiên liền sẽ làm như vậy rồi, hơn nữa cũng không có cảm giác không thích hợp. Dù sao tôi chiết hiện tại đã cùng thư mộ ngữ đã tách ra, tôi chiết còn duy trì thói quen như vậy sẽ cho người hiểu lầm đấy. Thư mộ ngữ ăn tôi chiết bóc quả cam tuy rằng quả cam là ngọt, bất quá ăn vào đi, nàng lại cảm giác trong lòng tràn đầy cay đắng. Ngươi tìm tới công tác sao? Ngươi muốn làm cái gì? Tô Chiết hỏi, hắn biết thư mộ ngữ cũng nhanh muốn tốt nghiệp, nàng thật giống đang tại tìm việc làm. Ừm, vừa mới phỏng vấn thành công, làm là sẽ mà tính, hậu thiên sẽ chính thức đi làm. Thư mộ ngữ nói, vậy chúc mừng ngươi rồi, chúc ngươi công tác thuận lợi. Tô Chiết mới đầu là muốn nếu như thư mộ ngữ không có tìm được công việc, liền để thư mộ ngữ đi tô sủng chi ra hỗ trợ hiện tại tô sủng chi ra muốn mở chi nhánh cũng cần tuyển mộ nhân thủ nếu như thư mộ ngữ có thể đến giúp đỡ vậy thì tốt nhất rồi nhưng là bây giờ thư mộ ngữ đã đã tìm được công tác cho nên tô chiết cũng không nói gì nữa rồi tuy rằng tô chiết biết nếu như hắn nói ra lời nói thư mộ ngữ nhất định sẽ từ này số vừa mới phỏng vấn thành công công tác đến tô sủng chi ra giúp việc khó của hắn thế nhưng tô chiết cũng không hy vọng thư mộ ngữ bởi vì hắn mà chịu ảnh hưởng cho nên cũng sẽ không nói đi ra. Nếu như là thư mộ ngữ không tìm được việc làm, cái kia còn có thể mời nàng đi tô sủng chi ra hỗ trợ. Thế nhưng nếu thư mộ ngữ bây giờ tìm đã đến công tác, hơn nữa nhìn tình huống này công việc cũng không tệ lắm, sẽ không có không cần thiết nói ra. Cảm tạ, ta sẽ cố gắng, thư mộ ngữ cười nói. Sau tô chiết cùng thư mộ ngữ liền không nói gì nữa, hai người chỉ là đều yên lặng xem tivi tiết mục. Đương nhiên Tô Chiết cùng Thư Mộ Ngữ lúc này tâm cũng không tại tiết mục TV lên, bởi vì hiện tại TV phát ra chính là quảng cáo, cũng không hề phát ra tiết mục gì, mà bọn hắn còn không biết, còn giống như nhìn rất chăm chú như thế, cũng không biết Tô Chiết cùng Thư Mộ Ngữ hiện tại trong lòng đang suy nghĩ gì. Lại một lát sau, Thư Mộ Ngữ liền đem thức ăn đều đã làm xong, bắt đầu bắt chuyện Thư Mộ Ngữ cùng Tô Chiết ăn cơm đi. Thế nhưng Thư Mộ Ngữ liên tục kêu vài thanh âm, Tô Chiết cùng Thư Mộ Ngữ mới phục hồi tinh thần lại, mới biết thư mụ mụ gọi bọn họ ăn cơm đi. Tô chiết cùng thư mụ ngữ vội vàng đi đến giúp thư mụ mụ bận biểu, hỗ trợ đem thức ăn bưng lên trên bàn ăn. Tràn đầy một bàn món ăn, phần lớn đều là tô chiết thích ăn, xem ra thư mụ mụ đều là chuyên môn là tô chiết chuẩn bị. Đang dùng cơm trước, thư mụ mụ đầu tiên là là mỗi người bọn họ múc một chén canh. Không có gì bất ngờ xảy ra, vẫn là thư mụ mụ sở trường lão hỏa súp, dùng tài liệu 10 phần, chuyên môn cho tô chiết bù thân thể. Tôi chiết uống một chén canh sau mới bắt đầu ăn cơm. Bữa cơm này tôi chiết ăn được rất thỏa mãn, ăn thật nhiều, phân lượng so với thư mụ mụ cùng thư mụ ngữ gộp lại còn nhiều hơn rất nhiều. Mà ăn cơm no sau, tôi chiết lại múc một chén canh uống sạch sau, lại bị thư mụ mụ buộc lại thịnh nhiều một bát. Tôi chiết vì không cho thư mụ mụ thất vọng, không thể làm gì khác hơn là uống nữa một bát. Tôi chiết cùng thư mụ mụ các nàng đều ăn no sau, bắt đầu ở phòng khách lên nói chuyện phiếm. Ngồi một lát sau cảm giác cái bụng hơi chút tiêu hóa một điểm sau, thư mộ ngữ đi vào nhà bếp đem tô chiết mang tới sầu riêng cho lấy ra. Thư mộ ngữ cùng thư mụ mụ hai mẹ con thích ăn nhất hoa quả, chính là sầu riêng. Cho nên tô chiết mới sẽ xem sầu riêng không sai dáng vẻ, liền mua một cái trở về. Thư mụ mụ cùng thư mộ ngữ đều biết, tuy rằng tô chiết không thích ăn sầu riêng, thế nhưng là không ghét sầu riêng tản mát ra mùi. Chỗ lấy hai người các nàng tại tô chiết trước mặt cũng không cần cố ý tránh đi, có thể trực tiếp tại tô chiết trước mặt ăn. Người bình thường nếu như không thích ăn sầu riêng lời nói, đều sẽ rất chán ghét sầu riêng tản mát ra mùi, đối sầu riêng mùi vị rất nhạy cảm. Mà không đáng ghét sầu riêng mùi vị người, bình thường đều sẽ thích ăn sầu riêng. Thế nhưng tô chiết tuy rằng không ghét sầu riêng mùi vị, thế nhưng không biết tại sao, chỉ cần tô chiết ăn một miếng sầu riêng lời nói, hắn liền sẽ cảm giác rất buồn nôn, có chút cảm giác muốn ói, cảm giác sầu riêng rất khó ăn, hắn sẽ không chịu đựng được sầu riêng tại trong miệng mùi vị. Nếu như Tô Chiết không ăn sầu riêng lời nói, sầu riêng mùi vị đối với hắn liền không có ảnh hưởng gì. Chỉ cần Tô Chiết không ăn sầu riêng, thậm chí có thời điểm hắn còn sẽ cảm thấy sầu riêng mùi vị rất dễ ngửi, hắn cảm giác cũng không tệ lắm. Nhiệt môn Tô Chiết đột nhiên nhớ tới, hắn hôm nay tới xem thư mụ mụ, tại lúc ra cửa, hắn còn cố ý dẫn theo hai bình thần lực nước thuốc đi ra. Hai bình này thần lực nước thuốc là Tô Chiết là thư mụ mụ cùng thư mộ ngữ mẹ con chuẩn bị nhớ tới tô chiết lập tức từ trong túi đem thần lực nước thuốc lấy ra tô chiết mang cho thư mụ mụ các nàng hai bình thần lực nước thuốc là hai cái màu sắc khác nhau bình thủy tinh chứ một cái bình thủy tinh là trong suốt mà một cái khác lại là màu đen bình thủy tinh phân biệt đại biểu phải không cùng hiệu quả nước thuốc là tô chiết vì phân chia nước thuốc tránh khỏi thư mụ mụ cùng thư mộ ngữ đến lúc đó cho làm lộn rồi hai cái này bình thủy tinh đều là 100 ml trong suốt đựng vào bình thủy tinh là trị liệu nước thuốc mà màu đen đựng vào bình thủy tinh là cường hóa nước thuốc. Trị liệu nước thuốc là cho thư mụ mụ cùng thư mụ ngữ sinh bệnh, hoặc là không cẩn thận bị thương lúc dùng, mà cường hóa nước thuốc là cho thư mụ mụ các nàng cải thiện tăng cường thể chất. Đem hai bình thần lực nước thuốc giao cho thư mụ mụ sau, tôi chiết nói rồi phương pháp sử dụng cho thư mụ mụ cùng thư mụ ngữ nghe, đồng thời còn cố ý dặn dò các nàng không thể quá độ sử dụng cường hóa nước thuốc, mỗi ngày chỉ cần phục một giọt liền đủ rồi. Bởi vì lấy thư mụ ngữ cùng thư mụ mụ bây giờ thể chất, mỗi ngày cho dù dùng quá nhiều thần lực nước thuốc cũng không có bao nhiêu tác dụng các nàng căn bản không hấp thu được nhiều như vậy nước thuốc, chỉ là uổng phí hết rơi mất cường hóa nước thuốc. Hơn nữa sử dụng cường hóa nước thuốc quá nhiều lời nói, Tô Chiết cũng không dám đảm bảo không có tác dụng phụ xuất hiện. Thư mụ mụ cùng thư mộ ngữ đều là tận mắt xem qua thần lực nước thuốc chỗ thần kỳ, đặc biệt là thư mụ mụ càng là tự mình trải qua. Các nàng đều hiểu thần lực nước thuốc quý giá cùng khó được, cho nên bọn họ đối Tô Chiết lời nói, không hề có một chút nào hoài nghi, toàn bộ nhớ kỹ trong lòng. Thư mụ mụ thận trọng đem hai bình nước thuốc nắm tiến gian phòng, tìm cái so sánh bảo hiểm địa phương cho thu gom được. Hai bình này không giống hiệu quả thần lực nước thuốc, hiện tại bất luận cho thư mụ mụ bao nhiêu tiền, nàng cũng sẽ không đem thần lực nước thuốc lấy ra đổi. Bởi vì từng chiếm được trọng bệnh thư mụ mụ, hiểu thêm thân thể khỏe mạnh trọng yếu bực nào. Nhiều thêm tiền cũng mua không trở về khỏe mạnh, mà mất đi khỏe mạnh, nhiều thêm tiền cũng hết tác dụng rồi. Tô chiết cho thư mụ mụ các nàng hai bình thần lực nước thuốc, không chỉ có thể cải thiện cường hóa thể chất của các nàng, tại thời khắc mấu chốt còn có thể dùng để cứu mạng. Thư mụ mụ càng thêm quý trọng thần lực nước thuốc, tô chiết trong lòng lại càng tăng yên tâm. Bởi vì tô chiết biết chỉ có thư mụ mụ đã minh bạch thần lực nước thuốc khó được cùng thần kỳ sau, thư mụ mụ mới sẽ hảo hảo giữ gìn kỹ nước thuốc, sẽ không đem thần lực nước thuốc tiết lộ ra ngoài. Muốn là bị người biết rõ tô chiết ủng có hiệu quả thần kỳ như vậy nước thuốc lời nói, đến lúc đó tô chiết khẳng định không thể thiếu phiền toái chỉ ít hướng tô chiết xin thuốc nước người, chắc chắn sẽ không thiếu. Nếu như đến lúc đó có người bị trọng bệnh, hướng về tô chiết khẩn cầu nước thuốc trị liệu. Tô chiết là cho hay là không cho, cho lời nói, thiên hạ cần thần lực nước thuốc cứu mạng nhiều người phải là, thế nhưng tô chiết thần lực nước thuốc lại cực kỳ có hạn, hắn căn bản là không cách nào cứu được lại đây. Mà không cho, chẳng lẽ muốn tô chiết trơ mắt nhìn trước mặt hắn bệnh nhân chết đi, mà thấy chết mà không cứu sao? Đây là một cái nan đề, nếu như có năng lực lời nói, Tô Chiết tự nhiên hy vọng hắn mình có thể đến giúp tất cả mọi người, thế nhưng năng lực hiện tại của hắn có hạn, với cái thế giới này bi kịch tới nói, năng lực của hắn chỉ là như muối bỏ biển mà thôi, căn bản không có bao nhiêu tác dụng. Cho nên thần lực nước thuốc có thể không tiết lộ ra ngoài lời nói, chính là kết quả tốt nhất. Tô Chiết chỉ có thể tận lực giúp trợ người bên cạnh hắn, về phần những người khác, Tô Chiết hiện tại chỉ có thể là không thể ra sức. Tại đồng hồ báo thức đi đến 2 giờ chiều thời điểm, Tô Chiết xem thư mụ mụ có chút ủ rũ, giống như là một mực tại cố nén buồn ngủ, cùng Tô Chiết tán gẫu. Tô Chiết biết thư mụ mụ một mực có thói quen ngủ chưa, mỗi ngày tại một điểm trước đó, đều sẽ trở về phòng ngủ một cái. Thư mụ mụ thói quen này, đã có rất nhiều năm. Hiện tại đã là 2 giờ chiều rồi, chắc hẳn thư mụ mụ hiện tại đã rất buồn ngủ. Bởi vì Tô Chiết là thời gian rất lâu mới khó được tới một lần, cho nên thư mụ mụ mới cường chống cơn buồn ngủ, cùng Tô Chiết trò chuyện việc nhà. Tô Chiết xem thư mụ mụ đã mệt mỏi, liền chủ động nói ra, thư di, thời gian không còn sớm, ta đi về trước, ngươi trở về phòng nghỉ ngơi một chút đi. Tiểu Chiết, hiện tại muốn đi, buổi tối ở lại chỗ này ăn cơm, được không? Thư mụ mụ vừa nghe Tô Chiết hiện tại phải đi về, trong lòng không khỏi có chút không bỏ. Không cần, thư di, có thời gian ta trở lại thăm ngươi. Tô Chiết cười nói, rời khỏi thư mộ ngữ nhà sau, Tô Chiết mới vừa vặn đi tới cửa tiểu khu, điện thoại di động của hắn liền vang lên rồi. Tô Chiết nhìn một chút điện thoại di động, là một cái số xa lạ. Uy, người tốt, là Tô Tiên sinh sao? Trong điện thoại di động truyền đến một nữ thanh âm, thanh âm không lớn, Tô Chiết lúc ẩn lúc hiện cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc. Ừm, ta là, người là, Tô Chiết hỏi, trong lòng hắn đã có chút đoán được là ai, bất quá vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn chứ. Ta là thiên hải đại lý xe trầm khiết, sáng sớm thời điểm, vì ngươi công việc mua lái xe tục trầm khiết, tô tiên sinh, ngươi còn nhớ sao? tô chiết đoán được không có sai, đích thật là thiên hải đại lý xe công nhân viên đánh tới, nghĩ đến nhất định là thiên hải đại lý xe có tin tức phải báo cho tô chiết, mới sẽ gọi điện thoại cho hắn. hẳn là tô chiết mua lái xe tục đã làm xong, thông báo tô chiết đi lấy xe. đương nhiên nhớ rõ rồi, ta nhưng một mực chờ đợi tin tức của ngươi, phải hay không hiện tại có thể để xe sao? tô chiết cười nói. đúng, hiện tại thủ tục đã làm xong. Tô Tiên Sinh, người bây giờ có thời gian đến đại lý xe để xe sao? Ta hiện tại liền chạy tới, mời chờ ta một chút, rất nhanh liền đến. Tô Chiết nói ra, cho dù hắn xuất hiện tại không có thời gian, vì có thể mở ra xe mới, bất kể như thế nào cũng phải tập trung thời gian đi ra. Hiện tại chỉ cần không phải đặc biệt việc trọng yếu, những chuyện khác một mực đứng ở bên. Bây giờ lập tức đi lấy xe là Tô Chiết hạng nhất đại sự, có thể không thể bị dở dang. Tô Tiên Sinh, phải nhớ phải đem biên lai like cùng đính xe hợp đồng đồng thời mang tới nha nếu không thì không cách nào bắt được xe trầm khiết cuối cùng còn đưa ra tỉnh đến để ngừa tô chiết phản nhất quên dẫn theo mà dẫn đến trắng một chuyến tay không lãng phí tinh lực được ta biết rồi thẩm tiểu thư chờ một chút thấy nói xong một câu nói này tô chiết cũng không đợi trầm khiết hồi phục liền cúp điện thoại tô chiết rất may mắn mới cùng trầm khiết thông xong điện thoại điện thoại di động vẫn không có bỏ vào trong túi liền chính xác có một chiếc xe taxi trải qua. Tô Chiết vội vàng phất tay đón xe, xe taxi ngừng ở trước mặt của hắn, hắn lập tức tới ngồi lên. Tô Chiết hướng về xe taxi thời gian nói rồi địa chỉ, sau đó Tô Chiết lập tức lấy điện thoại di động ra, mở ra trình duyệt di động. Hắn dự định thừa dịp bây giờ còn chưa có đến thiên hải đại lý xe, còn có chút thời gian, dùng di động tại trên lưới tuần tra ít tài liệu. Tìm hiểu một chút xe mới cần phải chú ý cái gì, tạm thời bù lại một cái tri thức cũng tốt nhiệt môn tô chiết ngồi xe taxi đại khái chạy được hơn 10 phút khoảng chừng là đến thiên hải đại lý xe. Hắn trả tiền, mới vừa vặn xuống xe liền thấy thiên hải đại lý xe trầm khiết tại đứng ở cửa, phải là chuyên môn tại cửa vào đợi tô chiết. Điều này cũng rất bình thường, tô chiết xem như là trầm khiết cái thứ nhất chính thức khách hàng, là tô chiết giúp nàng hoàn thành phần thứ nhất công trạng, làm cho nàng tháng này có thể bắt được không ít đề xe. Cái thứ nhất khách hàng, tờ thứ nhất đơn đặt hàng, đều là sẽ cho người đặc biệt coi trọng khẩn trương quả nhiên không có sai trầm khiết đứng ở cửa ra vào thật là chuyên môn đến chờ tô chiết tô chiết vừa xuống xe đã bị trầm khiết chú ý tới lập tức hướng về tô chiết đi tới cùng trầm khiết gặp mặt tô chiết liền trước là để trầm khiết dẫn hắn đi nhìn một chút hắn xe mới tô chiết đại khái nhìn một chút xe mới hắn cũng không có quá mức tỉ mỉ đi kiểm tra xe chỉ là tùy tiện nhìn một chút xe bề ngoài nhìn lên rất là mới tinh để tô chiết rất hài lòng về phần những địa phương khác Tô Chiết cũng không có cố ý đi kiểm tra. Tô Chiết tin tưởng thiên hải đại lý xe mở ra nhiều năm như vậy, kinh doanh được cũng không tệ, ở bên ngoài danh dự danh tiếng đều rất tốt, cũng chưa từng nghe nói có những gì mặt trái tin tức xuất hiện, cho nên Tô Chiết cũng sẽ không cho là thiên hải đại lý xe sẽ vũng hố hắn. Tùy ý kiểm tra xe mới sau, Tô Chiết liền theo trầm khiết đi công việc còn dư lại thủ tục. Rất đơn giản, chỉ là đem còn dư lại dư khoản đưa cho thiên hải đại lý xe, sau Tô Chiết là có thể đem xe lái đi. Đương nhiên Tô Chiết mua chiếc này von vô 6 ao, bây giờ còn chưa có chính thức giấy phép, chỉ có một tạm thời giấy phép. Tô Chiết qua mấy ngày, còn cần ngày nữa biển đại lý xe lên bài. Đem còn dư lại dư khoản trả hết, thiên hải đại lý xe liền đem xe mới chìa khóa, cùng với mua xe hóa đơn, xe cộ kiểm nghiệm hợp lệ chứng nhận, xe cộ sách hướng dẫn sử dụng chờ chút giao cho Tô Chiết. Từ giờ khắc này đến, chiếc này mới tinh von vô 6 ao sẽ chính thức thuộc về Tô Chiết vật phẩm tư nhân rồi, hiện tại tô chiết là có thể đem hắn xe mới lái về nhà rồi hắn thủ tục của nó thiên hải đại lý xe đều sẽ giúp tô chiết làm xong không cần hắn bận tâm chỉ cần qua mấy ngày xe mới chính thức giấy phép sau khi xuống tới tô chiết đi lái xe tới đây để thiên hải đại lý xe đem giấy phép treo lên là được rồi chuyện khác liền không dùng đi làm cầm mới chìa khóa xe sau tô chiết lập tức liền muốn rời đi thiên hải đại lý xe ra ngoài bên ngoài thử xe rồi cho nên tô chiết lập tức liền hướng về trầm khiết nói lời từ biệt rồi làm trầm khiết đưa tô chiết đi ra thời điểm không ít người dùng hoặc là ước ao hoặc là đố kỵ ánh mắt nhìn đương nhiên những người này ánh mắt không là đối với tô chiết mà là đối với trầm khiết bọn hắn không nghĩ tới như trầm khiết như vậy người mới nếu có thể trong thời gian ngắn như vậy liền dựa vào chính mình làm thành một tấm đơn đặt hàng hơn nữa tiêu thụ ngạch còn không thấp lúc này bọn hắn trong lòng của những người này đều nhanh muốn hối hận thanh bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới hình tượng nhìn lên bất nhã, y quan không ngay ngắn, kiểu tóc cũng thoáng có chút loạn tô chiết, bị bọn hắn lơ là xem thường người, nếu đã biết, sẽ là chân chính mua xe người. Mà bọn hắn cố ý thảo hảo người, những kia áo mũ chỉnh tề, nhìn lên không giàu sang thì cũng cao quý khách hàng, tại tiêu hao bọn hắn không phải tinh lực, lãng phí không ít thời gian. Cuối cùng nhưng chỉ là tới xem một chút mà thôi, căn bản không phải đến mua xe. Tuy rằng tô chiết mua Volvo 6 ao, tổng giá trị là ở 800 ngàn nhiều một chút. Tuy rằng không phải cỡ nào đắt giá xe sang trọng, thế nhưng này 800 ngàn xe con, bọn hắn có thể từ đó đạt được trích phần trăm cũng không ít. Đặc biệt là Volvo 6 a một cái kiểu dáng xe, bản thân cũng không phải rất dễ bán kiểu dáng xe. Cho nên trích phần trăm liền tương đối so với cái khác đồng dạng giá cả xe, muốn cao hơn một chút. Cho nên bọn hắn những người này liền đặc biệt đừng hâm mộ, thậm chí là đố kỵ trầm khiết rồi. Bởi vì bọn họ xem trầm khiết dễ dàng, không có phí bao nhiêu sức lực liền làm thành một cái đơn đơn đặt hàng. Để trong lòng bọn họ đặc biệt không thăng bằng. Nhớ bọn hắn bình thường lao lực chào hỏi khách hàng, 10 cái có 9 cái là sẽ không mua, cho dù cái người thứ 10 khách hàng có hy vọng sẽ mua, nhưng cũng sẽ không đơn giản như vậy liền quyết định ra đến, ai chỉ ít sẽ không xem tầm vài ngày, tìm hiểu rõ ràng mới sẽ quyết định mua. Mà tô chiết liền đơn giản hơn nhiều, sớm lên nhìn một chút xe, liền quyết định muốn đem vừa ý xe mua lại mà buổi chiều liền trực tiếp nhắc tới xe, hơn nữa là trực tiếp giao tiền đặt cọc. Cũng không có đặc biệt yêu cầu khác, bớt lo dùng ít sức. Làm sáng sớm tô chiết đi rồi, trầm khiết hết thảy đồng sự đều biết nàng bán ra một chiếc 800 ngàn tả hữu xe, đồng thời mua chiếc xe này người, hay là bọn hắn nhìn nhầm, cho rằng sẽ không mua tô chiết. Khi biết sau chuyện này, trầm khiết đồng sự tâm đều nhanh muốn hối hận muốn chết, nếu như lúc đó là bọn hắn đi chào hỏi lời nói, này trích phần trăm chính là bọn họ dễ dàng cầm đi, mà không phải vẫn là người mới trầm khiết. Mà nếu như là bọn hắn đi làm tô chiết hướng dẫn mua viên lời nói, bảo đảm có thể để cho tô chiết thêm ra ít tiền, mua lại một ít trông thì ngon mà không dùng được ô tô trang hoàng, kiếm nhiều một chút chích phần trăm. Đặc biệt là tô chiết mới vừa tới Thiên Hải đại lý xe thời điểm, cái thứ nhất đến theo lệ hỏi tô chiết ô tô hướng dẫn mua viên. Phải biết nếu như lúc đó cái này ô tô hướng dẫn mua viên trong lòng lưu ý một chút, tô chiết khả năng liền lựa chọn cùng hắn mua nhưng khi lúc hắn cho rằng Tô Chiết không thể mua xe, cho rằng bắt chuyện Tô Chiết chỉ là lãng phí thời gian mà thôi, cho nên cũng không có tiếp tục cùng tiến Tô Chiết, mà dẫn đến một cái đơn đơn đặt hàng bị trầm khiết làm thành, trích phần trăm cũng là trầm khiết rồi. Cái này ô tô hướng dẫn mua viên hiện tại trong lòng càng là vô cùng đau đớn, không biết có bao nhiêu hối hận. Đáng tiếc trên thế giới này không có thuốc hối hận ăn, trầm khiết những này đỏ mắt đồng sự muốn trách lời nói, cũng chỉ có thể tự trách mình, ai bảo bọn hắn trông mặt mà bắt hình rong, nhìn không ra người làm người quá lợi thế. Trầm Khiết đưa Tô Chiết đến xe mới địa phương, Tô Chiết liền để Trầm Khiết trước về thiên hải đại lý xe bận biểu, không cần phải để ý đến hắn. Trầm Khiết sau khi trở về, Tô Chiết mở cửa xe, ngồi vào chỗ tài xế ngồi, gô lên ô tô đai an toàn. Tô Chiết xuyên vào chìa khóa xe, sau hắn chiếc chìa khóa chuyển tới thứ hai chặn sau, sau đó chờ thêm 5 đến 10 giây, mới mở lại động. Bởi vì chìa khóa cửa mở ra sau, sang bơm liền bắt đầu công tác, khiến dầu ép cùng phun dầu số lượng tiến hành điều chỉnh. Cho nên mấy giây sau lại khởi động lời nói, đối ô tô motor cùng với động cơ đều cũng có chỗ tốt. Đây là tô chiết từ Internet học được, hắn biết mỗi một cái xe mới đều sẽ có nó ma hợp kỳ, nhãn hiệu không giống với xe mới, ma hợp kỳ cũng không giống nhau gửi, thế nhưng bình thường tại 1.000 đến 3.000 km phạm vi này đến. Tại xe mới ma hợp kỳ bên trong, tránh khỏi đạp mạnh cần ga, tránh khỏi mãnh liệt phanh xe, không nên cao tốc chạy, xe mới sơ chạy nhanh giai đoạn đều có tốc độ của nó quy định. Nội địa xe bình thường quy định tại 40 đến 70 km, lúc trong vòng, nhập khẩu xe bình thường quy định tại lúc đầu 1.000 km bên trong, làm chân ga toàn bộ triển khai lúc tốc độ xe không cao hơn cao nhất tốc độ xe 80% mà lại yêu cầu đang sử dụng bên trong chú ý quan sát động cơ vận tốc quay bề ngoài cùng tốc độ xe bề ngoài, khiến động cơ vận tốc quay cùng tốc độ xe đều tại bên trong nhanh tan tầm làm. Làm như vậy mới là đối chính mình xe mới chịu trách nhiệm năng lực tốt nhất bảo dưỡng thật yêu xe, đối với mới đồ vật, đa số người đều sẽ có một luồng cảm giác mới mẻ, sẽ rất yêu quý mới đồ vật. Thế nhưng một khi hưng phấn sức lực vừa qua, đa số người liền sẽ cảm thấy có cũng được mà không có cũng được rồi. Tô Chiết tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ, đây là hắn vừa mới mới mua được xuống xe, hơn nữa còn là hắn chiếc xe đầu tiên. Cho nên Tô Chiết hiện tại liền đặc biệt quý trọng chiếc xe này, mỗi một bước đều yêu cầu mình làm được tiêu chuẩn nhất, khiến cho hắn xe mới có thể duy trì tại trạng thái tốt nhất lên. Thậm chí Tô Chiết còn lo lắng cho mình bước đi làm sai, hoặc là dò làm. Hắn còn cố ý dùng di động lên mạng xem lướt qua xe mới chú ý hạng mục công việc, Tô Chiết mỗi một bước đều dựa theo Internet quá trình làm. Đương nhiên Tô Chiết hậu quả của việc làm như vậy là, tuy rằng hắn đã lên xe có hơn 10 phút thời gian, thế nhưng hắn còn chưa có bắt đầu chạy, một mực ngừng ở nguyên chỗ lên, không hề rời đi qua cũng không biết tô chiết một cái cố cảm giác mới mẻ cùng cảm giác hạnh phúc, có thể kéo dài bao lâu. Hơn nữa tại như vậy trời nóng khí, ngốc ở trên xe tô chiết, bởi vì nghiên cứu xe mới bảo dưỡng phương pháp mà quá mức mê muội rồi, nếu không có mở hơi lạnh. Hơn nữa quan trọng nhất là tô chiết liền xe cửa sổ đều chưa hề mở ra, thời gian càng lâu, bên trong xe không khí liền càng ngày càng oi bức. Thế nhưng đã mê muội tô chiết lại không có cảm giác đến không thích hợp, tuy rằng hắn đã bất tri bất giác đầu đầy mồ hôi, thế nhưng hắn vẫn không có phát hiện. Phút thứ 20 đi qua, Tô Chiết cuối cùng là đem điện thoại di động thu lại, đem xe cho mở ra. Làm đại lý xe chạy nhanh lên đường sau, Tô Chiết rốt cuộc phát hiện không được bình thường. Tô Chiết vội vàng đem bên trong xe hơi lạnh lái, đồng thời còn mở tối đa. Nếu như bị nóng đến chết rồi, cái kia việc vui liền. Đoán chừng ngày thứ hai tin tức trang đầu chính là hắn, tiêu đề hắn đều nghĩ kỹ, người đàn ông nào đó tử bởi vì mua xe mới mà quá quá khích động, bị miến cưỡng địa nhiệt chết ở trong xe, đoán chừng đến lúc đó hắn tựu ra đại danh. Lái lên đường, tô chiết lái xe vẫn như cũ không dám mở được quá mức nhanh, duy trì tốc độ thấp. Bất quá lần này tô chiết nghĩ tới, con đường không chỉ có cao nhất chạy tốc độ, cũng có thấp nhất chạy tốc độ hạn chế. Tỷ như tô chiết hiện tại mở con đường này, liền có minh văn quy định ô tô chạy tốc độ thấp nhất không thể thấp hơn 40 km lúc cho nên Tô Chiết lần này ngược lại không dám mở quá chậm, nhưng là tốc độ của hắn cũng nhanh không được bao nhiêu. Một mực bồi hồi tại nguy hiểm biên giới, Tô Chiết lấy 40 km, lúc tả hữu tốc độ đi tới. Tô Chiết cũng không có đi lái xe khắp nơi đi căng gió, mua xe, Tô Chiết tâm tình rất sung sướng. Lúc này Tô Chiết tâm tình lại như hiếu tử đã nhận được món đồ chơi mới như thế, hy vọng có thể cùng hú bạn chia sẻ. Mà Tô Chiết cũng rất muốn lập tức có thể theo người chia sẻ một cái. Tỷ như hiện tại chính ở nhà bảo bảo cùng An Hân An Huyên hai tỷ muội, tôi chết rất muốn hiện tại là có thể đem chuyện này nói cho các nàng biết nghe, đem xe mới lập tức chạy đến các nàng trước mặt. Tôi chết như bây giờ tâm tình, đương nhiên sẽ không nghĩ mở xe mới khắp nơi đi căng gió. Dọc theo đường đi thuận lợi vô sự, tôi chết vô kinh vô hiểm đem xe lái về đến nhà cửa vào. Tuy rằng tiêu tốn thời gian hơi có chút trường, thế nhưng dù sao bình yên vô sự đến nhà. Tôi chết mở ra ra môn, lập tức đi tìm bảo bảo các nàng. Tô Chiết biết rõ tuy nhiên các nàng đều có ngủ chưa thời điểm, nhưng là bình thường tới nói, thời điểm này hẳn là đều tỉnh dậy. Cho nên Tô Chiết ở trong phòng khách, không nhìn thấy bảo bảo các nàng, chỉ có tiểu tuyết long cùng Sun Kata lục quy. Lập tức chạy đến bảo bảo trong phòng, thế nhưng mở cửa phòng vừa nhìn, cũng không hề phát hiện bảo bảo ở bên trong. Tô Chiết còn tưởng rằng bảo bảo các nàng hiện tại đi ra, không ở nhà rồi. Vừa lúc đó, mới vừa đi ra bảo bảo căn phòng Tô Chiết, đột nhiên nghe được từ trên lầu truyền tới một trận nô đùa âm thanh, nghe thanh âm là hai cái thanh âm bất đồng, giống như là bảo bảo cùng An Huyên. Nguyên lai like các nàng là ở tại hai lầu bên trong, Tô Chiết lập tức đi ngay lên lầu hai bên trong. Tô Chiết phát hiện âm thanh là từ An Huyên gian phòng truyền tới, hắn ngựa bên trên đi tới An Huyên căn phòng. Quả nhiên các nàng đều ở nơi này, An Huyên cùng Bảo Bảo chính ở trên giường nô đùa lẫn nhau gãi đối phương ngứa mà hai người các nàng đều là rất đập ngứa người cho nên liền không nhịn được phát ra tiếng cười mà an hân cũng ở nơi đây bất quá an hân cũng không hề tham dự vào mà lại yên lặng ngồi ở trước bàn đọc sách nhìn một quyển rất dày sách cũng không biết là sách gì an hân nhìn đến rất nhập thần chơi đùa bảo bảo cùng an huyên cũng không biết tô chiết đến mà an hân cũng bởi vì đọc sách quá mức mê muội rồi cũng không biết tô chiết đứng ở cửa vào đã có một đoạn thời gian tô chiết nhìn các nàng đều không để mắt đến hắn coi hắn là trong suốt, không có tồn tại cảm giác. Không được cùng, tô chiết chỉ có thể làm bộ ho khan. Bất quá không biết các nàng là cố ý, vẫn không có nghe được, đều không có phản ứng. Tô chiết chỉ có thể nặng nề liên tục ho vài thanh âm, lúc này các nàng mới chú ý tới tô chiết. Bảo bảo nhìn thấy tô chiết đứng ở cửa phòng sau, thừa dịp an huyên lực chú ý bị tô chiết hấp dẫn thời điểm, lập tức nhân cơ hội chạy trốn an huyên độc thủ, từ trên giường nhảy xuống, Hướng về Tô Chiết chạy đi, liền của nàng dép lê nhỏ cũng không kịp đâm vào. Tô Chiết ôm lấy bảo bảo, An Hân cũng nhìn hắn, để trong lòng hắn có chút ngượng ngùng, nói ra, xin lỗi, quấy rầy ngươi xem sách. Không có chuyện gì, ta cũng là nhàn rỗi không chuyện gì tùy tiện nhìn. An Hân cười nói, nàng cũng là thừa dịp nhàn rỗi thời điểm nhìn một chút sách, làm hao mòn một ít thời gian, bất quá không nghĩ tới chính là nàng lần này bị sách nội dung cho hấp dẫn, vẫn muốn đi xuống, liền ngay cả Tô Chiết trở về rồi cũng không biết. Vậy thì tốt, các người đều không có chuyện gì làm đi không bây giờ thiên chúng ta đi công viên giải trí chơi, có muốn không Tô Chiết nói ra, hắn đã rất ít cùng các nàng cùng đi ra ngoài, hắn phần lớn thời gian đều là ở nhà, không muốn đi ra, bất quá hắn hôm nay nhưng có dẫn các nàng ra ngoài chơi hứng thú. Có thể là Tô Chiết bởi vì hôm nay mua xe mới, tâm tình không tệ. Càng thêm có thể là Tô Chiết phát hiện bảo bảo trong lòng không vui, mà chính mình cũng rất ít đeo bảo bảo ra ngoài chơi, cho nên Tô Chiết muốn đền bù một chút, để bảo bảo có thể hài lòng một điểm. Tô Chiết đề nghị này vừa mới nói ra, tại ngực của hắn bảo bảo lập tức vỗ tay tán thành, "Tốt, tốt, bảo bảo muốn đi công viên giải trí chơi." Mà tiếp lấy chính là An Huyên rồi, nàng cũng rất muốn có thể đi công viên giải trí chơi, bởi vì gia đình nguyên nhân, An Huyên có rất ít cơ hội có thể đi công viên giải trí, có thể nói trước đó nàng là chưa từng đi. Cho nên An Huyên trong lòng liền đặc biệt khát vọng có thể đi công viên giải trí chơi một chút hôm nay Tô Chiết muốn dẫn các nàng đi, An Huyên tự nhiên hy vọng có thể đi xong rồi. Mà An Hân cùng Bảo Bảo đều muốn đi công viên giải trí chơi, An Hân đương nhiên sẽ không làm cho các nàng thất vọng rồi, nàng liền cũng đáp ứng rồi. An Hân các nàng đều đáp ứng sau, Tô Chiết liền mình ngồi ở trong phòng khách chờ các nàng. Bởi vì các nàng ba người đều cần đem trên người áo ngủ cho đổi lại, đổi một bộ so sánh chính thức một chút quần áo, luôn không khả năng mặc đồ ngủ đi công viên giải trí đi. Bất quá các nàng cũng chỉ là cần đổi một bộ quần áo mà thôi, không cần chuẩn bị những chuyện khác, cho nên rất nhanh sẽ đổi xong, có thể xuất phát. Tô Chiết ngồi ở trong phòng khách đại khái đợi khoảng 10 phút, bảo bảo cùng An Huyên các nàng đều thay xong quần áo từ trong phòng đi ra. Bất quá bây giờ bọn hắn còn không thể xuất phát, bởi vì An Hân còn cần giúp bảo bảo trải một cái mái tóc. Bảo bảo có được một đầu như mực tóc dài, dày đặc mà lại mềm mại. Bảo bảo tuy rằng còn nhỏ, trên danh nghĩa là 4 tuổi, thế nhưng nàng bây giờ mái tóc đã đến eo. Bảo bảo tóc nhiều lại dài, rất phát hơn hình cũng có thể trải. Khéo tay an hân, rất dễ dàng mà liền giúp bảo bảo trải kỹ kiểu tóc. Bảo bảo một đầu tóc đen thui, bị an hân vãn cái tinh xảo công chúa búi tóc. Lại phối hợp bảo bảo mặc trên người màu tím váy, bảo bảo nhìn lên hoàn toàn là một người cao quý tiểu tiểu công chúa bình thường. Trải kỹ kiểu tóc bảo bảo, đứng ở trước gương, hai mắt thật to chớp mắt chớp mắt mà nhìn tấm gương hình chiếu. Từ bảo bảo ánh mắt cũng có thể thấy được rồi, ý cười của nàng rồi. Xem ra bảo bảo rất hài lòng mình bây giờ hóa trang. Bảo bảo trang phục tốt sau, tôi chiết nắm bảo bảo, mang theo An Hân cùng An Huyên ra cửa. Bởi vì tôi chiết bọn hắn hiện tại ra ngoài chơi, cũng không biết sẽ chơi đến mấy giờ mới về nhà. Trong nhà xuất hiện tại không có một người lưu lại giữ nhà, cho nên tôi chiết vì an ổn chút, tại trước khi đi, tôi chiết còn đem trong nhà đóng cửa cho khóa trái. Tô Chiết nắm bảo bảo có chút nhục hồ hồ tay nhỏ, đi ở phía trước. Có thể là không có đi bao lâu rồi, Tô Chiết tại đường bên cạnh một chiếc xe trước mặt dừng lại, không có tiếp tục đi về phía trước. Mà ở phía sau An Hân cùng An Huyên, trong lòng có chút kỳ quái, còn tưởng rằng là Tô Chiết có chuyện gì mới đột nhiên dừng lại. Dù sao bình thường, bọn hắn hẳn là đi ra tiểu khu mới có thể gọi được xe. Bởi vì trong tiểu khu có quy định không cho phép xe taxi tùy tiện vào đến đón khách, cho nên Tô Chiết nếu như là ở chỗ này chờ, là không chờ được đến xe taxi. Mà An Hân biết Tô Chiết ở nơi này ở nhiều năm như vậy, không thể không biết quy định này. Cho nên An Hân trong lòng mới có chút không rõ, cho là nên là Tô Chiết có chuyện mới dừng lại. Tô Chiết, có chuyện gì sao? An Hân đi lên trước hỏi. Tô Chiết lắc lắc đầu không nói gì trả lời An Hân, hắn chỉ là thần bí mà nở nụ cười. Tại các nàng ba người ánh mắt nghi hoặc trong, Tô Chiết đi tới chiếc xe này trước mặt, sau đó từ trong túi móc ra chìa khóa xe, ung dung đẻ xuống giải tỏa khóa. Tô Chiết lúc này mới quay đầu, đối với các nàng cười nói, nhanh lên một chút lên xe, đây là ta mới vừa mua xe, nhìn lên cũng không tệ lắm phải không? Tô Chiết tin tức này làm cho các nàng khó tránh khỏi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới Tô Chiết lại đột nhiên đi mua xe rồi. Bảo Bảo cùng An Huyên ngẩn ra, sau đó đột nhiên hoan hô một tiếng, vội vàng hướng về trên xe chạy đi. Mà An Hân liền biểu hiện tương đối hở hững một ít không giống bảo bảo cùng An Huyên khuếch đại như vậy, bất quá trong lòng nàng ít nhiều gì cũng có chút ngạc nhiên. An Hân đối Tô Chiết sẽ mua xe đúng là không có bao nhiêu ngạc nhiên, bởi vì nàng biết Tô Chiết lúc trước thời điểm đã tại học lái xe thi bằng lái, hiện tại hộ chiếu thi đậu, Tô Chiết sẽ mua xe cũng không kỳ quái, dù sao An Hân biết lấy Tô Chiết điều kiện, mua xe là chuyện rất bình thường, trước đây chẳng qua là không ngồi chạy nhanh chứng nhận mới không có mua xe. Chẳng qua là Tô Chiết hôm nay đột nhiên đem xe mới ngừng ở trước mặt các nàng, nói cho các nàng biết chiếc xe này là thuộc về hắn, để An Hân trong lòng cảm thấy có chút đột nhiên. Bảo bảo cùng An Huyên hai người rất nhanh sẽ ngồi trên bên trong xe rồi, nhưng là tô chiết cùng An Hân còn chưa kịp lên xe, bảo bảo cùng An Huyên các nàng lại vội vàng bận biểu từ trên xe chạy xuống rồi. Ca ca, bên trong nóng quá, bảo bảo nói ra, không trách bảo bảo cùng An Huyên lại đột nhiên chạy xuống, nguyên lai like bảo bảo các nàng là bị xe bên trong nóng bức không khí bước cho xuống, nghe xong bảo bảo nói như vậy sau, tôi chiết liền mở cửa xe xuyên vào chìa khóa xe nổ máy xe đồng thời đem trong xe hơi lạnh mở tối đa sau đó tôi chiết lại lui ra ngoài đóng cửa xe lại tôi chiết trước hết để cho hơi lạnh sơ tán vừa xuống xe bên trong oi bức không trách bảo bảo cùng an huyên nhẫn nhịn không được nguyên lai like trong xe không khí so với bên ngoài bị liệt dương chiếu xuống còn muốn nóng rất nhiều tôi chiết cũng không nghĩ tới chỉ là ngừng không tới thời gian nửa tiếng bên trong nhiệt độ thăng lên cao như vậy mở ra đại khái khoảng một phút hơi lạnh sau Tô Chiết một lần nữa mở cửa xe, ngồi trên chỗ điều khiển. Phát hiện trong xe hiện tại đã không sẽ như vậy oi bức rồi, lúc trước nhiệt khí đã không tồn tại nữa. Chỉ ít nhiệt độ bây giờ nếu so với phía ngoài thấp nhiều lắm, thế là Tô Chiết bắt chuyện An Hân các nàng hiện tại có thể lên xe. An Hân cùng An Huyên hai tỷ muội ngồi vào phía sau chỗ ngồi, mà Bảo Bảo vốn là muốn ngồi phía trước chỗ ngồi, nhưng là liền ở Bảo Bảo nghiên cứu làm sao như Tô Chiết buộc lên ô tô đai an toàn thời điểm. Tô Chiết đột nhiên nhớ tới, Tiểu hai từ ngồi ở ngồi trước cũng không an toàn, rất dễ dàng bị thương. Thế là tô chiết liền đem bảo bảo ôm vào mặt sau cùng an hân an huyên đồng thời ngồi. Tuy rằng bảo bảo có hơi thất vọng không thể ngồi ở mặt trước, thế nhưng nghe lời bảo bảo cũng không có cái gì giận dỗi, ngoan ngoãn ngồi ở an hân cùng an huyên chính giữa. Chờ các nàng đều ngồi song sau, tô chiết khởi động xe. Tô chiết lái xe rất nhanh sẽ ra tiểu khu. Vốn là an hân xem tô chiết là vừa vặn thi đậu bằng lái không đến bao lâu muốn nhắc nhở một cái tô chiết mở ra cái khác quá nhanh. Nhưng là An Hân phát hiện nàng căn bản không cần phải nhắc nhở, tô chiết rất tự giác được mở rất chậm. Thậm chí có thời điểm một ít kỵ xe đạp người, so với tô chiết vẫn nhanh hơn một chút. Bị xe đạp vượt qua, chuyện như vậy nếu như là phát sinh ở kẹt xe dưới tình huống, là thuộc về rất bình thường. Thế nhưng xuất hiện ở trên đường rộng rãi, dòng xe cổ cũng so sánh lên, căn bản không có phát sinh kẹt xe tình hình, này cũng làm người ta có một ít bó tay rồi. Tuy rằng tôi Chiết bọn hắn muốn đi công viên giải trí, rời nhà không thể nói là rất gần. Thế nhưng lộ trình cũng không thể tính xa, bình thường thời điểm, nếu như không nhét xe, bọn hắn ngồi taxi cũng nhiều nhất gần thời gian nửa tiếng. Mà lần này Tô Chiết mình lái xe, mở ra thời gian nửa tiếng, nhưng lại ngay cả một nửa lộ trình đều không có đi đến. Dọc theo đường đi, Tô Chiết bọn hắn bị phía sau ô tô vang rất nhiều lần kèn đồng, bởi vì vì mặt sau thường thường có xe muốn dục Tô Chiết lái nhanh một chút, đừng ngăn cản đường đi rồi. Thế nhưng cuối cùng, phía sau chủ xe chỉ là tại làm chuyện vô ích, bởi vì Tô Chiết bất luận phía sau xe làm sao bức, hắn vẫn là làm theo ý mình, không để ý tới những người khác, vẫn như cũ lấy con đường thấp nhất chạy tốc độ đi về phía trước. Đương nhiên nếu như có thể mà nói, Tô Chiết cũng sẽ để cho mở điểm, để phía sau xe trước tiên lái đi. Bởi vì Tô Chiết biết mình sẽ làm lỡ đến người khác thời gian. Nhưng là đại nhiều thời giờ, còn không có đợi Tô Chiết tránh ra thời điểm, phía sau chủ xe liền đã đợi không kịp tại con đường rộng rãi thời điểm, liền chủ động từ tô chiết bên cạnh vượt qua lái qua. Tuy rằng tô chiết tốc độ tương đối chậm, thế nhưng đường đều là có phần cuối, chỉ là thời gian hao phí không giống nhau mà thôi. Tại dọc theo đường đi thuận gió không trở ngại dưới tình huống, tô chiết bỏ ra một giờ ra thời gian, rốt cuộc đi tới bọn hắn mục đích hôm nay địa. Nhiệt môn sau khi đến, tô chiết tại sân chơi phía ngoài bãi đậu xe, tìm rất lâu, mới tìm được một cái trống không chỗ đỗ xe. Bởi vì Tô Chiết mới vừa vặn học biết lái xe không đến bao lâu, cho nên tại đỗ xe tốc độ, liền so với người khác tương đối chậm một điểm. Vốn là đỗ xe chậm, cũng không có cái gì, nhưng là liền ở Tô Chiết chuyển xe chuẩn bị đem xe lái vào chỗ đỗ xe thời điểm. Có một chiếc so với Tô Chiết về sau Santana, cũng nhìn thấy cái này bãi đậu xe duy nhất chống không chỗ đỗ xe. Nếu như là tố chất người tốt, tại đối phương đi tới dưới tình huống, đương nhiên sẽ không đến đoạt cái này chỗ đỗ xe thế nhưng cái này santana chủ xe rõ ràng không nói tư chất tại biết tô chiết đã muốn ngừng ở cái này chỗ đỗ xe sau ỉ vào kỹ thuật điều khiển của mình so với tô chiết thành thạo nếu đoạt hướng về đem xe cho ngừng đi vào tô chiết lúc đó liền lên cơn giận dữ an hân lo lắng tô chiết kích động vội vàng khuyên giải nói tô chiết bọn hắn có thể là không biết là chúng ta tới trước bị an hân vừa nói như thế tô chiết xác thực tính táo một ít tuy rằng tô chiết biết khả năng này rất nhỏ liền ở Tô Chiết chuẩn bị xuống xe, cùng đối phương giảng là hắn tới trước, làm cho đối phương lái đi, đem chỗ đỗ xe trả lại cho bọn hắn. Trong Santana người cũng xuống xe rồi, là ba nam tử, nhìn lên rất cao to, hơn nữa hoặc nhiều hoặc ít nơi cánh tay, hoặc là trên ngực văn có hình xăm, mái tóc cũng là đủ mọi màu sắc, nhìn lên cũng làm người ta cảm thấy là tên côn đồ, không trách sẽ đoạt Tô Chiết chỗ đỗ xe. Ba người này rõ ràng rất hung hăng càn quấy, đặc biệt là dẫn đầu người còn hướng về tô chiết so sánh cái đầu ngón tay phát ra tiếng cười nhạo tô chiết cũng nhịn không được nữa xoay người hướng về an hân các nàng dặn dò các ngươi đừng xuống xe ta đi ra ngoài một chút nói xong tô chiết liền mở cửa xe xuống xe an hân ở phía sau hô tô chiết tuyệt đối đừng kích động có chuyện hảo hảo nói muốn tỉnh táo lại nhưng là cũng không biết tô chiết có nghe hay không đến tô chiết sau khi xuống xe liền trực tiếp hướng về đối phương đi đến đối mới biết Tô Chiết là tới tìm hắn nhóm, bọn hắn nhất thời thật cũng không vội vã rời khỏi. Bọn hắn muốn nhìn một chút Tô Chiết dự định như thế nào, bất quá bọn hắn lượng Tô Chiết cũng không dám như thế nào, bọn hắn bên này nhưng là có ba người, hơn nữa nhìn lên thân thể so với Tô Chiết đều phải cường tráng rất nhiều. Xin mời đem lái xe của các người đi, là ta tới trước, ta trước tiên nhìn thấy cái xe này vị. Mời các người đi tìm khác một chỗ đỗ Tô Chiết nhịn xuống lửa giận nói ra, nếu như có thể đơn giản xử lý sự tình, hắn cũng không muốn vô cớ sinh sự. Nếu như đối phương có thể đem chỗ trong xe trả lại Tô Chiết lời nói, Tô Chiết cũng hy vọng chuyện này có thể chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ chuyện nhỏ coi như không có. Dù sao Tô Chiết hôm nay là mang bảo bảo các nàng đi ra đùa, nếu như có thể mà nói, Tô Chiết cũng không muốn phát sinh cái gì không vui vẻ hơn sự tình, đến phá tâm tình không tốt. Người ngớ ngẩn a hát, người nói là của ngươi sẽ là của ngươi ta còn tại Yến Vân Thị sống hơn 20 năm, cũng không dám nói Yến Vân Thị là của ta dẫn đầu nam tử khinh thường nói đối phương mái tóc màu đỏ kia lại tăng thêm cái kia một bộ khiến người ta rất khó chịu vẻ mặt tôi chiết rất có đem mặt của đối phương đến cùng đáy giày của chính mình tới một cái tiếp xúc thân mật bây giờ đối phương rõ ràng cho thấy dự định vô lý thủ nháo không có ý định đem xe vị nhường lại rồi ta hỏi lại nhiều một lần các ngươi mở hay không mở đi tôi chiết nói ra hắn đã sắp sắp không nhịn được nữa a à, vẫn rất thần khí ta chính là không lái đi a hát người có thể bắt chúng ta thế nào? Nam tử tóc đỏ nói ra, thái độ rất hung hăng, còn dùng tay đẩy tô chiết mấy cái. Mà đổi thành bên ngoài hai người cũng tới đẩy về trước táng tô chiết, rõ ràng cho thấy dự định lấy nhiều lần ít rồi. Nhưng là bây giờ tô chiết, làm sao có khả năng như vậy mà đơn giản bị người bắt nạt? Các ngươi không lái đi phải hay không, tốt, tô chiết nói xong, bỗng nhiên một quyền nện vào Santana nóc động cơ. Chỉ là nghe được ầm một tiếng vang thật lớn, dọa đối phương giật mình mà Santana vốn đang thật tốt nóc động cơ, nhất thời lõm đi vào một khối lớn. May, nếu dám nện xe của ta, có phải muốn chết hay không? Nam tử tóc đỏ nhìn thấy xe yêu của mình bị tô chiết nện một cái hố to, nhất thời liền mất đi lý tính, một quyền hướng về tô chiết đánh tới. Đáng tiếc tốc độ của đối phương, tương đối so với tô chiết tốc độ liền có vẻ quá chậm, quả đấm của hắn đã bị tô chiết dễ dàng bắt được, tránh thoát không được. Tô chiết đã sớm xem nam tử tóc đỏ mặt rất khó chịu rồi, hiện tại có cơ hội, hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cho nên Tô Chiết đang bắt ở tay của nam tử tóc đỏ sau, liền lập tức một quyền đối với nam tử tóc đỏ trên mặt đánh tới. Không thiên về không lệch ra, Tô Chiết quả đấm vừa vặn đánh vào đối phương trên lỗ mũi. Nhất thời liền để nam tử tóc đỏ không nhịn được gào khóc thảm thiết lên, nước mắt đều biểu đi ra. Tô Chiết một quyền nhất thời liền để nam tử tóc đỏ thấy đỏ lên, mũi huyết chảy liên tục hơn nữa tô chiết thừa dịp nam tử tóc đỏ tại biệt mũi từ thời điểm lại nắm lấy nam tử tóc đỏ đầu dùng đầu gối tàn nhẫn mà đè ở nam tử tóc đỏ trên bụng về sau tô chiết buông lỏng tay nam tử tóc đỏ liền không chịu được té xuống đất lúc này an hân cũng nhìn thấy tô chiết cùng người nổi lên xung đột đối phương có ba người mà tô chiết chỉ có một người lo lắng tô chiết ăn thiệt thòi để an huyên mang tốt bảo bảo sau sau đó nàng vội vàng xuống xe dự định đi giúp tô chiết tại nam tử tóc đỏ ngã xuống sau Hắn hai người đồng bạn mới phản ứng được. Tuy rằng Tô Chiết gọn gàng nhanh chóng giải quyết xong nam tử tóc đỏ, để trong lòng bọn họ có chút ý sợ hãi, nhưng là bọn hắn vẫn là hướng về Tô Chiết đánh tới, Lâm Trận bỏ chạy không phải là là loại nhát gan tới. Đương nhiên bọn hắn sở dĩ còn có dũng khí hướng về Tô Chiết khởi xướng khiêu chiến, càng nhiều hơn chính là bởi vì đối với thứ hai người bọn họ đồng thời ra tay, Tô Chiết sẽ bắt chuyện không tới, đến lúc đó thì có hy vọng đánh thắng Tô Chiết tiền đề nếu như bọn hắn biết tô chiết thực lực chân thật nhất định sẽ lập tức chạy mất dép vậy còn dám chủ chuyển tay rất rõ ràng đối phương hai người quá mức đánh giá cao chính mình rồi bọn hắn vẫn không có đụng tới tô chiết đã bị tô chiết chảo dừng tay tô chiết dùng sức uốn một cái bọn hắn liền đau đến chịu không được quỷ kêu liên tục suýt chút nữa liền muốn quỳ xuống rồi tô chiết hai tay vừa ra lực hai người bọn họ liền không nhịn được hướng về đối phương đánh tới hơn nữa là càng va càng dùng sức Liên với để cho bọn họ lẫn nhau đối với đụng phải hơn 10 lần, Tô Chiết mới giạt ra tay đến. Đã đầu óc choáng váng bọn họ, nhất thời mất đi cân bằng lực, nhẹ nhàng nhào trên đất, bọn hắn hiện tại cảm giác xem đồ vật gì đều đang xoay tròn, liền ngay cả bầu trời cùng đại địa đều là xoay tròn, hơn nữa còn là phương hướng khác nhau xoay tròn, để cho bọn họ có chút muốn ói. Tô Chiết này mười mấy lần va chạm, có thể khiến bọn họ chịu không ít khổ đầu. Nếu như là thân thể đụng vào nhau rồi, tuy rằng đau nhức, nhưng là bọn hắn còn có thể chịu được được. Thế nhưng trong đó có mấy lần, bọn hắn không thể tránh khỏi thời điểm, mặt đụng vào nhau rồi, mới là thống khổ nhất, mũi va mũi, miệng va miệng. Cái kia mấy lần để mũi của bọn họ cùng miệng đều xuất không ít huyết, suýt chút nữa hàm răng đều phải va rơi. Lúc này tôi chiết giạt ra tay sau, để cho bọn họ có một loại rốt cuộc rời khỏi địa ngục, kiếp sau sống lại cảm giác. Audio điện tử võ tấn bền làm an hân từ trong xe chạy đến tô chiết nơi này thời điểm đối phương ba người đã tại trên đất nằm sấp gào thét không ngớt để an hân căn bản không nghĩ ra chuyện gì xảy ra làm sao tại trong thời gian ngắn như vậy xảy ra chuyển biến lớn như vậy trước đó đối phương bọn hắn không phải đều rất phách lối sao hiện tại làm sao đều trên đất bên trong nằm tại kêu thảm an hân không thể không cho rằng đối phương là dự định lừa bịp tô chiết nằm trên đất giả bị thương tốt dọa dẫm tô chiết bởi vì theo An Hân Tô Chiết căn bản không khả năng tại trong thời gian ngắn như vậy đem đối phương đều đánh bại. Tuy rằng An Hân biết Tô Chiết trên căn bản mỗi ngày đều sẽ rèn luyện thân thể, nhưng là từ Tô Chiết thể trạng lên, An Hân vẫn là không cách nào tưởng tượng Tô Chiết có thể đánh bại đối phương. Ta hỏi lần nữa, bây giờ còn mở hay không mở đi. Tô Chiết ra tay còn biết đúng mực, mặc dù đối phương nhìn lên thương thật giống như rất nghiêm trọng như thế, thế nhưng chỉ là da thịt vết thương kỳ thực không nghiêm trọng lắm, thế nhưng Tô Chiết cũng không có tiếp tục động thủ. Tô Chiết xem ba người bọn họ, đối với hắn lời nói không hề có một chút phản ứng, chỉ là tại trên đất kêu thảm. Thế là Tô Chiết lại nắm chặt nắm đấm, lại một lần nữa mà nện vào Santana nóc động cơ lên. Tô Chiết lần này cường độ so với lần trước còn muốn lớn hơn, tiếng vang như sấm, nóc động cơ càng thêm lõm đi vào một khối lớn, suýt chút nữa bị Tô Chiết cho đánh đi xuyên qua. Chỉ thấy vốn đang trên đất nằm, không để ý đến Tô Chiết Nam tử tóc đỏ, nhất thời lấy cấp tốc động tác nhanh nhẹn bò lên, mở cửa xe tới ngồi lên, mà hai người khác tốc độ cũng không chịu yếu thế, hết sức nhanh chóng lên xe. Nam tử tóc đỏ vội vội vàng vàng từ trong túi quần lấy ra chìa khóa xe, xuyên vào chìa khóa, khởi động Santana, một khắc cũng không dám chế nải, lập tức đem Santana cho mở ra chỗ đỗ xe. Toàn bộ quá trình, nam tử tóc đỏ là làm liền một mạch, hoàn toàn không có dừng lại, nhìn đến Tô Chiết có chút ước ao cũng không biết hắn lúc nào mới có thể như vậy thuần thục. Nam tử tóc đỏ bọn hắn hơn nữa cũng không dám tiếp tục tại trong bãi đậu xe dừng lại, trực tiếp đem Santana mở ra bãi đậu xe, về phần bọn hắn sẽ đi nơi nào, Tô Triết liền quản không được nhiều như vậy, hắn chỉ biết là chỗ trong xe của hắn hiện tại phải quay về rồi. Tô Triết xoay người dự định về trên xe, đem xe lái vào chỗ đỗ xe. Nhưng là Tô Triết tại xoay người sau chú ý tới An Hân chính ngơ ngác nhìn hắn, liền ngay cả Tô Triết đi tới bên cạnh nàng nàng đều chưa kịp phản ứng. Kỳ thực Tô Chiết căn bản không có ý thức được, vừa nãy hắn làm việc có cỡ nào kinh người. An Hân tuyệt đối không ngờ rằng, thể hình nhìn như gầy yếu Tô Chiết, nếu ẩn giấu mạnh như vậy lực bộc phát, chỉ là một quyền liền ở Santana nóc động cơ nện cho một cái hố to, nhìn lên kinh tâm động phách, An Hân tin tưởng khiến người khác cầm đại thiết trùy, cũng không nhất định có thể làm được hiệu quả này. Cũng là bởi vì bây giờ Tô Chiết, cùng An Hân bình thường nhìn đến Tô Chiết, trước sau tương phản lớn như vậy, mới khiến cho An Hân kinh sợ. Tô chiết tại An Hân trước mặt lung lay mấy lần, lại gọi vài tiếng danh tự, mới đem thật giống mất hồn vậy An Hân cho kiếm về thần. Mà lúc này, Bảo Bảo cùng An Huyên cũng ở trên xe không sống được rồi, dồn dập chạy xuống rồi. Ca ca là lợi hại nhất, đem người xấu đều đuổi chạy. Bảo Bảo vỗ tay, không ngừng hoan hô. Cà ca ca, ngươi là làm sao đem bọn họ dọa chạy, thật sự rất thô bạo. An Huyên cũng thập phần hưng phấn. Dù sao đối phương nhìn lên hung thần ác sát, cũng không dễ trêu bộ dáng. An Huyên cùng Bảo Bảo hai người ánh mắt thật giống đều có ngôi sao nhỏ đang nhấp nháy, sùng bái mà nhìn Tô Chiết. Rất rõ ràng trải qua một kiện sự này sau, An Huyên cùng Bảo Bảo hai cái này bé gái, đối Tô Chiết càng thêm sùng bái, tại trong lòng các nàng, Tô Chiết thân ảnh của càng cao hơn đại vĩ bờ rồi. Trải qua ngốc ở trên xe các nàng, tuy rằng rất cố gắng nhìn bên này, nhưng là vì góc độ vấn đề, khiến các nàng rất khó nhìn đến đây chuyện gì xảy ra càng đừng nói nhìn thấy tô chiết đại phát thần uy, đem đối phương đánh cho tè ra quần rồi. Thế nhưng tại An Hân cùng bảo bảo xem ra, chỉ cần tô chiết đem xe vị phải quay về, cũng đã là rất chuyện không bình thường rồi, dù sao đối phương nhìn lên rất hung ác rất xấu bộ dáng. Tô chiết không biết mình bất trí bất giác liền thành, hai cái trong lòng tiểu nữ hài anh hùng. Tô chiết trước tiên làm cho các nàng ở bên cạnh chờ chờ, hắn đem xe nhìn thấy chỗ trong xe bên trong. Cứ việc vừa mới xảy ra một đoạn không tính khoái trá khúc nhạc dạo ngắn, thế nhưng cũng không ảnh hưởng Tô Chiết bọn hắn vui đùa tâm tình. đem sau khi xe dừng lại, Tô Chiết liền mang theo các nàng mua vé vào cửa, tiến vào sân chơi. Vừa vào sân chơi, An Huyên cùng bảo bảo này một lớn một nhỏ tiểu ma nữ, thật giống như phát rồ như thế. Hơn nữa An Huyên cùng bảo bảo không kích thích hạng mục, các nàng còn không chơi, để tô chiết thập phần bất đắc dĩ, Tô Chiết lại một lần nữa thể hội tại chỗ cao cảm giác sợ hãi, có lực không chỗ dùng khó chịu. Cứ việc Tô Chiết trong lòng có chút sợ sệt, thế nhưng Tô Chiết lại không yên lòng để An Huyên cùng bảo bảo chính mình đi chơi. Mà Tô Chiết dẫn các nàng đi tới nơi này, tự nhiên là hy nhìn các nàng có thể chơi được tận hứng, cho nên Tô Chiết tự nhiên không thể không đồng ý các nàng, chỉ có thể kiên trì bồi tiếp các nàng. Tô Chiết hy vọng giường nào bảo bảo cùng An Huyên yêu thích đùa hạng mục, là xoay tròn ngựa gỗ, đung đưa ô các loại, đáng tiếc bảo bảo cùng An Huyên hai người cũng không bằng tô chiết nguyện. Làm tô chiết dẫn các nàng tới chơi xoay tròn ngựa gỗ thời điểm, các nàng liền mất đi hết thảy hứng thú, hoàn toàn không nghĩ đi tới ngồi ý nghĩ. Để tô chiết không thể làm gì khác hơn là bỏ đi cái ý niệm này, chỉ có thể làm cho các nàng chính mình lựa chọn. Có thể là không có nghĩ tới là, bảo bảo cùng An Huyên chọn nếu là siêu cấp lớn bầy trùy, tô chiết vừa nhìn cũng cảm giác được run chân của chính mình. Thế nhưng bảo bảo cùng An Huyên hai cái hy vọng ánh mắt, để Tô Chiết không đành lòng từ chối, hơn nữa An Hân còn ở phía sau cười trộm, ở nơi đó cười trên sự đau khổ của người khác. Có chút đại nam tử chủ nghĩa Tô Chiết, thời điểm này tự nhiên không thể khiếp nhược. Cho dù trong lòng lại sợ hãi, cũng phải nỗ lực làm ra một bộ hoàn toàn không quan tâm vẻ mặt. Kỳ thực cái này không thật là tốt đùa, rất nhàm chán, chúng ta đi chơi những khác, được không? Tô Chiết làm bộ không để ý nói, tuyệt đối không có thể để người ta nhìn ra hắn là không dám đi tới chơi nhưng là bảo bảo muốn đi lên chơi, ca ca ngươi liền đáp ứng bảo bảo, được không? Bảo bảo cắn đầu ngón tay, hâm mộ nhìn mặt trên không hiểu kinh hô người, mơ hồ không rõ mà nói ra. Lần trước bảo bảo tới thời điểm đã nghĩ chơi siêu cấp lớn bầy trùy, chỉ bất quá khi đó bị tô chiết lừa gạt đi chơi những khác, cho nên sẽ không có chơi thành. Ca ca, ta cũng muốn chơi, ngươi xem người phía trên cười đến bao lớn thanh âm, khẳng định rất thú vị rất kích thích. An Huyên cũng nói. Tô Chiết tại sao không có nghe được người phía trên đang cười, hắn chỉ nghe được mặt trên bị hù ngã kêu to mà thôi. Được rồi, liền để cho các ngươi thử một chút, các ngươi khẳng định sẽ hối hận. Xem ra Tô Chiết lần này là không thể nào bỏ đi bảo bảo cùng An Huyên ý nghĩ, hôm nay không làm cho các nàng chơi một lần lời nói, trong lòng các nàng nhất định là không cam lòng, vậy chỉ có thể là liều mình cùng quân tử. Tô Chiết dự định bất cứ giá nào, chơi liền chơi, không có gì ghê gớm lắm, Tô Chiết ở trong lòng cho mình cường tráng khí liền ở tô chiết dự định mang bảo bảo cùng an huyên đi tới xếp hàng thời điểm đột nhiên chú ý tới an hân ở sau lưng cười trộm xem tiểu thuyết đề cử đi mắt mau nhìn sách đến chúng ta cùng nhau chơi đùa người hôm nay đều không có chơi cái gì lần này nhất định phải cùng nhau chơi đùa không phải vậy nhiều tiếc nuối a hát tô chiết ôm chết cũng muốn kéo một cái chịu tội thay ý nghĩ đem an hân cũng cùng một chỗ kéo lên an hân không nghĩ tới chính mình vô duyên vô cớ bị tai bay vạ gió nàng không phải là không sợ trời không sợ đất bảo bảo cùng An Huyên, đối cấp xếp đặt búa, An Hân nhìn cũng cảm giác được sợ sệt, vậy có dũng khí đi tới thử nghiệm. Nhất thời An Hân liền muốn chạy trốn, nhưng là tô chiết vậy có thể như vậy mà đơn giản để An Hân chạy mất, thật chặt nắm lấy An Hân thủ không buông ra, không cho An Hân tránh thoát khỏi. Tô chiết, ta sai rồi, buông tha ta, có được hay không? An Hân nhất thời phục nguyễn, biết mình căn bản tránh thoát không được sau, nàng tại tô chiết bên tai nhỏ giọng nói an hân không dám nói được lớn tiếng liền tránh thoát động tác cũng không dám quá lớn bởi vì nàng cùng tô chiết nghĩ đến gần như không thể để cho bảo bảo cùng an huyên biết nàng sợ sệt an hân muốn duy trì nàng làm tỉ tỉ tôn nghiêm không thể để cho bảo bảo cùng an hân chê cười hắc hắc tô chiết chỉ là cười cười không nói gì nhưng là từ hắn không có buông tay đến xem hắn rõ ràng liền không có ý định buông tha an hân bởi vì tô chiết kéo lên an hân sau có an hân đồng thời tham dự hắn đột nhiên cảm giác mình không có trước đó sợ như vậy, cho nên hắn tự nhiên càng thêm không thể thả An Hân. Bất kể như thế nào, đều phải An Hân cùng hắn cùng nhau chơi đùa, ai kêu An Hân ở sau lưng nhìn có chút hả hê. An Hân cũng đã minh bạch Tô Chiết bây giờ là sẽ không bỏ qua cho nàng, cho nên chỉ có thể nhận mệnh, cũng không lại tránh thoát, kinh tâm táng đẩm cùng Tô Chiết đồng thời xếp hàng, mỗi đi tới một bước nhỏ, nàng cũng cảm giác càng sợ sệt, tim đập càng lúc càng nhanh. Mà người ở bên ngoài xem ra, an hân cùng tô chiết động tác lại như một đôi tình lữ như thế tô chiết nắm an hân thủ mà an hân ngoan ngoãn đi theo tô chiết mặt sau chỉ là làm người trong cuộc tô chiết cùng an hân đều không có cái này giác ngộ còn không biết động tác của bọn họ có bao nhiêu sùm liền ngay cả bảo bảo cùng an huyên cũng phát hiện hai người tại lén lén lút lút cười trộm liền ở sắp xếp tới tô chiết bọn hắn thời điểm lúc này ăn mặc đồng phục làm việc công nhân viên đi tới nói ra xin lỗi tiên sinh vì bảo đảm thân người an toàn, cấp xếp đặt búa là không cho phép một. 4 mét trở xuống tiểu hài tử đùa, cho nên cái này người bạn nhỏ là không thể đi lên. Tô Chiết nghe được tin tức này sau, còn chưa kịp phản ứng thời điểm. An Hân nhân cơ hội tránh thoát Tô Chiết, gọn gàng nhanh chóng mà ôm lấy bảo bảo, đi ra đội ngũ, Tô Chiết, ngươi và Tiểu Huyên đi tới chơi là được rồi, ta ở nơi này cùng bảo bảo, chờ các ngươi xuống, chơi phải cao hứng điểm. An Hân rốt cuộc đào thoát Tô Chiết ma trưởng tâm, lúc này tâm tình của nàng thập phần vui vẻ ung dung, không cần tiếp tục phải lo lắng sợ hãi rồi. Tô Chiết không nghĩ tới sẽ là kết quả như thế, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn An Hân. Được rồi, chỉ có thể trách Tô Chiết phản ứng của mình chỉ đột, nếu như hắn sớm một chút phản ứng lại, bồi tiếp bảo bảo người chính là hắn, mà An Hân liền muốn cùng An Huyên cùng đi chơi cấp xếp đặt búa. An Hân, chúng ta đổi một cái vị trí đi, ta lưu lại cùng bảo bảo, người và An Huyên đi tới chơi. Tô Chiết lúc này, rất nhớ này dạng nói. Thế nhưng hắn biết An Hân là tuyệt đối không thể nào biết đồng ý. Bởi vì đổi lại Tô Chiết lời nói, cũng sẽ không đồng ý. Cho nên câu nói này Tô Chiết chỉ là ở trong lòng nghĩ nghĩ, cũng không có nói ra đến. Không phải là cấp xếp đặt búa, không có gì ghê gớm lắm, coi như làm làm một hồi ác mộng đi, mấy phút là có thể đã tỉnh. Vốn là nhìn lên dài đằng đẵng đội ngũ, nhưng là